Mật mã Tây Tạng, trác Mộc Cường Ba. Tập 11. Tương truyền người Maya tổng cộng có 13 chiếc đầu lâu pha lê từ thời viễn cổ, người nào có thể thu thập cả bộ 13 chiếc đầu lâu này sẽ nhìn thấy kỳ tích của thần. Giờ đây trên thế giới đã xuất hiện tổng cộng 3 chiếc đầu lâu pha lê thật, một chiếc ở bảo tàng Anh quốc, một chiếc ở Paris, còn một chiếc bị mất trộm ở Mỹ, đến giờ vẫn không biết tung tích, ngoài ra còn có vô số đồ giả mạo. Tôi nghĩ, chiếc đầu lâu pha lê trước mắt chúng ta đây chắc là một trong số đó. Cung điện của tử thần Bò lên khỏi đường hầm lầy lội, giáo sư Phương Tân thở vào một hơi nhẹ nhõm, nói với chắc Mộc Cường ba giờ cậu đã hiểu tại sao ông Pieri phải tốn nhiều tâm tư như vậy chưa, ở dưới đường hầm có nhiều bẫy dập thế cơ mà. Nếu ngay cả bẫy đơn giản của ông ấy mà chúng ta cũng không thể phá giả được, vậy thì chúng ta cũng không thể phá giả được, vậy thì chúng ta căn bản không có cơ hội ra khỏi tòa cung điện ngầm này, ông ấy cũng không cần thiết phải chỉ đường cho chúng ta làm gì nữa, cứ ở dưới lòng đất mà chờ chết còn thoải mái hơn bây giờ cả trăm lần. Trác Mộc Cường Ba không khỏi dâng lên niềm kính phục đối với vị thám hiểm ra tiền bối. Gã đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này bọn họ đang ở trong một thông đạo vừa nhỏ vừa hẹp, giống như một đường ống thông gió nhiều hơn, nước đã rút hết. Gã kinh ngạc thốt lên, kỳ quái thật, mới rồi nước còn lớn thế, sao đã chảy đâu hết mất rồi. Lạt ma á là đứng ở chỗ bọn họ bị đẩy lên nói, cậu đến đây xem thì biết trác mộc cường ba thò đầu ra nhìn chỉ thấy nước bên dưới giống như một dòng chảy ngầm đang ào ạt về phía trước liền hỏi sao lại thế hỏi xong mới đột nhiên tỉnh ngộ cửa đá bị mở ra rồi nước ở tầng dưới đang rút đi lạt ma á la nói đúng vậy nếu chúng ta lên chậm hơn dù chỉ một phút thì sẽ bị dòng nước rút đi này xối trở xuống tầng thứ tám hơn nữa còn không có cơ hội trở lên nữa đâu trác mộc cường ba đưa ra một nghi vấn nãy hát vẫn thắc mắc đại sư Lúc ở dưới nước gặp phải cái đầu lâu, sao ông không sợ gì hết vậy? Lạt Ma Á la mỉm cười, nói ra một câu thiền ngữ, trong lòng không có quỷ, tất không phải sợ gì. Trác Mộc Cường Ba nói, đây cũng là thành quả của việc mật tu hay sao? Lạt Ma Á la không trả lời, không hiểu là vẫn chưa định thần lại hay đã cạn kiệt sức lực, thân hình ông hơi lảo đảo một cái. Trác Mộc Cường Ba không để ý, vẫn chưa hết kinh hoàng, đúng là hung hiểm quá, thật không ngờ vẫn còn một nơi như vậy. Đường Mẫn cũng đã đứng lên, cô mở to đôi mắt nói với Trác Mộc Cường ba, so với hai tầng trước thì đỡ hơn nhiều rồi, tòa địa cung này càng xuống dưới thì càng đáng sợ mà. Trác Mộc Cường ba không tin, làm sao thế được, chúng ta phải thập tử nhất sinh mới lên đến được tầng này đó. Đường Mẫn âm ước nói, tầng nào mà chẳng thập tử nhất sinh, anh chẳng qua là kẻ ngốc gặp phúc đó thôi. Giáo sư Phương Tân nói, thật đó, chín tầng địa ngục của người Maya, đáng lẽ phải là hình kim tự tháp ngược, nhưng theo như chúng tôi nghiên cứu và phân tích cung điện dưới lòng đất này lại là cả một tòa kim tự tháp phần lộ ra bên trên mặt đất chiếm một phần ba cũng chính là kim tự tháp lớn chúng ta nhìn thấy ở bạch thành dưới lòng đất còn hai phần ba nữa tầng dưới nguy hiểm hơn tầng trên rõ ràng là lợi dụng tâm lý tham lam của những kẻ tìm báu vật ai mà không muốn tìm thấy càng nhiều báu vật hơn chứ bẫy dập càng nguy hiểm thì càng dễ khiến người ta cảm thấy bên dưới có kho báu lớn hơn kết quả là những kẻ xuống dưới đó không còn ai trở lên được nữa từ những bộ xương khô mà chúng ta trông thấy, tòa địa cung này chắc đã bị người ta vơ vét sạch sẽ, sót lại không gì ngoài mấy cái bẫy này, giờ chỉ là một ngôi mộ hại người không hơn không kém. Chắc là vậy rồi, đại sư, đại sư. Lạt ma á la gượng nở một nụ cười, rồi khuỵu xuống, bất ngờ ngã lăn ra, hồn mê bất tỉnh. Chắc một cường ba đứng gần đó nhất, vội ôm sốc dậy. Đường mẫn kéo cánh tay lạt ma á la, kêu ối một tiếng, chúng độc rồi vết thương trên cánh tay lạt ma á la đã biến thành màu đen, dịch thể vàng sữa không ngừng dỉ ra ngoài. Có lẽ ông bị thương trong lúc giúp bọn Trác Mộc Cường ba tránh mấy mũi giáo, rồi sau đó còn chọc tay vào vách đá nóng bỏng kéo chốt mở của quan, chất độc đã ngấm sâu vào cơ thể. Giáo sư Phương Tân nói, cũng may là chất độc từ ngàn năm trước, rất nhiều thứ đã thoái biến, bằng không đây chắc hẳn đã là thứ kịch độc chạm vào lập tức mất mạng ngay rồi. Thế nào hả, có cách gì giúp được đại sư không? Ông hỏi Đường Mẫn. Đường Mẫn nói, không biết là chất độc gì, dựa vào phản ứng của vết thương thì rất giống với nọc rắn, có lẽ là chất độc lấy trên cơ thể ếch tên độc hoặc rắn độc. Nhưng chúng ta không có huyết thanh giải độc, cháu chỉ có thể tiêm cho ông ấy một mũi thuốc trung hòa độc tố, rồi dùng thêm chút gieo trị rắn cắn xem có hiệu quả không, nhưng cũng chẳng thể nào chỉ tận gốc, sợ rằng phải dựa vào bản thân đại sư để giải độc thôi. Đường mẫn sơ cứu cho lạt ma á la rồi đeo ba lô lên vai. Chác Mộc Cường ba cóng ông trên lưng, tiếp tục tiến lên. Đường hầm nhỏ hẹp này chỉ dài chưa đầy 10 mét, lối ra là hai lỗ tròn đường kính chưa đầy 1 mét, ở giữa ngăn cách bằng một trụ đá thẳng đứng bên ngoài cũng giống như tầng thứ sáu. đèn đuốc sáng rực, những ngọn đuốc trông như chén sừng trâu cắm ở khắp mọi nơi. Lối ra cao cách mặt sàn chừng 3 mét, trác một cường ba và đường mẫn xuống trước, sau đó đỡ lấy lạt ma á la, đợi giáo sư Phương Tân cùng xuống tới nơi. Lúc này họ mới nhìn rõ, lối ra của thông đạo là một cái đầu lâu đá nhân tạo khổng lồ, cửa ra chính là hai hốc mắt của nó. Từ thần Ahatput, anh trai của nữ thần mặt trăng, hóa thân của thần mặt trời dưới địa ngục, vị chúa tể địa ngục trong lòng người Maya, đồng thời cũng là thống lĩnh của chín vị giả thần trốn âm ti, vị thần xuất hiện nhiều thứ hai chỉ sau thần Kukulkan trong nền văn minh Maya. Hình tượng của thần có lúc là một ông già còng lưng, có lúc là một bà già mó mém, tay chân như vuốt chim ưng, nhưng nhiều nhất vẫn là hình ảnh giống như trong giáo lý của các tôn giáo lớn trên thế giới, chính là bộ xương khô. Tay thần cầm cây trượng phán quyết của thần thánh, trên người đeo đầy chuông, bên cạnh có trợ thủ đắc lực là thần báo. Đây là những tư liệu Trác Mộc Cường Ba biết được qua buổi học bổ súng dưới tầng thứ bảy, nhưng phải đến tận lúc này, khi thực sự đứng trước cung điện của tử thần, gã mới cảm nhận được sự kính sợ của người Maya đối với tử thần Ahatput, tất cả những điều đó đều được họ thể hiện qua kiến trúc của mình. Các ngọn đuốc trong đại sảnh đều ở độ cao dưới 5 mét, còn mái vòm thì ẩn trong một vùng tối sâu thẳm. Khắp gian đại sảnh, ở những nơi mắt thường có thể trông thấy, tất cả tượng điêu khắc, tranh vẽ, trang trí, đều liên quan đến xương người. Mỗi ngọn đuốc trông như chén sừng trâu kia đều do một bộ xương người nâng trên tay, phù điêu trên tường đều tạc hình đầu lâu khổng lồ, hoàn chỉnh hoặc chỉ có nửa trên, từng chiếc răng được chạm tỉa rất công phu, trong những bích họa màu đen có thể thấy các bộ xương người đứng hoặc ngồi, tả thực có, chiều tượng có, hình thái sinh động đến mức như đều có sinh mạng vậy, các lối vào đều được tạo hình là những đầu lâu xương sọ miệng há to cho người ta phải chui vào, cột trống đại sảnh là những chiếc xương sườn được xếp thành hàng lối gây cho người ta cảm giác như đang đi lại trong lồng ngực của một người khổng lồ, mới phiến đá lát sàn rộng chừng 15 mét vuông, bên trên chạm nổi toàn những nô lệ chỉ còn là bộ xương bị đánh đập, tra tấn man dợ. Giáo sư Phương Tân ghi lại tất cả vào máy tính, bảo rằng đây là cung điện duy nhất trong những cung điện ông từng thấy sử dụng xương cốt để trang trí. Bọn họ đi rất lâu, trông thấy rất nhiều bức tượng xương cốt lớn nhỏ khác nhau. Tầng này còn lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của họ. Pieri đã viết thế trong cuốn sổ ghi chép, không nghi ngờ gì nữa, cung điện tử thần chính là cung điện Hùng Vĩ, tráng lệ nhất trong cả tòa cung điện này, trước nay tôi chưa bao hát dám tưởng tượng, dùng xương cốt lại có thể xây dựng nên một tác phẩm nghệ thuật khiến người ta phải khâm phục. Thiếu. Ở đây có mấy nơi để lại ấn tượng rất sâu sắc, tôi có thể liệt kê bên dưới, thiếu khung xương quái dị của loài sinh vật khổng lồ hay là tượng đá. Hố tuấn táng, bầu trời sao, không thể đọc được, khoảng cách giữa chúng rất xa, tôi nghĩ, lối lên có lẽ là ở một trong những nơi này, hoặc cũng có thể Tầng này vẫn còn nơi tôi chưa thăm dò tới. Vì lúc xuống tới đây tâm trạng tôi rất kích động, trải qua rất nhiều căn phòng mới nghĩ tới việc nhớ lại đường lên trên, nhưng tôi không tìm được vị trí nào để xuống tiếp nữa. Chắc một cường ba thầm nhủ trong bụng, cái ông Pierre này không lấy chúng ta ra làm trò đùa đấy chứ, mỗi lần tới chỗ quan trọng không phải bỗng nhiên bỏ sót thì là không nhớ được, đúng thật là. Giáo sư Phương Tân cho máy tính hiển thị nhưng nơi họ đã đi qua, mà hình liền hiện lên một hình vẽ 2D, ông chỉ tay nói: có trông thấy không, cả bức phách đều là một đồng thẳng, chúng ta giống như đang đi trong một gian phòng khổng lồ, không thể nào đo đếm được dài rộng bao nhiêu, người Maya đã chia nó thành các gian phòng nhỏ hơn, mỗi gian cao chừng mấy chục mét, rộng dài độ trăm mét gì đó, mà những thứ Pieri nhắc tới trong cuốn sổ, chúng ta còn chưa thấy cái nào cả. Điều làm tôi khâm phục nhất chính là trí tưởng tượng của người Maya, không ngờ họ có thể tạo ra nhiều hình tượng xương cốt tạo hình tương đồng mà lại có phong cách riêng biệt đến thế. Trác Mộc Cường ba cóng lạt ma á la trên lưng, gật gật đầu. Đường Mẫn buông cánh tay lạt ma ra, nói, "Hơi thở, nhiệt độ, mạch đập đều vẫn bình thường, tạm thời không có gì đáng ngại." Họ băng qua thêm một gian phòng nữa, cuối cùng cũng phát hiện ra một gian phòng đặc biệt. Xung quanh gian phòng cũng trang trí không khác gì những phòng khác, chỉ có bức tượng khổng lồ ở giữa gian phòng khiến người ta phải sửng sốt. Trong mắt người hiện đại thì bức tượng này không lạ chút nào. Đó là một bộ xương thuộc về loài khủng long nào đó đứng thẳng cao tới 4-5 mét, chiều dài mười mấy mét. Nhưng loại hóa thạch này xuất hiện trong địa cung người Maya, thật không thể không khiến người ta thấy kinh ngạc. Trác Mộc Cường ba ngước mắt nhìn hóa thạch khủng long, nói, đây là khủng long bạo chúa à. Gã đã nhìn thấy một lần trong viện bảo tàng. Giáo sư Phương Tân bước tới gần ngắm kỹ một hồi, rồi nói, đúng là hóa thạch, cụ thể là chủng loại nào thì không rõ lắm. Nhưng mà kỳ quái thật, người Maya làm sao mà được thứ này dưới lòng đất nhỉ? Mọi người nhìn xem, mặc dù chỗ nào cũng có dấu vết bị tổn hại, nhưng về tổng thể thì rất hoàn chỉnh. Bọn họ đã tìm đủ mọi cách đào lên đồng thời lắp ghép hoàn chỉnh bộ xương hóa thạch này, đây. Ông bỗng hiểu ra, thốt lên, đây nhất định là bộ xương sinh vật kỳ quái mà Pieri trông thấy, vì ông ấy không hiểu hóa thạch là gì, vậy nên mới không thể phán đoán được là tượng đá hay xương cốt. Đây là khủng long mà, Pieri không đến nỗi cả khủng long cũng không biết chứ. Chắc một cường ba hiểu, các nhà thám hiểm mấy thế kỷ trước đều là những người có học thức uyên bác, mà theo gã, những vấn đề thuộc về thường thức như là khủng long, giờ cả học sinh tiểu học cũng còn biết nữa là. Giáo sư Phương Tân kiểm tra lại tư liệu rồi nói, không có gì là lạ, cậu xem này, mãi đến năm 1841 từ khủng long mới được đưa ra, mà lúc ấy thì Pieri đã qua đời lâu rồi. Theo như ông ấy nói, nơi tiếp theo cách đây rất xa, chúng ta vừa đi vừa để ý tìm kiếm cẩn thận, thử coi có thể tìm được đường lên trên không. Trác Mộc Cường ba dịch người lạt ma á la lên trên một chút cho dễ cõng hơn. Đang chuẩn bị đi tiếp, bỗng nghe tiếng cách cách vang lên, gã cẩn thận ngoái đầu, nửa căng thẳng nửa hoài nghi nhìn chằm chằm vào bộ xương khủng long hóa thạch, bước mấy bước rồi lại quay đầu nhìn, sau khi đã xác định hóa thạch ấy không có biểu hiện gì lạ thường, mới bắt đầu đi xung quanh đại sảnh tìm kiếm đường thông lên trên. Ba người đều mệt mỏi dã rời, gần như là lật tung cả nền nhà lên, kiểm tra hết từng bức tượng xương người, từng góc cột, không phát hiện ra bất cứ đường nào có thể lên trên, nhưng bẫy thì đụng phải không ít. Một lần đường mẫn chạm phải chốt bẫy dưới chân, bức tượng bộ xương trước mặt cô đột nhiên mở bung lồng ngực, suýt chút nữa đã kéo cả đường mẫn vào trong, làm đường mẫn sợ hãi kêu rú lên. Sau lần đó, đường mẫn cứ bám sát sau lưng chắc một cường ba mà tìm kiếm, tự nhiên thành lãng phí mất một nhân lực. Cuối cùng giáo sư Phương Tân cũng lên tiếng, xem ra không phải ở đây rồi, đi thôi, đến nơi tiếp theo. Nhưng trên đường đi cũng phải cẩn thận xem xét có khi ở ngay bên đường cũng không chừng. Nội dung cuốn sổ của ông Pierre quả thật rất kỳ lạ, bầu trời sao. Mọi người biết trong tiếng Anh, bầu trời sao còn có nghĩa nào khác nữa không? Ở một nơi khác trên cùng tầng kim tự tháp đó, mười mấy tên du kích đang vây quanh bệ đá màu trắng mà lúc nãy Sos đứng cạnh. Bệ đá này cao hơn đầu người, trông giống như một cái nắp quan tài khổng lồ, bên trong bệ có nhiều bột vụn màu nâu đất, trông rất giống máu khô. Đám du kích chỉ biết gãi đầu gãi tai, không ai nói ra được rốt cuộc thứ này dùng để làm gì. Bạn đang đọc chuyện được tại. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Gonzales giật thoát mình, không hiểu lại có thằng ngu đen đuổi nào dẫm phải bẫy rồi, hắn xoay phát người lại ngoác miệng ra chửi bới, không phải đã xếp hàng rồi à. Sao còn dẫm phải bẫy nữa vậy? Một gã lính du kích đứng sau lưng hắn tái mặt nói, không phải bẫy, bắc, bắc, hắn bị chuột tha đi rồi. Chuột, chuột, lớn, lớn, lớn lắm, tôi chưa bao giờ thấy con nào lớn như thế cả. Gonzales cho há một bập tai, giận dữ quát lên, chuột thì to thế nào được chứ? Kéo được cả người đi hay sao? Tên lính du kích kia ớt ức ôm bộ mặt sưng vù lý nhí biện bạch, chuột, đúng là chuột mà, chưa bao giờ tôi thấy con chuột nào lớn đến thế. Là chuột, đúng là chuột. Gonzales chửi bới ẩm ý, rít mạnh một hơi thuốc cho bớt căng thẳng, nhưng mới bước được hai bước, đã nghe tiếng xì xì, trước mặt bỗng trườn ra một con chăn khổng lồ. Gonzales giật bắn mình, rơi cả điếu thuốc xuống đất, bốn tên thủ hạ sau lưng hắn cùng nổ súng bắn loạn xạ cuối cùng coi như cũng bắn chết được con vật đồng thời trong góc lại thấp thoáng một cái bóng dường như là một con chăn khác vừa chui vào trong vùng tối basaka nhắc nhở sếp hình như tầng này không chỉ có bẫy dập mà còn có rất nhiều động vật cỡ lớn chăn khổng lồ đó là chăn khổng lồ đấy hơn nữa còn một số đứa đi vào lối rẽ giờ vẫn chưa tìm thấy quá nửa là đã gonzales hằn học rậm mạnh lên điếu thuốc dưới đất nói con mẹ nó cái chỗ quỷ tha ma bắt này, nếu tầng này còn không tìm thấy thứ gì, vậy chúng ta. Chúng ta, đếch tìm nữa, hắn đã nhẫn nại hết sức có thể, không thể tiếp tục cứ nhằm hướng có nguy hiểm mà tiến lên nữa. Đằng nào cũng đã tìm được tới đây rồi, lần sau mang theo nhiều người hơn nữa tới đây, tao không tin là không phá hết được rốn bẫy này. Trong đầu Gonzales thầm nhủ, trở về là một lựa chọn sáng suốt, chúng mày nên về từ lâu rồi mới phải, giờ thì đã muộn mất rồi. Trong bóng tối vọng lại một âm thanh xa lạ, họng súng của tất cả đám du kích đều hướng về phía có âm thanh cất lên ấy. Kẻ nào, Gonzales xít lên, cơ thịt khắp người đều giật giật. Sos từ trong bóng tối bước ra dưới ánh đèn, nửa gương mặt như chim ưng ma quỷ của y khiến đám du kích giật thoát mình, thầm nhủ, chẳng lẽ lại là xác ước vạn năm đội mồ sống dậy. Sos cười cười nói, dùng huyết chỉ để khởi rộng cung điện của tử thần là một quá trình rất dài và phức tạp. Ta cần ba cái xác sống, ba cái xác chết, ba bộ da người, ba túi mật, rất vui vì bọn mày có thể cung cấp các thứ ấy. Mặc dù Gonzales không hiểu ý đối phương lắm, nhưng sát khí trong tiếng cười ấy thì hắn nhận ra được. Tên béo vung tay lên quát, mặc cha mày là ai, không thằng nào dám cản trước mặt bọn tao đâu, chết đi. Lệnh vừa hạ xuống, tiếng súng lập tức vang lên, sauce bật cười khùng khục lách người biến mất vào trong bóng tối. Gonzales vung tay lên nói, mày, mày, lên xem sao. Hai tên tròn đội du kích cầm súng dè dặt tiến lại gần chỗ Sauce vừa biến mất sau đó cũng biến mật luôn vào bóng tối, đã 10 phút trôi qua mà không thấy động tính gì cũng không có hồi âm. Basaka lớn tiếng gọi, này, chúng mày đâu rồi? Scooter, Landak, trả lời đi, bốn phía xung quanh ánh đuốc bập bùng, tĩnh lặng đến đáng sợ. Basaka đích thân dẫn theo bốn tên thuộc hạ, phập phồng lo sợ lần tìm về hướng hai người kia biến mất. Gonzales thình lình thấy hết sức rõ ràng, năm người chìm vào bóng tối. Chợt có tiếng súng vang lên, trong ánh lửa gonzales trông thấy một bóng đen khổng lồ và bóng người nhỏ bé chồng lên nhau sau đó tiếng súng im bặt tiếng người cũng im bặt gonzales dương khẩu súng máy lên quét một loạt đan vào bóng tối nhưng không có gì hết hắn run run giọng nói con mẹ nó quái vật a à, sau lưng gonzales chợt vang lên tiếng kêu thảm thiết tên béo vừa xoay người lại tức khắc sợ đờ người ra ba người bọn trác mộc cường ba vừa đi vừa tìm kiếm không biết bao nhiêu lâu sau giáo sư phương tân đột nhiên chỉ tay vào màn hình máy tính chúng ta chuyển hướng rồi gì cơ ạ à? trác mộc cường ba hỏi giáo sư phương tân đáp cậu nhìn đi trước đó chúng ta đi theo hướng đông tây kể từ gian đại sảnh này hát chuyển thành hướng nam bắc rồi trác mộc cường ba hỏi vậy nghĩa là thế nào giáo sư phương tân giải thích tôi nghĩ rằng là tổng cộng được chia làm bốn khu vực lớn tất cả các gian sảnh chúng ta vừa đi qua chắc có lẽ thuộc khu phía nam gian phòng chứa bộ xương khủng long hóa thạch là trung tâm hai bên phân bố đối xứng số lượng và tạo hình các gian sảnh đều tương tự như nhau cái gì cơ trác mộc cường ba lớn tiếng kêu lên ý của thầy giáo là chúng ta đi lâu như vây mới chỉ đi được một phần tư của tầng này thôi sao giáo sư phương tân gật đầu chỉ sợ là thế thôi tôi nghĩ muốn tìm đường lên trên phải ít nhất chúng ta cũng mất chọn một ngày để tìm kiếm hết tất cả các gian sảnh mất nghe giáo sư phương tân nói đường mẫn mệt mỏi nhưng người dựa vào trác mộc cường ba từ mê cung tầng thứ bảy họ đã không ăn tí gì, sau đó lại phải trèo thang, leo tượng nữ thần, lặn dưới nước một thời gian dài, thể lực quả thực đã tiêu hao gần hết. Giáo sư Phương Tân cũng chú ý đến vấn đề này, ông nói, hay là như vậy đi, đối với các gian sảnh dọc đường, chúng ta không cần tìm quá tỉ mỉ, chủ yếu cứ nhằm vào mấy nơi Pieri nhắc đến ấy, tôi cho rằng, bốn gian sảnh này chắc hẳn đều là vị trí trung tâm của bốn khu vực. Chúng ta đến gian sảnh thứ hai thì dừng lại nghỉ một chút, thể lực tiêu hao nhiều quá rồi, nếu không nghỉ ngơi chỉnh đốn lại, cơ thể không chịu nổi đâu. Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn gật đầu đồng ý, ba người lại tiếp tục hướng về phía Bắc, máy gian sảnh hướng Nam Bắc và những gian hướng Đông Tây khi nãy khác với nhau khá rõ rê, tất cả các gian sảnh hướng Đông Tây đều lấy phủ điêu hình đầu lâu tạc trên tường làm chủ đạo, trang trí bằng các nét chạm bộ xương nô lệ màu đen, còn các gian sảnh lúc nãy lại lấy tượng đá hình đầu lâu lớn làm chủ đạo. Bọn họ nhìn thấy một bức tượng đầu lâu cao tới 5 mét, nặng dễ chừng cả trăm tấn trong một gian sảnh lớn. Người Mai A tạc bức tượng này giống y như thật, bên trong thì đặc ruột, rõ là được làm từ nguyên một tảng đá trắng lớn. Thật khó mà tưởng tượng được người Maya cổ đại làm thế nào để đưa tảng đá nặng như vậy xuống được đến tang này. Cuối cùng khi họ đi qua một cái đầu lâu đá, tới gian sảnh tiếp sau, trước mắt liền xuất hiện một cái hố tuấn táng song lìa hoàn toàn khác hẳn với những gì họ đã tưởng tượng trong đầu. Hố tuấn táng, gian đại sảnh ở giữa gấp hơn ba lần các gian xung quanh, mặt sàn vốn phẳng lì trơn tuột bốn bề đều lõm xuống như đường xe điện ngầm, hình thành nên các đường rãnh dài hình chữ nhật. Giáo sư Phương Tân lấy máy dò ra quan trắc sơ bộ một chút. Những đường rãnh này rộng 3 mét, sâu 5 mét, chiều dài không đều, nằm trong khoảng từ 100 đến 150 mét. Trong các hố tuấn táng cần phải có xương cốt, điều này không hề sai, nhưng hố tuấn táng mà họ trông thấy lại khác với tất cả những chỗ khác. Các bộ xương khô bên trong không xếp thành hàng thành lối mấy chục bộ hay mấy trăm bộ một, mà là vô số khúc xương chất chồng lên nhau, giống như một đống đồ chơi xếp hình gỗ ném lung tung xuống ấy vậy. Trong những đống xương ấy, có xương người, có xương thú, hệt như những bức tường xung quanh, mỗi khúc xương đều ánh lên một sắc trắng thảm thương, một màu trắng quái dị, rõ là không có tạp chất, tựa hồ như mỗi khúc xương trong ấy đều được người ta cạo rửa sạch sẽ hoàn toàn, sau đó mới ném xuống hố tuẫn táng vậy. Đường Mẫn cúi đầu xuống, không dám nhìn tác phẩm nghệ thuật khủng bố theo trường phái siêu thực này. Trác Mộc Cường ba thắc mắc giáo sư, những bộ xương trong này dường như rất không bình thường, theo tôi thì thi cốt bên trong hố tuấn táng lẽ ra không nên sạch như vậy mới đúng chứ. Giáo sư Phương Tân gật đầu, cậu nói không hề sai, hố tuấn táng ở đây không phải hố tuấn táng theo nghĩa truyền thống. Hố tuấn táng theo nghĩa truyền thống, tức là đem người và gia súc còn sống cùng lúc giết chết khi hạ táng các quý nhân, rồi chôn xuống các hố các rãnh đã đào sẵn trong mộ. Người sau khi chết thi thể mới giữa ra, cộng với một loạt những phản ứng hóa học sinh học, xương cốt phải gần như màu bùn đất mới đúng, còn xương cốt ở trong này, quả thực là quá trắng. Hơn nữa, đã có trận thế âm binh rồi, tại sao còn phải đào hố tuấn táng lớn thế này làm gì nữa nhỉ? Ông thử dậm chân xuống hố tuấn táng, dùng sức giận xuống, rồi nói, các khúc xương lèn chặt lắm, số lượng xương cốt trôn ở đây khẳng định là nhiều khủng khiếp. Đường mẫn kéo kéo cánh tay chắc một cường ba, mặt ủ mày trao nói, chúng ta, chúng ta ăn ở đây hay sao? Em, em không nuốt nổi đâu. Trác Mộc Cường Ba nói: "Giáo sư, chúng ta trở lại gian sảnh trước, ăn uống nghỉ ngơi rồi quay lại tra tìm những hố tuấn táng này được không?" Giáo sư Phương Tân gật đầu đồng ý, ba người liền vòng trở lại ăn uống. Đây cũng là số thức ăn cuối cùng còn lại của họ rồi. Đường Mẫn lấy thuốc ra truyền qua đường tĩnh mạch cho Lạt Ma Á La. Lúc này, cơ mặt Gonzales không ngừng co giật, toàn thân bị một bầu không khí băng lạnh thấm đẫm mùi máu tanh bao phủ mỡ trên người hắn giờ đây có nhiều thêm mấy trang nữa cũng không ngăn nổi cảm giác lạnh lẽo ấy trước mặt hắn bảy con chăn khổng lồ nam mỹ đang ngách cao đầu trông tựa như bảy chiếc cột dưới ánh đuốc đầu chăn khổng lồ càng thêm âm lạnh ghê rợn sáu tên thuộc hạ còn sót lại của hắn đã bị sáu con chăn kia siết chặt lúc này đã thở ra nhiều hít vào ít e rằng khó mà sống nổi gonzales sống ngần này tuổi rồi mà cũng chưa từng trải qua tình cảnh nào hung hiểm tới nhường này hắn giơ khẩu súng máy trong tay lên song khí thế thì đã bị đè bẹp từ lâu, ai mà biết sáu con chăn khác liệu có cùng bổ tới chỗ hắn hay không, cứ nghĩ đến cảm giác bị năm con chăn phay thây là toàn thân Gonzales run lên bần bật. Tầng này có rất nhiều chăn khổng lồ Nam Mỹ và loài chuột khổng lồ mà con người xếp vào hàng động vật tiến sử, đều là do người Maya cổ đại nuôi thả trong đây để bảo vệ lăng mộ cho vị vua tôn quý nhất của họ vị vua duy nhất tự xưng là tử thần Erhis. Hình bóng Sos lại hiện ra trong tối tăm như một bóng ma. Không cần phải nói, Tất cả thủ hạ còn lại của Gonzales đều đã gặp phải tình trạng tương tự rồi. Sauce nở một nụ cười đáng sợ, chỉ vào ngực mình, ở tầng này, lời tao tức là mệnh lệnh. Sauce mỉm cười bước về phía Gonzales, một con chăn khổng lồ cỡ bự nằm vắt vẻo ngay trước mặt, không ngừng vặn vẹo thân mình mở đường cho Sauce, đồng thời cũng có thể chắn đạn cho y. Sauce đi sau con rắn, gương mặt sứt sẹo nham nhở của y trông còn dữ tợn hơn mặt rắn gấp bội, ánh đúc bập bùng không ngừng, khi mở khi tỏ khiến cho gương mặt đó tựa hồ như vô số con sâu thịt bò nhung nhúc bên trên gonzales nhìn sau tựa như một tên chuyên làm việc xấu nhìn thấy ma quỷ hắn không dám tin trên đời này lại có chuyện như vậy lại có người như vậy đừng qua đây tao bảo là đừng qua đây tên béo khản giọng ra sức hét lớn hắn ném khẩu súng máy trong tay ra xé toang vạt áo đặt tay lên nút ấn kích nổ hóa ra bên trong người hắn quấn đầy thuốc nổ sau dừng lại y biết rõ uy lực của đống thuốc nổ ấy một khi đã kích hoạt chỗ đó thừa sức hủy diệt cả tầng thứ năm này, cả y cũng không ngờ tên béo này lại đeo thuốc nổ bên mình như thế. Bọn chăn phía trước Sos cẩn trọng vây lấy y, đầu rắn ngóc lên sau lưng, khiến loạt nhìn cứ như thể Sos đang ngồi trên một chiếc ngai kết bằng lũ chăn khổng lồ Nam Mỹ ấy vậy. Gonzales nghiêng đầu, khóe miệng giật giật rất không tự nhiên, toàn thân cứng đờ, mày đừng có qua đây. Qua đây là tao sẽ cho nổ chết chung một lượt luôn. Mày thả tao đi, tao không cần cái gì ở đây nữa, nhường cho mày hết cho mày hết toàn bộ. So thoải lái ngả người ra sau, giữa lưng vào thân thể cuộn tròn của con chăn, mỉm cười nói, các thứ ở đây. Ở đây thì có thứ gì, mày cho tao được cái gì, đừng, đừng kích động, mày không cần phải căng thẳng quá, nguyên liệu tao cần cũng đã đủ rồi, đối với tao mày không còn giá trị nữa. Mày muốn đi thì cứ đi, lúc nào cũng được, giọng y đột nhiên biến đổi, lạnh lùng buông một câu, chỉ có điều, e rằng mày không thể ra khỏi đây được thôi. Gonzales đã dần dần hồi lại sau một lúc kinh hoàng ban đầu, thấy bọn chăn khổng lồ Nam Mỹ này hoàn toàn phục tùng trước đối phương chẳng khác gì mấy con chăn trong dạp xiếc, đồng thời cũng nhớ lại vô số bẫy dập nơi đây, hắn chỉ có mình, đích thực là không có năng lực tránh né những cơ quan bẫy dập được che giấu hoàn hảo đó. Chỉ nghe Sauce nói tiếp, ở đây còn có vô số chuột khổng lồ Nam Mỹ, bọn sinh vật tiền sử ấy, cả tao cũng không có cách nào điều khiển được chúng, cứ thử giơ nút bấm ra hưa hưa trước mặt chúng xem có con nào ngồi xuống đàm phán với mày hay không. Y vươn người một cái, rồi đứng dậy. Gonzales vội lùi lại hai bước. Sauce thong thả nói, tao phải làm việc, mày không còn việc gì thì cứ đi đi. Ừm, um, đúng rồi, quên bảo với mày một việc, thức ăn của lũ chuột ấy là chăn khổng lồ Anaconda đấy, tự nghĩ xem rốt cuộc chúng lớn thế nào đi. Gonzales khép lại vạt áo, tay vẫn không dám buông nút bấm ra, lẩm bẩm hỏi, rốt cuộc mày là ai? Tao hả? Sos nở nụ cười khinh miệt, tao là người khai quật cổ mộ, đã nghiên cứu cái địa cung hat út này mấy năm rồi. Cơ quan bẫy dập và các sinh vật ở đây tao đều rõ như lòng bàn tay. bay hát, chỉ cần kích hoạt huyết trì, mở ra lăng tẩm của quốc vương là có thể trực tiếp đối diện với cánh cửa cấm kỵ cuối cùng rồi. Lăng tẩm của quốc vương, đây là lần đầu tiên Von Gian nghe thấy có người nói đến tầng này thực sự là cái gì? Sos hỏi, sao vậy, mày không biết à? Tòa kim tự tháp lớn này, chính là xây nên để an táng vị quân chủ cuối cùng của Bạch Thành Quốc Vương Vĩ Đại quân chủ cuối cùng của Bạch Thành Quốc Vương Vĩ Đại Bách Chiến Bách Thắng A Ông ấy chọn cái tên trùng với tên tử thần, để biểu thị mình chính là tử thần. Vì vậy sau khi chết, quốc vương sẽ cai quản tầng địa ngục thứ 5, thống lĩnh cả 9 tầng địa ngục. Thế nào, chúng ta trao đổi điều kiện đi, mày giúp tao làm việc, tao sẽ dẫn mày ra khỏi đây, một mình tao khởi động huyết trì thì tốn thời gian quá. Gonzales như kẻ chết đuối vỡ được cọc, vội cúi đầu khom lưng nói, vâng, vâng, xin ngài cứ ra lệnh, tôi nhất định sẽ làm tốt. Hắn biết cách làm thế nào khiến kẻ khác khuất phục, đương nhiên cũng biết phải khuất phục trước kẻ mạnh như thế nào. Sos gật đầu, tốt lắm, mày lột ra ba tên ra trước đã, suy. Khi chú miệng huyết gió một tiếng, ba con chăn khổng lồ lập tức cuộn chặt lại, ba tên du kích gãy hết xương cốt, nội tạng bị ép phỏi qua miệng. Sos làm ra vẻ ái ngại, ấy, thật là, bọn chăn này không biết khống chế sức mạnh gì hết làm gãy hết cả xương rồi, xem ra công đoạn lột da của mày tốn công hơn một chút rồi. Da mặt Gonzales giật giật, lạnh lùng nói, không vấn đề gì, cứ giao cho tôi đi. Số thức ăn cuối cùng cũng bị ba người dùng hết, hát thành ra ba lô trên lưng nhẹ đi phần nào, nhưng gánh nặng tâm lý lại tăng thêm một bậc. Chắc một cường ba khích lệ đường mẫn khắc phục nỗi sợ, rồi ba người lại quay về về chỗ hố Tuấn Tăng tìm kiếm cơ quan và đường thông lên tầng trên. Đi qua mấy cái hố, giáo sư Phương Tân nói, cường ba à, Cậu phát hiện ra gì chưa? Xương cốt trong đây được phân loại đấy. Trác Mộc Cường ba ừm một tiếng, gã cũng đã phát hiện ra, xương trắng trong hố tuấn táng này, nếu là xương sườn thì đều đạt chung trong một hố, xương tay hoặc xương chi trước được đặt chung một hố, xương sọ lại được đặt chung một hố khác, không hiểu dụng ý của người Maya là gì nữa. Sau khi nhảy qua cái hố thứ 10, giáo sư Phương Tân lớn tiếng gọi, "Mau qua đây, Cường ba." Ở đây có cánh cửa Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn vội chạy theo giáo sư Phương Tân, phát hiện ra cánh cửa này kề sát với vách tường đá phía tây, vì tạo hình rất giống với cột đá xương sườn, nhìn từ xa rất khó phân biệt. Chặn trước mặt họ là cái hố tuấn táng dài chừng trăm mét, bên trong trống hô trống hoác, chỉ sâu chừng bằng chiều cao một người. Ba người nhảy xuống dưới hố, quan sát ở khoảng cách gần cho thật kỹ. Khe cửa hướng thẳng lên trên, cuối cùng biến mất trong bóng tối. Hình dạng cánh cửa này trông như khoang ngực người ta, giữa các xương sườn là hoa văn dọc, rất giống cơ thịt, giữa những cơ thịt điểm xuyết bởi các hình tượng xương người. Còn có rất nhiều hình bộ xương nhỏ bằng bàn tay đang đau đớn lăn lộn trên cửa, bị lửa thiêu, bị sét đánh, bị búa đá đập, vùng vẫy hồng thoát thân, nhưng đều toát lên vẻ tuyệt vọng trước cánh cửa đóng kín. Mấy người bọn tác mộc cường ba đứng trước cánh cửa này, lập tức dâng lên cảm giác thật nhỏ bé. Đường mẫn thở dài thốt lên, cánh cửa lớn quá. Trác mộc cường ba lẩm bẩm cửa địa ngục trong truyền thuyết, có lẽ chính là như vậy đây giáo sư phương tân nói nhưng tìm khắp xung quanh mà cũng chưa thấy chốt mở cửa ở đâu cậu nhìn những xương sườn này mà xem là kết cấu nằm ngang không hiểu có phải là than treo hướng lên trên hay không đường mẫn không dám bám lên đó giáo sư phương tân thì tuổi tác đã cao chắc mộc cường ba bèn đặt lạt ma á la xuống tôi đi thử xem có trèo lên được không giáo sư phương tân đưa đèn pha chiếu sáng cho gã dặn dò cẩn thận đấy Trác Mộc Cường ba đeo mũ chiếu sáng lên, dắt đèn vào thắt lưng, rồi bắt đầu trèo lên từ góc phía nam cảnh cửa lớn. Khoảng cách giữa các khúc xương sườn khổng lồ chưa đến nửa mét, ở giữa lại có rất nhiều hình đầu lâu xương cốt nhỏ gồ ra, trèo lên không tốn sức chút nào. Chẳng mấy chốc, Trác Mộc Cường ba đã không còn nhìn thấy giáo sư Phương Tân và đường mẫn bên dưới nữa. Lúc này gã mới phát hiện ra, cánh cửa này không thẳng mà hình cong, giống như cái thùng gỗ, hai đầu nhỏ, ở giữa phình to. Trác Mộc Cường ba dùng cả tay lẫn chân, nhanh chóng bò lên tới đỉnh, tính toán sơ sơ, cánh cổng này cao chừng 50 mét gì đó, nhưng dường như vẫn còn cách tầng trên một khoảng không nhỏ chút nào. Gã bắt đầu dịch chuyển theo phương ngang ra giữa cánh cửa, vì ở giữa cao hơn một chút. Chỉ thấy bên trên khe cửa có ba đầu lâu xếp thành hình chữ phẩm ngược, mỗi đầu lâu đều có ba mặt, một mặt hướng phía trước, hai mặt ngoảnh sang hai bên trái phải, hốc mắt của các đầu lâu đã bị hủy hoại một cách nghiêm trọng, tựa như có người cố ý đung dao chọc khoét vào trong đó vậy. Chắc Mộc Cường Ba tự hiểu, có lẽ trước đây trong các hốc mắt này là ngọc hay đá quý gì đó, giờ thì đã bị bọn trộm mộ lấy đi rồi. Để nhìn xem cánh cửa này còn cách tầng trên bao xa, gã bật đèn pha lên, nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt, lại một lần nữa khiến gã kinh ngạc sững người. Trác Mộc Cường ba không thể ngờ, trần của tầng địa ngục thứ năm này lại không hề trơn nhẵn thẳng thớm, mà được người may a dùng vô số các giường đá, kèo đã gác chồng lên nhau. Nơi này trông như tổ kiến hay tổ ong, hoặc có thể nói là giống động bàn tơ trong Tây Du Ký cũng không quá đáng, các kèo đá giường đá ấy nối liền với nhau, cuối cùng hình thành mạng lưới khổng lồ. Mà tác dụng của mạng lưới này lại là, bên trên đó chỗ nào cũng thấy chăn nam mỹ, bọn chúng lười nhác cuốn mình bên trên giường kèo, dường như đang say ngủ, thì thoảng mới nhúc nhích thân hình một chút, cuộn thêm một vòng. Dưới ánh sáng ngọn đèn pha, mạng lưới giường kèo quấn đầy chăn nam mỹ trông hệt như con quái vật có vô số cơ thịt có thể nhu động nhung nhúc. Trác Mộc Cường ba chỉ chiếu đèn một lần, ngước mắt nhìn lên, chăn nhiều vô kể, tựa hồ không thể đếm hết gã nhân lúc lũ quái vật ấy còn chưa bị đánh thức vội vàng leo xuống giáo sư phương tân đang thấp thỏm chờ đợi phía dưới vừa thấy trác mộc cường ba xuống liền hỏi ngay thế nào hả có lên được không trác mộc cường ba lắc đầu quầy quậy không không thể lên trên đó treo lên tới đỉnh cánh cửa là hết đường hơn nữa bên trên còn có rất nhiều chăn nam mỹ chăn nam mỹ bên trên có rất nhiều giáo sư phương tân hỏi đường mẫn cũng kêu lên một tiếng khe khẽ Trác Mộc Cường ba gật đầu, bọn chúng đều ở trên giường đá phía trên, hình như họ cố ý xây như vậy để lũ chăn có chỗ nghỉ ngơi. Giáo sư Phương Tân nói, nói như vậy, tầng này mới là sào huyệt của lũ chăn khổng lồ Nam Mỹ, còn ở dưới tầng dưới chẳng qua là bị rơi xuống qua miệng hố kia thôi. Trác Mộc Cường ba gật đầu, e là như vậy, giáo sư Phương Tân chợt nhíu mày, vậy bọn chuột khổng lồ thì sao? Lúc ở tầng dưới khởi động chốt mở cơ quan, cả tầng đều bị nhấn chìm trong nước, sợ rằng đó cũng không phải xào huyệt của chúng đâu. Đường mẫn bắt đầu thấy căng thẳng, Lý Nhí hỏi, vậy, vậy tầng này, không phải còn nhiều hơn. Trong đại sảnh trượt vang lên tiếng động lạ, làm đường mẫn sợ quá kêu rú lên. Phía xa xa vang lên những âm thanh không ai hiểu nổi. Trác Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân đồng thanh kêu lên, quân du kích. Trác Mộc Cường Ba ngẩng đầu nhìn ra xa, chỉ thấy ba tên du kích đầu hõng mặt chuột, hai tay nắm chắc báng súng đang tiến về phía họ, bước đi một bước toàn thân lại run lên một chập, liêng biêng lảo đảo. Trác Mộc Cường ba phục người xuống, chúng đều có súng cả, làm sao đây? Gã rút súng lục ra, bên trong chỉ còn hai viên đạn, sau đó lại liếc mắt nhìn lại Ma Á La, thầm nhủ, giá đại sư tỉnh lại được thì tốt rồi. Giáo sư Phương Tân nói, chúng không biết chúng ta đang ở đâu, đó là ưu thế của chúng ta, thịt hai tên trước, còn lại một tên sẽ dễ đối phó hơn. Trác Mộc Cường ba nói, nhưng, súng nổ một tiếng chỉ bắn được một tên, chắc chắn sẽ làm kinh động đến hai tên kia. Giáo sư Phương Tân nói, vì thế, sau khi bắn chúng một tên, cậu phải nhanh chóng chuyển hướng, bắn chết tên thứ hai. Như cậu quan sát lúc nãy, vị trí của ba bọn chúng bay hát ở chỗ nào rồi? Chắc Mộc Cường ba nghĩ ngợi một thoáng, rồi đáp, một tên đang tiến về phía chúng ta. Lời vừa mới dứt, trên đầu ba người đã vang lên tiếng lẩy chốt súng, cái đó là một tràng tiếng gì không hiểu, giáo sư phương tân ngẩng đầu nhìn tên lính du kích mặc quân phục đang chĩa súng vào mình hỏi trác mộc cường ba sao sao cậu không nói sớm tên lính du lịch kia cũng đã sợ đến hồn phiêu phách tán từ lâu thấy đối phương có bốn người lại có một người đang nằm một người là phụ nữ liền lập tức quay đầu lại lớn tiếng gọi đồng bọn trác mộc cường ba đã trải qua huấn luyện đặc biệt sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy nhân một thoáng lúc tên du kích quay đầu gã thuận thế kéo mạnh lôi cả người hắn xuống hố tuẫn táng Trác Mộc Cường ba cầm khẩu M4 trong tay hắn lên, giờ chúng ta có hai khẩu súng rồi. Vậy sao, giáo sư Phương Tân đón lấy khẩu súng, tháo hộp đạn ra, đưa cho Trác Mộc Cường ba xem. Trác Mộc Cường ba giận dữ quát, không có đạn còn cầm súng ra dọa, đúng là thật chẳng ra sao. Giáo sư Phương Tân cười khổ, vừa rồi lúc hắn gạt chốt tôi đã thấy không ổn rồi. Vì nét mặt hắn vẫn như đang bị áp lực kinh khủng lắm, người dã quen khi cầm súng, khi có súng trên tay sẽ vững vàng hơn một chút xem ra bọn chúng cũng hoảng sợ không kém gì chúng ta đâu trác mộc cường ba ngẩng đầu lên nhìn lần nữa thấy hai tên du kích còn lại biến mất rõ ràng là chúng đã mai phục ở một trong các hố tuẫn táng chứa đầy xương người kia rồi trác mộc cường ba nói như vậy không phải là cách chúng ta không thể bị chúng giữ chân lì ao chỗ này mãi được hơn nữa ở đây còn có các sinh vật nguy hiểm cần phải làm thịt chúng trước rồi kịp thời tìm lối ra để tôi đi xử lý chúng cho giáo sư phương tân cũng đồng tình được, vậy chúng tôi sẽ yểm hộ cho cậu. Đường Mẫn nói, cẩn thận nhé anh. Chắc Mộc Cường ba ưỡn ngực anh dũng đáp yên tâm đi, anh sẽ cẩn trọng mà. Giáo sư Phương Tân và Đường Mẫn gây tiếng động lớn ở hố Tuấn Táng. Chắc Mộc Cường ba ở phía bên kia trèo lên, không người bỏ tới trước. Không có ánh sáng, phần giữa đại sảnh rối tăm mờ mịt, chỉ có từng giải từng giải xương trắng chất đầy các hố Tuấn Táng trong cực lì nổi bật. Hai tên du kích nằm trong hố, ngược lại càng dễ để lộ vị trí. Trác Mộc Cường ba bò dạp người xuống đất, nhích dần ra phía sau lưng bọn chúng, khi đã vào tầm bắn, gã liền rút súng ra ngắm chuẩn, chỉ nghe hai tiếng cách cách, không ngờ lại kẹt đạn, Trác Mộc Cường ba giờ mới sực nhớ ra, ở tầng dưới gã quên không cho súng lục vào ba lô, nên đã bị vào nước. Tiếng động kia rất nhỏ, song cũng làm hai tên du kích giật mình, chúng lập tức quay đầu lại, chỉ họng súng vào Trác Mộc Cường ba. Trác Mộc Cường ba biết đã hư chuyện, nhưng cũng không thể đầu hàng như vậy được, gã định lợi dụng khí thế áp đảo hai tên du kích vốn đã như chim sợ cảnh cong này, liền giả bộ hết sức bình tĩnh, lớn tiếng quát lên, không được cử động, tên nào động đẩy ta bắn tên ấy. Không được cử động, ngoan ngoãn đứng yên cho tao. Hai tên du kích đối diện với gã cũng lớn tiếng quát mắng xí xa xí xô, xem ra ý đồ cũng không khác chắc một cường ba là mấy. Có điều, cả hai bên đều dơ súng chĩa vào đối phương xong không hề có ý định nổ súng, chỉ không ngừng quát nạt, dọa dẫm, uy hiếp phe bên kia chỉ một thoáng sau trác mộc cường ba đã nhìn ra vấn đề gã vứt súng sang một bên vòng tay ra sau thắt lưng hết đạn rồi hả sao không nói sớm đi gã vòng tay mò mò một lúc thầm than không ổn hỏng bét con dao đi săn của mình đâu rồi chẳng lẽ rơi mất lúc ở dưới nước hay là bị thầy giáo lấy đi mất lúc mình đang hôn mê thôi toi lần này đúng là sợ ý mất kinh châu rồi hai tên du kích thấy thế liền hiu ngay nhìn nhau cười cười gọn gàng chỉnh chu tháo súng vứt sang một bên sau đó cũng gọn gàng chỉn chu cho tay vào chỗ thắt lưng rút soạt, hai con dao săn sáng loáng đã cầm trên tay rồi. Bầu trời sao? Đối mặt với hai con dao sáng loáng, chắc một cường ba hướng ánh mắt nhìn chầm chầm vào hố tuấn táng, bên dưới chất đầy những khúc xương sườn cong cong, thầm đọc đi đọc lại câu thiền ngữ của lạt ma á la, tự nhắc nhở mình, trong lòng không có quỷ, tất không phải sợ gì. Đoạn nhìn xoáy vào hai tên du kích, chậm chậm không người xuống, bới móc trong hố tuấn táng, thoát cái trong tay đã có khúc xương sườn dài gần một mét của loài thú khổng lồ nào đó. Khúc xương này hình dáng như thanh đao cong, có góc cạnh, chắc một cường ba tay phải cầm khúc xương, tay trái chống nạnh, đứng thẳng người, vẽ trên không một đường cong hết sức đẹp mắt, rồi dựng đứng khúc xương trước ngực mình. Hai tên du kích đưa mắt nhìn nhau, tên bên phải vung dao sông lên trước. Chắc một cường ba nhanh nhẹn sải chân bước lên một bước dài, đâm thẳng tới như một tuyển thủ kiếm đạo chuyên nghiệp, khúc xương sứ ơn đam một cách vô cùng chuẩn xác vào giữa ngực tên du kích. Tên kia tựa như không dám tin vào sự thật, cúi đầu nhìn xuống ngực, mặc dù cánh tay hắn đã rũi thẳng hết mức rồi, nhưng con dao vẫn còn cách Trác Mộc Cường ba tới hơn ba chục phân. Trác Mộc Cường ba thu khúc xương về, lại đứng thẳng lưng, khúc xương dựng đứng trước ngực. Tên du kích kia thấy tình thế không ổn, nhìn lại con dao ngắn trong tay, vội vàng vứt sang một bên, vừa nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Cường ba bắt trước gã cúi xuống moi móc hố tuấn táng chẳng mấy chốc hắn đã mò được một khúc xương còn lớn hơn khúc của Trác Mộc Cường Ba đang cầm trên tay ít nhất cũng phải hai tay mới cầm được tên du kích cười gần mấy tiếng dùng sức kéo mạnh nhưng khúc xương không lay chuyển hắn lại kéo tiếp nó vẫn không động đậy hắn liền cuống lên vận hết sức lực mắm môi mắm lợi mà lôi Trác Mộc Cường Ba ngạc nhiên nhận ra tên du kích kia mắt cứ nhìn mình trồng chọc hai tay ôm một cái đuôi chăn ra sức mà kéo lại còn không ngừng cười gần lạnh lung với gã nữa sắc mặt trông hết sức quái dị Trác Mộc Cường Ba liền nhắc nhở, ấy, này này. Tên du kích hét lớn một tiếng, không ngờ đã kéo cả con chăn ra khỏi đống xương cốt. Con chăn đang ngủ say bừng bừng tức giận, cái đuôi cuộn một cái, tên du kích còn chưa kịp kêu lên thảm thiết đã bị rúi xuống, chỉ thấy đống xương nhấp nhô cuộn sóng, một cái ụ nhỏ lúc trồi lên lúc hụp xuống chạy lan sang phía bên kia hố tuấn táng, rồi bốn bề lại trở nên tĩnh lặng. Trác Mộc Cường Ba vội vàng vứt khúc xương đầy máu trong tay đi, làm dấu chữ thập trước ngực, rồi quay người trở lại thấy giáo sư Phương Tân và Đường Mẫn, gã không đợi cho hai người kịp hỏi, nói luôn, xong hết rồi, đi thôi. Thầy giáo, Mẫn Mẫn, chúng ta nhanh đi khỏi đây thôi, chỗ này nguy hiểm quá, khắp nơi đâu cũng thấy chăn Nam Mỹ. Trong hố Tuấn Táng cũng có nữa, Đường Mẫn nghe mà mặt hoa thất sắc. Giáo sư Phương Tân nói, cung điện của tử thần, thông thường các vị quân vương khi chết đều tự xưng là tử thần, đáng tiếc quá, chúng ta không tìm được cách mở cánh cửa này đứng trước một cánh cửa khổng lồ như vậy mà không thể tiến vào, giáo sư Phương Tân lấy làm tiếc nuối, cứ thở vắn than dài mãi không thôi. Trác Mộc Cường ba cóng lạt ma á la lên, bốn người lại tiếp tục tiến về phía gian sảnh trung tâm tiếp theo. Bọn họ không hề để ý thấy chỗ thấp nhất của cánh cửa khổng lồ kia đang ngả dần sang sắc đỏ, còn những đường hoa văn chạy dọc như bó cơ bó thịt thì liên tục hút cái sắc đỏ lòm đó màu của máu tươi đưa lên cao. Sau bận rộn khác thường, cứ đi đi lại lại trong huyết trì, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại, lần trước là đặt gan ở vị trí này, bên dưới là mật, một cái, hai cái, ba cái, quá tốt rồi, máu chảy theo đường này xuống bên dưới rồi. Để nhớ lại xem nào, lần trước đặt thận ở chỗ nào nhỉ? Chỗ này à, không phải, chắc là chỗ để bàng quang mới phải chứ? Để nghĩ lại xem nào, con mẹ nó, tại sao cái thứ này lại phức tạp thế nhỉ? Thằng khỉ kia có nói, nghi thức này không phải của người Maya, rốt cuộc là của dân tộc nào nhỉ? Phức tạp lộn xộn thế. Y ngoảnh đầu lại kiểm tra xem Gonzales làm đến đâu, rồi lớn tiếng gọi, này, thằng béo. Nhớ cho kỹ, tấm da của người ở giữa phải căng ra đấy, nếu không máu chảy qua sẽ lệch đường, đến lúc ấy thì của không mở ra đâu. Gonzales hoài nghi hỏi, trong cánh cửa này, đúng là lăng mộ của quốc vương thật hay sao? Sos nói, chẳng lẽ mày vẫn còn nghi ngờ, tao đã tốn bao nhiêu năm nghiên cứu ở đây rồi, mày nghĩ cho kỹ mà xem, cả địa cung này có tầng nào nhiều cơ quan bẫy dập như vậy không, hơn nữa còn bao nhiêu động vật nguy hiểm canh giữ, ngoài lăng mộ ra, còn nơi nào khác cần bảo vệ nghiêm ngặt như vậy không? Cặp mắt ti hí của Gonzales sáng lóe lên, hỏi, bên trong ấy, chắc là có nhiều đồ tùy táng lắm phải không? Sos vốn đã định nói, thằng béo chết tiệt, mày đến muộn mất mấy năm, bọn tao đã lấy đi hết rồi, nhưng bất chợt trông thấy cái chán nhễ nhại mồ hôi dầu của Gonzales, liền đổi ý, đúng vậy, bên trong là những thứ vị quốc vương này ưa thích nhất khi còn sống, còn có rất nhiều đồ vật được các chủ nô lệ tiến cống theo tính toán sơ bộ của tao đồ bên trong ấy phải tính bằng tần ấy hơn nữa còn không thể đếm hết có bao nhiêu thứ nữa y nhìn bộ dạng hơi run rẩy của gonzales thầm nhủ chuyện này thì tao không lừa mày nhé chỉ có điều hát các thứ ấy không còn bên trong nữa rồi nghĩ đoạn y lại bảo gonazan tao nghĩ một mình tao chắc chắn không thể lấy hết được chỗ ấy vào trong đó rồi chúng ta chỉ lấy những thứ tốt nhất thôi đây đây Gonzales vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ, kích động đến mức không biết nói gì cho phải. Theo những gì ghi chép trong sổ tay của Pieri, gian đại sảnh trung tâm chính là bầu trời sao rồi, rốt cuộc bầu trời sao là gì vậy nhỉ? Tại sao lại là bầu trời sao chứ? Dọc đường đi, không biết giáo sư Phương Tân đã suy nghĩ về vấn đề này bao nhiêu lần. Tính toán dựa theo tốc độ đi bộ của họ, ông biết, họ đã càng lúc càng đến gần gian đại sảnh gọi là bầu trời sao rồi. Sau khi hướng nam bắc chuyển thành hướng đông tây, bố cục chỉnh thể của các gian sảnh cũng dần có thay đổi. Khi đi qua gian sảnh thứ 10, lần đầu tiên giáo sư Phương Tân bắt đầu trông thấy trần nhà. Trần các gian sảnh đang thấp dần xuống, nhưng ai mà biết được bên trên kia còn có gì nữa. Các bức tượng thần khổng lồ biến mất, tranh trên tường chủ yếu vẽ hình ảnh nô lệ xương khô, ý nghĩa thế nào nhất thời chưa thể lý giải được. Nhưng dù sao giáo sư Phương Tân cũng ghi toàn bộ hình vào máy tính, trở về rồi sẽ từ từ nghiên cứu hoặc thỉnh giáo bạn bè đầu lâu cũng có thể trông thấy đồ trang sức nhỏ hình đầu lâu, thậm chí có cái chỉ nhỏ bằng bàn tay, trông rất giống các món đồ bầy biện treo trong nhà, nhưng lại không thể chạm bừa bãi, bởi bất cứ lúc nào cũng có khả năng động tới chốt khởi động các loại bẫy nguy hiểm chết người. Đến rồi, bốn người dừng lại trước cửa, cánh cửa gian đại sảnh trung tâm này khác hẳn cửa các gian sảnh xung quanh và cả những nơi khác nữa. Khung cửa thuôn tròn, trông như đoạn ống nước xuyên qua một bức tường, khoảng cách giữa hai mặt tường phải tới mười mấy mét. Bốn người đứng ở đầu này nhòm sang phía có gian sảnh chính được gọi là bầu trời sao ở đầu kia, nhưng chỉ thấy một vùng tối đen như mực. Trác Mộc Cường ba cảnh giác nói, bên trong không có cánh cửa, sao lại như vậy nhỉ? Thế nghĩa là thế nào? Giáo sư Phương Tân nhìn vào lòng ống tròn, nói, đây không hẳn là hình tròn, có vẻ đoạn đường người Mai A đục mô phỏng theo hình khúc xương đùi người thì phải. Đường mẫn dựa người vào Trác Mộc Cường ba lý nhí, bên trong hình như rất nguy hiểm, em cảm giác được mà, Em sợ, sợ, em sợ lắm. Trác Mộc Cường ba nói với giáo sư Phương Tân, chúng ta xem trong cuốn sổ kia có ghi chép gì không. Giáo sư Phương Tân bật hình ảnh cuốn sổ của Pierre lên. Ba người chăm chú đọc lần lượt từng trang, cuối cùng cũng tìm thấy đoạn miêu tả tường tận về thứ gọi là bầu trời sao. Thật sự quá đẹp, trong tòa địa cung tăm tối âm u tràn ngập mùi máu tanh và hơi thở của cái chết này, đây là gian phòng đẹp nhất tôi phát hiện ra người maya cổ đại đã dùng trí tuệ của mình sáng tạo nên hết kỳ tích này tới kỳ tích khác khiến tôi hoàn toàn chìm đắm say sưa trong ảo giác mê ly tuyệt vời ấy thậm chí tôi còn trở nên ích kỷ không muốn người đến sau cùng chia sẻ cảnh tượng tuyệt đẹp này tôi đã lấy thiếu đúng lúc này nguy hiểm đột nhiên nảy sinh thiếu đúng là ngàn cân treo sợi tóc đến hát hồi tưởng lại tôi vẫn còn chưa hết sợ trác mộc cường ba trợn tròn mắt quỳ vái cái máy tính sách tay gào lên tức tối tại sao tại sao lại không có nữa Tại sao lại không có? Tại sao cứ đến chỗ nào quan trọng là lại như vậy chứ? Giáo sư Phương Tân sợ gã nhất thời tức giận đập vỡ mất chiếc máy tính, vội vàng cầm lên, đồng thời an ủi, yên tâm đi, nơi nguy hiểm hơn, khó khăn hơn nhiều mà chúng ta còn vượt qua được cơ mà. Mặc dù cuốn sổ có chỗ thiếu sót, nhưng cũng không thể trách người ta, ý trời đã thế, chúng ta đã có rất nhiều lợi ích từ cuốn sổ này rồi, không thể đòi hỏi nhiều thêm nữa. Đi vào xem sao đi, dù nguy hiểm thế nào chúng ta vẫn phải đi qua đó thôi. Đội mũ chiếu sáng, cầm đèn pha trong tay, ba người đi xuyên qua ống tròn, bước vào gian đại sảnh bầu trời sao. Kỳ lạ một điều là trong gian sảnh này hoàn toàn không có gì. Một mùi hôi thối quái dị lan tỏa trong không khí, dưới chân chỉ là sàn đá bình thường, vách tường trống không. Đèn pha quét qua, ngoài phát hiện ra một mái vòm rất thấp, không thấy gì thêm nữa. Mái vòm gian sảnh này tuyệt đối không có gì đặc sắc cảm giác của họ lúc này hệt như vừa bước từ một cung điện chứa đầy các tác phẩm nghệ thuật sang cái kho đá chống huyết chống hoác, nặng mùi tử khí vậy. đương mẫn bất mãn thốt lên, thế này mà gọi là đẹp à. Đây là gian đại sảnh xấu nhất em từng thấy thì có, hơn nữa. Cô chun chun mũi, mùi ở đây khó người quá. trác Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân cũng lấy làm khó hiểu, chỗ này trong miêu tả của Pieri quả thật khác biệt quá lớn. Mái vòm thấp kia thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng cục cục cục, tựa như bên trên đang có vô số người đi đi lại lại vậy. Trác Mộc Cường ba hỏi giáo sư Phương Tân, liệu có phải đó là đoàn khảo sát của chính phủ nước sở tại phái đến hay không? Câu trả lời của giáo sư Phương Tân là không thể nào, vì tất cả các âm thanh đều chỉ hạn chế ở trong gian sảnh này. Ông suy đoán, ở đây có lẽ là khu vực then chốt của cỗ máy điều khiển, tiếng động bên trên, chính là do chuyển động từ đó phát ra. Bọn họ đi vòng quanh đai sảnh nhưng không phát hiện ra bất cứ khe hở hở đường hầm nào, chỉ tìm thấy giữa đại sảnh có một cái trụ đá cao bằng nửa người. Giáo sư Phương Tân cho rằng đây chắc là người xưa sùng bái sinh thực khí mà tạo ra, nhưng Đường Mẫn lại tỏ ý phản đối, vì giữa trụ đá này lại có một vết khía lõm xuống, dường như là để thứ gì khác nữa, xem ra thứ đó đã bị người ta lấy đi mất rồi. Tìm kiếm một hồi lâu, ba người vô cùng thất vọng chuẩn bị rời đi, chỉ biết trách trình độ thưởng thức nghệ thuật của mình kém quá, người ta là nhà thám hiểm tiền bối đã bảo đó là gian đại sảnh đẹp nhất. Vậy mà bọn họ lại chẳng thấy đẹp ở chỗ nào. Đúng lúc đó, Đường Mẫn chợt chỉ tay lên chỗ tiếp giáp giữa tường và mái vòng kêu lên, "Mọi người nhìn kìa, hình như có ánh sáng, hình như có ánh sáng kìa." Quả nhiên, ở bốn bức tường tiếp giáp ấy, ánh sáng lóe lên trói mắt, tựa hồ như vách đá khảm vô số bảo thạch đang phát ra những tia sáng dụ dỗ người ta. Trác Mộc Cường Ba nói, "Quái lạ thật, vừa nãy làm gì có ánh sáng nào nhỉ?" Giáo sư Phương Tân giơ tay lên, gượm đã, để tôi nghĩ xem nào." hình như người maya cổ đại có một kỹ thuật phải dùng cái gì ấy nhỉ đá vân mẫu đúng rồi chính là đá vân mẫu người maya chèn đá vân mẫu vào tường trước sau đó họ sử dụng một loại kỹ xảo phản xạ và chiết xạ dẫn ánh sáng vào trong phòng khiến các góc tường đều sáng rực rỡ huy hoàng ngỡ như phép màu vậy trác mộc cường ba nói nói như vậy vừa rồi còn tối mù tối mịt giờ lại thấy ánh sáng nguồn ánh sáng đó là giáo sư phương tân gật đầu đáp ánh trăng họ lợi dụng quỹ đạo vận hành của mặt trăng khi trăng lên tới một độ cao nhất định thông qua sự chiết xả và phản xạ khéo léo ánh trăng sẽ đến được tầng địa ngục thứ năm này trí tuệ của người may a quả đã vượt xa những gì chúng ta tưởng tượng về họ đường mẫn nhìn bốn bức tường lấp lòa ánh sáng như chân châu bảo ngọc không nén nổi bột miệng thốt lên đẹp quá trác mộc cường ba nói nhưng không thể coi là đẹp việt trần được cùng lắm chỉ là châu ngọc bình thường mà thôi giáo sư phương tân nhẫn nại nói đợi chút đi mặt trăng đang di chuyển, còn có biến hóa nữa. Giải sáng láp lánh trên tường đã dần dần thu lại, trước tiên như chiếc thắt lưng lụa đá quý, rồi thu lại tựa như hai sợi dây chuyền bằng đá quý ở hai bên trái phải, dây chuyền vẫn tiếp tục rút lại, cuối cùng tụ thành vật thể phát quang hình cầu non giống viên ngọc Minh Châu. Giáo sư Phương Tân ra hiệu mọi người lùi lại hai bước, nói, nguồn sáng đang tụ lại, quá trình này quả là đẹp thật. Chỉ thấy hai viên Minh Châu ở hai bên càng lúc càng sáng, tựa như viên nội đơn trong miệng rồng sắp thoát thai thành hình tới nơi cuối cùng ánh sáng thoát khỏi phạm vi của hai viên minh châu hình thành nên hai chùm tia chiếu lên trụ đá ở giữa đại sảnh dịch chuyển dần từ đế trụ lên trên mỗi lúc một tỏa rộng và sáng trói lọi hơn dâng cao đến đỉnh trụ chung sáng lại trộm vào thành một khối trắng dịu nhẹ ba người không ai bảo ai đều bất giác tắt hết mũ chiếu sáng những biến hóa vừa rồi khiến cả ba người đều cảm than mãi không thôi đừng nói là người may a à cỗ đại dù là người hiện đại cũng nhất định coi đây là một phép màu. Luồng ánh sáng tựa như từ chốn thiên đình chiếu rọi, khiến những người chứng kiến đều có cảm giác như bên trong đó hiển hiện một vị thiên thần đang hạ xuống chốn nhân gian. Thấy luồng sáng trắng tụ lại gần rãnh trên trụ đá, hình dạng vết lõm rất giống ảnh chụp CT xương sọ người, đột nhiên giáo sư Phương Tân bừng tỉnh ngộ kêu lên, cái đầu lâu pha lê kia đâu. Trong túi hành lý của ông Pieri không phải có một cái đầu lâu pha lê hay sao? đường mẫn vội lục tìm lấy chiếc đầu lâu pha lê trong ba lô ra. Giáo sư Phương Tân như một giáo đồ thành khẩn, nín thở cung kính đặt nó vào vị trí cũ. Chiếc đầu lâu và vết lõm hoàn toàn trùng khít lên nhau. Đúng khoảnh khắc đó, ánh sáng bùng lên, trùng sáng tựa như sao băng rơi xuống nham thạch, hoa lửa bắn tung tóe. Nhưng những đóa hoa lửa ấy lại ánh lên sắc lam nhàn nhạt dịu nhẹ, nở bung trên mặt đất, rồi ngoan ngoèo, bắn tóe cả lên ba người, sượt qua thân thể họ như những ngôi sao băng xanh ngăn ngắt, đẹp lạ lùng mà không lưu lại dấu tích gì. Dần ra, tất cả tụ hết lên mái vòm. Khi các tia sáng xanh lam sáng rực lên hết cỡ, chiếc đầu lâu pha lê liền phát ra sắc lam bảo thạch, óng ánh lung linh. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian lưu chuyển, bầu trời hiện ra, những ngôi sao màu lam dịu trải khắp mái vòm, không ngừng chuyển dịch, toàn bộ quang cảnh hệt như vũ trụ minh mang, hư ảo vô cùng vô tận. Cả mấy người đều kinh ngạc đến ngơ ngẩn, giải sao kia còn đẹp hơn cả các vì sao thật, còn minh mông hơn cả ngân hà. Nhất thời, không ai thốt ra được nỗi cảm thán trong lòng, không ai miêu tả nổi mình đang nhìn thấy thứ gì, tựa như đang ngồi trên tàu vũ trụ, nhìn qua của kính thấy một bầu trời sao hoàn toàn xa lạ, đẹp tuyệt trần mà tràn trề cảm giác mê ảo, khiến người ta chìm đắm say mê, quên mất mình đang ở chốn nào. Bọn họ đều mê man chìm đắm, phảng phất như đang đợi chờ được trở về vòng tay của thần, bỗng chốc cảm ngộ được thân phận quá ư nhỏ bé của con người, kiếp người quá ư ngắn ngủi, mọi điều huyền diệu của thế gian này làm sao có thể phân định rõ, nhìn cho xác thực được. Toàn bộ quá trình kéo dài chừng mười mấy phút, cuối cùng ánh sáng mở dần, rồi tan biến. Chắc một cường ba thậm chí còn giạt rào khích động muốn đuổi theo ánh sáng ấy, tựa như một đứa trẻ bị thần bỏ rơi, trong lòng tràn ngập uất ức và bất mãn. Giáo sư Phương Tân thì đứng ngây ngẩn, quên cả ghi lại kỳ quan khiến người ta dung cảm tới tận đáy lòng. Đợi tới khi ông nhớ ra, thì bầu trời sao đã biến mất không còn tâm thích. Ông thấp giọng thì thầm, bầu trời sao, bầu trời sao. Không ngờ lại như vậy, như vậy, mỹ lệ, từ này không thể dùng để hình dung cảnh tượng họ vừa nhìn thấy. Đường Mẫn không nghĩ nổi được gì, chỉ muốn khóc, vẻ đẹp vượt quá giới hạn khiến người ta say mê nó, dường như chính là thứ loài người vẫn luôn theo đuổi từ thời thái cổ sự tồn tại của thần thánh. Đúng vậy, bầu trời sao xoay chuyển ấy khiến người ta phải tin rằng, trong vũ trụ này, thật sự có Chúa trời tồn tại. Trác Mộc Cường Ba Si mê nhìn chiếc đầu lâu pha lê, hồi lâu sau mới cất tiếng, thật không thể nào tin nổi đích thực, đây đích thực là gian đại sảnh đẹp nhất. Cả tòa địa cung có vô số gian đại sảnh, có thể hùng vĩ, có thể tráng lệ, nhưng ngoài gian đại sảnh lấp lánh phát sáng trong bóng đêm này, quả thật là không nơi nào xứng đáng với hai chữ Mỹ lệ nữa. Giáo sư Phương Tân ngần ngừ, không biết nên cất chiếc đầu lâu pha lê vào ba lô hay để nó lại đây. Tất cả đều quá đối hoàn mỹ, vẻ đẹp khiến người ta mê đắm, phải nên để càng nhiều người biết đến mới đúng, chẳng trách Thierry không muốn chia sẻ cùng người khác. Ông cầm chiếc đầu lâu lên, Nói, trong các tư liệu chúng tôi đã nghiên cứu, tương truyền người Maya tổng cộng có 13 chiếc đầu lâu pha lê từ thời viễn cổ, người nào có thể thu thập cả bộ 13 chiếc đầu lâu này sẽ nhìn thấy kỳ tích của thần. Giờ đây trên thế giới đã xuất hiện tổng cộng 3 chiếc đầu lâu pha lê thật, một chiếc ở bảo tàng Anh quốc, một chiếc ở Paris, còn một chiếc bị mất trộm ở Mỹ, đến hát vẫn không biết tung tích, ngoài ra còn có vô số đồ giả mạo. Tôi nghĩ, chiếc đầu lâu pha lê trước mắt chúng ta đây, chắc là một trong số đó. Ừm nhất định là vậy, đường mẫn gật mạnh đầu. Cảnh tượng vừa rồi, tưởng như không phải thứ con người có thể tạo ra được. Giáo sư Phương Tân nói, giờ tôi đã hiểu tại sao lối vào này phải xây thành hình ống rồi, chính là để tránh ánh sáng, chỉ có vậy, ánh sáng trong gian đại sảnh này mới được giữ lại hết bên trong chứ. Trác Mộc Cường Ba lại cảm thấy có gì đó bất ổn, sự mẫn cảm trời sinh khiến gã phát hiện ra đang tồn tại mối nguy hiểm. Từ lúc bầu trời sao xuất hiện, tất cả tiếng động trên đầu đều ngưng lại, còn lúc này, tiếng động lại lớn hơn bất cứ lúc nào, dầm dập phức tạp, không giống như tiếng chuyên ơ động của máy móc, mà đích thực là tiếng bước chân của loài động vật nào đó. Trác Mộc Cường ba đưa mắt nhìn lại cánh cửa hình ống dẫn sang đại sảnh khác kia, hỏi, tại sao Pieri lại cảnh cáo chúng tan gai hiểm sẽ đột nhiên xuất hiện? Thầy giáo, thầy nhìn đường ống kia xem có giống hang động gì không? Giáo sư Phương Tân nói, hang động, đường ống tối om như vậy, nếu nói giống hang động, thì chỉ giống hang chuột thôi, hả, chuột, ba người lập tức tỉnh mộ, thứ mùi kỳ quái trong gian đại sảnh này, tiếng bước chân hỗn tạp trên đầu, cửa hình ống, ảo giác khiến người ta thấy bất an, tất cả đều đã có một lời giải thích hợp lý. Nhưng một điều mà họ không biết, đó là bầu trời sao vừa rồi phát ra một loại tín hiệu ngàn năm bất biến đã in sâu vào ký ức của những động vật khổng lồ ấy, chẳng hạn như là có ăn. Ba người vội co giò bỏ chạy, vừa qua khỏi của hình ống, chợt nghe chí một tiếng, một cái mông khổng lồ đã bịt kín lối vào gian sảnh, thật đúng là ngàn cân treo sợi tóc giáo sư phương tân lặp lại nguy hiểm đột một xuất hiện hóa ra là như vậy huyết trì sauce hài lòng vỗ vỗ tay nhảy xuống khỏi huyết trì nói với gonzales đi thôi huyết trì khởi động rồi cánh cửa ấy nằm đối diện với gian đại sảnh này chúng ta đi nhanh thì chỉ mất nửa tiếng mà thời gian để huyết trì khởi động còn lâu hơn thế nữa gonzales cùng kính đáp vâng sauce không khỏi đưa mắt nhìn tên béo thêm lần nữa thằng tên basaka vừa nãy là trợ thủ đắc lực của thằng béo này thì phải vậy mà lúc lột ra hắn, thằng béo cứ như đang lột ra một con chó hoang vậy. Thái độ hung tàn ấy khiến tên béo này càng tỏ ra cung kính thì lại càng nguy hiểm. Có điều, chỉ cần mình luôn mạnh hơn hắn, hắn cũng không dám làm bừa đâu. Vẫn còn chỗ phải dùng đến tên mập này, tạm thời chưa thể giết hắn được. 20 phút sau khi Sos và Gonzales rời khỏi huyết trì, bọn Trác Mộc Cường ba cũng đến đây. Vừa trông thấy bố cục và kết cấu của đại sảnh, mấy người liền biết ngay chỗ này khác với những nơi khác. Trác Mộc Cường ba đứng trước cửa nói, Thầy giáo, đây chắc là Gian Đại Sảnh trung tâm cuối cùng rồi. Chúng ta đã đi qua hết cả bốn Gian Đại Sảnh, đi nữa thì thành một vòng tròn đó. Giáo sư Phương Tân mở bản đồ 2D trong máy tính ra để tôi xem nào, hả? Trời đất! Trác Mộc Cường ba vội hỏi, sao vậy? Giáo sư Phương Tân thẳng thốt nói, hai người xem, lộ tuyến mà chúng ta vừa đi, thực ra chỉ là bốn đường biên bên dìa tầng thứ năm này thôi. Dù đi hết thì cũng chỉ được chừng một phần ba cả tầng là cùng chỉ thấy trên bản đồ 2D máy tính vẽ ra, bốn đường thẳng kéo dài tạo nên một hình vuông, còn các gian sảnh họ đi qua đều chỉ nằm ở ngoại vi hình vuông đó mà thôi, cả một khu vực lớn ở giữa vẫn còn trống không. Đường Mẫn nói, ô, cả một khu vực lớn này đều nằm bên trong cánh cửa khổng lồ kia. Giáo sư Phương Tân gật đầu, có lẽ vậy. Trác Mộc Cường Ba nói, tạm thời kệ nó đã, xem trong cuốn sổ coi gian đại sảnh này có gì hung hiểm không. Giáo sư Phương Tân kiểm tra lại rồi nói, không có gì, ông pierre bảo ở đây có một thứ ông ấy hoàn toàn không hiểu là cái gì không biết có bẫy dập cơ quan gì không trông giống như một tảng phô mai khổng lồ bằng đá chúng ta thử qua xem là phô mai gì ba người bước vào gian đại sảnh thứ đầu tiên đập vào mắt là một tảng đá trắng khổng lồ tảng đá trắng hình chữ nhật đó chiếm hết một nửa không gian đại sảnh phía trước có ba trụ thẳng đứng phía trên chừng ba mét lại vươn ra một thanh ngang bên trên thanh ngang treo ngược ba cỗ thi thể tư thế trúc đầu xuống đất chân trồng lên trời với những vết thương lộ lộ trên cổ, khiến người ta dễ dàng nhận ra mấy người này vừa bị ai đó cắt tiết. Đường mẫn bật kêu lên khe khẽ, Trác Mộc Cường ba vội bịt mắt cô lại, cảnh tượng này thật quá kinh khủng, là kẻ nào đã dùng cách thức tàn nhẫn này, rốt cuộc hắn muốn gì. Giáo sư Phương Tân cũng quan sát tảng phô mai khổng lồ trước mặt. Nó cao chừng ngang đầu người, dài khoảng trên 20 mét, rộng 15 mét, cả một khối lập phương sặc mùi máu tanh lợm. Ông nghi hoặc thốt lên, đây là thứ gì vậy? trong tư liệu của chúng ta chưa từng nhắc tới một vật thể nào như vậy cả. Chắc Mộc Cường Ba cũng hết sức nghi hoặc, thầy giáo, thầy có biết đây là cái gì không? Giáo sư Phương Tân lắc đầu, không biết, chưa có tư liệu nào về người Maya nhắc đến thứ kỳ quá này, không hiểu bên trên là cái gì nữa. Chắc Mộc Cường Ba nói, để tôi trèo lên xem sao. Vừa lúc đó, gã chợt nghe thấy một âm thanh vừa xa xôi mù mịt lại tựa như ở ngay sát bên tai, là huyết trì, đây là huyết trì mà em mờ thanh ấy tựa hồ như vang lên từ dưới địa ngục. Trác Mộc Cường ba giật thoát mình, chẳng lẽ mình bị ma ám. Giọng nói ấy lại cất lên, nhanh lên, nhanh lên, lại gần một chút, để tôi xem rõ hơn. Trác Mộc Cường ba toát hết cả mồ hôi lạnh, lại nghe giọng nói kia trách móc, còn ngẩn ra đấy làm gì, lại gần một chút đi, chẳng lẽ cả ông già gầy yếu như tôi cậu cũng không cóng được nữa sao. Trác Mộc Cường ba vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ reo lên, à, á la đại sư, ngài tỉnh rồi ngay vẫn khỏe chứ không sao chứ gã giờ mới sực nhớ thì ra trên lưng mình còn đang có một người trong lòng tự nhủ cha thần kinh kém quá thành ra tự mình nghi thần nghi quỷ đường mẫn vội bắt mạch cho lạt ma á la đo nhiệt độ rồi mừng rỡ thốt đại sư ông hồi phục nhanh thật lạt ma á la nói tác dụng của thuốc đó tôi chỉ mới hồi phục thần trí thôi phiền mọi người quá giáo sư phương tân nói chưa nói vậy chứ chúng ta là một tập thể cơ mà lạt ma á la lại rục rã nhanh lên đưa tôi lại gần đó xem nào trác mộc cường ba liền võng lạt ma á la tới gần huyết trì nhà sư già nhìn thấy ba xác chết treo ngược trầm ngâm nói không biết ai đã khởi động huyết trì rồi cường ba thiếu ra cậu lên trên xem thứ có những thứ gì rồi bảo lại với tôi nhớ cho kỹ bắt đầu từ bên trái bên trên có nhiều rãnh nhỏ trong các rãnh ấy có thứ gì không được bỏ sót thứ nào cả lạt ma á la giấu kín nỗi vui mừng trong lòng tâm trí không ngừng gieo lên, chính là đây rồi, chỉ có nơi đây mới có thể có huyết trì. Tòa thánh được ánh sáng tỏa chiếu nhất định ở gần đây thôi. Đại tự tại Phật vĩ đại tuyệt đối, xin người phù hộ cho con tìm ra và mang được tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu trở về. Trác Mộc Cường ba trèo lên phía trên huyết trì, cảnh tượng trước mắt khiến gã được một phen kinh hồn tán đởm. Ngay phía bên dưới ba cỗ thi thể treo ngược ấy, còn có ba cỗ thi thể khác máu từ mấy thi thể treo ngược chảy xuống qua ba cỗ thi thể đặt trên huyết trì đã ngập quá nửa một cái hố hình vuông bên dưới. Lúc Trác Mộc Cường ba đứng trên huyết trì quan sát, Lạt Ma Á La cũng không dừng lại. Ông nhờ đường mẫn và giáo sư Phương Tân đỡ hai bên, đi thẳng vào mép trong đại sảnh, vừa tìm kiếm vừa nói, thông thường mà nói, huyết trì sẽ khởi động cánh cửa đối diện với bốn khu vực hình vuông này. Giáo sư Phương Tân gật đầu, chính là cánh cửa khổng lồ ở chỗ hố Tuấn Tán rồi. Lạt Ma Á La nói, Thế nhưng khi xây dựng công trình, người thợ sẽ để lại một con đường khác, vì khi chôn dây núi lúc nào cũng có sai lệch, cần phải điều chỉnh lại nhiều lần, vòng qua cả một khu vực rộng lớn như vậy để điều chỉnh sẽ rất phiền phức. Bức tường này hẳn cũng có một cánh cửa, khuất lấp. Ở đây, chỉ thấy sau khi cơ quan khởi động, chân tường liền lộ ra một cửa hang có thể chui vào. Giáo sư Phương Tân bật đèn chiếu dọi vào, nói, bên trong bị tường bịt kín rồi. Lạt ma á là gõ gõ xuống đất, đáp, đã chôn ống ngầm rồi, bên trong có một cánh cửa nhỏ vẫn phải dùng huyết trì mới được rồi cất tiếng gọi trác mộc cường ba tôi muốn lên trên đó giúp tôi một tay giáo sư phương tân và đường mẫn ở dưới đẩy trác mộc cường ba bên trên kéo cuối cùng cũng đưa được lạt ma á la lên trên huyết trì ông đứng bên mép huyết trì quan sát một lúc rồi lắc đầu kỹ thuật thô lậu quá chất đá ở dây không hợp để chế tạo huyết trì có nhiều chỗ còn làm sai nữa nhưng cũng tạm được phương hướng đại thể vẫn đúng chỉ thấy lạt ma á la chậm rãi bước tới chỉnh lý một chút trong huyết trì. Điều chỉnh xong xuôi, dòng máu ở giữa ba dòng lập tức đổi hướng, đoạn cuối chảy xuống đáy huyết trì, không hiểu còn chảy đi tiếp tới đâu. Lạt Ma Á la đảo một vòng quanh huyết trì, sau đó tỏ vẻ hài lòng gật đầu, được rồi, chúng ta xuống thôi, cả quá trình khởi động cần mấy phút thời gian. Thân thể ông lão đảo muốn ngã, Trác một Cường Ba vội đỡ lấy, đồng thời hỏi, rốt cuộc cái huyết trì này dùng để làm gì vậy? Trác Mộc Cường Ba cùng giáo sư Phương Tân đưa Lạt Ma Á la xuống đất đường mẫn tới giúp lạt ma á la xử lý vết thương chỉ nghe vị sư già điềm đạm nói từ lúc ở tầng cuối cùng đến bây giờ đây mới có thể coi như là một cơ quan chân chính trác mộc cường ba kinh ngạc thốt chân chính vậy những cái trước đó là gì lạt ma á la mỉm cười đáp những thứ trước đó nhiều nhất cũng chỉ có thể coi cảm bẫy thôi cơ quan chân chính là để đối phó riêng với con người lợi dụng sự lầm lẫn trong hành vi và suy nghĩ của con người ở những nơi con người hoàn toàn không thể nghĩ tới dần dần dẫn người ta tiến đến cái chết, hoặc khiến con người vĩnh viễn chìm đắm bên trong, hoặc làm cho người ta không sao hiểu nổi, về cơ bản là càng là càng xa. Những cạm bẫy chúng ta gặp trước đó, mặc dù cũng có cái được sắp đặt rất khéo léo, cũng có cái liên hoàn nối nhau, nhưng hoàn toàn nằm trong phạm vi suy nghĩ của người bình thường, bất kể là ai, chỉ cần hơi động não một chút là đều nghĩ ra là có tác dụng gì. Hơn nữa phương thức khởi động cả chúng chẳng qua chỉ là kéo một cái chốt là xong. Loại cảm bẫy như vậy chỉ có thể dùng để bắt dã thú mà thôi. Trác Mộc Cường ba ngây người, thầm nhủ: lẽ nào mình giống dã thú lắm sao? Giáo sư Phương Tân nói: vậy tại sao huyết trì này lại có thể coi là cơ quan chân chính? Lạt Ma Á la suy nghĩ giây lát rồi đáp: ừm, um, đây là một cơ quan khởi động mở cửa. Giờ muốn nói cho kỹ càng thì e không được mất rồi. Tóm lại là nó hơi giống với hệ thống nhận diện vân tay đang được sử dụng hiện nay. Có thể nói là một kết tinh của trí tuệ cổ đại chỉ có điều quá nhiều nghi thức thờ cúng tế bái làm cho hết chỉ có vẻ như khiến người ta không sao chịu nổi. Trong mắt của người hiện đại chúng ta, đấy là thứ vô đạo đức và phi nhân tính. Giáo sư Phương Tân lấy làm ngạc nhiên thốt lên, sao trong tư liệu của tôi không thấy nhắc đến nhỉ? Lạt ma á la gượng cười, có lẽ là vì thứ này vô cùng hiếm gặp. Bỗng nghe cách một tiếng, lạt ma á la vội vàng nói, cửa mở rồi, chúng ta vào trong đó thôi. Hố Tuấn Táng, Sos và Gonzales một trước một sau vừa bước vào gian đại sảnh đã lập tức trông thấy cảnh tượng trong ánh lửa mù mịt chập chờn, vô số bóng đen khổng lồ đang chạy qua chạy lại, rất nhiều chăn nam mỹ to bằng người ôm, trông như cái cột nhà liên tục bị ném từ trần nhà tối om xuống, bên dưới là những cái miệng đói khát hà to, thỉnh thoảng lại có vài cái bóng khổng lồ và bóng chăn quấn chặt lấy nhau rơi xuống. Gonzales bị cảnh tượng ấy làm cho hãi đến tái mặt, Sos cũng nhíu chặt hàng lông mày, lẽ nào đến giờ ăn của chúng rồi? chỉ cần đừng cản đường ta là được. Đó, đó là, là cái gì vậy? Gonzales run run hỏi. sau đáp, chuột khổng lồ châu Mỹ, một loài động vật cùng thời đại với khủng long, bị cho là đã tuyệt chủng từ hàng triệu năm về trước, nhưng ở đây thì có khá nhiều. Người Maya cố ý nuôi thả chúng trong tầng này. Đây là một hệ sinh thái tự cấp tự túc hoàn chỉnh. Ở tầng thứ 9 của địa cung có hàng chục triệu con rơi, bọn chúng có thể tự do bay ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Còn bọn động vật lớn như chăn Nam Mỹ và chuột khổng lồ thì bị giam cầm vĩnh viễn ở tầng thứ 5. Ở gần đây có một cái lỗ lớn, lũ rơi muốn ra vào địa cung phải chui qua đó. Bọn chăn canh ở miệng lỗ bắt rơi làm thức ăn, còn bọn chuột khổng lồ lấy chăn ra làm thức ăn. Không cần phải sợ hãi quá, tao tự có cách. Nói đoạn, y liền lấy ra một bình chất lỏng, động tác nhanh như đang diễn trò ảo thuật, bắt đầu phun lên người mình, rồi phun luôn cho cả Gonzales. Gonzales ngửi thấy một mùi khai khai như mùi nước tiểu, không nén nổi tò mò hỏi, đây là cái gì vậy? Sauce mỉm cười đáp, một loại tín hiệu khiến chúng nhận ra đồng loại, ít nhất cũng có thể đảm bảo chúng không ăn thịt bọn ta. Hai người bắt đầu đi xuyên qua đàn chuột khổng lồ lúc nhúc vô số kể. Gonzales không thể ung dung nhàn tản như Sauce. Cứ hễ có con chuột nào hơi động đậy là toàn thân hắn lại run lên bần bật, chỉ sợ khó giữ nổi mạng mình. Sauce vừa đi vừa nghĩ, thực ra, nếu chỉ để bảo vệ tầng địa cung thứ năm này, chỉ cần bọn chăn Nam Mỹ là đủ rồi, Cần gì phải thả thêm cả chuột khổng lồ nữa. Theo hiểu biết về sinh học của chúng ta thông thường có sinh vật cỡ lớn tồn tại thì mới có khả năng xuất hiện chủng loài còn lớn hơn. Xem ra người kia nói không sai chút nào, khả năng ấy rất lớn, rất có thể trong cánh cửa cầm kỳ còn chưa mở ra được kia còn có loài động vật nào lớn hơn nữa. Hai người bước lại gần cánh cửa khổng lồ, Sos cười cười bảo, nhìn thấy chưa, cánh cửa đang từ từ chuyển sang màu đỏ, khi hoàn toàn biến thành màu đỏ, nó sẽ mở ra lúc này phần cửa nhuốm sắc máu đã cao tới gần 3 mét. Tới cái rãnh phía trước cánh cửa, hai người phát hiện ra thi thể tên du kích nằm trên mặt đất đã bị chuột gặm mất một nửa. Sos kinh hãi kêu lên, chúng mày còn bao nhiêu người ở đây nữa? Gonzales lắc đầu, không, không biết, chúng tôi bị bẫy dập giết mất khá nhiều, lại có khá nhiều người đi lạc vào đường rẽ nữa. Sos lập tức ra lệnh, mày chạy ngay về chỗ huyết chỉ đi. Không thể để người khác thay đổi vị trí các thứ trong ấy, chỉ cần theo đường thẳng giữa các đại sảnh là sẽ không gặp nguy hiểm gì hết đâu. Nhìn ánh mắt tham lam của tên béo nhìn xoáy tròng trọc vào cánh cửa khổng lồ, Sos lại nói tiếp, cánh cửa này ít nhất cũng phải nửa tiếng nữa mới nhích động được, nếu huyết chỉ bị phá hoại, cửa sẽ không mở ra được nữa. Mùi trên người mày sẽ khiến lũ chuột khổng lồ không động chạm đến, còn lũ chân người thấy cũng chỉ né mày đi thôi, nhanh lên. Gonzales vẫn rụt rè thấp thỏm, bước đi hết sức ngần ngại. Sos liền nói thêm, à, phải rồi, tao quên không nói cho mày biết, khí thể trên người mày sẽ tan hết trong một giờ đồng hồ, đến lúc ấy, hắc hắc. Hai tiếng cười gần cuối cùng của y làm Gonzales đầm đìa mồ hôi. Hắn vội lê tấm thân béo nhảy chạy ra cửa, Sauce nhìn xác chết dưới đất, thầm suy tư, không phải tranh chấp nội bộ của bọn du kích, là kẻ nào nhỉ? Chẳng lẽ lại là, mấy con chuột bạch kia, hừm, suýt chút nữa thì quên mất bọn chúng rồi, trở về thằng cha Merkin kia mà hỏi, mình thật không biết trả lời sao nữa. Ừm, khốn nạn, màu đỏ ở giữa cánh cửa đã ngừng lại riêng ở hai mé bên vẫn tiếp tục dâng cao bốn người bọn trác mộc cường ba bò qua lối thông nhỏ hẹp vào gian sảnh bên trong chỉ thấy bốn bức tường vẫn có ánh lửa nếu nói những ngọn đuốc cắm trên vách đều lợi dụng áp lực tự nhiên của mỏ dầu để dẫn dầu thô vào vậy bằng cách nào để châm lửa trong nội sảnh này lên lại là một vấn đề khiến người ta khó hiểu nữa vừa bò ra khỏi đường hầm giáo sư phương tân chưa kịp đứng thẳng người lên đã kêu lớn đây là lăng mộ không ngờ đây lại là một lăng mộ, nội sảnh không lớn lắm, so với đại sảnh bên ngoài thì nhỏ hơn rất nhiều, ước chừng chỉ khoảng 2.000m2, cạnh tường có vô số các tượng thần khổng lồ, đứng vây thành một vòng như quân đội xếp hàng. Bốn bức tường đều là những tác phẩm hội họa cỡ lớn, lần này không phải hình nô lệ xương khô nữa, mà là tranh vẽ hiện thực, có cảnh chỉ huy binh lính, cảnh đi săn, cảnh tế lễ. Càng khiến người ta thấy kích động hơn nữa là, bên dưới các bức tranh là những hàng văn tự A à cổ, tính toán sơ bộ đã chừng mấy ngàn chữ rồi. Đây là lần thứ hai chắc Mộc Cường ba nhìn thấy chữ viết của người Maya, những hình vẽ đầu người đầu thú ấy, mỗi hình đều có ý nghĩa khác nhau. Chính giữa nội sảnh là một cỗ quách đá, cao 3 mét, dài rộng đều hơn 5 mét, bên cạnh có một đống xương vụn, đáng tiếc là nắp đã bị lật sang một bên. Lạt ma á la vừa vào trong đó đã chạy thẳng tới đó. Cảnh tượng nhìn thấy làm trái tim ông chĩu xuống, chĩu xuống mãi. Vì vậy nếu nói sinh vật nào có thể sống một ngàn năm, rắn tuyệt đối có thể nằm trong phạm vi tuyển trạch. Theo như tao đoán, bên trong chắc là đang nhốt một con chăn cực lớn, vốn đã tuyệt tích từ lâu, vị đại thần cực kỳ tôn quý, cũng chính là vị thần người Maya sùng bái nhất. Thần Kukulkan, một con chăn khổng lồ có lông vũ. Cánh cửa cấm kỵ. Trong cố quách đá là một quan tài nhỏ, đã bật mất nắp, chứa một bộ xương khô nằm xô lệch lộn xộn, tựa như bị ném vào máy say sát, mỗi thứ văng một chỗ, xương mờ u bàn tay, xương cầm đều bị hư hại vì ngoại lực phá hoại. Xem ra Ngọc Bích đeo tay và Minh Châu trong miệng đều đã bị lấy đi, đồ gốm sứ đựng trong quách đá vỡ nát, các thứ bên trong cổ áo quan cũng mất sạch. Lạt ma á la chán trường ngồi bên cạnh cỗ quan tài nhỏ, đau lòng gần như muốn khóc, hết rồi, chẳng còn gì nữa cả. Lũ trộm mộ đáng chết, bọn chúng đã trộm hết các thứ rồi. Không, chúng có hiểu biết như vậy về huyết trì, không thể là bọn trộm mộ thông thường được, nhất định là bọn chúng, ngoài bọn chúng ra, giáo sư Phương Tơ lại đang hưng phấn không sao tả xiết, máy quay trong tay ông dơ lên không ngừng nghỉ, như sợ bỏ sót mất chỉ một chút thông tin. Ông hiểu rõ, phàm là lăng mộ lớn, chủ nhân đều có để lại văn bia ghi chép các sự tích huy hoàng của mình lúc còn sống ở một nơi nào đấy. Những văn tự này không chỉ có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với việc giải đáp nhiều câu hỏi về nền văn minh Maya, mà cao hơn thế nữa, bản thân nó đã là một pho lịch sử giúp hậu thế biết được chủ nhân của thành trì này, nguồn gốc của kim tự tháp này cùng rất nhiều việc mà người ta không thể nào nghĩ tới. Trên vách đá có rất nhiều chỗ bong chóc, cả phiến đá khắc văn tự cũng đã rơi xuống đất vỡ tan tành. Giáo sư Phương Tân tỉ mỉ ghi hình từng mảnh vỡ một, dự định sau khi trở về sẽ dùng chương trình máy tính phục hồi nguyên trạng. Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn nắm tay nhau đi quanh, như đang tham quan một viện bảo tàng vậy. Những bức họa tinh xảo như thật, các văn tự cổ xưa bí hiểm, cố quách khổng lồ, lẫn nền đá dưới chân, bước mỗi bước ở đây dường như đều là đi trên lịch sử, dưới mỗi dấu chân đều là một di tích từ ngàn xưa. Trên sàn nội sảnh là hai người khổng lồ vẽ theo tư thế đứng thẳng, góc nhìn nghiêng, một nam một nữ, phần đầu bị kéo ra vừa dài vừa dẹt. Người đàn ông gắn trang sức bằng lông chim nhô cao, áo ngắn có đinh mũ ở cầu vai và phiến giáp, trước ngực đeo một sợi dây truyền sâu bằng ngọc phỉ thúy, ngoài ra còn đeo khuyên tai, vòng tay bằng ngọc, mình quấn ra báo, tay cầm pháp trượng. Người đàn bà cũng trang điểm rực rỡ, Thân sắc cung kính mà chan chứa tình cảm, dường như đang mỉm cười ngắm nhìn người đàn ông. Người nghệ sĩ đã dùng đường nét lưu loát trôi chảy mà điêu luyện của mình khắc họa nên nét mặt và tâm trạng khác nhau của hai nhân vật, người đàn ông ung dung, trầm tính, uy nghiêm, người đàn bà cẩn trọng, hèn mọn, cung kính, trong ánh mắt cùng toát lên tình yêu sâu sắc. Xem ra đây hẳn là quốc vương Tôn Quý và ái phi của ông ta. Đường Mẫn nói, đúng là một đôi hạnh phúc khiến người ta phải ngưỡng mộ nhỉ. Trác Mộc Cường ba không nỡ phá hoại tưởng tượng lãng mạn của Đường Mẫn, bởi vì trong nội sảnh này chỉ có quan quét của một mình quốc vương, chứ không có của vị ái phi. Không hiểu biết lắm về văn tự và hình vẽ, gã quay sang nhìn cố quách đá khổng lồ. Nắp quách bị đập vỡ đôi, hai mặt trên dưới đều có khắc hình. Mặt trên bị đè lên, chỉ có thể nhìn thấy một ít vân hoa bên rìa trông rất giống với hoa văn rồng của Trung Quốc cổ đại. Mặt dưới chạm khắc những hình ảnh khác của quốc vương đang ngồi trên một cái mặt nạ khổng lồ, người ngả ra sau mặt hướng lên trời cầu nguyện, hoặc quỳ gối khom lưng, hai tay một sấp một ngửa, dáng vẻ tựa như đang chìm đắm trong một cảnh giới siêu nhiên nào đấy. Nhìn đến bốn mặt cỗ quách đá, bên ngoài chạm khắc vô số hình tượng, có cây, có chim, có hoa văn, có thú, lại thêm thần minh ẩn hiện, tổng thể vô cùng phức tạp, thể hiện nghệ thuật cao siêu của những nhà điêu khắc Maya cổ đại, bên trong là hình phù điêu chín vị thần, có lẽ là chín vị dạ thần, để vị quốc vương nằm trong có thể thống soái chín vị thần của địa ngục này nên để cho chín vị vây xung quanh quan tài bên trong bạn đang đọc truyện được tại cố quan tài nhỏ lạt ma á là đang dựa vào bên ngoài cũng trang trí những hình hết sức tinh xảo nhưng bên trong tuyệt nhiên không có gì có lẽ vốn được lót bằng loại vải trơn láng trác mộc cường ba thấy lạt ma á là ngây ngây ngồi cạnh chiếc quan tài mắt ngước lên trần nhà như đã xuất thần buộc miệng hỏi sao vậy ạ? đại sư lạt ma á là trầm giọng đáp không có gì, ừm. Chắc là mệt quá, để tôi nghỉ ngơi một chút là đỡ ngay." Đường Mẫn khẽ nói, nhìn bên kia kìa, những bức bích họa ấy. Trác Mộc Cường ba ngoảnh đầu về phía bức tường dày đặc bích họa. Bức tranh đường Mẫn chỉ vẽ vô số nô lệ bảo vệ một tảng đá khổng lồ hình vuông, bên cạnh có một thầy tế ăn mặc lòe loẹt đang hành lễ với mấy nô lệ đứng trước mặt. Tảng đá vuông trông rất giống huyết trì, Trác Mộc Cường ba đã hiểu ra, đây là nghi thức đóng lăng mộ của người Maya nhưng giữa bức tranh dường như có những đường vân li ti chia nó thành vô số ô vuông nhỏ, dưới mỗi ô đều có ký hiệu là những chấm đen, ô ba chấm, cũng có ô 1 chấm, 2 chấm. một chấm, hai chấm. Trác Mộc Cường Ba không hiểu ý nghĩa của các ký hiệu, phỏng đoán có lẽ là dấu hiệu chỉ dẫn dùng để ghép bức tranh tường lớn này. Đúng lúc đó, giáo sư Phương Tân nói với Trác Mộc Cường Ba, Cường Ba à, cậu cẩn thận nhấc cái nắp này lên, tôi muốn ghi lại các hình khắc không thể bỏ sót thứ nào được. Trác Mộc Cường Ba gồng hết sức lực, bắp thịt gồ lên, chống nửa phiến đá lên cho giáo sư Phương Tân ghi hình. Hình khắc trên nắp khoách đá hết sức quái dị, chỉ một nửa thì tạm thời chưa nhìn ra là cái gì, nên phải nhập đủ cả vào ổ dữ liệu máy tính. Giáo sư Phương Tân hầu như đã nhập xong toàn bộ các hình vẽ tranh khắc trong gian nội sảnh này vào máy tính, liền thử ghép chúng lại với nhau. Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn Trụm đầu xem, dần dần, hình dáng cố khoách đá đã được phục dựng, một nửa có hình con rắn mọc lông vũ quấn quanh, dáng vẻ sống động như thật nửa còn lại khắc hình vị thần linh đầu trâu mặt ngựa. Giáo sư Phương Tân nói, không ngờ địa vị lại ngang với cả thần Kukulkan nữa này. Vừa lúc đó, lạt ma Á là đang chìm trong ảo não đã dần tỉnh táo trở lại. Ông đứng lên, lẩm bẩm, không đúng, sao gian nội sảnh này lại nhỏ như vậy, ở đây không đúng rồi. Giáo sư Phương Tân ngẩng đầu, ừm, um, phải đấy, bên kia còn một cánh cửa lớn, tôi cũng không hiểu trong lăng mộ này còn thứ gì nữa, xem ra còn quan trọng hơn cả chính nó nữa lạt ma á la vừa vào đây đã xông thẳng tới chỗ quan tài giáo sư phương tân bận rộn ghi hình cả gian đại sảnh đường mẫn từ đầu đến cuối mê mẩn ngắm các tuyệt tác bích họa còn chắc mộc cường ba thì không hiểu biết lắm về những thứ này không ai để ý tới cánh cửa bên trong lăng mộ nghe giáo sư phương tân nhắc cả bốn người không ai bảo ai bất giác cùng bước tới đo chính giữa bức tượng đá gồ lên một cánh cửa tam giác nhô khỏi tường đến hơn một mét trông có vẻ rất dày và nặng hai bên cửa vẽ chi chít ký hiệu giữa cửa chạm nổi hình người dắt con quái thú. Về ý nghĩa của những hình ảnh đó, không ngờ cả giáo sư Phương Tân lẫn Lạt Ma Á La đều không nói gì được. Nhưng Lạt Ma Á La đã phát hiện ra tấm cửa đá có hai lỗ nhỏ và năm măng đá nhô ra. Lạt Ma Á La nói, xem ra phải có chìa khóa mới mở được cánh cửa này rồi, tổng cộng có 7 chìa thì phải. Trong khoảng khắc, ông liền trở nên hưng phấn, bọn trộm mộ không mở được cánh cửa cuối cùng này, vì không đủ chìa khóa, chỉ có 5 chiếc, vẫn còn thiếu hai. Trác Mộc Cường ba nhìn các măng đá hình cánh chim, hỏi, đây là chìa khóa hay sao? Gã cảm thấy năm măng đá này trông hết sức quen mắt. Lạt ma á la đáp, không sai, đây là chìa khóa mài bằng đá, nhìn dáng của cái lỗ này, chắc là tựa như quả trứng vậy. Ông thầm nhủ, cả chìa khóa cũng giống nhau như vậy, nhất định không thể sai được, tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu nhất định đang ở trong kia. Trác Mộc Cường ba nói, tôi, hình như tôi có một chiếc chìa khóa, rồi vội lấy viên thánh thạch của người Cucu trong ba lô ra. a à, tâm trạng lạt ma á la như thể vù một cái từ dưới địa ngục bay thẳng lên thiên đường. quả là có đức Phật vạn năng chỉ đường dẫn hướng, chuyện như vậy không thể ngờ cũng xảy ra được. hai tay ông run run nâng viên thánh thạch lên, nhìn những đường rãnh trên đó, kích động nói: đúng rồi, đúng rồi, đây đúng là chìa khóa mở cánh cửa này, đối ứng dấu hiệu trên cánh chim với hình vẽ trên lỗ tròn, chắc là đây là chìa khóa cuối cùng, cắm vào cái lỗ thứ bảy. Lạt Ma Á La giờ viên thánh thạch lên ngang với lỗ tròn, chỉ nghe cách một tiếng, chìa khóa chui khớp vào lỗ. Nhà sư già trầm chậm ấn chìa khóa, nói, phải thuận theo đường rãnh mà cha chìa, bằng không sẽ không thể cắm lút vào được, cánh cửa này cũng không thể mở ra. Sau mấy tiếng cách cách liên tiếp, chìa mới hoàn toàn cắm vào lỗ khóa, viên thánh thạch lúc này nhìn chẳng khác gì những chiếc chìa khóa khác, chỉ còn lại một phần nhỏ hình cánh chim bên ngoài. Lạt Ma Á La giờ mới bắt đầu vặn chìa khóa, tất cả đều nín thở chăm chú quan sát chờ đợi nghe cánh cửa đá phát ra những âm thanh khiến người ta khích động chìa khóa vừa xoay cánh cửa hình tam giác cũng bắt đầu nhích động không ngờ lại nhô ra ngoài thêm mấy chục cm nữa lạt ma á la gật đầu nói giờ chỉ còn chiếc chìa khóa cuối cùng nữa thôi nói xong ông đưa mắt nhìn ba người như thể hy vọng lại có ai đó đột nhiên lên tiếng tôi có chìa khóa nhưng lần này thì không ai trả lời nữa bốn người đều lấy làm thất vọng đường mẫn thắc mắc đại sư bên trong có gì vậy Lạt ma á la lắc đầu, không biết, nhưng cánh cửa này chưa từng được mở ra lần nào, mà bên trong là một không gian rất lớn nữa, không phải vậy sao? Đường mẫn lại hỏi, sao ngài biết là cửa này chưa bao giờ mở ra? Lạt ma á la chỉ vào hàng chìa khóa giải thích, những chiếc chìa khóa này đều khắc rãnh hoa văn móc ngược, chúng được thiết kế để chỉ có thể sử dụng một lần, một khi đã cắm vào lỗ khóa thì không thể nào rút ra được nữa, vì vậy mới có 5 chiếc chìa khóa bị bỏ lại đây, hiểu chưa hả? Có điều cũng phải hỏi lại, cường ba thiếu ra, cậu lấy đâu ra chiếc chìa khóa ấy thế? Trác mộc cường ba nói, chuyện này à, nói ra thì dài lắm. Lúc này, cánh cửa khung xương khổng lồ lại phát ra tiếng động, giáo sư Phương Tân kêu lên, cánh cửa kia sắp mở ra rồi, chúng ta mau nấp đi. Lạt ma á là dường như chạm vào thứ gì đó trên cánh cửa đá hình tam giác, sau đó mới theo chân ba người nấp vào chỗ tối. Cánh cửa đá lớn cuối cùng cũng mở ra một khe nhỏ, sau vội vàng lách người len vào. Vừa vào bên trong, trông thấy nắp đá dựng nghiêng dựa vào quan tài, y lập tức hiểu ra, đã có người vào đây rồi. Song Sos vẫn cứ lẳng lặng đi thẳng tới chỗ cánh cửa đá hình tam giác, đồng thời hết sức cẩn thận quan sát xung quanh, thầm tự nhủ, sao lại thế được, chúng vào bằng đường nào chứ nhỉ? Giờ lại nấp đi đâu rồi? Đi tới trước cánh cửa đá, cảnh tượng trước mắt gần như làm y quên mọi nguy hiểm xung quanh. Trên cửa rõ ràng có cắm 6 chiếc chìa khóa, cũng có nghĩa là y sẽ trở thành người đầu tiên mở được cánh cửa đá này. Sos không sao kiềm chế nổi mà bật cười thành tiếng, ha ha, ha ha ha. Ha 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 ha. Sos lấy chiếc chìa khóa cuối cùng ra, trước khi cắm vào lỗ khóa, trong đầu y chợt vang lên lời cảnh cáo của người đó, những tâu tầm và ký hiệu tượng hình này nói cho chúng ta biết, bên trong là nơi trú ngụ của vị thần linh cao quý nhất, ngay cả quốc vương cũng chỉ có thể là kẻ hầu hạ ngủ cùng với người. Để vị thần vĩ đại này có thể sống thoải mái trong địa cung, bọn họ tức người Maya đã chuẩn bị cho thần một lượng thức ăn phong phú, họ gọi đấy là thần đa tao nghĩ chắc chính là lũ chuột khổng lồ châu Mỹ kia. Chúng mày thử nghĩ xem, sinh vật dùng chuột khổng lồ châu Mỹ làm thức ăn, thể hình phải lớn đến nhường nào chứ? Lúc ấy Y đã hỏi, đã hơn một ngàn năm rồi, chẳng lẽ sinh vật kia vẫn còn sống hay sao? Đôi mắt u uất kia quét lướt qua người Y, làm Y hoảng hốt bất an, chỉ biết cúi gằm mặt xuống lau mồ hôi. Một thoáng sau mới nghe người kia nói, ở tổ quốc của tao có một câu ngạn ngữ nói rằng, linh xà ngàn tuổi rùa vạn tuổi. Vì vậy, nếu nói sinh vật nào có thể sống 1.000 năm, rắn tuyệt đối có thể nằm trong phạm vi tuyển trạch. Theo như tao đoán, bên trong chắc là đang nhốt một con chăn cực lớn, vốn đã tuyệt tích từ lâu, vị đại thần cực kỳ tôn quý, cũng chính là vị thần người Maya sùng bái nhất. Thần Kukulkan, một con chăn khổng lồ có lông vũ, cũng chính vì vậy, lần này chúng ta không thu thập đủ chìa khóa nói không chừng còn là một chuyện may mắn nữa. Camera thả từ trên hú hiến tế ở tầng trên đã cho chúng ta thấy bên trong này không có gì hết thứ duy nhất tồn tại được, chỉ có thể là loại sinh vật đáng sợ ấy thôi. Cánh cửa cấm này, chúng ta đừng mở ra nữa thì hơn. Sos trà sát mồ hôi trong lòng bàn tay vào chiếc quần bó, hạ quyết tâm cắm chiếc chìa khóa cuối cùng vào mở cánh cửa cấm kỵ, y thầm nhủ, có lẽ đối với những người khác trong đội, cánh cửa cấm kỵ này chỉ đem lại nguy hiểm mà không hề có ích lợi gì, nhưng với ta, loài sinh vật chưa biết tên ấy sẽ thay đổi cuộc đời của ta. Chuyến này ta băng rừng vượt suối tới đây, mục đích cuối cùng chính là để mở cánh cửa này ra. Bất kể lũ chuột hay quân du kích, không kẻ nào có thể ngăn ta được. Nghĩ đến đây, chiếc chìa khóa đã chuyển động, Sox cảm thấy toàn thân mình ướt đẫm mồ hôi. Bốn người đang nấp trong bóng tối quan sát y cũng vã mồ hôi, ai nấy đều chăm chú mở mắt chừng chừng nhìn cánh cửa hình tam giác. Rốt cuộc sau cánh cửa đó là gì vậy? Kỳ quái, sau xoay chìa khóa rồi, nhưng cửa đá không dịch chuyển như lúc lạt ma á la xoay chìa khóa, mà cũng không có động tính gì, Sox tiếp tục vặn, nhưng chiếc chìa khóa bằng đá không hề nhúc nhích. Nét mặt y lúc này hệt như một bà mẹ vừa lạc mất con, cuống cuồng kiểm tra khắp cánh cửa đá, nhưng hoàn toàn không thể phát hiện ra được điều gì. Y nôn nóng đi đi lại lại trong gian nội sảnh, đột nhiên phát hiện ra lối vào nhỏ kia, liền cả giận gần giọng nói, khốn kiếp, phá hoại huyết chỉ làm hỏng chuyện tốt của tao. Nói đoạn, thân hình y đã biến mất trong cửa hàng ấy. Lạt ma á la nhảy sổ ra, hết sức nhanh nhẹn gạt một cơ quan chỗ góc tường. Cửa hang lập tức đóng chặt lại, ngăn cách Sos và bốn người ở hai phía sau đó, Lạt Ma Á La lại bắt đầu điều chỉnh bên cạnh cánh cửa hình tam giác. Không hiểu ông đã đụng phải chỗ nào, cánh cửa đột nhiên bắt đầu nhích động. Lạt Ma Á La thở vào một tiếng, được rồi, giờ người kia đã tạm thời cũng không thể trở lại đây. Dựa theo những gì chúng ta đã trải qua, hắn muốn chạy từ chỗ đại sảnh tới cánh cửa lớn, ít nhất cũng phải tốn nửa tiếng đồng hồ. Trác Mộc Cường Ba Kinh ngạc thốt, đại sư, ngài, sao ngài biết ở đây có cơ quan vậy? lạt ma á là mắt sáng long lanh không nói gì mà chỉ nhìn xoáy vào cánh cửa đá khổng lồ sự chú ý của chắc mộc cường ba cũng nhanh chóng bị cánh cửa hình tam giác đang từ từ mở thu hút sau nấp sau một bức tượng đá vừa rồi y chỉ giả bộ chui vào đường hầm chứ thực ra đã nhanh nhẹn nấp vào một bên thầm nhủ giờ thì sáng tối đảo chiều rồi chuột nhất vẫn là chuột nhất trò như vậy làm sao mà lừa được tao chứ tưởng chừng như vừa mở ra một lỗ thông gió tất cả đèn lửa đều lay động bạt về phía cánh cửa đá hình tam giác Cánh cửa từ từ dịch mở, trái tim bốn người và cả Sox đang ở trong bóng tối quan sát cùng nhảy vọt lên tới tận miệng. Lớp bụi dưới chân cửa bị thổi bay, cả cánh cửa mở tung. Bốn người đứng trước cửa cũng hoàn toàn đờ đẫn, hết sức kinh ngạc nhìn thứ ở bên trong. Dù có là một con khủng long thời tiền sử trong cửa nhau ra, e cũng không thể khiến họ kinh ngạc đến mức ấy. Bên trong cánh cửa có một người. Hơn nữa còn là một người châu Á da vàng mắt đen luống cuống nhìn bốn người đang đứng trước cửa, ngây ra một lúc lâu, mới lắp bắp nói, I am, I am trai ma Bốn người bọn trác một cường ba như nhìn thấy quái vật thời tiền sử, một lúc sau mới hiểu ra, người kia đang nói tiếng Anh, ý là, tôi là người Trung Quốc. Liền ngay sau đó là cảm giác chóng mặt choáng váng, đến cả sos cũng có ý định đập đầu vào tường cho xong. Một cánh cửa ngàn năm nay chưa từng được mở, bên trong không ngờ lại là một người Trung Quốc. Đây chính là thứ bao nhiêu năm nay y tìm kiếm khổ sở đấy hay sao? Sos thật chỉ muốn tìm một miếng đậu phụ đập đầu vào mà tự tử. Nhưng gian trong cánh cửa nhỏ hơn nội sảnh rất nhiều, ngoài người tự xưng là chai ma di kia thì không có gì nữa. Trừng 500 m không gian hình bán nguyệt có vô số lỗ tròn đường kính trên chục mét đục thông ra, bên trong tối đen như mực, nhưng nhìn có vẻ không phải để chứa đồ đạc, mà ngược lại trông rất giống với hầm chuột chui trong gian đại sảnh bầu trời sao. Trác Mộc Cường Ba cẩn thận quan sát chai ma di, thấy anh ta cao chừng mét 7, khoảng trên dưới 40 tuổi, đầu cắt theo kiểu đặng tiểu bình, tướng mạo Trung Quốc điển hình không sai vào đâu được, mặt chữ điền, mắt vuông mày rậm, mũi tẹt môi dày, để ria con kiến, nhìn bề ngoài có vẻ trung hậu thật thà, trên người đeo chéo một cái ba lô vải buồm, quần áo rách bươm rách bước, chân dính đầy bùn, trông cũng khá giống một ông nông dân. Một lúc lâu sau, gã mới lên tiếng trả lời, chúng tôi cũng là người Trung Quốc. Người kia vừa nghe thấy thế, không nói nổi một câu đã khuỵu xuống đổ vật vào lòng Trác Mộc Cường ba như đường mẫn vậy, Nước mắt đầm đìa nghẹn ngào kêu lên, ôi, ôi cha ơi, tôi tưởng mình không bao giờ ra đây được nữa chứ, hức hức. Người kia rõ ràng gần như kiệt sức, cần thức ăn và nước. Đã hết thức ăn, đường mẫn đành cho anh ta uống một ít nước đường gluco. Bốn người tốn mất một lúc lâu mới biết được, người này tên là Vương Hữu. Thang treo di động. Roman, Serif, 13.5 PT Emetoan Silanguic, đờ lang bằng đờ dấu lớn đợi chút đá, anh nói cái gì cơ? Nhóm Phượt Hả tôi có nghe nói đến các anh rồi. Hả, trời ơi, anh là thành viên nhóm Phượt, có biết người nào tên là Son không? Trác Mộc Cường ba sực nhớ ra anh chàng tóc bạch kim. Vương Hữu gật đầu, Son, quý ông người anh lịch sự nhã nhận ấy hả? Ừm, anh ta đúng là có phong độ của quý ông. Tôi cứ nghĩ là anh ta không phù hợp tham gia nhóm Phượt này cơ đấy, không ngờ kinh nghiệm của anh chàng ấy cũng phong phú lắm. Các anh cũng gặp họ rồi à? Giờ họ thế nào rồi? Lạt ma á la nói, được rồi, bây giờ không phải lúc kể chuyện xưa, làm thế nào mà cậu lại rơi xuống đó được. Bên trong đúng là không có gì hết cả à. Vương Hữu vắt óc suy nghĩ rồi đáp, lúc ấy, chúng tôi xuống đến tầng thứ ba, tôi đang ở cạnh một miệng hang, đột nhiên thấy choáng váng, giống như cửa hang có gió, bên trong giường như có một sức hút lạ kỳ, chẳng hiểu sao mà tôi lại rơi xuống dưới đó, sau rồi thì không còn biết gì nữa cả. Đợi chút đã, tôi nhớ Ricky có kéo tôi lại, hình như là hai chúng tôi cùng rơi xuống đây, nhưng lúc tỉnh lại tôi đã tìm khắp nơi mà không thấy anh ta đâu. Còn cả Sasaki và Khải Đặc nữa, cũng không biết bọn họ thế nào rồi. Bình, một con chuột khổng lồ đang hút mạnh vào cửa đá. Vương Hữu Kinh ngạc nhìn ra bên ngoài, hả, trời đất ơi, đây là cái gì vậy? Động vật gì mà lớn thế? Giáo sư Phương Tân nói nhanh, có vẻ như bọn chúng đã chú ý tới chúng ta rồi, cần phải nhanh chóng tìm đường lên trên, Tốc độ của chúng rất nhanh. Nếu cả ai bên đều bị chặn đường thì chúng ta đúng là không còn hy vọng sống sót nữa đâu. Lạt Ma Á la dường như vẫn không cam lòng. Ông kiểm tra từng miệng hố trong gian đại sảnh sau cánh cửa hình tam giác, rồi thất vọng nói: bên trong cánh cửa cuối cùng này lại chẳng có thứ gì hết. Sao lại như vậy được nhỉ? Giáo sư Phương Tân nói: nhìn cấu tạo bên trong này trông giống một nơi để hiến tế. Dường như người Maya nuôi dưỡng thứ gì đó trong này và có thể thả đồ ăn từ trên kia xuống. Nhưng nếu bảo là có động vật, bên trong phải có rất nhiều xương cốt hoặc thứ khác nữa mới đúng, nhưng ở đây lại không có gì. Nếu cả lũ chăn Nam Mỹ, chuột khổng lồ cũng đều do họ nuôi thả cả, vậy thì sao phải nuôi nhiều động vật lớn ở tầng này như thế, rốt cuộc là có dụng ý gì vậy nhỉ? Đường Mẫn nhìn cửa hầm nhỏ lúc họ đi vào, nhưng người vừa nãy cũng đi đường này ra, nếu chúng ta đi ra gặp phải hắn ta thì làm thế nào? Lạt Ma Á la lắc đầu, chắc không đâu, hắn phát hiện ra cửa hầm đã bị bịt lại. Sẽ biết ngay chúng ta vẫn còn chưa đi, nhất định sẽ liều mạng mà chạy trở lại đây, đi thôi, để tôi dẫn mọi người tìm đường lên phía trên. Vách tường của các gian đại sảnh ấy rất cổ quái, mọi người không nhận ra à? Năm người lại bò ra qua đường hầm nhỏ, sau bước ra khỏi bóng tối, nhìn những đường hầm tối tăm sau cánh cửa hình tam giác, lầm bẩm, không thể nào, cho dù đã chết rồi thì cũng phải còn lại xương cốt chứ, nhất định ta phải tìm bằng được thần Kukulkan của người Maya nói đoạn y liền bước vào một trong những đường hầm tối om ấy. Năm người vừa chui ra khỏi đầu bên kia, bỗng nghe thấy tiếng thở hổn hển. Có người đang lớn tiếng quát tháo, thấy họ hình như không hiểu, người kia liền nhanh chóng chuyển sang tiếng Anh, đứng yên, không tao bắn. Chắc một cường ba không khỏi luống cuống, rốt cuộc là tầng này có bao nhiêu tên du kích vậy. Bọn họ xoay người qua, liền trông thấy Gonzales đang cầm súng máy thở phì phò, thân hình trông như trái bóng thịt lắc lư dưới ánh lửa. Là may, mày là thằng người Trung Quốc ấy, thác mộc tưởng. Chắc mộc cường ba chưa từng gặp Gonzales lần nào, bị hắn gọi tên thì lấy làm kinh ngạc, liền hỏi, sao lại biết tên tôi? Gonzales cười gần, chỉ chỉ nòng súng, nói, nói ít thôi, mở ba lô ra. Hắn đã thấy chắc mộc cường ba và đường mẫn đeo hai cái ba lô to tướng, chắc mẩm bên trong đựng rất nhiều đồ cổ. Chắc mộc cường ba thoáng động tâm, chuẩn bị lợi dụng lúc mở ba lô sẽ khống chế tên du kích này. Ai ngờ ý định vừa nảy ra trong đầu, Gonzales như lập tức nhìn thấu, dương súng lên bắn chỉ thiên một loạt đạn, làm đường mẫn và vương hữu cùng kêu rú lên, ba người còn lại cũng rụt đầu theo phản xạ tự nhiên. Gonzales nói, mày, mày, cả mày nữa, ném ba lô xuống đất, tất cả lùi lại hết cho ta, đừng có mà dở trò trước mặt thằng này. Cả chiếc ba lô leo núi dẹp lép trên lưng vương hữu hắn cũng không chịu bỏ qua. Trác Mộc Cường ba không ngờ tên béo này lại danh mãnh như vậy, song trước họng súng của hắn, ba người đành miễn cưỡng bỏ ba lô xuống đất, sau đó lùi lại phía sau mười mấy bước, đứng dựa lưng vào huyết trì. Gonzales vừa nhìn chằm chằm vào bọn họ, vừa cẩn thận mở ba lô chắc một cường ba đeo ra, lục lọi một lúc, thấy bên trong toàn là thiết bị giám chắc không khí, máy giám chắc thủy văn, dây an toàn, đèn chiếu sáng, thì nổi giận bừng bừng nói, toàn những thứ vứt đi. Y lại hung hăng mở cái ba lô đường mẫn đeo ra, kết quả lại càng thất vọng hơn, liền lớn tiếng hỏi, tao thấy mấy đứa chúng mày bò ra khỏi miệng hầm đó cơ mà, chúng mày, chúng mày bò bên trong ấy ra, tại sao lại không có thứ gì? Tại sao chúng mày không lấy thứ gì hết? Nhìn vẻ mặt Gonzales năm người đều có thể nhận ra tâm trạng lúc này của hắn. Vương hữu chế giễu, bên trong mà có thứ gì chẳng lẽ chúng tôi lại không lấy? Mộ thất trong ấy sớm đã bị người ta vơ vét sạch sẽ rồi, bây giờ ngoài một cỗ quan tài ra, chẳng còn gì sất. Chắc một cường ba định ngăn vương hữu, không để anh ta chọc giận tên du kích có vũ khí trong tay này, chẳng ngờ vương hữu lên tiếng bất ngờ lại còn nói nhanh nữa quả nhiên sắc mặt gonzales phụt biến đổi thoạt đầu lẩm bẩm bên trong không có gì hết bị trộm sạch rồi hắn lừa tao hắn lại dám lừa tao chứ sau đó hắn đanh mặt cuối cùng dẫm dẫm lên ba lô leo núi của vương hữu mấy cái cái ba lô xẹp lép ấy không phải mở ra chỉ cần đụng vào là biết ngay bên trong chẳng có cái gì rồi gonzales bỗng dưng phát cuồng rút dao săn ra đâm loạn xả vào cái ba lô của vương hữu hét tao phải giết chúng mày tao phải giết chúng mày đồng thời dương súng lên bắn loạn xạ năm người vội hoảng hốt chạy giạt ra trác mộc cường ba chộp được vật gì đó theo bản năng ném luôn về phía gonzales té ra là đầu lâu của một tên du kích bị sauce bỏ đi không dùng đến cái đầu này do chính tay gonzales đã cắt gonzales nhất thời đầu óc hoảng loạn đánh rơi cả súng đang định nhặt lên nhưng lạt ma á la đã không cho hắn cơ hội đó đá bay một khúc xương tới kế đó phi thân lao vút vào, đá văng thân thể béo ung ủng cùng Gonzales. Gonzales lăn lóc mấy vòng, vội lẩn sang một bên ẩn náu. Diện tích đại sảnh này rất lớn, muốn nhanh chóng tìm ra hắn cũng thật không dễ dàng chút nào. Trác Mộc Cường ba nhấc ba lô lên vai nói, chúng ta đi thôi, rời khỏi đây trước đã, chúng ta không có thứ hắn muốn đâu. Kế đó gã lại lớn tiếng nói, này, chúng tôi không có thứ anh muốn, đừng gây phiền phức nữa, chúng tôi chỉ muốn rời khỏi chỗ này cho nhanh thôi. Ở phía sau, giáo sư Phương Tân đang lên lớp cho Vương Hữu một bài, đáng lẽ anh không nên nói vậy với hắn, lần sau gặp phải chuyện gì, anh đừng lên tiếng nữa, để chúng tôi giải quyết, ok. Vương Hữu khàn khàn giọng nói, tôi biết rồi. Lạt ma á la nói, đi thôi, tôi cũng vừa mới nghĩ ra, để tôi dẫn mọi người đi xem các trụ ở vách tường kia có gì lạ. Đợi cho năm người đi hẳn, Gonzales mới từ bóng tối bước ra, bất chấp tất cả, hai chân hắn trụm lại, dồn hết sức chui vào đường hầm nhỏ mà Lạt Ma Á La mở ra năm người do lạt ma á la dẫn đầu đi tới góc tường. Ở đây toàn là những trụ đá hơi cong cong hướng lên trên mô phỏng xương sườn của con người. Ông vuốt tay lên một trụ đá nói, ở đây có khía lõm vào này, có phát hiện ra không, hai bên cột đá đều có khía lõm vào đấy. Chắc một cường ba sờ sờ vào những đường khía, như vậy nghĩa là sao? Giáo sư Phương Tân chợt kêu lên, tôi hiểu rồi, có biết giường gỗ trước đóng thế nào không? Hai mảnh gỗ, ở giữa đục khía, sau đó hai đầu thanh gỗ gá vót thành hình chêm, nhét vào. Nếu chúng ta kiếm được vài thứ đồ vật dài chừng một mét, gác vào trong các rãnh, như vậy, như vậy thì thành một cái thang treo rồi. Trác Mộc Cường Ba nói, nhưng kiếm đâu ra những đồ vật dài một mét ấy bây giờ. Hơn nữa, các trụ đá này đều có thể gá vào được, rốt cuộc ở đâu mới là lối ra đây. Lạt Ma Á la lắc đầu, không, không phải vậy. Trong những rãnh này có chốt gá sẵn, ấn xuống nó lại bật lên, đây là một loại công nghệ khảm đá nổi, giống như ấn một quả bóng ra xuống nước ấy, dù đè sâu thế nào nó cũng tự nổi lên. Kỹ thuật này dùng để tạo một loại lấy di động đơn hướng, để tôi nghĩ xem nên giải thích thế nào với mọi người cho dễ hiểu nào. Đúng rồi, hồi trước trên các đồng hồ cơ có một kết cấu rãnh chốt, không biết mọi người có biết không? Ngoài Đường Mẫn, ba người còn lại đều tỏ ý đã hiểu. Lạt Ma Á la nói, loại rãnh đá này hoạt động cùng một nguyên lý với rãnh của đồng hồ cơ, giống như còng tay vậy có thể ấn vào, nhưng lại không thể rút ngược ra, như vậy, sẽ đảm bảo được phương hướng vận hành đồng nhất cho thang treo gắn trên đó. Nói cách khác, thang treo phía trên của tầng này sẽ tự di động, chứ không đứng yên một chỗ. Tự di động, chắc một cường ba không thể nào hiểu nổi. Lạt ma á la đáp, những rãnh đá này dường như là đường dây, còn thang treo thì giống như xe lửa, mãi mãi chuyển theo một hướng cậu hiểu chưa? Trác Mộc Cường Ba nói, còn động lực ở đâu? Có động lực gì đẩy nó tiến lên không? Có chứ, Lạt Ma Á La nói, nước xối từ trên tầng đỉnh xuống, tranh lệch chiều cao thẳng đứng lên tới mấy trăm mét, có thể cung cấp đủ động năng, hơn nữa còn vĩnh viễn không bao giờ cạn kiệt. Trác Mộc Cường Ba kêu, không thể tin nổi, đây đúng là trí tuệ của người cổ đại hay sao? Giáo sư Phương Tân chợt lên tiếng, nói nhiều như vậy, giờ chúng ta biết tìm chỗ thang treo hiện ra ở đâu bây giờ. Lạt Ma Á La đáp, chú ý ở góc tường, muốn xuất hiện được thang treo, góc tường nhất định phải có khe hở, hơn nữa khe đó còn phải đủ rộng nữa. Thông thường loại thang treo này sẽ đồng bộ với thời gian, tôi nghĩ chúng ta cứ đi về phía nam, chắc là sẽ phát hiện thôi. Mới đi được chưa bao xa, họ đã phát hiện ra thang treo ở đại sảnh cách huyết trì ba gian về phía nam. Thang treo toàn là những khúc xương gác vào giữa các trụ đá, quả nhiên đúng như Lạt Ma Á La nói, đang chậm chậm dịch chuyển lên trên với tốc độ mà mắt thường không dễ gì nhận ra được. Lúc năm người họ tới nơi, phần đáy thang treo đã lộ ra một khoảng trống. Trác Mộc Cường Ba vừa nhìn ra đã lập tức hiểu, Lạt Ma Á là nói lâu như vậy, thì ra nguyên lý hoạt động của thang treo này giống như băng truyền, chỉ có điều là từ phương ngang chuyển thành phương thẳng đứng mà thôi. Lạt Ma Á là nằm lấy thang treo, nghiêng đầu nói, khi nó người giữ lại, sức nặng của cơ thể sẽ làm cả hệ thống ngừng vận động, sau khi treo lên rồi, thang treo sẽ lại tiếp tục chậm chậm chuyển động. Đây, chính là trí tuệ của người xưa, nói đoạn, ông dẫn đầu treo lên. Giáo sư Phương Tân sợ Lạt Ma Á La rơi xuống, vội vàng lên theo sau đường mẫn ở giữa vương hữu theo sau trác mộc cường ba là người cuối cùng leo lên thang treo lúc lên được chừng hai ba chục mét trong cái ba lô bị thủng của vương hữu rơi ra một vật tròn tròn trác mộc cường ba nhanh tay nhanh mắt một tay bám thang một tay bắt lấy đưa mắt nhìn thử thì ra là một cái gương đồng nhỏ trông còn rất mới gã gọi vương hữu này đồ của anh rơi ra này vương hữu ngoảnh đầu xuống đón chiếc gương đồng trong tay trác mộc cường ba nhét bừa vào túi áo, khàn khàn giọng nói, cảm ơn. Trác Mộc Cường ba thoáng liếc thấy mặt sau tấm gương đồng hình như có khắc tiếng tặng, bèn hỏi, lấy ở đâu ra thế? Vương Hữu đáp, ồ, mua trong một chợ đồ thủ công ở Bogata, lúc ấy đã đến giờ xuất phát rồi nên bỏ luôn trong ba lô. Trác Mộc Cường ba không hỏi gì thêm nữa, gã cũng biết, gương đồng như vậy bây giờ đào được rất nhiều. Không chỉ ở Trung Quốc, mà các quốc gia lân cận Trung Quốc cũng có. Giá thị trường không cao lắm, hơn nữa chiếc gương đồng này còn khá mới, có thể là do người đời sau làm giả cũng nên. Năm người lên đến tầng thứ tư của địa cung, từ đây trở đi hành trình bất ngờ trở nên thuận lợi, cuốn sổ ghi chép của Pieri dần đầy đủ hơn, số lượng bẫy dập và diện tích địa cung không ngừng thu nhỏ lại. Từ tầng 3 trở đi thì vương hữu lại càng quen đường thuộc lối, đi trước dẫn đầu. Theo như anh ta nói, tầng 1 tầng 2 hoàn toàn không có cạm bẫy gì hết, có thể dễ dàng đi thẳng lên trên dọc đường giáo sư Phương Tân và Lạt Ma Á la hỏi Han Vương Hữu rất nhiều. Anh chàng họ Vương phát âm không suôn sẻ lắm, nhưng để xóa bỏ mối hiểm nghi của những người này, đành nhất nhất trả lời, kể đại khái từ đầu chí cuối về chuyến du hành trong rừng nguyên sinh này một lượt. Anh ta vốn là tổng giám đốc một công ty phát triển địa ốc, xưa nay rất thích tham hiểm. Mới đầu mọi người thường vào một trang web chuyên về du lịch phượt, chỉ gửi thư mời qua mạng. Hành trình lần này là do một người Trung Quốc tên là Khải Đặc đề sướng, mục đích là băng qua khu rừng nguyên sinh nguyên vẹn cuối cùng ở nam mỹ các việc báo danh trên mạng ký hợp đồng và lập di trúc tất cả đều được thực hiện theo quy củ thông thường của các đoàn thám hiểm tự túc kinh phí sau đó cả đoàn ước định thời gian từ khắp nơi trên thế giới tụ tập về bogota anh ta và khải đặc là hai người trung quốc ricky là hoa kiều singapore sasaki là người nhật bản bốn bọn họ cùng ngồi một con thuyền nhỏ lúc gặp phải đám du kích không hiểu đã làm chuyện gì mà chọc giận bọn chúng kết quả là phải bỏ chạy thục mạng, thuyền của họ đã lạc mất cả đoàn. Sau đó lại trải qua vô số những chuyện hung hiểm giống như bọn Trác Mộc Cường Ba đã gặp phải, cuối cùng thì tới được di tích này. Bọn họ vào trong từ lối thần miếu trên đỉnh kim tự tháp, hai tầng trên không có cảm bẫy gì, nhưng đến tầng thứ ba thì đột nhiên đụng phải chốt bẫy, luống cuống chân tay không biết phải làm sao, đang định ra khỏi kim tự tháp thì anh ta vì tò mò mà rơi vào cái hố ở tầng ba, sau đó bất tỉnh nhân sự. Lúc tỉnh lại, anh ta liền phát hiện ra mình đang ở trong một hang động tối om như mực, đã tìm kiếm khắp nơi mà không làm sao tìm được lối ra, cuối cùng phát hiện ra khe đá có ánh sáng, cũng đã dùng hết cách mà không mở được cửa đá. Ban đầu vương hữu còn có chút hy vọng những người đi cùng sẽ tìm thấy mình, kết quả chờ suốt một ngày một đêm, nước và thức ăn đều đã hết sạch, cổ họng gào thét đến khản đi, mà trước sau cũng không ai trả lời. Anh ta đã ngỡ mình sẽ bị chết trong cái hang tối ấy, đang mơ mơ hồ hồ thiếp đi thì bị tiếng động rầm rầm làm cho giật bắn mình tỉnh lại, cuối cùng trông thấy bốn người bọn Trác Mộc Cường Ba. Như Vương Hữu kể, anh ta đến sớm hơn mấy người bọn Giáo sư Phương Tân một ngày. Nhân đó, Giáo sư Phương Tân và Trác Mộc Cường Ba cũng kể lại những chuyện đã gặp phải. Lúc ở dưới kim tự tháp, mỗi giây mỗi phút họ đều phải hoảng loạn chạy trốn, quả thật chưa lúc nào có cơ hội để kể lại hành trình của mình. Trong cơn lũ, Giáo sư Phương Tân và Đường Mẫn bị lạc mất Lạt Ma Á La và ngải lực khắc, sau đó, Giáo sư Phương Tân phải để lại ký hiệu ở gần thạch trận. Kết quả là vừa để lại ký hiệu xong, cả hai liền bị thổ dân ăn thịt người phát hiện, phải chạy thục mạng trong rừng một trận, mãi tới khi đám thổ dân bị một tổ du kích thu hút sự chú ý mới thoát khỏi truy đuổi, lại đi trong rừng mất hai ngày, chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào mà tới được Bạch Thành. Bọn họ cũng bị kỳ tích này thu hút cả tâm trí. Sau đó hai người vào một gian nhà trong thành nghỉ một đêm, hôm sau tỉnh lại, thì gặp bọn Trác Mộc Cường Ba và quân du kích chạy tới. Trong lúc nói chuyện, bọn họ không ngờ đã lần lượt tìm thấy thi thể của khải đặc và sasaki trong đám thây cốt tàn khuyết của quân du kích cả hai bị giã thú cắn cho nát bấy người đầu mặt tay chân đều không còn nguyên vẹn vương hữu cố nén đau thương thu nhặt di vật của họ vào ba lô định sau này sẽ trao lại cho người thân năm người lại tiếp tục đi lên trong lòng cảm thấy hết sức nặng nề bởi dù có ra khỏi được kim tự tháp này trong rừng rậm mênh mông như thế họ không biết sẽ còn phải làm gì đây trác mộc cường ba không nhịn nổi ngoác miệng chửi lữ cánh nam bảo đáng lẽ nên để cô tự thưởng thức và cảm nhận chuyến đi nguy hiểm này mới phải. Giáo sư Phương Tân cũng mở miệng, cơ hồ muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng ghim lại được. Sos chán nản cực độ, cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào, tựa như đột một bị hạ đường huyết vậy. Y đã vào tất cả các miệng hang, thảy đều không có gì, vật sống, xương cốt, hoặc những mảnh xác không lành lặn bị động vật ăn còn thừa lại, vật bài tiết, trong hang không có gì hết. Y nhức mắng bản thân mình quá ngu dốt, biết rõ là không thể hoàn toàn tin vào những gì người đó nói nhưng tại sao y lại không thể kiềm chế được mà cứ tín nhiệm hắn cơ chứ vất vả cực nhọc kiếm được chìa khóa suýt chút nữa còn chết dưới mũi giáo của bọn thổ dân ăn thịt người vậy mà kết quả chẳng có chút ý nghĩa gì công toi một bận y ôm trong lòng ngọn lửa phẫn nộ bừng bừng đi ra nội sảnh liền trông thấy thân thể mập ú của gonzales đang bò toài ra trên nắp quan tài đá trông chẳng khác gì một con sâu rau núc ních đang ra sức trèo lên một chiếc lá cây nhưng chiếc lá ấy lại không chịu được trọng lượng của nó cứ rung rinh trực dụng nhìn thật vô cùng hài hước gonzales mảnh đầu lại trông thấy sauce liền nghiến răng kèn kẹt hỏi bên trong chẳng có thứ gì cả ông đã biết trước rồi đúng không tại sao lại gạt tôi tại sao lại gạt tôi sauce hoàn toàn có thể chối nhưng lúc này tâm trạng y đang cực kỳ tồi tệ lời ra đến cửa miệng rồi lại đột nhiên biến đổi đúng vậy tao lừa mày đấy vậy thì sao tự mày ngu xuẩn thôi còn trách ai được nữ cái đồ đầu lợn. Được lắm, Gonzales lăn từ trên tấm đá xuống, nhìn cánh cửa hình khung xương mới chỉ hé ra một khe nhỏ và đường hầm không lớn lắm kia, cầm súng lên gần giọng nói, ở đây, mày không thể gọi lũ động vật ấy đến đúng không, tao muốn. Phân thây mày ra, hắn chuẩn bị bắn tàn phế tứ chi sau trước, sau đó từ từ giày vò y, hòng phát tiết phần nào mối hận bị ép phải làm tên đồ tể. Sống sót trở về. Roman, Serif, 13.5 PT Emetuan Sylangwick. Đờ lang bằng đờ dấu lớn chẳng ngờ tiếng súng vừa nổ vang, Sauce đã lăn xuống đất, không hiểu rút đâu ra một sợi roi dài, từ khoảng cách 12 mét vung tay quật một phát, đầu roi lập tức quấn lấy khẩu súng trong tay Gonzales, giật mạnh một cú, hất vang ra xa đằng xa, kế đó là hết roi này đến roi khác quật xuống cơ thể phì nộn của Gonzales không chút thương tiếc, đánh cho tên béo phải gào thét thảm thiết. Cuối cùng, Sauce quấn sợi roi vào cổ Gonzales, kéo hắn lại gần, rồi đập mạnh cho hôn mê bất tỉnh, ném vào bên trong cánh cửa tam giác. Lạnh lùng nói, mày không nên chọc giận tao vào những lúc thế này mới phải, cho dù không có động vật, thằng béo chết tiệt mày cũng không đáng để tao coi vào mắt đâu. Cho mày thành một phần của địa cung bút này vậy. Sauce gạt chốt trên cửa đá, đẩy cánh cửa hình tam giác trở lại chỗ cũ. Cơ quan trên cánh cửa này đã không thể tái sử dụng được nữa, cửa đóng lại thì sẽ không bao giờ mở ra được. Nhìn cánh cửa đang chậm chậm khép chặt, Sauce nở một nụ cười lạnh lùng tàn khốc. Tầng 3 hình như có chỗ bị người ta phá hoại rồi vẫn còn kẻ nào khác muốn vào đây hay sao, mình phải lên đó xem mới được. sauce cúi đầu ủ rũ thầm tính toán, xong lại chẳng có chút nhiệt tình hăng hái nào. Đúng lúc này bỗng nghe bộp một tiếng, có thứ gì đó mềm mềm rơi xuống đất. sauce ngước nhìn về phía cánh cửa hình tam giác, thứ đó chính là rơi từ trên đỉnh nhọn của tam giác xuống. Nếu không có người mở cửa, vật đó sẽ không dịch chuyển ra, nếu không có người đóng cửa đá lại, vật đó cũng sẽ không rơi xuống, không hiểu thứ gì mà được giấu khéo léo đến nhường ấy. Sauce nhặt nó lên, phủi bụi đất bám trên bề mặt, thì ra một mảnh da thú đã được xử lý bằng phương pháp đặc biệt, trông có vẻ rất chắc chắn. Sauce cẩn thận quan sát tấm da thú thật kỹ lưỡng. Đây, đây, nơi được vẽ trên tấm bản đồ này, hình như là Trung Quốc mà. Lại đi thêm một lúc lâu nữa, dưới sự chỉ dẫn trong cuốn sổ ghi chép của ông Pieri, năm người nấp trong một không gian kín ở tầng hai, tránh được đoàn quân rơi về ổ, sau đó lại tiếp tục lên trên cuối cùng cũng trông thấy cánh cửa lớn thông ra phía ánh sáng. Không hiểu tại sao, mọi người đều không hề vui mừng hớn hở. Giáo sư Phương Tân hỏi Vương Hữu, sau khi ra ngoài anh tính thế nào, đi với chúng tôi hay là, đương nhiên là đi cùng mọi người rồi. Vương Hữu không nghĩ ngợi gì đã trả lời luôn, anh ta hiểu rất rõ, ở một nơi thế này, đơn thương độc mã cũng gần như đồng nghĩa với cái chết. Giáo sư Phương Tân nói, nhưng tôi phải nói cho anh biết một điều, cả chúng tôi cũng không hề tự tin có thể ra khỏi khu rừng này, mà khả năng lớn nhất chính là mọi người chết chung một chỗ. Điều giáo sư Phương Tân vừa nói, cũng chính là điều mỗi người đang nghĩ trong đầu. Mọi người đều bị hoàn cảnh bức bách trong rừng mà chạy tới nơi đây, không có thức ăn cũng chẳng có phương hướng, không ai biết cánh rừng này là ở đâu, muốn ra khỏi chốn này không dễ, trừ phi xuất hiện kỳ tích. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cả năm người đều không thể nào mừng vui cho nổi. Vương Hữu nói, tôi biết chứ, nhóm phượt bọn tôi, mỗi lần tổ chức đoàn thám hiểm, trước khi xuất phát đều phải ký tên trong bản tuyên bố trách nhiệm và viết di chúc, tâm lý chúng tôi đều đã được chuẩn bị. Dù sao, nơi nguy hiểm nhất khó khăn nhất chúng ta cũng đã vượt qua, sẽ không có thứ gì có thể cản bước chân cầu sinh của chúng ta nữa đâu. Một câu nói này có tác dụng cổ vũ rất lớn. Giáo sư Phương Tân hít sâu một hơi, nói, nếu anh đã nghĩ như vậy, chúng ta đi thôi. Nói đoạn, ông ưỡn ngực bước về phía cánh cửa sáng người kia. Ánh dương lại một lần nữa tưới tắm cho mặt đất, không khí vẫn thanh tân khôn tả, năm con người mệt mỏi dã rời, quần áo rách dưới đứng lên đỉnh kim tự tháp, tay nắm chặt tay, vai kề sát vai, kiêu ngạo nhìn vầng dương mới lên. Bạch Thành, đang ở dưới gót chân họ, mặt đất mênh mang, cũng đang ở dưới chân họ. Cuối cùng, họ cũng ra khỏi tòa cung điện ngầm dưới lòng đất ấy, đi ra từ tầng sâu nhất của chốn âm ti, bước ra từ vô số khảo nghiệm của sự sống và cái chết. Sau đây, bất kể là đối diện với khảo nghiệm gì, trải qua nguy nan hiểm trở thế nào, bọn họ cũng thản nhiên tiếp nhận địa ngục đã từng cho họ biết một điều, sinh mạng, vĩnh viễn không bao giờ cúi đầu. Khi họ đứng trên đỉnh kim tự tháp, kỳ tích thật sự đã xuất hiện. Cả năm người đều nhìn thấy rất rõ, trên quảng trường lớn đối diện với kim tự tháp có ba chiếc trực thăng xếp hàng ngay ngắn, lặng lẽ khoan thai chờ đợi, tựa hồ như đang long trọng hoan nghênh họ trở về. Trực thăng, giáo sư Phương Tân đột nhiên cảm thấy không thể khống chế nổi mình, chỉ thốt lên hai chữ ấy, nước mắt đã lã trả rơi trên gương mặt từng trải bao bể dâu dâu bể đường mẫn thấy sống mũi cay cay, nước mắt liền như những hạt trâu đứt dây rơi xuống thánh thót. Trong mắt lạt ma á la cũng long lanh ánh lệ, vương hữu khóc hòa lên, chắc mộc cường ba nghẹn ngào thổn thức. Khoảng khắc ấy, bọn họ mặc cho nước mắt thỏa sức rơi xuống, thật lòng chỉ muốn trở lại thời thơ trẻ mà khóc hòa lên. Không phải họ không dũng cảm, cũng càng không phải họ không đủ kiên cường, mà chỉ là tâm trạng kích động lúc ấy không thể nào biểu đạt nổi, ngoại trừ nước mắt ra, quả thật không còn thứ gì có thể xoa dịu được tâm tình của năm người họ trong thời khắc ấy. Một góc tầng thứ ba của địa cung ở đây đã bị người ta đào bới khoét một cái lỗ lớn, nên nói là vết tích của một vụ nổ nhân tạo để lại thì đúng hơn. Mắc mặt mũi sầm xì, cứ đi đi lại lại bên trên miệng hố. Sau lưng y là một đường ống dẫn dầu cỡ lớn đã lắp ráp xong và mấy chiếc xe điện. Một số công nhân kỹ sư của bên thi công đang bận rộn chạy qua chạy lại. Khi Mắc Hăng hái chạy tới báo cáo với ông chủ rằng đã sắp xếp ổn thỏa không ngờ lại ăn ngay một trận chửi rát mày rát mặt, mày là thằng ngu xuẩn, tốn bao nhiêu tiền, phí bao nhiêu thời gian như vậy, vậy mà chẳng tìm hiểu được chút gì. Chỉ cần mày nghe ngóng được một chút tin tức thì tao đã biết ngay chỗ này chính là nơi chúng tao đã đến đây một lần rồi. Chỗ này còn cái đếch gì mà xem nữa chứ? Mày xem chỗ kia, đấy, còn chỗ kia nữa, chẳng lẽ tao chưa kể với mày bao giờ chắc? Tao thường kể với mày về nơi này, chẳng lẽ mày không có chút ấn tượng nào hả? Ôi trời, đầu mày làm bằng cái gì thế? lãng phí thời gian sức lực của tao, ngu xuẩn. Mắc run dày lẩy bẩy, không dám cãi lại câu nào. Thật không ngờ nơi này lại chính là tòa kim tự tháp Maya hung hiểm mà ông chủ thường hay nhắc tới, khó khăn lắm mới có được giấy phép thông hành, thế mà lại chẳng được tích sự gì. Ba la, ba la, kỹ thuật viên bên trong hết ẩm ý. Họ phát hiện ra có người trong kim tự tháp, mấy gã bảo vệ vũ trang nhảy vào trước tiên, bên trong cũng có giọng nói lạnh lùng cất lên, đối phương cũng dùng tiếng Tây Ban Nha hỏi, bên ngoài là ai vậy? tổ chức cách mạng thánh chiến à. Merkin bảo với tin chỉ huy, không cần lo lắng, người của mình. Đoạn liền cao giọng nói, Sos. Một người có bộ mặt khiến người ta không dám nhìn thẳng bước ra từ kim tự tháp, đích thị là Sos. Merkin ôm thật chặt rồi hỏi, không phải anh theo dõi bọn chúng à? Sao lại ở đây? Sos đáp, chúng cũng vừa mới ở đây đi ra thôi. Merkin ngạc nhiên, ủa, vậy sao? Chúng còn hành động được không? Yên tâm, tôi để lại đồ cho chúng rồi sau đưa mắt nhìn xung quanh nói rời khỏi đây trước đã tôi có thứ này hay lắm tên chỉ huy vội cất tiếng này ông không thể rời khỏi đây được phải để chúng tôi kiểm tra đã sau xòe rộng hai tay nói cứ tự nhiên gonzales mơ màng bò dậy trong bóng tối mịt mùng đưa tay sờ sờ lên cái đầu vẫn còn đau như búa bổ của mình đây là chỗ nào vậy khốn kiếp lại còn bỏ tao vào đây nữa có ai không có ai không hắn bắt đầu ngoác họng ra kêu gào Xung quanh không có một làn gió nhẹ, cũng không có chút ánh sáng nào, tiếng kêu của Gonzales vọng lại ong ong trong khoảng không đen tối. Hắn hoang mang bước đi mấy bước, chợt đá phải thứ gì đó, thò tay lần thử, thì ra là một chiếc đèn pin không hiểu ai đánh rơi trong này. Hắn bật đèn lên, vẫn còn một chút ánh sáng vàng vọt, dưới ánh đèn, Gonzales bắt đầu nhìn rõ được hoàn cảnh xung quanh mình, hắn lập tức hiểu ra mình đang ở đâu. Gonzales bổ tới chỗ cánh cửa hình tam giác đóng im ỉm, lớn tiếng chửi mắng, khốn kiếp, khốn kiếp thả tao ra. Khốn kiếp, khốn kiếp. Một cơn gió sặc mùi tanh thối thổi tới, Gonzales cảm thấy không ổn lắm, vội quay đầu lại, chỉ thấy trong hang động tối tăm khổng lồ ấy bỗng xuất hiện hai đốm sáng, chúng dịch chuyển, càng lúc càng lớn dần, ánh lên sắc vàng nhạt, tựa như có người đang dùng cây xào tre rất cao treo hai ngọn đèn lồng đang đi tới vậy. Gonzales trợn trừng mắt nhìn đốm sáng đang nhanh chóng tiến lại gần mình, cơ hồ không dám tin đây là sự thật, hoang mang không biết phải làm sao. Cuối cùng, khi nhìn thấy chân tướng của hai ngọn đèn lồng kia, tên béo đã dùng hết sức lực toàn thân phát ra có tiếng kêu có âm độ cao nhất từ thủa hắn lọt lòng tới giờ. Kế đó, hắn bất chấp tất cả mà ấn nút kích hoạt đống thuốc nổ quấn quanh người. Ánh lửa lóe lên trong bóng đêm tăm tối, khi áp nén lại cực độ, rồi cuồng loạn bùng ra xung quanh, luồng sức mạnh đánh bật cánh cửa hình tam giác, đánh bật cả cánh cửa dạng khung xương khổng lồ, kế đó dễ dàng biến cả tầng địa ngục thứ năm này thành bình địa, biến mọi vật chạm phải nó nát vụn thành bột. Dầu mỏ ở tầng dưới cùng cũng bị kích dẫn tạo ra phản ứng dây chuyền, những tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp, tựa hồ như muốn lộn phục tất cả cả mọi thứ lên. Năm người nước mắt lưng tròng chạy tới trước trực thăng, cả ba chiếc đều không hề hư hại chút nào. Thêm một điều khiến họ mừng rỡ hơn nữa là trên máy bay vẫn còn đủ cả nước lẫn đồ ăn. Trác Mộc Cường ba kiểm tra bình xăng máy bay, nói, đều có bình xăng đôi, bay cả ngày cũng không vấn đề gì. Họ mang hết vật phẩm tập trung lên một chiếc trực thăng, đổ đầy bình xăng sau đó chắc một cường ba chậm chậm kéo cần điều khiển, một loạt tiếng tạch 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 vang lên mang tới cho cả năm người niềm hy vọng vô cùng vô tận. Chiếc trực thăng đảo một vòng trên tòa kim tự tháp, từ trên cao giáo sư Phương Tân lấy máy quay ghi lại toàn bộ quang cảnh Bạch Thành. Vừa lúc ấy một tiếng nổ khủng khiếp vang lên dưới lòng đất, kim tự tháp dần chìm xuống, đất vụn và bụi cát mù mịt tung bay, bao phủ cả tòa thành trong một sắc xám mông lung mờ mịt. Giáo sư Phương Tân tiếc núi than, chúng cho nổ kim tự tháp rồi, ai lại làm vậy nhỉ, đây rõ ràng là phạm tội mà. Không bao lâu sau, ở vùng rìa Bạch Thành, một cột lửa khổng lồ bốc lên, lưới lửa mang theo dầu bốc cao mấy chục mét, chỉ thoát cái cả tòa thành khổng lồ đã bốc lửa phừng phừng. Năm người nhìn cho tàn khỏi tỏa bên dưới, cảm giác tựa hồ như vừa trải qua một giấc nam kha. Trác Mộc Cường ba đưa mắt nhìn Bạch Thành, nơi mang đến cả sự kích động lẫn nỗi kinh hồn lần cuối cùng, rồi nói, tôi nghĩ, tôi sẽ không bao giờ trở lại đây nữa, giữ nó lại trong hồi ức thì vẫn tốt hơn đi được chưa, thầy giáo? Trực thăng bắt đầu lên cao, rời xa Bạch Thành, thẳng tiến về phía mặt trời. sauce để đám người kia kiểm tra xong, liền cùng Merkin ngồi lên xe điện rời đi. Không được bao xa, đột nhiên chiếc xe điện rung lên, tựa như bị thứ gì đó quẳng lên cao rồi lại rơi bịch xuống đất. Merkin hỏi, động đất hả? Sos vội hét, chó chết, thằng béo kia đã cho nổ mìn. Mau rời khỏi đây, chỗ này sắp sập hết rồi. Y nhảy xuống khỏi xe điện, lao vút như bay ra đầu kia của đường hầm. Trực thăng bay về phía bắc, dọc đường có đi qua khu tập trung của quân du kích, song không gặp phải cản trở gì. Sau cùng họ dừng lại ở một nơi gọi là Boy, rốt cuộc cũng đã trở về thành thị văn minh, đồng thời liên lạc được với Lữ Cánh Nam, nhờ Đại sứ quán giúp đỡ tới Saint Mary. Vương Hữu tạm biệt bọn Trác Mộc Cường Ba, lên đường về nước luôn. Trên một con đèo cách Bạch Thành không xa lắm, Merkin và Sos lặng lẽ nhìn tòa thành hùng vĩ này đã biến thành biển lửa mắc khúm núm đứng sau lưng hai người. Nếu vừa rồi chỉ đi chậm 10 phút, bọn họ cũng sẽ giống như đám công nhân thi công kia, trôn thây nơi biển lửa. Cả ba đều biết rõ, lửa sẽ còn tiếp tục cháy nữa, chính phủ sẽ không hỏi tới đây, quân du kích cũng mặc kệ không lo, nếu như có người quan tâm đến, e là chỉ có đám thổ dân ăn thịt người như đang gặp phải ngày tận thế kia là cùng. Nghe Sos kể lại toàn bộ những việc đã trải qua, Merkin vỡ lẽ thốt, thì ra là Gonzales. Sos hỏi, sao vậy, anh biết hắn à? Merkin gật đầu, ừm, hồi trước có qua lại, có điều không sao cả, hắn cũng không còn được việc gì nữa rồi. Sauce lại nói, ha, Bạch Thành đã không còn tồn tại nữa rồi, có còn nhớ tình cảnh của chúng ta khi tới đây lần đầu tiên không? Merkin gật đầu, cả đời này cũng khó mà quên được, mặc dù đã tổn thất bọn thằng Nam Tước, nhưng lúc ấy đội chúng ta còn hoàn thiện lắm, đâu có giống bây giờ. Sauce sực nhớ ra gì đó, phải rồi, tôi hỏi anh, chuyện này. Tôi đang nói tới chuyện bạc ba la thần miếu, ngoài tôi ra, anh không nói với ai khác chứ, đặc biệt là... Người đó. Merkin giật mình thốt, anh muốn nói. Trồn, Sauce vội xua tay ngăn y lại, tên của người đó cũng không thể nhắc đến được. Merkin lắc đầu, làm sao thế được, tôi đã tìm đến anh, cũng có nghĩa là chắc chắn không muốn để người đó biết, bằng không, tôi đã không tìm đến anh rồi. Sauce nói, anh biết vậy thì tốt, anh cũng biết rồi đấy, người đó xưa nay đều đòi chiếm phần lớn nếu hắn biết được chuyện này, tôi và anh cả khúc xương cũng không có mà gặm đâu. Merkin băn khoăn, sao đột nhiên anh lại nhớ ra chuyện này vậy? Sos trầm ngâm đáp, bởi vì có một số chuyện rất lạ, tên chắc Mộc Cường Ba lại có chìa khóa mở cánh cửa cầm kỵ, điểm này làm tôi lấy làm nghi hoặc. Y không có ý định nói với Merkin chuyện bọn chắc Mộc Cường Ba suýt chút nữa thì bị nước dìm chết, nhưng cơ quan bỗng nhiên bị mở ra, mà người mở chắc chắn không phải là Y. Merkin nói, có lẽ là trùng hợp thôi, mặc dù thánh thạch của người cu đã bị chúng ta lấy đi và sử dụng trên cửa đá rồi, nhưng cũng có khả năng bọn họ cướp được của một bộ lạc khác về. Anh biết đấy, mấy cục đá đó cục nào chẳng giống cục nào, bọn ấy làm sao phân biệt được chứ? Phải rồi, nói đến chắc mộc cường ba, đến giờ cách nhìn của anh đối với bọn chúng thế nào rồi? Sos bực bội gắt, nói ra anh chớ giận, tôi chẳng có một chút lòng tin nào với đám ấy cả. Với thực lực như thế, có thể trèo lên đỉnh tuyết sơn đã là cực hạn của chúng rồi, Mong chúng tìm thấy Bạc Ba La Thần Miếu ư? Hừ, trừ khi mặt trời mọc đằng tây đi." Merkin nói, cũng làm gì đến nỗi tệ thế, chung quy chúng cũng băng được qua rừng Than Thở đến Bạch Thành mà. "Hừ, dựa vào chúng hả?" Sauce cười gần nói, "Có cao thủ khác nữa. Lúc bọn chúng vừa đặt chân vào rừng Than Thở, đã gặp một tên tóc bạch kim, thằng cha này khá là lợi hại, hắn dẫn cả bọn tránh né những nơi nguy hiểm nhất." vòng qua hang ổ của những loài dã thú hung hiểm nhất mà mấy tên kia thì không hiểu đầu cua tai nheo gì, gần như là chúng đã tiến thẳng đến Bạch Thành bằng con đường an toàn nhất đó. Đây cũng là nguyên nhân tại sao tôi hỏi anh có người nào khác biết chuyện này hay không. Trong địa cung, tôi còn gặp phải một kẻ đáng sợ hơn nữa, mặc dù không biết là ai, nhưng hiểu biết của kẻ ấy về huyết trì thậm chí còn sâu sắc hơn cả người đó nữa. Ừm, sắc mặt Merkin trở nên nghiêm trọng nói, đó nhất định là người của Mật Tông Tây Tạng. Sos hỏi, Mật Tông Tây Tạng Merkin gật đầu giải thích, khi tôi nghe người đó nhắc đến huyết trì lần đầu tiên, đã bắt đầu chú ý đến thứ này rồi, tôi nghĩ rằng nên bắt đầu tra xét từ quốc gia của y. Cuối cùng tôi cũng điều tra được, cái huyết trì nguyên vẹn đầu tiên được phát hiện thì ra là khai quật ở huyện Mạc Thoát, Tây Tạng vào năm 1915. Thứ này là pháp khí dùng để tế lễ của một tôn giáo đã bị tiêu diệt. Ồ, vậy anh xem cái này. Sauce lấy trong túi của Merkin ra một cuộn da, ban nãy y lợi dụng lúc ôm nhau mà nhét luôn vào. Merkin cũng biết, nhưng từ bấy đến giờ chưa kịp mở ra xem. Cuộn da mở ra, phần mép chắc là biển, sau đó đại khái có một hình cong như ức gà, một đường màu đỏ nhạt chạy dọc theo xương ức gà về phía tây, rồi chia ra làm ba, lần lượt ký hiệu bằng hình ảnh thác nước, tượng Phật và bộ xương, có rất nhiều địa danh đánh dấu nhỏ li ti, thoạt nhìn giống tạng văn nhưng nhìn kỹ lại thì hơi khác. Có điều, điểm khiến Merkin chú ý nhất là ký hiệu kỳ quái ở góc bản đồ, phần trên giống như đầu trâu, phần dưới lại nối liền với một hình chữ vạn ngược. Merkin kinh ngạc thốt lên, hả, đây là, là bản đồ của Mật Tông. Anh nói cái gì, sao biết đây là bản đồ của Mật Tông? Sos đã xem tấm bản đồ này không chỉ một lần, nhưng trừ cảm giác giống Trung Quốc ra, y cũng không dám khẳng định đây chính là bản đồ Trung Quốc. Vậy mà Merkin vừa thoáng nhìn đã ra ngay là bản đồ của Mật Tông Tây Tạng. Mắc cũng vội dướn đầu lên ngó một cái. Có điều như vậy là chen vào giữa kin với Sos rồi. Nhân lúc ông chủ còn chưa chừng mắt lên, hắn tự giác lùi về phía sau. kin chỉ tay vào bản đồ nói: Ký hiệu này không phải văn tự Phật giáo, mà gọi là ký hiệu Ung um trọng, ký hiệu cổ xưa nhất của Tây Tạng. Hiện nay mọi người đều cho rằng nó tượng trưng cho mặt trời. Còn ký hiệu trông giống chữ trên đồng tiền này chắc là ký hiệu giản hóa biểu thị chó sói. Cũng có thuyết bảo đây là ký hiệu giản hóa chỉ một loại chó chiến đấu đặc biệt chỉ Tây Tạng mới có hai ký hiệu này từ thời kỳ đồ đá cũng đã xuất hiện ở tây tạng rồi, có rất nhiều dấu vết về chúng trên các bức nham hỏa của người cổ đại. khi hai ký hiệu này xuất hiện cùng một lúc, liền trở thành ký hiệu đặc hữu của phải mật tông đã biến mất kia. nghe nói đây là một loại ký hiệu tượng trưng tinh thần mà các giáo đồ mật tông xăm lên mình. thấy ánh mắt sauce lại toát lên vẻ hoài nghi, Kin vội giải thích: tôi cũng vừa mới điều tra được chuyện này trong chuyến đi tây tạng lần trước thôi. nói tới đây y chợt nhớ lại tình huống khi lần đầu tiên tiếp xúc với ký hiệu này. Ông chủ, tìm thấy rồi, những trục quyển ấy được vận chuyển đến Hasa ở Trung Quốc. Ừm, trở về tổ quốc hả? Tốt lắm, chuẩn bị nhanh lên, chúng ta sẽ đến Hasa. Vâng, ông chủ. Vào bố Đạt La Cung rồi hả? Mày điều tra rõ chưa đấy? Merkin đứng trên phố Bắc Ho một, người ra nhìn những sạp hàng sạc sỡ màu mè bầy ven đường trong suốt một phút liền. Ông chủ, mặc xác cùng với chẳng điện đi, không phải đang mở cửa đón khách hay sao? Chúng ta phái mấy thằng giả làm du khách vào trộm ra là được mà. Mắc hiến kế. Đồ ngu, mơ kiên trước mắt nhìn bức tường biên mã hai đỏ rực của đại chiêu tự ở phía xa xa nói, mày định trộm đồ ở nơi thế này hay sao? Hừ, chỉ sợ vào đấy chưa kịp làm gì thì đã chết mẹ rồi. Vậy, thứ đó vào bố đạt la cung thì chúng ta hết cách rồi sao? Mắc lẩm bẩm. Mơ kiên thở dài nói, ha, ủa ánh mắt y đột nhiên bị một mảnh kim loại hình dáng kỳ lạ thu hút thứ đó dường như là một món trang sức nửa trên giống như đầu trâu nửa dưới lại là một chữ thập mơ có cảm giác rất thân thuộc liền nhặt mảnh kim loại lên khỏi đống hàng hóa bừa bãi trên sạp hỏi đây là cái gì vậy phần trên này không phải đầu lâu đúng không là ký hiệu con bọ cạp hả không 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 anh chàng người tạng bán đầu nghe hiểu xong vội vàng nói đây không phải bọ cạp đây là sói há cái miệng to, sợ mất không hiểu, anh chàng còn ngửa mặt lên trời bắt trước kiểu sói chu, rồi lại nói, há cái miệng to. Hai tay anh ta dơ lên thành hình tượng sói há miệng, rồi lại bảo mất thò ngón tay vào trong cái miệng sói kia, bên trong quả nhiên có một hàng gai nhỏ, có điều đã mòn gần hết rồi, răng sói, răng soi. Anh chàng bán hàng người tạng cứ lặp đi lặp lại. Sói, mất dường như bị thứ gì đó làm cho xúc động, không hỏi bao nhiêu tiền. Mà lại hỏi, thứ này ở đâu ra vậy? anh chàng người tạng bán đầu nghe Merkin hỏi vậy, cho là y muốn mua, vội vàng giới thiệu, cái vòng tay này là đồ tốt đó nha, cũng cổ ra phết đấy, ông xem này, thủ công. Merkin chụp lấy cổ áo tròn của anh ta, gần giọng hỏi, tao không nói thủ công thủ kiếp gì cả, tao hỏi mày cái này ở đâu ra. Hành động này lập tức làm đám người tạng quanh đó nổi giận, đã có mấy người tạng bán hàng gần đó đứng lên quát hỏi. Anh chàng kia vội dùng tiếng tạng giải thích với mấy người buôn bán vài câu, mới làm cơn giận của họ lắng xuống. Xong xuôi, anh ta làm bộ thần bí nói với Merkin, thứ này, nghe đâu là la chát lấy được trên người một gã thần kinh không bình thường người khang ba, đương nhiên tôi cũng không được rõ lắm, nhưng mà đây chắc chắn là đồ tốt, ông xem. Nhìn Merkin trầm ngâm suy tư điều gì đó, so thử khẽ một tiếng, đột nhiên rút tấm bản đồ ra trong tay Merkin lại, quay đầu bỏ đi, nói vọng lại, xem ra, chúng ta vẫn chưa thể tin tưởng lẫn nhau được rồi, rốt cuộc anh còn bao nhiêu chuyện chưa nói với tôi nữa. Merkin vội thanh minh, chuyện này thực sự là do tôi không nghĩ tới ngoài những điều tôi biết cũng đều đã nói cho anh cả rồi phái mật tông ấy tiêu vong từ rất sớm theo tôi biết thì từ trước khi thổ phồn bị diệt vong nó đã biến mất rồi thông tin tôi điều tra được chẳng qua chỉ là những thứ vụn vặt liên quan tới tông phái ấy mà thôi chuyện này chúng ta cần phải hợp tác điều tra này anh đi đâu đấy sau đáp tôi đi nhận diện khuôn mặt nhất định phải tra ra lai lịch tên tóc bạch kim thằng đó thật sự rất đáng nghi Merkin hỏi, anh dựa vào gì mà khẳng định vậy? Sauce lắc đầu, tới lúc ấy anh sẽ tự biết. Này, chúng ta đã hợp tác nhiều năm nay rồi, tôi nhắc anh một lần nữa, đừng hy vọng quá nhiều vào đám người ấy, bọn chúng không thể thành công được đâu, tự chúng ta làm đi. Merkin nhìn theo bóng lưng Sauce, lẩm bẩm nói, anh không hiểu được đâu. Y đưa tay nắm cổ áo mình, bên trong, dường như có thứ gì đó. mắc nhắc nhỏ, ông chủ, Sauce đã đi rồi, chúng ta cũng lên đường thôi. Merkin gật gật đầu, đột nhiên điện thoại di động đổ chuông, y mở máy, mới nghe một câu đã lớn tiếng quát, nói cái gì hả? Sau khi gác máy, y còn ngây ra một lúc lâu. Mark thấy ông chủ của hắn cứ nhìn chằm chằm theo hướng sauce biến mất, thầm đoán thâm tư của Merkin, ông chủ, thằng cha sauce ấy thật cứng đầu cứng cổ, tôi thấy, cho hắn nếm mùi. Hắn còn chưa dứt lời, Merkin đã tát cho một bà tai nổ đom đóng mắt, mày là cái thằng ngu xuẩn, loại người như mày, thành công chẳng thấy đâu mà thất bại thì liên tiếp. Nói xong liền quay đầu bỏ đi thẳng, bên tai vang lên tiếng người nói trong điện thoại lúc nãy, ông Merkin, thật vô cùng xin lỗi khi phải thông báo với ông, người Trung Quốc mắc bệnh thần kinh ấy, đã qua đời lúc 5 giờ 30 phút sáng nay, nhờ ông thông báo với người nhà của anh ta đến xử lý mai táng. Merkin thầm nhủ, nếu mình học được tiếng tạng cổ sớm hơn một chút, biết đâu có thể biết được điều gì đó từ miệng tên điên ấy, bây giờ. Có điều bỏ đi vậy, dù sao trong tay ta cũng còn một tên điên khác, hừ không dừng bị mất kim cho một bà tai, mắc ôm mặt quỳ dưới đất cho tới khi bóng dáng mất kim khuất hẳn, trong mắt hắn mới lóe lên một tia hằn học nhủ thầm trong bụng nếu sauce và mất quyết chiến với nhau, không hiểu kết quả sẽ thế nào. suy nghĩ nguyên man hắn không khỏi bật cười. tổng kết tình hình còn tốt hơn cả mong đợi, không ngờ trương lập và nhạc dương đã đến St. mary trước cả bọn trác mộc cường ba. Ngại lực khác còn sớm hơn nữa, chỉ có ba tang chưa thấy đâu tình cảnh của trương lập và nhạc dương tương đối tệ hại mấy người bọn trác mộc cường ba gặp lại hai anh chàng này trong bệnh viện của tổ chức chữ thập đỏ sinh ly tử biệt ba người ôm chặt lấy nhau cảm thán không thôi trương lập và nhạc dương đều xúc động đến rơi nước mắt trong rừng sâu hai người đã nếm đủ mọi điều khổ sở may mà có son giúp đỡ nhưng nhạc dương cũng vẫn bị một loài mũi không biết tên trong rừng mãng xà đốt phải sau đó cứ sốt cao mãi không dứt trương lập phai không ngừng nói vào tai anh chàng ba ba tô Cô Babato, cô Babato đang đợi cậu kia, phải cố lên. Cứ nói như vậy cả ngàn lần, cuối cùng mới kéo được nhạc dương ở chỗ thần chết trở về. Rồi ba người vì phải chạy liên tục, cuối cùng cơ thể đều không chịu nổi, cộng với việc thiếu dinh dưỡng nhiều ngày, kiệt sức ngã lăn ra. Nghe các bác sĩ nói, trong ngày đầu tiên nhập viện, Trương Lập cứ gào mãi cái tên Babato, làm họ đoán là cô Babato gì đó nợ tiền của anh chàng. Còn rốt cuộc làm thế nào họ ra khỏi rừng rậm được thì cả Trương Lập và Nhạc Dương đều ấp úng không chịu nói, nghe đâu vì muốn bịt miệng ai đấy lại. Còn thể lực của Son thì phục hồi rất nhanh, chỉ ở bệnh viện theo dõi một ngày là đi luôn, trước khi đi không ngờ cũng không chào hỏi ai tiếng nào, làm Trương Lập và Nhạc Dương đều lấy làm áy náy không yên. Lưu lạc hơn nửa tháng trong rừng nguyên sinh Nam Mỹ, mình mẩy đầy thương thích, cuối cùng đội ngũ được huấn luyện đặc biệt này cũng trở về với Tổ quốc. Lại được hít thở làn gió thanh tân mát mẻ, cảm giác tựa hồ được trở về cõi tiên, theo yêu cầu gần như là hà khắc của Lữ Cánh Nam, tất cả thành viên trong nhóm huấn luyện đặc biệt đều phải tiến hành tổng kết kinh nghiệm về thất bại lần này. Lữ Cánh Nam đứng trên bục giảng, trông thật giống một cô giáo dạy tiểu học hung ác, khoa trương vung cánh tay lên nói, trước khi xuất phát, có ai đó từng nói với tôi. Anh ta nói, anh ta cho rằng huấn luyện như vậy đã đủ rồi, giờ anh ta đã mạnh lắm rồi, cảm giác như chưa bao giờ mạnh đến thế, có thể chiến thắng bất cứ khảo nghiệm khó khăn nào, có thể đi tới bất cứ vùng đất chết chóc nguy hiểm nào. Tôi đã đáp ứng người đó, chỉ cần anh ta hoàn thành nội dung huấn luyện trong thời gian quy định, chúng ta sẽ lập đội lên đường, tìm kiếm bạc ba la thần miếu. Kết quả, kết quả thế nào chứ? Ánh mắt cô trở nên sắc bén ghê gớm, chắc một cường ba ngoảnh mặt sang một bên, cố ý không nhìn nét mặt đối phương. Lữ cánh nam lại không chịu bỏ qua cho gã, hỏi thẳng vào mặt gã, cường ba thiếu ra, anh nói trước đi, cảm tưởng của anh về lần huấn luyện này thế nào? Tôi thì có cảm tưởng gì chứ?" Trác Mộc Cường ba nhảy dựng lên, hét lớn, "Suýt chút nữa thì chúng tôi chết sạch trong rừng, câu trả lời như vậy cô đã hài lòng chưa?" "Không sai, chúng tôi không thể vượt qua lần huấn luyện này." "Vậy thì sao chứ? Bị quân du kích truy đuổi, bọn động vật bình thường một con cũng khó gặp, thường xuyên tập trung thành cả quân đoàn lớn cho chúng tôi tham quan. Sấm sét, nước lũ, còn ngôi mộ kia thì càng không cần nói nữa, nói xong rồi chỉ sợ cô không dám tin thôi." "Cô nói đi, cô nói đi." thế có thể coi là huấn luyện được không? Cho dù đi đánh trận, cũng không đến nỗi phải đối mặt với hoàn cảnh hung hiểm như vậy đâu. Nói hết một chàng, gã đứng chống nạnh mà thở hồng hộc. Lữ cánh nam cũng không tranh cãi với gã, chỉ mỉm cười nói, ôi cha, không hoàn thành nhiệm vụ mà còn lý lẽ hùng hồn nhỉ, hiệu quả huấn luyện đâu tôi vẫn chưa thấy, nhưng tính khí thì ghê gớm thấy rõ đó. Lữ cánh nam không tranh luận với gã, chắc mộc cường ba cũng không tiện nổi cáo nữa, bực tức đáp trả một câu, tình huống lúc đó cô không hiểu, Đổi lại là cô thì cũng không thể hoàn thành được. Không ngờ, câu này vừa thốt lên, Trương Lập, Nhạc Dương và cả nhóm người tổ giáo Sư Phương Tân, tất cả mặt mày biến sắc, bộ dạng đều như muốn nói, hỏng bét, cường ba thiếu ra sắp gặp họa rồi. Quả nhiên, gương mặt mới rồi còn dạng dỡ như tắm trong làn gió xuân, thoát cái đã như phủ một lớp băng lạnh lẽo, lữ cánh nam lạnh lùng hỏi, vậy sao? Sao anh biết tôi không đi chứ? Chắc một cường ba đờ người, vẫn còn cứng đầu cứng cổ không chịu thua, Nhìn những người xung quanh, thấy ai nấy đều cúi gằm mặt xuống, xem ra Lữ Cánh Nam không hề nói dối. Lữ Cánh Nam nói, "Bởi vì tôi cảm thấy băng qua cánh rừng đó có lẽ vẫn còn hơi khó đối với mấy người, nên đã quyết định tự mình đi thử trước một lần. Tôi mang theo một con dao săn cá mập, tốn mất 7 ngày đã hoàn thành quãng đường ấy. Vốn tưởng rằng với năng lực hiện tại của các người, chắc là có thể hoàn thành được nhiệm vụ, thật không ngờ. Biểu hiện của mọi người làm tôi quá thất vọng. Sao hả, anh không tin?" Tôi xuất phát muộn hơn các người hai ngày, đến ngày thứ ba đã đuổi kịp tổ của giáo sư Phương Tân, không tin thì cứ hỏi. Trác Mộc Cường ba ngoảnh lại phía giáo sư Phương Tân, chỉ trợn tròn đôi mắt lên, ngây ngây hỏi, không mang theo thứ gì. Giáo sư Phương Tân cúi gằm mặt xuống, không mang theo thứ gì, cả đồ ăn, lều bạt, cả nước cũng không có. Lữ cánh nam lại nói, khi các người không thể đến đích đúng thời hạn, không kịp chờ chi viện tới, tôi đành phải một mình quay trở lại tìm kiếm các người. Tìm mất hai ngày trong rừng mãng xà mới thấy hai tên chỉ còn thoi hơi thở. Để tìm kiếm rồi cứu chúng ra, tôi đã giết hơn trăm con chăn Nam Mỹ, chỉ sợ đã giết sạch cả giống loài nhà chúng mất rồi. Trác Mộc Cường ba cả kinh, chẳng trách hai tên phản đồ ấy cứ lắp ba lắp bắp không chịu nói rõ chuyện gì, để bịt miệng ai đó thì ra chính là để bịt miệng gã lại. Gã hoảng hốt bất an quay đầu lại, dùng đôi mắt kinh khủng ấy nói với Nhạc Dương, con mụ này không phải là người. Nhạc Dương rụt rè làm ra vẻ không biết phải làm gì hơn đã bảo là giáo quan ma quỷ rồi, vậy mà anh vẫn không tin. Bình, lữ cánh nam vỗ mạnh xuống bàn, chén trà nhảy tung lên, chắc một cường ba cũng giật mình đánh thót, suýt chút nữa thì đá đổ cả ghế. lại nghe lữ cánh nam nghiêm giọng nói, theo tôi được biết, lần hành động này có một nhóm, khi học tập nghiên cứu chỉ chăm chăm vào phạm vi nhỏ hẹp, nhãn quang thấp kém, hơn nữa khi xuất phát còn nôn nóng mạo hiểm, không hề có tinh thần hợp tác đồng đội cũng thiếu cả kế hoạch khảo sát một cách khoa học, bao nhiêu công lao huấn luyện hơn nửa năm nay đều uổng phí hết cả rồi còn gì. Kế đó lại vỗ bàn đánh dầm cái nữa, chắc một cường ba lại giật thoát mình, khó khăn ngoảnh đầu lại nhìn lạt ma á la, ánh mắt thảm thương vô cùng, đại sư, ngài bán đứng tôi. Nét mặt lạt ma á la thờ ơ hờ hứng, liếc nhìn lữ cánh nam một cái, không nói không rằng biểu thị, tôi cũng chẳng còn cách nào khác cả. Chỉ nghe lữ cánh nam tiếp tục, cũng may tôi không phải là tổng chỉ huy hành động lần này, bằng không tôi tuyệt đối không cho phép trong nhóm của mình một đám người vô dụng như thế nguyên nhân thất bại của hành động cùng những điểm các người tự cảm thấy mình còn chưa đủ tất cả viết hết ra bản kiểm điểm cho tôi ai cũng phải viết tôi cảnh cáo trước không được chép bài của nhau không được trao đổi nếu không phạt chép một vạn lần đặc biệt là các anh lữ cánh nam chỉ thẳng vào mặt trác mộc cường ba cũng may là còn thêm vào một chữ khác mồ hôi trác mộc cường ba vã ra như tắm từ sau khi tốt nghiệp tiểu học gã đã không còn bị ai chỉ vào mặt mắng chửi như vậy nữa. Trong phút chốc, cả gian phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng bút soạt soạt, già có trẻ có, mọi người đều ngồi thẳng đờ, bút ngoáy không ngừng, cảnh tượng hệt như trong một kỳ thi đại học vậy. Mười phút sau, Lưu Cánh nằm uống hết chén trà, đứng lên lạnh lùng nói, tôi ở phòng làm việc, viết xong thì mang tới đó. Nhớ cho kỹ, trong nhóm các người có một người phụ trách giám sát toàn bộ quá trình viết kiểm điểm này, nếu muốn thì thầm bán tán thì cứ tự tiện, Đến lúc ấy chưa có trách tôi không nể mặt. Lúc ra đến cửa, cô nàng lại buông thêm một câu, còn nữa, chưa viết xong thì không được ra ngoài, bằng không. Sau khi Lữ Cánh Nam đi khỏi, căn phòng rất giống với lớp học này lại càng trở nên yên tĩnh, người trong phòng thỉnh thoảng lại trao đổi bằng ánh mắt, nhưng không ai dám lên tiếng nói chuyện, mặc dù đều biết có lẽ giáo quan nói vậy chỉ để dọa nạt họ mà thôi, nhưng ai có thể đảm bảo được điều ấy chứ? Trác Mộc Cường ba dần trở nên bình tĩnh, trong lòng lấy làm uất ức, thật vô lý một cô con gái bé tẹo như vậy, sao có thể cầm một con dao mà băng qua khu rừng ấy được chứ, vậy chẳng phải là còn lợi hại hơn cả lạt ma á la hay sao? Bà chăn này rốt cuộc lai lịch thế nào nhỉ? Gã viết bậy mấy chữ lên giấy, rồi lại nghĩ, có điều nói đi cũng phải nói lại, lần hành động này đúng là đã làm lộ ra rất nhiều điểm thiếu sót. Không tìm hiểu kỹ lưỡng đầy đủ về văn hóa và phong thổ nhân tình khu vực xung quanh Nam Mỹ, cái này coi như sợ ý đi, còn về động vật tiền sử, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của mình, nếu gặp phải một loài động vật mà mình không có chút hiểu biết nào về nó, vậy thì biết làm sao bây giờ? Tạm thời không nói động vật tiền sử, chỉ riêng đám động vật đã tìm hiểu rồi, như chăn nam mỹ ấy, rõ là mình đã nghiên cứu thói quen tập tính và đặc điểm sinh lý của chúng, vậy thì sao chứ? Khi gặp phải chăn nam mỹ ấy, đừng nói là nghĩ cách khống chế nó, đến cả dũng khí để bỏ chạy cũng chẳng còn nữa rồi. Ôi, dữ liệu tra được trên máy tính và tình hình thực tế đúng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lại còn cả các mật mã ý nghĩa tượng hình kia nữa, về mặt này có thể nói là mình hoàn toàn không hiểu gì, cả cơ quan bẫy dập trong địa cung nữa, đấy lại càng là lĩnh vực chống, cả thời tiết tự nhiên. Cha, tại sao không hề giống như mới đầu mình nghĩ, sao còn nhiều chuyện mình chưa nắm bắt được thế nhỉ? Trác Mộc Cường ba một lúc phát hiện ra mình có quá nhiều khuyết điểm, ngược lại thành ra không thể hạ bút. Đợt huấn luyện này có rất nhiều điểm mà gã vắt óc nghĩ mãi cũng không sao hiểu nổi, chẳng hạn như việc bị quân du kích truy sát, chính xác. Vô duyên vô cớ bị truy sát, điểm này con mụ trần tinh lữ cánh nam kia phải giải thích thế nào đây? Còn cả Lạt Ma Á La nữa, đối phó cảm bẫy là nội dung của giai đoạn cuối cùng, thực tế họ chưa từng được dạy qua, tại sao Lạt Ma Á La lại biết nhiều như thế? Người Kukua và người Tạng có những tập tục giống nhau đến lạ thường, chiến ngao không sủa, suy luận của nhạc dương. Đột nhiên, chắc Mộc Cường ba đem tất cả liên hệ lại với nhau, mặc dù gã cũng cảm thấy không thể nào tin nổi. Nhưng ngoài cách giải thích ấy ra, dường như rất khó đưa ra phương pháp lý giải nào khác nữa. Nơi đó, và Tây Tạng, và cả bạc Ba La Thần Miếu nữa, lẽ nào thực sự có quan hệ gì với nhau? Thật đúng như những gì Nhạc Dương nói, chuyện này thật quá khó tin, rốt cuộc là liên hệ với nhau thế nào đây? Đúng, nhất định họ còn giấu mình chuyện gì đó. Điểm này là chắc chắn rồi. Trác Mộc Cường Ba càng nghĩ càng thấy tức, Trương Lập ngồi đằng xa nhướng mắt lên nhìn, chỉ chỉ vào bản kiểm điểm của mình, rồi lại trợn mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba. Ý bảo tôi đã viết được ngần này rồi, sao anh vẫn để giấy trắng thế cường ba thiếu ra? Trác Mộc Cường Ba phẫn nộ đứng phát lên, thầm nhủ, sao mình phải viết kiểm điểm chứ? Hừ, cô ta không giải thích rõ ràng, mình sẽ cái vụ này đến cùng. Trác Mộc Cường Ba ôm một bụng bất bình, đẩy bật cánh cửa phòng làm việc của Lữ Cánh Nam ra. Lữ Cánh Nam thấy hai tay Trác Mộc Cường Ba chống không, nét mặt bừng bừng nộ khí, bèn hỏi, có chuyện gì? Có chuyện thì vào rồi nói, đóng cửa lại. Trác Mộc Cường ba đóng sầm cửa lại, bước tới trước mặt Lữ Cánh Nam nói: "Giáo quan, vừa nãy cô nói chuyện rất lớn tiếng, hỏi những câu tôi không trả lời được, nhưng bây giờ tôi cũng có mấy câu muốn hỏi cô đây." Lữ Cánh Nam khẳng khái gật đầu, "Anh cứ nói." Trác Mộc Cường ba chống tay xuống bàn làm việc, "Lần huấn luyện băng rừng nguyên sinh này, không đơn giản chỉ là huấn luyện thôi có đúng không? Cô còn chuyện gì đó vẫn giấu chúng tôi chưa nói ra, có đúng không?" lữ cánh nam chẳng tỏ thái độ gì chỉ nói tại sao lại nói vậy trác mộc cường ba đáp ngay chẳng lẽ giáo quan không còn nhớ gì nữa nhưng tôi thì chưa quên đâu lúc đích đến của hành động lần này vừa mới quyết định xong cô đã nói với chúng tôi thế nào chứ sợ rằng đối thủ cạnh tranh của chúng tôi đã đi trước một bước bọn chúng đi trước một bước làm cái gì chứ tôi nhớ lúc ấy giáo quan cũng không cho chúng tôi câu trả lời thì phải kết quả nhóm chúng tôi vừa bắt đầu thì đã bị quân du kích truy đuổi cản trở sau đó mới biết có người tung tin đồn bảo chúng tôi biết lối vào thành phố vàng, rõ ràng là để cầm chân chúng tôi lại, hoặc là không để chúng tôi băng qua khu rừng ấy. Ở đó có gì chứ? Cô không hề nhắc đến một chút nào. Trác Mộc Cường ba giơ ngón tay lên trước mặt, lắc lắc đầu, tôi nghĩ mãi mà không hiểu rốt cuộc đây là chuyện gì, cho tới khi tôi gặp Lạt Ma Á La. Lạt Ma Á La, trong mắt LC ánh lên thần tình hoảng hốt, Trác Mộc Cường ba biết ngay là mình đã đoán đúng, liền tiếp tục tấn công, hừ, không sai là lạt ma á la khi tôi gặp ông ấy ông ấy không hề hoang mang hoảng loạn chỉ muốn tìm lối ra như bọn chúng tôi cũng không nôn nóng ra khỏi khu rừng ấy tôi rõ ràng là ông ấy đang đang tìm một thứ gì đó trác mộc cường ba cố ý kéo dài mấy chữ cuối cùng ra hòng tăng áp lực cho lữ cánh nam bạch thành đúng không bia cung pút đúng không các người đã sớm biết đến nơi ấy rồi đúng không thực ra trác mộc cường ba cũng chỉ vừa mới lóe lên ý nghĩ này trong đầu đột nhiên nghĩ tới những gã lại cố ý càng lúc càng lớn tiếng hơn tựa hồ như đã biết hết mọi chuyện từ trước rồi vậy gã gần như dí sát đầu mình vào đầu lữ cánh nam hỏi tiếp bên trong rốt cuộc là có thứ gì mặc dù cuối cùng lạt ma á la không tìm được gì hết nhưng tại sao ông ấy lại quen thuộc các cơ quan cạm bẫy cách bố cục trong kim tự tháp như vậy ông ấy đã nghiên cứu về nơi đó đây không phải là chuyện ngày một ngày hai nữa rồi tôi nói không sai chứ không ngại đường xa ngàn dặm bảo chúng tôi đến chỗ ấy rốt cuộc là muốn bọn tôi làm gì mục đích của các người có phải là lợi dụng danh nghĩa huấn luyện đặc biệt thực ra là để chúng tôi làm mồi câu thu hút sự chú ý của quân du kích hay không có phải chính các người đã phao tin đồn hay không lữ cánh nam hoảng hốt nói không không phải như vậy không phải như vậy khí thế của cô nàng đã không còn cứng rắn như lúc nãy nữa trác mộc cường ba tiếp tục tăng thêm áp lực cho đối phương vừa tiến lại gần vừa nói giờ thì coi như tôi hiểu rồi chúng tôi chỉ là con cờ trong tay các người là công cụ của các người huấn luyện đặc biệt cái gì chứ tất cả đều là giả dối hết các người chẳng qua lấy danh nghĩa khảo sát khoa học ra nước ngoài trộm mộ thôi từ lâu gã đi nghi ngờ lạt ma á la là thành viên của một tổ chức trộm mộ giờ thì cả lữ cánh nam cũng rơi vào diện nghi vấn của gã nốt tội danh này quá lớn cả lữ cánh nam cũng nổi giận đập bàn đứng dậy quát anh nói bậy cái gì đấy anh chẳng biết cái quái gì hết trác mộc cường ba thì ngược lại thái độ rất đối ung dung, gã thong thả ngồi xuống, vẫy tay nói, được rồi, cô biết, vậy cô nói đi, nói cho tôi biết những chuyện này là thế nào. Lữ cánh nam có chút hoảng loạn, cô cũng không ngờ lại bị Trác Mộc Cường ba ép tới nước này. Cô nhanh chóng điều chỉnh lại tâm thái của mình, chấn tĩnh trở lại, ngồi xuống đối diện với Trác Mộc Cường ba, dáng vẻ trầm tư một lúc lâu mới nói, tôi đã bảo rồi, nếu các anh có thể vượt qua khảo hạch giữa kỳ này, tôi sẽ giao số tư liệu được các chuyên gia nghiên cứu tìm ra cho các anh xem, có điều, các anh đâu có hoàn thành lần khảo hạch lần này, không đúng sao? Cô, vốn ngỡ rằng lữ cánh nam ít nhiều lộ ra chút gì đó, không ngờ cô nàng này lại đột nhiên đổi giọng, chặn ngược trở lại, chắc một cường ba ấn tay xuống mặt bàn, trợn mắt lên, tựa như muốn lập tức đứng phát dậy bỏ đi, có điều rốt cuộc gã cũng không đứng lên, cứ ngồi yên như vậy đỏ mắt với lữ cánh nam, con người cơ hồ như muốn vé lửa. Chắc Mộc Cường ba thầm nhủ, con mụ gái già này, muốn lấy tôi ra làm trò đùa chắc rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với cô chứ? Lữ cánh nam nhìn chắc một cường ba, trong lòng cũng đang lấy làm phiền muộn, tại sao, tại sao không thể đối đãi với gã đàn ông đáng ghét này như những binh sĩ thông thường chứ? Cường ba thiếu ra, vì anh nên tôi mới làm vậy, anh chẳng biết gì hết cả. Cuối cùng, chắc một cường ba bình tĩnh lại, dựa vào ghế, chậm rãi nói, cô nói như vậy, ý là chuyến đi châu Mỹ này của chúng tôi có liên quan đến các tư liệu mà chuyên gia nghiên cứu tìm ra phải không? Lữ cánh nam trừng mắt lên lường gã, vẫn giữ im lặng trác mộc cường ba cho rằng cô đã mặc nhiên thừa nhận trong lòng lại càng thêm nhiều nghi vấn mới gã ngồi thẳng người lên ngạc nhiên hỏi nói vậy thì cánh rừng mà chúng tôi đã băng qua đó thực sự có quan hệ với tây tạng hay sao những hoạt động tế bái tương tự trong các bộ lạc nguyên thủy của đám thổ dân ăn thịt người nữa đó không phải là ngẫu nhiên cô nói đi tại sao lại không nói gì lữ cánh nam vùng vằng đáp anh đừng quên anh đang nói chuyện với sĩ quan chỉ huy đấy như thế này thật không xứng đáng làm một binh sĩ đạt chuẩn trác mộc cường ba liền diễu lại tôi có bao giờ bảo mình là binh sĩ đâu tôi đang lấy tư cách nhà đầu tư nói chuyện với chủ thầu tôi chỉ muốn biết những gì tôi cần phải biết thôi cứ tiếp tục thế này chỉ sợ tôi chết rồi vẫn không hiểu mình chết thế nào tại sao lại chết đã vậy thì cần gì phải hợp tác nữa tôi quyết định rồi tôi muốn chấm dứt hợp tác tại đây phát tiết xong cả khối bất mãn trong lòng trác mộc cường ba bình tĩnh đứng lên gã đã chịu đựng đủ rồi gã quyết định sẽ dựa vào sức mình đi tìm kiếm tử kỳ lân của gã. Đợi đã, lần đầu tiên chắc một cường ba trông thấy lưu cánh nam cắn môi, đồng thời không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của mình, trước khi nhận được lệnh của cấp trên, tôi không thể tiết lộ cho anh các nội dung liên quan tới chuyện này, có điều tôi nghĩ cấp trên sẽ nhanh chóng có câu trả lời thôi. Cá nhân tôi hy vọng anh, chắc một cường ba tiên sinh, chớ nên dễ dàng chấm dứt sự hợp tác này như vậy. Nói đến đoạn cuối, giọng cô nhỏ dần nhỏ dần đây đã tính là thỏa hiệp chưa trác mộc cường ba mừng thầm trong bụng thực ra gã vẫn rất quan tâm tới số tư liệu được các chuyên gia của nhà nước thu thập kia vậy thì tôi nghĩ ngày mai ngày mai cô hãy cho tôi một câu trả lời đi trác mộc cường ba nghiêm túc nói rồi quay người đi ra thỏa hiệp đêm dài đằng đẵng tiết xuân xe xe lạnh trác mộc cường ba không ngủ được đứng khoanh tay trước ngực ngắm nhìn cảnh đêm phía xa xa thoát cái Gã đã tới đây được gần một năm rồi, núi đá cỏ cây ở đây đều đã vô cùng thân thuộc, huống chi là những đồng đội sớm chiều ở cùng nhau kia. Cường ba thiếu gia, nghe nói anh đá bà trần kia rồi hả? Không hiểu từ lúc nào, nhạc dương đã xuất hiện sau lưng trác mộc cường ba. Trác mộc cường ba ấn đầu anh chàng xuống, đẩy về phía sau, thằng khỉ này, khá năm, còn dám đùa cả giáo quan của cậu nữa. Nhạc dương lại nhổm đầu lên, lần này thì làm ra vẻ nghiêm túc một chút nói, cường ba thiếu gia. Tôi nghĩ, anh vẫn không nỡ rời khỏi đội của chúng ta đâu, chỉ muốn dằn mặt thượng cấp một phen thôi đúng không? Trác Mộc Cường ba ngước nhìn ra xa, cười cười, cậu đến thăm dò tôi à? Nhạc Dương cười ha hả, nhìn tôi cũng đâu có giống phản đồ chứ. Tôi nói thật đấy, Cường ba thiếu ra, không phải anh thật sự muốn rời khỏi đây hành động một mình đấy chứ? Tư liệu anh đang có trong tay không phải rất có hạn hay sao? Trác Mộc Cường ba nói, nhưng công tác bảo mật của họ hơi bị tốt quá thì phải xưa nay tôi làm việc đều tự đặt ra cho mình kế hoạch và chương trình riêng như vậy tôi mới biết rõ được mình muốn làm gì và mình đang làm gì còn như lúc này hừ trác mộc cường ba lắc đầu thở dài nói tiếp có lẽ tôi thật sự không phải một người lính tốt tôi đã quen tự mình nắm bắt vận mệnh của mình chứ không phải nghe theo sự sắp xếp của vận mệnh làm chuyện gì cũng nhất định phải có mục tiêu bằng không vĩnh viễn không thể thành công được như bây giờ cả mục tiêu cũng không có chỉ bảo chúng ta làm theo yêu cầu Tôi thực không làm được. Nhạc Dương nhìn ra xa thở dài một tiếng, chừng dây lát sau mới nói, lần này, lãnh đạo cấp trên sẽ thỏa hiệp thôi. Sao cậu biết được? Rất đơn giản, vì nhóm chúng ta từ khi được huấn luyện đến giờ, vẫn chưa từng tham gia thực địa tác chiến lần nào. Tôi nghĩ, một đội ngũ được huấn luyện đặc biệt để ra chiến trường, những tưởng sắp đạt tiêu chuẩn tới nơi, giải tán trong lúc này thật không có lợi đó. Nhạc Dương cười cười nói. Chắc một cường ba nghiêng mặt chăm chú nhìn Nhạc Dương, anh chàng này nói cũng khá có lý. Bất giác gã cũng thở dài, hy vọng được như cậu nói. Nhạc Dương lập tức nói, tôi đã bảo cường ba thiếu gia cũng không muốn bỏ cuộc như vậy mà, tư liệu tổ chuyên gia thu thập được vẫn có sức hấp dẫn rất lớn đúng không? Trác Mộc Cường ba nói, cậu ấy à, đúng là cái gì cũng không giấu nổi cậu. Phải rồi, tôi lấy làm kỳ quái, tại sao cậu được chọn vào nhóm này? Chỉ là cấp trên sắp xếp thôi hả? Nhạc Dương nhún vai đáp, bởi vì trong đám lính trinh sát, Tôi là người giỏi nhất. Trác Mộc Cường ba bật cười, Nhạc Dương kêu toáng lên, đây là ý gì vậy? Chẳng lẽ Cường ba thiếu gia anh không nhìn ra sự ưu tú của tôi hay sao? Cậu bốc phét vừa vừa thôi. Anh không thể lấy bà Trần đó ra so được, cô ta là giáo quan cơ mà. Được rồi được rồi, tôi sửa lại, trong đám lính trinh sát trẻ, tôi là người giỏi nhất. Ha. Bên kia, trong phòng làm việc của Lữ Cánh Nam, cô đang nôn nóng đi đi lại lại, ngài xem, như vậy được không? Á la đại nhân, lạt ma á la nói, cấp trên có phản ứng gì không? Lữ cánh nam nói, về điểm này thì xin á la đại nhân yên tâm. Mệnh lệnh của cấp trên là, trước khi sĩ quan chỉ huy cao nhất tới đây, tất cả đều do con toàn quyền phụ trách. Năng lực của nhạc dương con biết rất rõ, chỉ cần gọt rũa thêm chút nữa là sẽ trở thành một viên ngọc sáng. Trương Lập tuy không phải người ưu tú nhất trong các học sinh của con, song cũng có thể coi là một trong những người đứng đầu. Quan trọng nhất là ở bộ đội địa phương họ cũng không phải xuất chúng lắm, biểu hiện tương đối bình thường. Bọn họ cũng không hề biết nguyên nhân mình được lựa chọn, vì vậy đội ngũ lần này tuyệt đối không làm người ngoài hiểm nghi chút nào. Tất cả đều theo yêu cầu của hội đồng trưởng lão, tuyệt đối âm thầm hành động. Lạt Ma Á La nói, nhạc dương khá nguy hiểm đấy. Theo như Cường Ba Thiếu Gia nói, nhạc dương đã suy luận ra hầu hết các nghi vấn trong chuyến đi châu Mỹ này của họ đấy. Liệu cậu ta có nghi ngờ nguyên nhân thực sự của việc tham gia nhóm này hay không? Lữ cánh nam lắc đầu, chắc là không, Lúc mới gặp mặt, còn đã cố ý làm ra vẻ không quen biết bọn họ, hơn nữa, Nhạc Dương không có thói quen nghi ngờ giáo quan của mình đâu. Cường Ba thiếu gia thì chẳng biết chuyện gì, những người anh ấy tìm tới, giáo sư Phương Tân, cô Đường Mẫn, thậm chí cả anh chàng Ba Tang trong tù kia, cũng đều chẳng biết chút gì. Có lẽ chính vì nguyên nhân này, Cường Ba thiếu gia mới nôn nóng tìm hiểu thêm về Bạc Ba La thần miếu. Ừm, tính cách Cường Ba thiếu gia rất độc lập, cứ tiếp tục giấu giếm thế này cậu ấy sẽ bỏ đi thật đấy. Đã đến lúc cho họ biết về các tư liệu lịch sử kia rồi. Đối với cường ba thiếu gia, chúng ta cũng nên thay đổi thái độ, cố gắng khiến cậu ấy nghĩ rằng là cậu ấy tự nỗ lực tìm kiếm bạc Ba La Thần Miếu chứ không phải vì chúng ta mới tìm kiếm bạc Ba La Thần Miếu. Trong những người này, kẻ duy nhất đáng nghi ngờ chính là anh chàng Ba Tang vừa mới ra tù kia. Có điều, nghe mấy người bọn cường ba thiếu gia kể về biểu hiện của Ba Tang trong chuyến đi châu Mỹ vừa rồi, Nói không chừng anh ta thật sự có thể cung cấp một số đầu mối đặc biệt cho việc tìm kiếm bạc Ba La Thần Miếu, có điều Ba Tang lại bị nước lũ cuốn đi mất rồi, không biết có còn sống trở về được hay không nữa. Nếu Ba Tang sống trở về, chúng ta không thể không tăng thêm mối hoài nghi với anh ta, đồng thời cũng phải lợi dụng anh ta triệt để hơn. Vâng, Á La đại nhân. Còn nữa, ngài lực khắc kia hình như là một nhân vật có thừa, có phải cấp trên phái tới giám sát chúng ta hay không? Không, chỉ là trợ thủ anh ấy sẽ đi ngay thôi, nhà nước nói còn có một nhiệm vụ khác cho anh ấy, có điều như vậy, ngược lại còn khiến con lo lắng hơn. Có lẽ, cái nhóm chưa làm nên chuyện gì này sắp phải giải tán đến nơi, vậy mà lúc này cường ba thiếu ra lại còn đưa ra những yêu cầu đó nữa. Lữ cánh nam nói với vẻ khó xử. Ừm, lạt ma á là gật gật đầu, giờ còn một việc nữa phải lo lắng, chính là kẻ địch của chúng ta, suốt cả hành trình này, ta đều không cảm nhận được sự tồn tại của bọn chúng, có lẽ đúng là đã qua mặt được đối phương nhưng những chuyện bọn cường ba thiếu ra gặp phải lại khiến người ta phải nghi ngờ. Cả một khu vực lớn như vậy, chỉ có chừng 7 tám bộ lạc nguyên thủy, đi qua đó, tỷ lệ gặp đám người nguyên thủy ấy không quá một phần ngàn, vậy mà bọn cường ba thiếu ra lại gặp phải những hai lần, còn chuyện cả bọn buôn ma túy lẫn quân du kích địa phương đều truy đuổi bọn họ là thế nào. Ta luôn có cảm giác, sự việc này không hề đơn giản như bề ngoài, đằng sau dường như có âm mưu gì đó, nhưng chúng ta lại chẳng nhìn ra chút sơ hở nào, thật là khiến người ta phải lo lắng. Á à la đại nhân, liệu chúng ta có quá đa nghi hay không? Không, con không hiểu đâu, kẻ địch của chúng ta hết sức giảo hoạt và nguy hiểm. Từ khi thánh giáo chúng ta tiếp xúc với bọn chúng, trên phương diện điều tra các đầu mối về bạc ba la thần miếu, hai bên đã bị chúng chiếm mất tiên cơ, lần này nói thế nào cũng không để xảy ra bất cứ điều gì sơ sót. Lữ cánh nam hỏi, á la đại nhân, theo ngài thì Mekkin có phải một trong số những kẻ ấy hay không? Lạt ma á la lắc đầu, không biết ta cũng không cảm thấy sự tồn tại của hắn. Có lẽ hắn không đi Bạch Thành, lần này rời khỏi Trung Quốc trước chỉ là trùng hợp. Lữ Cánh Nam nói, không biết cái nhìn của đại nhân về hành trình lần này như thế nào. Lạt Ma Á là thở dài, nguồn tin chuẩn xác, chỉ có điều chúng ta đã tới chậm một bước, để kẻ khác nhanh chân hơn. Chắc là món đồ trong địa cung bút đã bị trộm đi từ 7 năm trước rồi. Lữ Cánh Nam nhíu mày lên nói, nếu đúng là sự thật, vậy thì trong tay chúng ít nhất cũng có bản đồ và tòa thành ánh sáng tỏa chiếu rồi. Vậy thì tại sao bọn chúng vẫn cứ chần chừ chưa hành động? Lạt ma á la lắc đầu, không biết nữa, có lẽ chúng vẫn chưa phá giải được thông tin ẩn chứa trong tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu cũng nên, dù thế nào thì chúng cũng không có khả năng diễn dịch được thông tin trên bản đồ đâu. Lạt ma á la để lộ vẻ mặt nặng nề, lẩm bẩm nói, nếu những gì người ở trong rừng mãng xà nói là sự thật, vậy thì bọn họ là một nhóm 13 người. Trước khi đến địa cung út đã chết mất 4 người, thêm anh ta vào nữa thì là 5, có lẽ còn lại 8 người, trong địa cung không thể nào không có người mất mạng, vậy thì rốt cuộc đám người ấy còn bao nhiêu người nữa. Nếu Mekin là một trong số đó, vậy những kẻ khác giờ đang ở đâu? Cuối cùng, ông thở dài một tiếng, đám người này quả là đáng sợ, trên đường tìm kiếm bạc ba la thần miếu, bọn chúng đã dẫn trước chúng ta. Đây đúng là một chuyện hết sức gay gâu, chúng ta không còn thời gian nữa rồi lữ cánh nam đặt tay trái lên vai phải cúi thấp người xuống đại nhân xin ngài yên tâm chúng ta sẽ cố gắng hết sức vượt lên trước bọn chúng ánh sáng của thần miếu mãi mãi soi đường cho chúng ta với sự chỉ dẫn của thần trí tuệ chúng ta nhất định sẽ có được ánh sáng lạt ma á la nói phải rồi nghe nói cuối cùng con đã cứu ba người ra khỏi rừng sâu trong đó có một người tóc bạch kim phải không lữ cánh nam gật đầu vâng son làm một người anh lạt ma á la nói con thấy người này thế nào? Lữ cánh nam nghĩ ngợi dây lát rồi đáp, khi nhìn thấy anh ta, con có cảm giác người này giống một kẻ lang bạt phóng khoáng tự do, ấn tượng mà anh ta mang tới cho con là, một quý ông người anh dỗi việc buồn đời, không biết trời cao đất dày tham gia đoàn du lịch tự túc tới rừng nguyên sinh mạo hiểm. Lạt ma á la nói, không, con nhầm rồi. Khi nghe cường ba thiếu ra kể về con người này, ấn tượng của ta là, kinh nghiệm sống trong rừng nguyên sinh của anh ta cao hơn bọn cường ba thiếu ra thật không biết bao nhiêu lần. Người này rất đáng nghi, phải nhận diện khuôn mặt, nhất định phải tra ra lai lịch của anh ta. Lữ cánh nam băn khoăn, làm vậy liệu có hơi quá? Lạt ma á la xua tay nói, không thể sơ ý, không thể để tình huống nào nằm ngoài dự liệu của chúng ta xảy ra. Lữ cánh nam vội vâng dạ đáp lời. Lạt ma á la lại ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm, chậm rãi nói tiếp, không thể sơ suốt được nữa. 20 năm trước, vì một phút sơ sẩy, đã khiến một cô bé vô tội rơi vào địa ngục. Sai lầm tương tự như vậy, tuyệt đối không thể tái diễn lần nữa. Cuối cùng, Lạt Ma Á La nói, vậy thì cứ quyết định vậy đi, ngày mai ta và con sẽ cùng nói cho Cường Ba Thiếu ra những tư liệu mà cậu ấy hứng thú. Con phải báo cáo ổn thỏa chuyến đi châu Mỹ này lên thượng cấp, ta cũng mang toàn bộ nội dung của hành động lần này báo cáo với hội đồng trưởng lão, họa may các vị trưởng lão có thể nhìn ra âm mưu của kẻ địch trong lần hành động này. Ha! Sáng sớm hôm sau, chắc một cường ba và giáo sư Phương Tân tới phòng làm việc của Lữ Cánh Nam gã vốn định kéo cả nhạc dương trương lập cùng đi cho người đông thế mạnh như vậy mới gây áp lực được với lữ cánh nam trác mộc cường ba nói hai người bọn họ cũng có quyền được biết mình đang chấp hành nhiệm vụ gì nhưng hai tên nhát gan ấy vừa nghe nhắc tới chuyện kiếm giáo quan đàm phán đã rụt lại nói thế nào cũng không chịu đi còn về mẫn mẫn trác mộc cường ba vốn không có ý định để cô dính dáng đến chuyện này gã cũng tìm tới lạt ma á la không ngờ nhà sư già nói mình là người của phía tôn giáo cũng biết chuyện rồi Trác Mộc Cường ba tròn mắt lên nhìn ông một lúc lâu, không thể nào vị sư già này đã biết hết mọi chuyện, gã còn tưởng đâu chỉ có Lữ Cánh Nam với ngải lực khác là hiểu rõ chuyện này thôi. Lữ Cánh Nam và Lạt Ma Á là đã ở trong văn phòng đợi họ từ trước, chỉ có ngải lực khác là không thấy đâu. Cấp trên đã có câu trả lời chưa? Trác Mộc Cường ba vừa bước vào đã mở miệng hỏi ngay. Ngồi đi, Lữ Cánh Nam đưa tay ra hiệu mời ngồi, bên tay phải của cô đặt hai chồng tư liệu dày cộp. Trác Mộc Cường ba thấy có hy vọng, thầm nhủ xem ra lần này nhạc dương đã đoán chúng rồi đợi hai người ngồi xuống xong xuôi lữ cánh nam đan chéo mười đầu ngón tay vào nhau chậm rãi thông thả nói còn nhớ trước khi xuất phát tôi đã nhắc với anh về cổ cách kim thư mới từ hải ngoại mang về hay không đương nhiên lữ cánh nam nói tin rằng hai người đều có hiểu biết rất sâu về vương triều cổ cách phải không giáo sư phương tân lấy làm lạ nói không hiểu rõ lắm trác mộc cường ba ngạc nhiên nói tại sao tôi phải hiểu rất rõ chứ tôi chỉ biết vương triều ấy ở phía tây, hình như thuộc khu vực a lý thì phải. vậy còn vương triều tượng hùng, nó được kiến lập trước vương triều cổ cách, có thể nói là tiền thân của vương triều cổ cách. có nghe nói, nhưng cũng không hiểu biết gì hết. lữ cánh nam ngầm liếc mắt nhìn lạt ma á la, lạt ma á la cũng lẳng lặng ra ám hiệu ngầm, biểu thị chắc mộc cường ba đích thực không biết gì về chuyện này. lữ cánh nam lại nói tiếp, không biết cũng không sao, hai người xem qua các tư liệu này sẽ hiểu thôi tôi sẽ nói vắn tắt tầm quan trọng của nó. Sau khi tán thổ lăng đạt mã chết, chiến tranh diễn ra liên tiếp. Năm 877 sau công nguyên, vương triều thổ phồn diệt phong, đồng thời bị chia cắt thành mấy vương quốc nhỏ. Giai đoạn này đã hoàn toàn bị quên lãng trong lịch sử. Từ sau trở đi, tư liệu có thể tra cứu trong lịch sử chỉ có A để hiệp ba đại sư vào đất tạng năm 1042 sau công nguyên, có điều đây cũng không hoàn toàn là tư liệu lịch sử. Trong những vương quốc nhỏ ấy, chỉ có một vương quốc duy nhất có được hòa bình và nhanh chóng hồi phục, rồi tồn tại kéo dài đến mấy trăm năm sau, chính là vương quốc của vương triều Cổ Cách. Bọn họ là con cháu của Lăng Đạt Mã thuộc nhánh của Duy Tùng. Nếu như tình từ Duy Tùng, lịch sử của vương triều này bắt đầu từ năm 842 trước công nguyên cho tới tận thế kỷ 17, vừa hay bao gồm cả giai đoạn tịch diệt kia. Vì vậy, các phân kiện lịch sử của vương triều Cổ Cách có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc nghiên cứu giai đoạn lịch sử thất lạc sau khi Lãng Đạt Mã diệt Phật giáo. Trước mắt các chuyên gia đã có nhận định sơ bộ, số cổ cách kim thư này chính là các văn kiện lịch sử của cổ cách đã bị mất tích, nếu được chứng thực, giá trị của chúng sẽ cực kỳ trân quý. Hơn nữa, theo nguồn tin đáng tin cậy của chúng ta, số cổ cách kim thư này chính là một trong những đầu mối quan trọng mà năm xưa Stanley phát hiện được ở Tây Tạng. Tóm lại, cổ cách kim thư chính là sử liệu đáng tin cậy nhất về giai đoạn Phật diệt, đầu mối mà nó cung cấp cũng là đáng tin cậy nhất. Những vấn đề liên quan đến phương diện lịch sử tôi không dườm dài nhắc lại nữa, ở đây chỉ nhấn mạnh vào một số vấn đề trong Cổ Cách Kim Thư có liên quan tới châu Mỹ thôi. Thực ra, chuyến đi châu Mỹ lần này của mọi người cũng liên quan tới số Cổ Cách Kim Thư vừa mới được mang trở về tổ quốc kia. Chắc Mộc Cường Ba càng nghe càng thấy mơ hồ khó hiểu chuyến đi châu Mỹ. Liên quan gì đến Cổ Cách Kim Thư chứ? Lữ Cánh Nam nói, anh nghe tôi nói hết đã, theo những tư liệu chúng tôi nắm được sau giai đoạn diệt Phật để bảo vệ kinh điển của Phật gia thời đó những vị cao tăng lánh đời ẩn thế có thể nói đã mang đi số kinh điển hoàn chỉnh nhất và các công nghệ phẩm xa hoa nhất của vương triều thổ phồn thời kỳ thịnh vượng. Bọn họ trải qua vô số hiểm nguy, cuối cùng đã tìm được một nơi an toàn. Có lẽ bọn họ cũng biết, không thể để những báu vật nghệ thuật ấy vĩnh viễn chôn vùi ở một nơi không ai hay biết được, rồi sẽ có một ngày, cần phải để cho chúng xuất hiện trở lại dưới ánh mặt trời, hoặc cũng có thể là các vị cao tăng ấy có tranh chấp nội bộ, nảy sinh nghi ngờ đối với quyền sở hữu các vật phẩm trong thần miếu. Tóm lại, Mấy chục năm sau khi thần miếu được xây dựng xong, những người đó đã phái sứ giả đi, tổng cộng mang theo ba món đồ, chính là tín vật để chỉ dẫn người đời sau tìm kiếm bạc Ba La thần miếu. Theo những thông tin mà chúng ta nắm được hiện nay, một trong ba thứ đó, chắc là một tấm bản đồ, ghi chép cách vượt qua bóng đêm và nguy hiểm, tìm đến được nơi họ xây dựng thần miếu. Về thứ này, chúng tôi đã từng tổ chức điều tra toàn diện, lát nữa sẽ nói tường tận với anh sau. Một thứ nữa, gọi là tòa thành ánh sáng tỏa chiếu cụ thể là thứ gì, thì đến giờ chúng tôi cũng chưa làm rõ, thế nhưng, chúng tôi đã tìm thấy trong cổ cách kim thư một số vết tích lịch sử liên quan đến món vật này. Đây mới là lần thứ hai Trác Mộc Cường Ba tiếp xúc với chuyện liên quan tới bạc ba la thần miếu, hoàn toàn không ngờ ngôi miếu này lại có nhiều chuyện đến thế. Một một điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Hasa. Hai tường biên mã là kiến trúc rất phổ biến trong các chùa miếu Tây Tạng, tên gọi này là do màu đỏ đặc trưng của nó được nhuộm bằng một loại cây bụi, tiếng Tạng gọi là cây biên mã. Ba Atisha 942 đến 1054, nhà Phật học Ấn Độ cổ đại, ông là người có công rất lớn trong công cuộc trấn hưng Phật giáo Tây Tạng hồi thế kỷ 10 sau Công nguyên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tâu tầm mà người Maya sùng bái là thần Kukulkan và thần báo châu Mỹ, gần với tín ngưỡng sùng bái long hổ của Trung Quốc, người Maya tôn sùng đồ bằng ngọc, hoàn toàn phù hợp với quan niệm của người Trung Quốc, kim tự tháp Maya hình dáng cấu tạo hoàn toàn khác với kim tự tháp Ai Cập giống mô hình đấu ngược của người Trung Quốc hơn, tác dụng chủ yếu là để tế trời, hình thức khác nhau mà công dụng thì như đàn tế của Trung Quốc, văn tự Maya có cùng phương thức tổ hợp và ký hiệu với kim văn ở ba thục. Giải thích nghi ngờ, Lữ Cánh Nam sắp xếp lại ý nghĩ trong đầu, chậm rãi nói, vị sứ giả vĩ đại nhất mang theo tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu. Quốc phương đã dùng nghi lễ tôn giáo cao nhất để nghinh tiếp ngài. Đồng thời sau khi trai tịnh chín ngày, đã thỉnh được sứ giả đưa thánh vật. Quốc vương kinh ngạc vô cùng, liền hỏi mục đích của sứ giả. Sứ giả nói với quốc vương rằng ông muốn mang thánh vật tới tận cùng của thế giới. Quốc vương khẩn thỉnh xin được giữ lại bản tranh khác của thánh vật và đã được sứ giả đồng ý. Sau đó, quốc vương cung cấp cho sứ giả rất nhiều tiền lộ phí, phái binh sĩ và chiến ngao cùng ngài tới nơi tận cùng thế giới. Bọn họ đi một chuyến, mất 13 năm dòng dã, vượt qua hết ngọn núi này tới ngọn núi khác, băng qua biển lớn vô biên, tới một quốc gia vừa xa lạ lại vừa thần bí. Cây ở đó cao chọc trời, liền thành một khoảng lớn, trong rừng sâu, hiểm họa bốn bể, khắp nơi đều là các loài động vật và thực vật ăn thịt người mà họ chưa từng biết đến, kiến trúc ở nơi ấy cao lớn hùng vĩ, lớn hơn bất cứ tòa cung điện nào họ từng trông thấy, thần miếu ở đó giống như một ngôi tháp, là những hình tam giác khổng lồ ghép lại với nhau, cao đến tiếp chân mây, bậc thang thông thẳng lên giữa làn mây, văn tự ở đấy là tổ hợp của hình đầu người và hình vẽ các loài động thực vật. Vừa nghe đến câu chuyện Chiến Ngao và Sứ Giả, Trác mộc cường ba lập tức liên hệ những mắt xích then chốt đó lại với nhau ở trong rừng mãng xà gã hoàn toàn sơ suất không nghĩ tới iui e, một vị thần đi khắp thế gian phân thân của thần chó bảo vệ ngài sao mình lại quên mất được nhỉ trời ơi như vậy thì tất cả các phong tục gần giống với của tây tạng mà gã từng được thấy trong rừng rậm châu mỹ đã có một lời giải thích hoàn toàn hợp lý chỉ có một điều hơn một ngàn năm trước đã vượt qua thái bình dương thật sự bọn họ có thể làm được sao đợi chút đã giáo sư Phương Tân khàn khàn giọng kêu lên, cô muốn nói là, một ngàn năm trước. Người dân tộc tạng của chúng ta đã vượt qua biển lớn, đến tận châu Mỹ. Xem ra ông còn kinh ngạc hơn chắc Mộc Cường ba gấp bội phần. Lữ cánh nam mỉm cười, giáo sư không cần phải kinh ngạc như vậy đâu. Hai người có biết theo kết luận mới nhất mà các chuyên gia nghiên cứu về Maya mới đưa ra, tổ tiên người Maya là ai không? Chắc Mộc Cường ba lắc đầu như cái trống bỏi, thầm nhủ, chắc không thể nào là người dân tộc tạng đấy chứ giáo sư Phương Tân dường như đã nhớ ra điều gì đó, ngược lại trở nên trầm tư mặc tưởng. Lữ cánh nam liền trả lời luôn, là người Mông Cổ. Cách đây một vạn năm, người Mông Cổ ở châu Á đã đến châu Mỹ rồi. Chắc Mộc Cường ba lẩm bẩm, chẳng phải Colombo phát hiện ra châu Mỹ hay sao? Lữ cánh nam gật đầu, chuyện ấy không sai, nhưng Colombo chỉ là người đầu tiên tuyên bố với thế giới rằng có một nơi gọi là châu Mỹ, không phải là người đầu tiên đặt chân lên mảnh đất đó trong nền văn hóa Maya, có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật có thể phản ánh vấn đề này. Lữ Cánh Nam lại lấy ra một số tư liệu liên quan, nói, trong các tác phẩm điêu khắc của người Maya có sắc thái châu Á, châu Phi rất rõ rệt, các tác phẩm nghệ thuật tinh xảo này đã lột tả rõ ràng một chủng người từng tới nơi đây. Nhìn tấm ảnh này xem, theo kết quả khảo chứng của các chuyên gia, tạo hình và phục sức của tượng người gốm này đều có đặc điểm của tượng người đời tùy, đây không phải tướng mạo và cách ăn mặc của người Maya bản địa. Lữ cánh nam bước trở lại phía sau bàn làm việc, ngồi xuống ghế, còn quan hệ giữa Maya và Trung Quốc cũng là vấn đề được giới học thuật tranh luận nhiều nhất. Ở khu vực văn minh Olmec một mà văn minh Maya là một trong các đại diện, đã đào được rất nhiều ngọc khuê, tượng ngọc và rất nhiều chế phẩm từ xương cốt nữa, và bên trên những thứ này lại khắc giáp cốt văn của Trung Quốc. Nước ta từng có chuyên gia giáp cốt văn đã nhận ra trên một chiếc ngọc khuê nguyên vẹn những ký hiệu có ý nghĩa là quốc phương và thủ lĩnh khai sáng vương quốc ở Mexico, đào được mấy trăm bức tượng người bằng đất, tướng mạo không khác gì người Hoa, y phục cũng khá giống với các niên đại kể từ đời tùy trở về trước. Ở Honduras, phát hiện tác phẩm điêu khắc tương tự với rùa thần huyền vũ của Trung Quốc. Ở Guatemala, đào được tiền giấy từ thời tiên tần, nếu vẫn thấy chưa đủ, thì còn nhiều lắm. Lữ cánh nam nói cứ như bắn súng liên thanh. Tâu tầm mà người Maya sùng bái là thần Kukulkan và thần báo châu Mỹ, gần với tín ngưỡng sùng bái long hổ của Trung Quốc, người Maya tôn sùng đồ bằng ngọc, hoàn toàn phù hợp với quan niệm của người Trung Quốc, kim tự tháp Maya hình dáng cấu tạo hoàn toàn khác với kim tự tháp Ai Cập, giống mộ hình đấu ngược của người Trung Quốc hơn, tác dụng chủ yếu là để tế trời, hình thức khác nhau mà công dụng thì như đàn tế của Trung Quốc, văn tự Maya có cùng phương thức tổ hợp và ký hiệu với kim văn ở ba thục. Dựa theo các ghi chép trong văn vật, văn hiến liên quan đến quan hệ giữa người đất Thuộc và Trung Nguyên, và châu Mỹ, mối quan hệ này tuyệt đối không thể chỉ là trùng hợp. Hoàng đế và con cháu của ông liên hôn với người thuộc. Thiếu hạo, chuyên húc đều sống ở đất ba thục, sau đó cùng đi châu Mỹ, khả năng văn tự cổ cùng được bảo tồn ở đất thục và trung Mỹ là hoàn toàn có thể xảy ra. Tiếng Maya đã có phát triển, còn kim văn ba thục thì tương đối đơn giản một chút. Các học giả đã so sánh từ vựng cơ bản trong tiếng Maya và tiếng Hán, phát hiện ra rất nhiều từ tương đồng, chẳng hạn như người, trời, rộng lớn, thời gian phân ly của hai thứ tiếng này có lẽ cách đây chừng 5.000 năm. Đến cả tục tế người sống cũng, Lữ Cánh Nam đột nhiên dừng lại, tựa hồ như không muốn đề cập đến chủ đề này vậy. Nhưng chắc Mộc Cường Ba đã nghe thấy, vội truy vấn, tục tế người sống. Cô nói tục tế người sống phải không? Giáo sư Phương Tân ngồi bên cạnh khẽ gật đầu, hiển nhiên là đã tra cứu tư liệu về mặt này rồi. Lữ cánh nam mấp máy miệng, cuối cùng cũng nói ra, không sai, người Maya lấy tim người hiến tế, còn ở Trung Quốc cổ đại, tục hiến người sống. Còn, còn phức tạp hơn nhiều, như trong sách lễ ký, Trương Minh Đường vị có viết, hữu ngu dân tế thủ, hạ hậu dân tế tâm. Trong hậu quán thư, ghi rằng thủ lĩnh lấm quân của người ba ở ba quận tôn sùng tâu tầm hổ, cho hổ uống máu người. Còn chuyện tế người sống ký tải trong giáp cốt văn thì cả ngàn cả vạn. Đến đời Chu Hai chính là chỉ tục tế người sống. Bất cứ dân tộc nguyên thủy nào cũng đều có các nghi lễ tương tự như tế người sống. Trong mắt người hiện đại chúng ta, có thể đây là biểu hiện chưa khai hóa, thực ra chỉ một cách để người xưa phát tiết cảm xúc mà thôi có tượng người thay thế mới chấm dứt được tục lệ bắt người sống tuẫn táng. Thực ra ý nghĩa đầu tiên của sự tác rõng giả. Thấy sắc mặt Trác Mộc Cường ba biến đổi, Lữ Cánh Nam liền nói sang chủ đề khác, lại nói về Trung Quốc chúng ta, sách Hán Thư, Trương Đông Di Chuyện có viết, cách Hoa Quốc ba bốn vạn dặm về phía đông, có Lóa Quốc, cách Đông Nam Lóa Quốc có Hắc Sĩ Quốc, thuyền đi một năm mới tới nơi. Hắc Sĩ Quốc là hậu duệ của Thiếu Hạo, ở Trung Mỹ. Ghi chép trong Hán thư đã chứng thực từ thời Hán đã có thể đi thuyền tới châu Mỹ rồi. Sách liệt tử, Trương Thang Vấn viết, phía đông bột hải, không biết cách mấy ức vạn dặm có đại hách, thực ra là hang động không đáy, bên dưới không có đáy, tên gọi quy hư. Đại hách, thang cốc ở Trung Mỹ, cổ nhân đã biết phía đông bột hải chứng tỏ từ thời chiến quốc người Trung Quốc đã biết phương vị của Trung Mỹ ở đâu. Điều này chỉ có thể làm được khi họ đã hiểu rằng trái đất hình cầu và có tuyến đường hàng hải thực tế. Lui về mấy thế kỷ trước chuyện người Trung Quốc đi thuyền sang Mỹ cũng là có khả năng. Trong Sơn Hải Kinh có nhiều đoạn viết từ thời thiếu hạo đã có thuyền tre, đến thời nhà thương hơn 2.000 năm sau đó chắc cũng phải có cơ sở vật chất tương đối rồi. Cuốn Tổ tiên Trung Hoa Khẩn Hoang Châu Mỹ của ông Vương Đại Hiếu đã phân tích một cách chi tiết chuyện cuối thời N, 20 vạn quân dân đã vượt biển đến châu Mỹ. Gần đây đã có học giả phát hiện, trong bản đồ hàng hải của Trịnh Hòa có đánh dấu châu Mỹ rất rõ ràng, so với Colombo còn sớm hơn rất nhiều năm lữ cánh nam nói một tràng dài rồi đưa nước cho trác mộc cường ba để gã bình tĩnh lại phần nào trong đầu trác mộc cường ba giờ là một mớ bòng bong suy đi nghĩ lại sự việc tưởng chừng như hoàn toàn không có chút khả năng kia người trung quốc đã biết đến châu mỹ từ rất lâu về trước đồng thời còn thường xuyên tới đó người maya và người trung quốc có chung tổ tiên nhưng nghe lữ cánh nam nói một hồi rồi thêm cả những tư liệu hàng thật giá thật kia dường như đúng là có chuyện như vậy thật đợi sắc mặt trác mộc cường ba bớt tái Lưu cánh nam mới nói tiếp, được rồi, nói nhiều như vậy, mục đích cũng chỉ để anh tin rằng, hơn một ngàn năm trước, người tạng đã vượt biển đến châu Mỹ cũng không phải là chuyện gì ghê gớm lắm. Bởi vì từ năm nghìn năm trước, người Trung Quốc chúng ta đã đến châu Mỹ rồi, mà hơn nữa, rất có khả năng vùng đất châu Mỹ ấy chính là do người Trung Quốc chúng ta khai phá cũng nên. Không thể nào tin nổi, Trác Mộc Cường ba lẩm bẩm nói, gã là người từng đến Bạch Thành, nhìn thấy vương quốc bằng đá hùng vĩ, nhìn thấy những bức tranh, những pho tượng tinh xảo tuyệt mỹ, những văn tự phức tạp rối ren. Gã chưa từng thấy nền văn minh nào như vậy, nhưng có thể khẳng định, đây chắc chắn là một nền văn minh huy hoàng rực rỡ. Nhưng lúc này đây, lại có người nói với gã rằng nền văn minh ấy rất có khả năng chính là biến chủng châu Mỹ của nền văn minh Hoa Hạ, thật sự là gã khó có thể chấp nhận được. Lữ Cánh Nam nói, "Chúng ta tiếp tục nhé." "Tốt lắm, thái độ mọi chuyện đều có khả năng xảy ra này mới chính là thái độ khoa học của một người làm công tác khảo sát đạt tiêu chuẩn." theo thông tin dịch được trên trục quyền, bọn họ mang tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu trao cho quốc vương bảo vệ, quốc vương đã đáp ứng, sẽ để tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu vĩnh viễn cách ly với ánh mặt trời. Và ngay sau đó, ngài bắt đầu xây dựng tòa kim tự tháp lớn nhất trong lịch sử, tương truyền trên có thể thông tới tận thiên đình, dưới đảo sâu xuống tận địa ngục âm ti. Vậy tại sao vì quốc vương kia tốn nhiều tinh lực thỏa mãn yêu cầu của một người ngoại tộc làm gì? Trác Mộc Cường Ba đột nhiên hỏi. Lữ Cánh Nam nói, chuyện này hả, Ai mà biết được chứ, có rất nhiều thông tin trong trục quyển còn đang đợi giải nghĩa, có rất nhiều điểm chúng tôi vẫn chưa hiểu được. Nhưng có một điểm chúng tôi biết, đó là tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu ấy chắc là ở trong một kim tự tháp may ha. Cuối cùng chắc Mộc Cường Ba cũng đã hiểu, gã thấp giọng nói, vì vậy, chuyến diễn tập băng rừng nguyên sinh lần này của chúng tôi, mục đích chính là để tìm kiếm tòa thành ánh sáng tỏa chiếu kia. Thế nhưng, tại sao lúc xuất hành lại giấu giếm chúng tôi, cô có thể giải thích được không? Lữ cánh nam đáp, có ba nguyên nhân thứ nhất tòa bạch thành ấy vừa được một công ty dầu mỏ xuyên quốc gia phát hiện ra nghe nói là đã vô tình tìm thấy trong khi lắp đặt đường ống dẫn dầu xuyên quốc gia vẫn hoàn toàn phong tỏa tin tức đối với thế giới bên ngoài đương nhiên chúng tôi sử dụng cách riêng của mình để có được tin tức nhưng không thể công khai rộng rãi được thứ hai cái gọi là tòa thành ánh sáng tỏa chiếu này chúng tôi chỉ biết được cái tên còn rốt cuộc nó là thứ gì đến giờ chúng tôi vẫn chưa làm rõ được vì thế rốt cuộc là các anh đi đâu tìm tìm cái gì, tôi cũng không thể nói cho cụ thể tận tường được. Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, chúng tôi có nghi ngờ, trong những người tham gia tập huấn lần này, có người qua lại với thế lực nước ngoài, tất nhiên cụ thể là ai thì chúng tôi vẫn còn chưa biết. Trác Mộc Cường Ba nói, ý của cô là, trong chúng tôi có nội gian ư. Lữ cánh nam gật đầu, nội gian thì không đến nỗi, gọi là người bắn tin đi. Tóm lại, chính những nguyên nhân này đã khiến tôi không thể cho các anh biết nội dung cụ thể của hành động lần này, tất cả chỉ còn cách nghe theo mệnh trời, nhưng đồng thời. Lữ cánh nam cao giọng hành động lần này cũng có thể coi như một lần diễn thử cho chuyến đi tới bạc ba la thần miếu của mọi người, chỉ tiếc là tình hình diễn thử quá đối tệ hại. Với trình độ của mọi người lúc này, chỉ sợ cả con đường tới bạc ba la thần miếu còn tìm chẳng ra, tất cả đã, đã. Lữ cánh nam không nói đã thế nào, nhưng chắc một cường ba nhìn ra được, cô muốn nói rằng tất cả đã chết sạch hết cả rồi. Ánh mắt gã lộ rõ vẻ ngờ vực, thầm nhủ, chúng tôi không đến nỗi kém cỏi vậy chứ. Lữ cánh nam như nhìn thấy được tâm tư gã, liền nói, được rồi, anh vẫn còn nghi ngờ phải không? Vậy chúng ta có thể làm một so sánh bình đẳng nhé, lần này các anh gặp phải một đám du kích rời rã như nắm cắt khô, hơn nữa còn mạnh ai nấy làm, chứ không phải quân đoàn có quy mô và tổ chức. Còn nếu như xuất phát tìm kiếm bạc ba la thần miếu, mọi người sẽ phải đối mặt với. Lữ cánh nam đứng dậy, Mở một ngăn bảo hiểm trên tủ sắt ra, lấy ra một tập văn kiện tuyệt mật, ném xuống trước mặt Trác Mộc Cường Ba, bọn chúng. Trác Mộc Cường Ba nhìn tấm ảnh đầu tiên trên tập tư liệu, lập tức thất thanh kêu toáng lên, là hắn, chính là hắn. Ở Khả Khả Tây Lý. Lữ cánh nam nói, người này tên là Ben Hai Mokin, anh quen hắn à? Trác Mộc Cường Ba lướt qua hồ sơ của Mokin, suy nghĩ rất lâu. Ben Hai Mokin, dường như gã có ấn tượng gì đó với cái tên này song nhất thời cũng không nhớ ra nổi, nhưng có thể chắc chắn người đàn ông này chính là người gã gặp ở Tây Tạng và Khả Khả Tây Lý. Trác Mộc Cường ba hỏi, giờ hắn ta đang ở đâu? Lữ Cánh Nam nói, không biết, trước khi chúng ta tới Ecuador, hắn đã một mình rời khỏi Trung Quốc, cho đến giờ vẫn chưa thấy xuất hiện. Giáo sư Phương Tân nhổ người đứng lên, Lữ Cánh Nam nói, ông cũng xem đi, giáo sư, có lẽ những người này là đối thủ đáng sợ nhất mà mọi người sắp phải đối mặt đấy. Giáo sư nhìn cái tên trên tập tư liệu Ben Hai Makin, hỏi Trác Mộc Cường Ba, hắn chính là người cậu đã nhắc đến phải không? Tấm ảnh y mặc quân phục, tóc vàng mắt xanh, lộ lộ cả một thể hình cao lớn, khí thế hừng hực khiến người ta đều phải sợ hãi. Trác Mộc Cường Ba gật đầu, chính là hắn, ánh mắt của tên này như rắn độc vậy. Lữ Cánh Nam nói, chúng tôi đã dựa trên tư liệu của anh cung cấp tiến hành phân tích khuôn mặt và sắp xếp khép hình, cho rằng đây chính là người anh đã nói tới, đồng thời triển khai điều tra về hắn luôn. Ben Hai đồng thời có ba quốc tịch Mỹ, Anh, Pháp, có quan hệ mật thiết với yếu nhân trong chính trường 13 quốc gia châu Âu, từng đảm nhiệm chức cố vấn cho quân đoàn đặc chủng của các nước như Mỹ, Nga, Ý. Thân thế người này là một bí ẩn, không thể điều tra được bất cứ tư liệu nào về y trước năm 35 tuổi, cứ như thế 35 tuổi là y tự nhiên có mặt trên đời này vậy, hơn nữa còn có mặt với địa vị rất cao nữa, ngoài ra y có hạn ngạch tín dụng thấu chi vô hạn của Ngân hàng Liên bang. Kết quả điều tra cho biết, trong năm đầu tiên y xuất hiện trên thế giới này, đã có 30 mấy quan chức cấp cao U Mỹ nhận lời mời của y, tham gia bữa tiệc do y tổ chức. Cùng một năm đó, y trở thành cố vấn của quân đoàn đặc trùng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, kiêm nhiệm thêm giáo quan đội đặc nhiệm hải báo Navy SEAL. Y chưa từng có quân hàm, nhưng bất luận là trong trường hợp nào, cũng đều xuất hiện với một bộ quân trang. Trác Mộc Cường ba đột nhiên ngắt lời, quân trang. Hình như tôi đã nghe thấy chuyện về người này ở đâu rồi thì phải, để tôi nghĩ lại xem nào muskin, quân trang, quái thật, chắc là tôi nghe nói rồi mà, sao lại không thể nhớ được nhỉ? lữ cánh nam mỉm cười, vậy sao? xem tiếp cái này đi. nhưng chắc một cường ba lại không nhận ra được người trên phần tư liệu này. lữ cánh nam liền nói, kopski, từng là cố vấn trong quân đội nga, thân phận trước mặt của người này có lẽ là thủ lĩnh của một nhóm lính đánh thuê nào đó ở nga. hai người này từng gặp nhau trên lãnh thổ trung quốc và bị người của chúng tôi phát hiện. giờ chắc hai người biết đối thủ của chúng ta là người như thế nào rồi chứ? Trác Mộc Cường Ba như được nghe thiên thư, kêu lên, trời ơi, giáo quan của lính đặc chủng Mỹ và lính đánh thuê Nga, sao bọn họ cũng có hứng thú với món này vậy? Lữ cánh nam gật đầu, phải, với thân phận và địa vị của họ, không nên là người hứng thú với bạc ba la mới phải, nhưng theo tin tức chúng tôi thu được, chính là người tên Merkin đã tỏ ra có mối quan tâm rất lớn đến việc này. Cô đưa tay xếp gọn lại đống tư liệu ở giữa, vừa sắp xếp vừa nói, Chỗ này là tư liệu của những người từng tiếp xúc với Ben, trong đó có rất nhiều nội dung mọi người không thể biết được, chỉ có thể cho hai người xem chừng này mà thôi. Lúc này, trang tài liệu cuối cùng rơi xuống mặt bàn, trên trang giấy trống trơn một khoảng lớn, chỉ có ảnh chụp sau lưng của một người. Lữ Cánh Nam nói, người này là kẻ có thân phận thần bí nhất trong tất cả những người từng tiếp xúc với Ben, khả năng thoát khỏi sự theo dõi của y cực cao, nhân viên của chúng tôi theo dõi nhiều ngày, cũng chỉ có thể chụp được một tấm ảnh sau lưng thế này. Các tư liệu khác hoàn toàn không có. Không ngờ, cả Trác Mộc Cường ba lẫn Giáo sư Phương Tân cùng đồng thanh thốt lên, cái bóng lưng này sao quen quá. Trác Mộc Cường ba đưa mắt nhìn Giáo sư Phương Tân, nói, tôi thấy rất giống cái bóng chúng ta từng gặp ở Kim tự tháp. Giáo sư Phương Tân lắc đầu, không, tôi thấy giống bóng lưng một người khác hơn, nhưng không thể nào là người ấy được. Ông nhìn bức ảnh thêm một lần nữa, rồi lắc đầu cười cười, thật sự là rất giống trác mộc cường ba tò mò hỏi là ai vậy thầy giáo giáo sư phương tân nói đó là một người có danh tiếng rất lớn trong giới nghiên cứu sinh vật học y từng ba lần liên tiếp giành giải thưởng polytech ở diễn đàn sinh vật học matthew đó chà lợi hại vậy sao trác mộc cường ba há hốc miệng gã biết rõ giải thưởng polytech ở diễn đàn matthew này giống như là giải nobel trong giới động vật học vậy danh tiếng của giáo sư phương tân cao như thế mà cũng chưa một lần được nhận Năm nay diễn đàn vốn đã chuẩn bị trao cho ông giải thưởng này rồi, nhưng giáo sư lại bị gã ép tham gia cái kế hoạch tìm chó ngao này, vậy là không thể không bỏ qua giải thưởng Polytech. Gã thật không thể ngờ, lại có người liên tiếp được giải này 3 lần liền. Giáo sư Phương Tân nói, ừm, um, phạm vi nghiên cứu của tôi chủ yếu tập trung vào loài chó, nhưng y thì có nghiên cứu rất sâu đối với cả giới động vật. Có điều, nên bình luận về người này thế nào nhỉ, trong giới nghiên cứu sinh vật chúng tôi, mọi người đều gọi y là tên biên trong phạm vi nghiên cứu của y, có rất nhiều lĩnh vực đã vượt quá tư tưởng bình thường. Chẳng hạn như, y cho rằng hiện nay động vật và thực vật hoàn toàn phân rõ giới hạn, lẽ ra phải có một vật chủng quá độ mới đúng, vậy là cứ dốc sức nuôi trồng một loại vật chủng ở giữa động vật và thực vật, đó không phải những loại thực vật ăn thịt như cây nắp ấm đâu, mà là một loại vật chủng hoàn toàn mới, có thể chạy nhảy, săn mồi tìm thức ăn như động vật, đồng thời cũng có thể dựa vào quang hợp để sinh tồn như thực vật nữa. Để đạt được mục đích này, Y đã cho gen của động vật và thực vật tạp giao với nhau, thậm chí đưa lên vũ trụ để làm biến dị bằng bức xạ yếu, hình như cuối cùng cũng chưa thành công. Hơn nữa, có tin đồn, để bồi dưỡng được một số gen ưu tú, y còn thụ tinh cho một số loại động vật hoàn toàn khác nhau, thậm chí bao gồm cả con người. Nhưng ngoài ra y cũng tham gia nghiên cứu về thực phẩm biến đổi gen, phương pháp dùng sinh vật khống chế sâu bệnh cũng có liên quan nhiều tới lý luận của y, và cũng chính y là người đưa ra liệu pháp chữa bệnh bằng gen. Tóm lại, con người này công tội ngang nhau, là một quái nhân, tôi rất khâm phục." Trác Mộc Cường Ba nói, không ngờ lại có người như vậy, người này tên là gì thế? "So Scan," giáo sư Phương Tân không cần nghĩ ngợi gì đã đáp ngay. "Bí mật về bộ tộc Qua Ba." Lữ Cánh Nam Thu lại những tư liệu tuyệt mật trên bàn, rồi nói, "Giờ thì anh đã hiểu tại sao tôi không vội cho các anh xuất phát chưa? Các hạng mục huấn luyện của các anh vẫn chưa hoàn thành, chúng tôi cũng chưa nắm bắt được một số tư liệu hết sức then chốt." Mà quan trọng nhất là, năng lực hiện tại của mọi người vẫn chưa thích hợp tham gia hành động khảo sát lần này. Trác Mộc Cường ba nói, nhưng mà, địa phương chúng ta cần khảo sát ở trong lãnh thổ Trung Quốc, ở Trung Quốc và ở nước khác là hai chuyện hoàn toàn khác nhau đó. Lữ Cánh Nam lắc đầu, có gì khác chứ? Nhiều nhất cũng chỉ là anh có thêm vũ khí và một số trang bị cao cấp hơn thôi, mà khảo sát chân chính hoàn toàn không phải dựa vào những thứ ấy, thứ có thể dựa vào chỉ có năng lực bản thân thôi mọi người cần phải nâng cao năng lực của mình lên một cấp độ nữa chẳng hạn như tại sao lần này tôi có thể dễ dàng băng qua rừng rậm còn mọi người lại không làm được không phải là tôi biết nhiều hơn mọi người bao nhiêu loài động vật tôi cũng như anh thôi có rất nhiều loài sinh vật tôi chưa từng gặp bao giờ nhưng điểm khác biệt giữa chúng ta là tôi có thể thấy bản chất của sinh vật qua bề ngoài của chúng loài động vật này tiến hóa ra các cơ quan như vậy chúng sẽ có công dụng gì màu sắc trên da của chúng những màu nào là để cảnh cáo những màu nào chứng tỏ có độc kết hợp với toàn bộ quần thể sinh vật và các loài thực vật xung quanh, anh sẽ hiểu được đó là một sinh vật có tính chất như thế nào, thiên địch của nó là gì, nguồn thức ăn của nó ở đâu. Một ví dụ khác, loài thực vật nào ăn được, đây không phải thuộc lòng là xong, trên thế giới này có cả ngàn cả vạn loài thực vật, anh mãn đời cũng nhớ không hết, chúng ta có thể học theo các loài động vật, hoặc có thể dùng cách nhịn đói 8 tiếng để chắc lượng. Còn cả thời tiết nữa, thời tiết trong giới tự nhiên biến hóa khôn lường, cho dù là nhà khoa học nghiên cứu khí tượng cả đời cũng không thể dự báo chính xác trong 24 tiếng đồng hồ tiếp theo sẽ xuất hiện biến đổi thế nào, nhưng chỉ cần anh nắm bắt được phương hướng chủ đạo, biết được quan hệ giữa khí áp, tốc độ gió, độ ẩm không khí, anh có thể đưa ra phán đoán đại thể. Tất cả những thứ này, tôi đều chưa dạy cho mọi người, mọi người mới chỉ có cơ sở, vẫn cần phải nâng cao thêm một bước nữa đã. Trác Mộc Cường ba nói tôi nghĩ là môi trường tự nhiên ở chỗ bạc ba la thần miếu không đến nỗi hung hiểm hơn cả rừng nguyên sinh châu mỹ đâu lữ cánh nam lắc đầu sai rồi tôi cho anh xem thứ này là một thứ vô cùng quen thuộc với anh cô mở máy tính tìm trong kho dữ liệu mã hóa ra một bản ảnh quét của trục quyển văn tự trên đó gần giống cả tảng văn cổ lẫn tảng văn hiện đại trác mộc cường ba vừa liếc một cái đã nhận ra ngay đây chính là cổ kinh ninh mã mà gã đã đọc từ nhỏ tới lớn đến cuối cùng chỉ cần trông thấy thôi là đã gật gà muốn ngủ Giáo sư Phương Tân nhìn màn hình máy tính nói: "Đây là một bộ kinh cổ phải không? Văn tự trên đó cũng không phải tiếng Tạng cổ, viết gì vậy?" Lữ Cánh Nam nói: "Cường Ba thiếu ra, anh nói cho giáo sư Phương Tân đi." Trác Mộc Cường Ba nhìn những ký hiệu trên màn hình, dở khóc dở cười, đây là đoạn khai diễn thần thoại trong cổ kinh Ninh Mã, gần như chuyện các vị thần khai thiên lập địa vậy. Trác Mộc Cường Ba thực tình không thể nào hiểu nổi, các nhà nghiên cứu này đang nghiên cứu cái gì mà lại lôi chuyện thần thoại ra coi là thật nữa. Gã đành miễn cưỡng giải thích, đây là một đoạn kể câu chuyện chúng thần sáng tạo ra trời đất mới, đại khái là những vị thần minh muốn mang ánh sáng đến, chôn vùi bóng đêm, bọn họ đã tìm thấy cửa vào địa ngục, phiêu bạt mấy vạn năm trên dòng minh hà đen như mực, lại vượt qua địa ngục man hoang, quái thú ở đó cao bằng tòa nhà ba tầng, da dày như giáp xe tăng, chim ở đó ăn thịt người và bò dê như chim sâu mổ thóc vậy, côn trùng ở đó cao bằng người, con muỗi to hơn con bò. Nói miên nói mang, rồi chắc một cường ba không khỏi bật cười nói, tôi thật không hiểu nổi, giáo quan, chẳng lẽ cô cho rằng, đây. Kha kha, những ghi chép này thì có liên quan gì đến bạc ba la thần miếu chứ? Lữ cánh nam nói với vẻ hết sức nghiêm túc, theo kết quả phân tích tổng hợp từ nhiều nguồn tư liệu, chúng tôi cho rằng những ghi chép này rất có khả năng chính là miêu tả chân thực câu chuyện tổ tiên bộ tộc qua ba khai phá vùng đất xây dựng bạc ba la thần miếu. Hả, chắc một cường ba suýt chút nữa thì phun nước trà trong miệng ra, lại nghe lữ cánh nam nói tiếp, tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng có chỗ phóng đại trong đây, nhưng cũng đủ để chúng ta thấy hoàn cảnh tự nhiên ở đó hiểm ác thế nào rồi. Trác Mộc Cường ba cười cười, nói như vậy thì thân thế của tôi có quan hệ rất lớn với bạc ba la thần miếu kia rồi, đúng là Phật tổ hiển linh để cho tôi đi kiếm kiếp trước của mình à. Lữ Cánh Nam nói, giờ cũng chưa tiện đưa ra phán đoán, có điều cũng không phải là không có khả năng ấy xảy ra. Phải có. Thái độ khoa học rằng tất cả mọi khả năng mọi khả năng đều có thể xảy ra, tôi biết rồi, Trác Mộc Cường ba tiếp lời, nhưng cô cũng biết thần thoại và tình hình thực tế rốt cuộc khác nhau nhiều như thế nào chứ. Động vật cao bằng tòa nhà ba tầng, cô đã thấy bao giờ chưa vậy. Giáo quan lữ cánh nam đáp, chưa từng thấy không có nghĩa là không có. Truyền thuyết tử kỳ lân của anh chẳng phải cũng từ trong cuốn cổ kinh này mà ra hay sao? Tại sao anh có thể tin tưởng chắc chắn vào tử kỳ lân mà rẻ biểu coi thường những nội dung khác trong cùng một quyển kinh như vậy? Nụ cười trên mặt Trác một Cường ba lập tức đông cứng. Gã nghiền đi ngẫm lại lời Lữ Cánh Nam vừa nói, song vẫn không thể nào chấp nhận được giả thuyết của cô. Những điều Lữ Cánh Nam nói hôm nay đều vượt quá phạm vi cảm chi của gã, thật tình là chắc Mộc Cường Ba không sao chấp nhận được. Lữ Cánh Nam lại nói, đúng rồi, Lạt Ma Á là có kể cho tôi về những việc mọi người trải qua ở Bạch Thành. Chắc Mộc Cường Ba lầm bẩm hỏi, thì sao chứ? Lữ Cánh Nam gật đầu, thực ra đây cũng là vấn đề mà lần này chúng tôi tương đối lo lắng vì đến giai đoạn thứ ba mọi người mới bắt đầu tiếp xúc với cơ quan cạm bẫy, lần này có thể may mắn sống sót, một nửa là nhờ lạt ma á la giúp đỡ, nửa còn lại có thể coi như ông trời có mắt đi, may mà mọi người mới chỉ gặp phải những thứ đơn giản thôi. Chắc Mộc Cường Ba đã nhớ ra, lạt ma á là nói những cơ quan trí mạng đó, chỉ có thể coi như cạm bẫy, vẫn chưa thể tính là cơ quan được, khi ấy gã đã ngẩn ra mất một lúc, lần này đến cả lữ cánh nam cũng nói như vậy nữa, gã bèn hỏi, phải rồi, tôi cũng đang muốn hỏi Đại sư Á là đây, tại sao ngài lại hiểu biết về cơ quan học như thế? Lữ cánh nam đáp, bởi vì bản thân Đại sư chính là một cao thủ cơ quan học. Nói đoạn, cô đưa mắt nhìn sang phía ông. Lạt ma Á là mỉm cười nói, cách nói cơ quan này xuất phát từ Trung Nguyên, từ trước khi lỗ ban chế tạo đồ vật, đã có một từ gọi là cơ quan chỉ thứ này rồi, sau đó trải qua ngàn năm. Ngành học thuật về cơ quan được diễn dịch nhiều lần ở Trung Nguyên và đạt đến trình độ bất cứ quốc gia nào trên thế giới cũng không thể bị kịp, vô số người tài trong lịch sử đều rất tinh thông môn cơ quan học này. Phan Vương diễn giải chu dịch, Khương Tử Nha giỏi chế tạo đồ, thực ra bắt đầu đề cập đến các học thuyết về cơ quan, thời Xuân Thu có các danh gia như Công Thâu Ban, Tức Lỗ Ban, Mạc Địch, Tôn Vũ, Tiên Trần, thời Chiến Quốc có Quỷ Cốc Tử, Ngô Khởi, Tôn Tấn và Cam Thạch, thời Tần có Lã Bất Vi, thời Hán Sở Tranh Hùng có Phạm Tăng, Trương Lương, Hàn Tín, thời Hán có Ban Siêu, Đinh Hoán, Trương Hoành, Ngụy Bá Dương, thời Tam Quốc có Gia Các Lược, Chu Công Huẩn, Mã Quân, thời Nam Bắc Triều có tổ sung chi, vô hoài văn. Còn đến đời tùy đường, hậu nhân có cơ sở của các danh gia như Lý Tịch, Tôn Tư Mạc, Lý Thuần Phong, Tăng Nhất Hành, lại càng phát huy cơ quan học đến mức đỉnh cao, chỉ kém chút nữa thôi là đã hoàn thành bước đột phá từ thời đại binh khí lạnh đến thời đại binh khí nóng. Mà bạc ba la thần miếu chúng ta đang muốn tìm kiếm đây, chính là được xây dựng trong thời kỳ cơ quan học phát triển đỉnh cao này. Thời đó đại đường và thổ phồn qua lại rất mật thiết, kinh tế, tôn giáo, văn hóa đều có sự giao lưu, những cơ quan lần này mọi người gặp phải trong địa cung Maya so với cơ quan trong kiến trúc thời kỳ thổ phồn. Ôi, sau này anh học sẽ biết, từ từ có dịp chúng ta sẽ trao đổi sau. Trác Mộc Cường ba tò mò hỏi, trong nội dung mật tu của đại sư, cũng có cả cơ quan học nữa sao? Lạt Ma Á la lắc đầu, không, đó là chuyện từ trước khi mật tu, văn hóa trung nguyên minh mông như biển lớn, tôi chẳng qua chỉ là hạt muối giữa biển cả. Hôm nay tôi tạm không nhắc đến cơ quan học, Tôi có mặt ở đây là để nói cho Cường Ba thiếu gia biết chuyện liên quan đến bộ tộc Qua Ba. Bộ tộc Qua Ba, Trác Mộc Cường Ba thoáng ngẩn người, tò mò nhìn Lạt Ma Á La với vẻ dò xét. Lạt Ma Á La gật đầu nói, "Đúng thế. Vừa rồi Cường Ba thiếu gia phản ứng rất mạnh với chuyện tổ tiên bộ tộc Qua Ba đã khai phá vùng đất để xây dựng Bạc Ba La thần miếu mà Lữ Giáo Quan nhắc tới. Có điều tôi muốn hỏi Cường Ba thiếu gia một câu, rốt cuộc cậu hiểu gì về bộ tộc Qua Ba?" Bộ tộc Qua Ba Trác Mộc Cường Ba lặp lại từ một lượt, đồng thời ngẫm nghĩ trong đầu. Bộ tộc Qua Ba mà gã biết, nghe đồn là một dân tộc sống trong hãy Himalaya, đốt nương làm giấy, bệnh thường ghi chép sự việc vì không có văn tự. Người ta biết đến họ nhiều nhất là qua lối sống chung với sói, nhưng rất ít người được trông thấy họ. So ra thì bọn họ giống với những người nguyên thủy cách ly khỏi thế giới này, tương tự như các cư dân Kukua vậy. Toàn bộ hiểu biết của Trác Mộc Cường Ba về bộ tộc Qua Ba, bao gồm cả tử kỳ lân đều bắt nguồn từ đủ các truyền thuyết trong ngôi làng gã sinh ra và những lời giải thích của cha gã. Lạt Ma Á là nở một nụ cười như thể đang cố tỏ ra cao thâm khó lường đến khi cả giáo sư Phương Tân cũng bị làm cho tò mò cho tới khi Trác Mộc Cường ba lắc đầu nói tôi biết ít lắm ông mới bắt đầu lên tiếng bộ tộc qua ba từng là đội quân mạnh nhất của thổ phồn hả cái gì không phải là bộ tộc bảo vệ tứ phương thần miếu hay sao Trác Mộc Cường ba và giáo sư Phương Tân gần như cùng lúc kêu lên một dân tộc nguyên thủy như vậy, quả thực bọn họ không thể nào tìm ra bất cứ mối liên hệ nào với quân đội thổ phồn cả. Nhìn bộ dạng khoan thai và nụ cười mỉm thần bí trên gương mặt lạt ma á la, chắc Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân tức khắc cảm thấy tâm trạng đang sôi sục của mình từ từ lắng lại, chỉ lặng lẽ đợi ông nói tiếp. Bộ tộc qua ba có tổng cộng ba nhánh, nhưng cùng chung một cội rễ, nếu nói kỹ càng, chỉ sợ không thể nói hết được, ở đây tôi chỉ đề cập đến những vấn đề chính yếu thôi. Mọi người cũng đừng hỏi gì, đợi tôi nói xong đã. Giọng lạt ma á la vang vang trong phòng, khiến người nghe cảm thấy bình tâm tĩnh trí. Bộ tộc qua ba khởi nguồn từ nước tượng hùng, là một nhánh nhỏ trong 12 tiểu bang của nước tượng hùng cổ. Tập tục sống chung với sói của họ tương truyền đã có từ thời cổ. Bộ tộc này dân số rất đông, sống trong hang núi, tính cách mạnh mẽ, háo võ, háo đấu, tính cách như loài sói. Nhưng trước đó tượng hùng hùng mạnh vô song, bộ tộc qua ba hoàn toàn không nổi bật, khi tượng hùng thất thế trước thổ phồn cánh quân mạnh nhất của thổ phồn chủ yếu là người của bộ tộc qua ba bấy giờ đã đánh cho nước tượng hùng thất bại liềng xiềng lịch sử gọi là đạo quân ánh sáng về sau biên chế trong cánh quân này chỉ còn toàn là người bộ tộc qua ba đạo quân ánh sáng được bậc nhân tài kiệt xuất nhất thổ phồn tùng tán can bố xây dựng mới đầu chỉ có chưa đầy vạn người khi đông đảo nhất cũng không quá hai vạn tương truyền tùng tán can bố có được người qua ba trợ giúp lấy làm mừng rỡ liền di chuyển toàn bộ bộ tộc đến gần vương đô để sắp xếp chỗ ở cho họ, ngài đã phái người đào đá làm hang động, tổng cộng đào được 8 hang, mỗi hang chứa hơn vạn người, trong sử sách gọi là lang cương. Thời kỳ đầu, gần như không ai biết đến sự tồn tại của cánh quân này. Nhưng tới thời xích tùng nước tán, quân hóa thân của thổ phồn đã danh chấn Tây Vực, uy danh vang đến tận đại đường. Mà quân hóa thân chính là tên gọi đạo quân ánh sáng do một vương quốc nhỏ bị nó đánh bại đặt cho. Có thể nói như thế này, thổ phồn phía đông giáp với đại đường, phía bắc giáp đột quyết, phía tây lấy đại bột luật, tiểu bột luật 4, phía nam chiếm ni bà la 5, mở ra một cương thổ rộng lớn, truyền đời thống trị được hơn 200 năm có dư, phần lớn cũng nhờ vào sức mạnh có tính quyết định nhất của đạo quân ánh sáng, kể từ ngày được thành lập đã hùng cứ cao nguyên, hơn 200 năm chưa từng biết mùi thất bại. Các chiến tướng nổi tiếng thời tùy đường như hầu quân tập, tiết nhân quý đều thua to dưới tay bọn họ. Họ chính là con át chủ bài của quân đội thổ phồn, cũng chính là nên móng giữ vững vương triều thổ phồn. Điều này trong lòng giáo sư Phương Tân và Trác Mộc Cường ba đều vô cùng nôn nao muốn hỏi. Có một cánh quân mạnh mẽ như ấy, nhưng sao cả hai bọn họ đều chưa từng nghe nhắc tới bao giờ. Có điều Lạt Ma Á La đã nhắc nhở, hai người đều cố nín nhịn mà nghe ông nói tiếp. Đó là nhánh đầu tiên, nhánh thứ hai, lập ra sau khi đạo quân ánh sáng thu thập thêm người bộ tộc qua ba vào huấn luyện. Khi ấy Trấn Biên Miếu hay còn gọi là Tứ Phương Miếu của Tùng Tán Can Bố Đại Vương đã xây dựng xong. Để giữ những bảo vật quý giá nhất, Ngài đã điều ra bốn đội hộ vệ trong đạo quân ánh sáng canh tứ phương miếu. Đây chính là nguồn gốc của bộ tộc Qua Ba bảo vệ Tứ Phương Miếu mà mọi người đã biết. Bọn họ không chỉ bảo vệ có một ngôi miếu ở cực nam, mà toàn bộ Tứ Phương Miếu. Nhánh cuối cùng là một số người Qua Ba còn lại, được biên chế vào các đội quân bình thường, theo quân đội dần dần di chuyển đến địa giới Tứ Xuyên ngày nay. Trên thực tế, đến nay có rất nhiều người tạng là hậu duệ của quân đội thổ phồn ngày ấy. Vốn trên đường hành quân đánh trận có thể đã nhận lệnh đồn trú tại nhiều nơi khác nhau. Như Cao Át, Anh Cách, còn cả bộ tộc Nạp Tây khá nổi tiếng nữa, đều có tổ tiên quân thổ Phồn cả. Tại sao tôi lại kể cho hai người nghe về đạo quân ánh sáng thành viên toàn là người qua ba này chứ? Nguyên nhân hết sức đơn giản, bọn họ không chỉ bảo vệ tứ phương miếu, mà còn có quan hệ trực tiếp với Bạc Ba La thần miếu. Có một sự thật lịch sử mà chúng ta không thể không nhìn thẳng vào, mặc dù các tán thổ của thổ Phồn có nhiều người từng bị ám sát nhưng hầu hết đều chết dưới tay những đại thần thân tín ở ngay bên cạnh hoặc do một chuỗi các âm mưu ám hại song ở giữa trốn thanh thiên bạch nhật bị kẻ bên ngoài ám sát thành công duy chỉ có tán thổ lãng đạt mã mà thôi còn nữa trong lịch sử thổ phồn chuyện xuất hiện hai triều đình một lúc cũng chỉ có ngoại lệ duy nhất đó bao đời thổ phồn lúc nào cũng chỉ có một vị ngoài ra trong lịch sử thổ phồn không phải không có khởi nghĩa của thường dân thậm chí có thể nói rằng chúng xảy ra liên miên nhưng thành công thì chưa hề có cuộc nào chỉ có Lãng Đạt Mã sau khi diệt Phật, bị Nghĩa Quân tấn công tiêu diệt, cả vương triều mới theo đó mà sụp đổ hoàn toàn. Nguyên nhân chính là sau khi Lãng Đạt Mã tuyên bố diệt Phật không được bao lâu, Đạo Quân Ánh Sáng thất bại, bỗng đột nhiên biến mất cùng với toàn bộ bảo vật giấu trong tứ phương miếu. Không ai biết bọn họ đi đâu, bởi vì đó là một giai đoạn lịch sử hoàn toàn kín bưng, chúng tôi chỉ biết rằng vệ sĩ bên cạnh Lãng Đạt Mã không còn là người của Đạo Quân Ánh Sáng nữa. Vị tán thổ sau này cũng không còn khống chế được Đạo Quân Ánh Sáng kẻ địch mà các nông nô khởi nghĩa phải đối mặt cũng không phải là đạo quân ánh sáng vô địch nữa. Rốt cuộc bọn họ đã đi đâu, theo ý kiến tranh cãi của các chuyên gia, rất có khả năng đạo quân ánh sáng đó chính là đội bảo vệ đã đưa báu vật trong tứ phương miếu vận chuyển đến Bạc Ba La thần miếu. Bọn họ có lẽ đã ở lại Bạc Ba La, và bộ tộc qua ba mà chúng ta sắp phải giáp mặt có lẽ chính là hậu duệ của họ. Được rồi, hai người có thể đặt câu hỏi. Ừm, ừm, chắc một cường ba cổ họng giật giật, vội hỏi, sao tôi chưa từng nghe nói đến một đội quân hùng mạnh như vậy nhỉ? Lạt Ma Á là thản nhiên đáp, đương nhiên, đội quân này. Ông chỉ vào đống tư liệu nói, trong các tư liệu không có, trong sử sách cũng chưa từng ghi chép, bằng không, đâu cần tôi ngồi đây giải thích với hai người lai lịch của nó. Trên thực tế, sự tồn tại của đạo quân này, mỗi triều đại thổ phồn cũng chỉ có hai người được biết, một chính là tán thổ, người còn lại chính là thống soái tối cao của đạo quân ánh sáng. Vị thống soái tối cao này, thường đều do quý tộc người tượng hùng đảm nhiệm. Nhưng đó đâu phải một hai người, đó là cả một đạo quân trên vạn người cơ mà, không lẽ nào không có chút vết tích gì trong lịch sử? Câu hỏi của giáo sư Phương Tân trực tiếp cụ thể hơn nhiều. Lạt ma Á la gật đầu, đúng thế, trong sử sách cũng có nhiều chỗ nhắc tới, chẳng qua là chưa bao giờ được người ta chú ý đến mà thôi. Binh sĩ trong đạo quân ánh sáng đều được gọi là quân hóa thân. Nói cách này, ban đầu có lẽ là do nhà đường hoặc một vài vương quốc nhỏ bị thổ phồn thôn tính lưu truyền ra ngoài. Về sau trong các thư tịch, đều dùng tên này để gọi quân thổ phồn luôn. Kỳ thực ý nghĩa ban đầu của nó ý là để chỉ đạo quân này quá đỗi mạnh mẽ, không giống người phàm, đều do quỷ thần hóa thân mà thành. Trong Tây Tạng Vương Thống Ký có nhắc đến chuyện tùng tán can bố cầu thân với Nepal, Đại Đường, từng viết trong thư rằng, nếu không gả công chúa cho ta, ta sẽ dùng quân hóa thân đánh các người, cướp công chúa về. Còn về tính chân thực của thư tín thời ấy, các nhà nghiên cứu sử học đã từng nhiều bận tranh cãi, thực ra cái tên quân hóa thân, phải đến đời xích nước tùng tán mới có, chỉ vì cái tên này quá nổi bật, nên Tây Tạng Vương thống ký sau đó mới lấy sử dụng luôn. Có điều chúng tôi cho rằng hành vi lấy vũ lực uy hiếp nhắc đến trong thư là chính xác. Dù sao thì lúc lập nên đạo quân ánh sáng này tùng tán can bố hãy còn trẻ, chưa đầy 20. Tuổi trẻ khí thịnh, cầu thân với nước lớn, muốn khoe khoang một chút cũng là điều có thể lý giải được. Có điều đâu đâu cũng vậy, trong sử sách các nước đều chỉ nhắc đến đạo quân này một cách rất lẻ tẻ vụn vặt, cùng lắm là nhắc đến mấy chữ quân hóa thân, còn về nhân số, vũ khí trang bị, áo giáp, giàn trận, cờ chiến, chủ soái Nhất loạt đều chưa từng có ghi chép. Tại sao? Bởi vì đạo quân ánh sáng khác với những đạo quân bình thường. Mỗi trận chiến, họ nhất định đều phải tế huyết kỳ. Lạt ma á là dường như đã đoán trước chắc Mộc Cường Ba sẽ hỏi câu này. Tế huyết kỳ. Trác Mộc Cường Ba lại không hiểu gì, nhưng giáo sư Phương Tân thì không khỏi lạnh sống lưng, đưa tay khẽ vuốt những hạt mồ hôi li ti trên trán. Lạt Ma Á La gật đầu, nói một cách đơn giản, chính là không có tù binh. Nói cách khác, chính là không để lại người sống. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Trác Mộc Cường Ba, cuối cùng Lạt Ma Á La cũng nói rõ ra, rồi giải thích tiếp, thực ra, cách làm này cũng là học ở Trung Nguyên thôi, thời chiến quốc, nước Tần có một vị danh tướng tên là Bạch Khởi, mỗi trận chiến đều tế huyết kỳ, trên chiến trường chỉ để lại quân sĩ của mình còn đứng, còn kẻ địch thì đều nhất loạt chặt hết đầu. Chỉ riêng nước sở thôi đã có không dưới một triệu binh sĩ bị bạch khởi trảm thủ rồi, thời đó, như vậy gần như đã là thảm họa diệt quốc rồi. Có nhà sử học còn nói, nếu không có bạch khởi, nước tần muốn thống nhất Trung Nguyên ít nhất cũng phải tốn thêm 100 năm nữa. Còn đạo quân ánh sáng, vốn được lập nên để đối phó với vương triều tượng hùng, tùng tán can bố lúc nào cũng cảm thấy đạo quân này vẫn còn có gì đó chưa đầy đủ về sau khi hai vị công chúa Nepal và đại đường vào Tây Tạc, mang theo rất nhiều tri thức quân sự và trang bị tác chiến, đạo quân ánh sáng mới ngày một hoàn thiện, cuối cùng đánh bại tượng hùng, chỉ trong một trận chiến đã lưu danh, xác lập địa vị bá chủ cao nguyên mới của nước thổ phồn. Trác Mộc Cường ba hít sau một hơi khí lạnh, cố hỏi tiếp, nếu đạo quân đó bí mật như vậy, tại sao đại sư? Lạt ma á la lắc đầu, không phải tôi biết, mà là kết quả mấy chục năm khảo chứng của tổ chuyên gia đó. Muốn đưa ra được kết luận này, không chỉ nghiên cứu tạng văn, còn phải đi sâu nghiên cứu cả lịch sử các vương quốc, thành bang, bộ lạc lớn nhỏ ở khu vực cao nguyên và tây vực thời bấy giờ, cùng với rất nhiều bằng chứng phụ khác như sử thi, truyền thuyết, ca khúc và các tranh vẽ, tỉ như trong sử thi cách tát nhĩ vương có hàm ẩn câu chuyện thu nhận và biên chế người qua ta thành quân đội chẳng hạn. Chắc Mộc cường ba nghe mà á khẩu không nói năng được gì, cả giáo sư Phương Tân cũng không khỏi trợn mắt ngạc nhiên. Đến lúc này Lữ Cánh Nam mới lên tiếng, giờ thì anh đã biết mọi người sắp đến nơi nào chưa đối thủ của các anh mạnh mẽ hơn quân du kích còn dân tộc ở đó thì đáng sợ gấp bội các bộ lạc ăn thịt người một dân tộc sống chung với chó sói được gọi là đạo quân ánh sáng bất bại anh thử nghĩ xem môi trường tự nhiên còn ác liệt hơn rừng nguyên sinh nam mỹ cơ quan cảm bẫy hung hiểm hơn bất cứ nơi nào các anh thậm chí cả rừng nguyên sinh còn không thể băng qua được dựa vào cái gì để tìm kiếm bạc ba la thần miếu và tử kỳ lân đây chỉ dựa vào vận may thôi hả một Olmec là nền văn minh lớn đầu tiên tại châu Mỹ thời tiền Colombo, kéo dài từ năm 1200 TA, CN đến năm 300 TA, CN. Hai gióng là người đất hay người gỗ tuấn táng theo người chết thời cổ, thành ngữ này nghĩa là người khởi xướng ra việc làm gióng, ý chỉ người đầu tiêu ra những tật xấu thói hư. Ba Nhật Bản ngày nay Bốn quốc gia cổ nằm ở vùng phía Bắc Kashmir trên lưu vực sông Ấn. Năm Nepal ngày nay lữ cánh nam nhìn trác mộc cường ba ngần ngừ do dự lại nhắc nhở lần nữa nếu giờ muốn rút lui thì vẫn chưa muộn đâu trác mộc cường ba đứng phát dậy nói ai bảo rút lui chứ ai bảo muốn rút lui chứ lạt ma á la và giáo sư phương tân đưa mắt nhìn nhau cười cười tính cách của trác mộc cường ba quả thực quá dễ nhìn thấu gần như ai cũng biết nhược điểm của gã ở đâu giáo sư phương tân thầm nhủ cái cô lữ cánh nam này giỏi thuật công tâm thật trước tiên dùng một đống số liệu làm cường ba đầu váng mắt hoa sau đó lại dùng tư liệu làm mồi nhử, từng chút từng chút hút lấy hứng thú của Trác Mộc Cường Ba. Giờ thì tình thế đã đảo ngược rồi, vốn là định dạo rút lui để uy hiếp đối phương, giờ thì có điều, Cường Ba không phải người dễ chịu thua, tiếp tục hợp tác không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Lữ Cánh Nam nói, "Tốt lắm, nếu anh đã không muốn rút lui, và nếu không có vấn đề gì khác nữa, theo như tôi nói hôm qua, có phải là nên đưa bản tổng kết của anh cho tôi xem rồi không?" trác mộc cường ba ngẩng cao đầu ưỡn ngực lên chưa viết lữ cánh nam nói vậy thì tôi đã nói là trác mộc cường ba thẳng thắn đáp phạt chép một vạn lần thôi mà không vấn đề tôi đi chép một vạn lần là xong lữ cánh nam vân về cây bút trên tay gật gật đầu nói vậy thì đi làm đi sau khi ra khỏi đây anh có thể đem chuyện này đi nói rõ đầu đuôi với mọi người vì đằng nào thì cũng kết thúc rồi tới lúc thích hợp tôi sẽ đích thân nói một tiếng xin lỗi có điều khuyết điểm của mọi người thì vẫn là khuyết điểm, đã hiểu chưa? Trác Mộc Cường ba chỉ hai chồng tư liệu trên bàn, ngần ngừ hỏi, vậy còn tư liệu thì sao? Lữ cánh nam giờ mới nói hẳn ra, còn nhớ trước khi tới châu Mỹ, anh đến phòng làm việc của tôi làm toán lên bao nhiêu lần không? Lúc đó tôi đã giải thích với anh thế nào? Không phải là không cho mọi người số tư liệu này, mà là thực lực hiện nay của mọi người không đạt yêu cầu của tôi đặt ra. Nếu anh tự nhận thấy sau khi xem qua số tư liệu này, anh vẫn có thể khắc chế mình không đi tìm kiếm bạc ba la thần miếu thì anh cứ lấy đi chẳng sao cả thực ra căn bản không có cái gì gọi là lệnh của cấp trên ở đây tôi chính là chỉ huy tối cao tôi đã nói rồi tôi huấn luyện mọi người như vậy không phải vì mọi người có thể tìm kiếm ra cái gì đó cho đất nước mà chỉ là để mọi người có thể sống sót bất kể là ở nơi nào bất kể là trong hoàn cảnh nào cũng đều có thể sống sót nhưng anh một mực không hiểu được dụng ý của tôi nếu cứ nằng nặc muốn xem những tư liệu này, anh cứ lấy đi. Có điều từ sau trở đi, không bao giờ còn có tư liệu gì xuất hiện trước mặt anh nữa đâu. Nói đoạn, vẻ mặt lữ cánh nam như thể đang hận không thể rèn thành sắt thép, trong mắt toát lên vẻ thất vọng vô cùng, ánh nhìn cũng dịch dần khỏi người chắc một cường ba, hướng xuống mặt bàn. Gian phòng chìm vào yên lặng trong giây lát. Trác Mộc Cường ba nhìn nét mặt Lữ Cánh Nam, đột nhiên cảm thấy những gì cô nói dường như rất có lý, dường như cô thật sự đang nghĩ cho bọn gã. Cách ngồi đáy giếng, chưa học bò đã muốn chạy rồi, đây chính là điều Lữ Cánh Nam muốn nói chăng. Nhưng mà, Trác Mộc Cường ba nhìn chồng tư liệu dày cộp trước mặt, thật tình không nỡ, gã lắc đầu rồi quả quyết, sau khi trở nên mạnh mẽ hơn, gã mới trở lại đây xem tư liệu, tới lúc ấy nhất định phải khiến Lữ Cánh Nam không còn gì để nói nữa. Gã lại đưa mắt nhìn sang giáo sư Phương Tân, trong lòng chán trường thầm nhủ, tại sao kết quả cuối cùng vẫn là chép một vạn lần bản tổng kết vậy mục đích chúng ta đến đây không phải là vì cái thứ này hay sao được tôi biết rồi tôi sẽ cố gắng hoàn thành kế hoạch huấn luyện cô đặt ra trong thời gian sớm nhất tạm thời không hỏi đến số tư liệu này nữa nói đoạn liền quay người đi ra nghe câu trả lời khẩu thị tâm phi của trác mộc cường ba khóe mắt lữ cánh nam hiện ra một nét cười cười không dễ gì nhận ra được chỉ thoáng cái đã biến mất cô cất tiếng đợi chút đã vừa nói lữ cánh nam vừa rút ra một tập tư liệu tối qua sau khi anh đưa ra vấn đề này tôi cũng đã suy nghĩ rất lâu. Chính xác, không công khai tư liệu gì thì thật bất công với mọi người. Vì vậy, tôi đã tốn mất thời gian một đêm, chọn lựa ra một phần. Đây là những tư liệu trước mắt mọi người nên biết, sẽ rất có ích cho việc tìm hiểu lịch sử cổ cách và một số chuyện liên quan tới bạc ba la nữa, anh có thể mang đi. Trác Mộc Cường ba lập tức đổi buồn làm vui, điều này gã không hề nghĩ tới. Giáo sư Phương Tân cố nhịn cười, không ngờ Lữ Cánh Nam cũng dùng phương pháp vừa đánh vừa xoa hết sức điển hình này. Cường Ba ơi là Cường Ba, đụng phải cô nàng Lữ Cánh Nam này, ngày tháng về sau của cậu. Trác Mộc Cường Ba ôm tư liệu lên, đột nhiên nói, "Còn nữa, cả tấm bản đồ nữa, không phải cô đã nói sẽ cho tôi biết chuyện tấm bản đồ nữa, không phải cô đã nói sẽ cho tôi biết chuyện tấm bản đồ hay sao?" Lữ Cánh Nam gật đầu, "À, đúng thế, thực ra trong các tư liệu kia cũng có rồi, nhưng mà tôi vẫn cứ nói qua một chút vậy." Chuyện về tấm bản đồ này phải bắt đầu kể từ năm 1844, trong đó có một nhân vật rất quan trọng, ông ta tên là Henry Morton Stanley. Trác Mộc Cường ba nói, ừm, chúng tôi cũng biết người này. Lữ cánh Nam ra hiệu cho gã chứa nôn nóng, người biết chân tướng sự việc này không hề nhiều. Anh có biết rằng vào năm 1843, Stanley gần như còn không biết trên thế giới này có một cao nguyên tên là Thanh Tạng. Vào thời của họ, nội dung được quan tâm nhiều nhất chính là Maya, năm 1842, khi nhà khoa học đầu tiên khảo sát văn minh Maya, Stevenson ra tác phẩm nổi tiếng Trung Mỹ ký sự Sebastian và Yuketon, phong trào thám hiểm Maya trở nên hừng hực khắp toàn cầu. Cuốn sách đó được dịch sang 17 thứ tiếng, trong một năm tái bản 7 lần, sau đó tổng cộng đã tái bản mấy chục lần, trở thành cuốn sách bán chạy nhất thế kỷ 19, làm cho các nhà thám hiểm trên thế giới đều nhiệt huyết phừng phừng, vô số nhà thám hiểm đều khao khát được đến rừng rậm nhiệt đới tìm kiếm những di tích hùng vĩ khuất lấp dưới rừng cây. Khi khảo sát ở Trung Mỹ, Stanley là người đầu tiên đưa ra luận để người Maya từ châu Á di cư tới đây. Để chứng thực quan điểm của mình là chính xác, ông ta mới đến châu Á và lên bờ ở bán đảo China. Thế nhưng, trên đường ông ta đã gặp phải một bước ngoặt lớn trong đời. Từ miệng một nghệ nhân hát xong kể chuyện, Stanley biết được một nơi gọi là Bạc Ba La Thần Miếu. Cũng chính từ giờ khắc đó trở đi, Tòa miếu của nhà Phật ấy trở thành mục tiêu cả đời Stanley khát khao theo đuổi. Trác Mộc Cường ba thắc mắc, nhưng không phải năm 1844, ông ta đã mất tích ở Đại Tuyết Sơn hay sao? Lữ Cánh Nam lắc đầu, sai rồi, năm 1844 chỉ là bắt đầu. Stanley không hề mất tích trong núi, chết ở Đại Tuyết Sơn là chuyện của mười mấy năm sau. Sự kiện năm 1844 chỉ là Stanley bắt đầu cố ý che giấu hành tung của mình ông ta không muốn bị báo chí viết về mình nữa nhưng vẫn bí mật kiên trì không ngừng nghỉ tìm kiếm hơn nữa thu hoạch cũng rất phong phú nghe đồn với số bảo vật chuyển về nước anh ông đủ sức mua lại cả đất nước này những thứ đó đều chuyển từ tây tạng đi cả trác mộc cường ba kinh ngạc kêu lên ông ta đã tìm thấy rồi lữ cánh nam lắc đầu đáp không cho đến hết đời ông ta cũng không tìm thấy chẳng qua là trong quá trình tìm kiếm bạc ba la thần miếu ông ta không ngừng đào bới các di tích và kiến trúc cổ mang chân châu, vàng bạc nhiều như lông châu không ngừng chuyển về nước Anh. Nhưng đồng thời, đào bới được càng nhiều kiến trúc và di tích cổ, ông ta lại càng kỳ vọng nhiều hơn vào bạc ba la thần miếu. Một người bạn thân của Stanley đã ghi thế này trong cuốn sổ ghi chép của mình. Tôi hỏi Stanley, anh ta đã có tài sản tiêu mấy đời cũng không hết rồi, tại sao vẫn ủ rũ không vui, vẫn muốn đến cái nơi bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng kia. Stanley lần nào cũng chỉ lắc đầu thở dài, cứ lẩm bẩm tôi chưa tìm thấy, tôi vẫn còn thiếu một số đầu mối, tôi chưa tìm thấy nó. Điều tôi đang làm bây giờ, chẳng qua cũng chỉ là mang cát bên bờ biển về thôi, còn Ngọc Trai thì vẫn bị chôn lấp dưới đó. Theo tự liệu của chúng tôi, Stanley có lẽ chết trong khu vực Đại Tuyết Sơn ở Tây Tạng vào khoảng năm 1860 đến năm 1870. Lần đó, ông ta có mang theo bản đồ. Chắc một cường ba nôn nóng hỏi, tấm bản đồ ấy về sau sao lại rơi vào tay người anh được. Lữ cánh nam mỉm cười gật gật đầu, Đáng lẽ Stanley đã vĩnh viễn chôn vùi tấm bản đồ kia ở Tây Tạng. Nhưng năm 1914, ông Michael đại biểu chính phủ Anh phân giới tuyến cho Tây Tạng và Ấn Độ. Trên đường đo đạc giới tuyến, ông ta vô tình phát hiện ra lều bạt và thi thể của Stanley vốn đã bị băng tuyết chôn vùi. Còn về việc họ lấy được những gì trong đống di vật của Stanley thì chúng tôi cũng không thể biết được. Sự việc về sau tương đối phức tạp, nghe nói chính xác bấy giờ có tìm được một tấm bản đồ và đã bị chính phủ Anh coi là bí mật tối cao rồi cất giấu đi. Nhưng không lâu sau đó, đại chiến thế giới lần thứ nhất bùng nổ, tấm bản đồ thần bí ấy cũng theo đó mà biến mất. Nghe đồn người giữ tấm bản đồ đã dựa vào ký ức vẽ lại một tấm khác. Người anh căn cứ theo tấm bẩn đồ vẽ bằng trí nhớ này phán đoán rằng bạc Ba La thần miếu hình như ở gần đỉnh núi cao nhất của dãy Himalaya, đỉnh Cho Moluma. Từ năm 1921 đến năm 1938, người anh đã độc lập tổ chức 7 lần thám hiểm đỉnh Cho ma nhưng không tìm được đầu mối gì. Cho tới năm 1938, nghe đồn tấm bản đồ gốc lọt vào tay Đảng Nazi, tuy rằng chuyện này không hề có chứng cứ nào xác thực. Nhưng từ năm 1939 đến năm 1942, Hitler đã hai lần hạ lệnh cho trợ thủ đắc lực nhất của mình là Himmler đích thân tổ chức hai nhóm thám hiểm đi sâu vào đất Tây Tạng, đây là sự thực 10, 10. Còn rốt cuộc bọn chúng tìm kiếm tổ tiên của người German hay là có mục đích gì khác, chúng ta không thể nào biết được. Chuyện xảy ra sau này, có lẽ mọi người đều biết một chút. Trong trận Berlin kết thúc thế chiến thứ hai, lúc đầu vốn định sẵn kế hoạch hoàn chỉnh là vây công tiêu diệt, nhưng quân Mỹ và quân Nga đều liều chết tấn công vào trong thành, cuối cùng đã chia đôi Berlin, mục đích thực sự của họ dường như cũng vì tấm bản đồ đó. Theo tin tức chúng tôi nhận được, trong lúc họ đang tranh giành một nhà khoa học nghiên cứu phát triển bom nguyên tử, đã vô tình nghe được thông tin liên quan tới bản đồ, còn rốt cuộc đó là thông tin gì thì chúng tôi cũng không biết. Nhưng chính thông tin ấy đã khiến quan hệ đồng minh xuất hiện xung đột lợi ích trực tiếp. Sau thì cả Liên Xô và Mỹ đều tranh nhau đến Tây Tạng, Trung Quốc. Cho đến tận bây giờ, họ vẫn chưa dừng bước. Có điều từ bấy đến nay, những người đi theo tấm bản đồ này tìm kiếm bạc Ba La Thần Miếu đều không sống sót trở về. Nghe đâu, giờ đây nó được gọi là bản đồ chỉ đường đến chỗ chết. Trác Mộc Cường Ba Yên lặng nghe hết, thấy cũng tương tự như nội dung giáo sư Phương Tân điều tra được trước đó, chỉ là tường tận hơn một chút. Lữ Cánh Nam lại nói, "Được rồi, những điều anh muốn biết, tôi đã nói cho anh hết cả rồi." giờ anh có thể đi làm chuyện cần làm kia đi trác mộc cường ba và giáo sư phương tân vừa đi khỏi nét mặt lữ cánh nam và lạt ma á la đều biến đổi lữ cánh nam đặt tay dọc đường chỉ quần đứng thẳng lưng hơi cúi đầu hỏi con xử lý như vậy đã được chưa đại nhân lạt ma á la hiền từ nói cũng chỉ có thể như vậy thôi cường ba thiếu gia vẫn hoàn toàn chưa hay biết gì về toàn bộ sự việc cứ để cậu ấy giữ nguyên hiện trạng đi để cậu ấy tiếp tục lấy chó ngao làm mục đích như thế đối với chúng ta đối với cậu ấy đều có lợi cả. Lạt Ma Á là thầm nhủ cường ba thiếu ra, đây chính là số mệnh của cậu, muốn thoát ra cũng không thoát nổi. Ra khỏi cửa phòng, Trác Mộc Cường ba hỏi, đúng rồi, thầy giáo, không phải thầy đã quay phim toàn bộ hành trình trong địa cung của chúng ta hay sao? Giáo sư Phương Tân gật đầu, ừm, đúng vậy, ngoài lúc ở dưới nước không thể quay chụp, những nơi khác đều có ghi chép, giờ đã trao hết cho họ nghiên cứu rồi. Trác Mộc Cường ba nói, nhưng mà gã nhìn tập tư liệu trong tay trong đó dường như không có thứ nào giống như đĩa cd cả yên tâm tôi có chuẩn bị riêng rồi ánh mắt giáo sư trở nên sâu sắc dù sao cũng là thứ phải dùng mạng đổi về hơn nữa các thứ trong đó không có một năm nửa năm thì không nghiên cứu ra được gì đâu thu hoạch hôm nay thực ra cũng không tệ ít nhất chúng ta cũng biết được phương hướng một đầu mối rõ rệt nhất mà lại bị chúng ta bỏ sót trác mộc cường ba nói thầy muốn nói đến cổ cách giáo sư phương tân gật đầu Ừm, mặc dù nói tôi không biết rõ lịch sử cổ cách cho lắm, nhưng tôi vẫn biết một ít về cái vương triều đã tiêu vong ấy. Trong khi nghiên cứu về bạc Ba La thần miếu, chúng ta chỉ chú trọng đến điều tra nguồn gốc và tính thực của nó, ngược lại bỏ quên mất quá trình tìm kiếm đầu mối của Stanley. Trác Mộc Cường ba nhìn ông với ánh mắt thắc mắc, giáo sư Phương Tân liền mỉm cười nói, "Sử thi A Lý Vương, A Lý Vương, không phải là cổ cách Vương hay sao? Hơn nữa tôi nhớ Lữ Cánh Nam nói vương triều cổ cách đến tận thế kỷ 17 mới bị diệt vong." Thời đại mà Stanley điều tra về bạc ba la thần miếu chỉ cách thời gian cổ cách vương triều bị tiêu diệt có hơn 200 năm, những nghệ nhân hát nói truyền miệng kia hoàn toàn có thể nhớ được một lượng lớn nội dung liên quan tới sử thi cổ cách. Nghe giáo sư Phương Tân nhắc nhở, chắc Mộc Cường ba cũng sực nhớ ra. Gã thốt lên một tiếng, ái cha, tôi thật ngu quá, thầy giáo, đáng lẽ tôi cũng phải nghĩ tới rồi chứ, chẳng phải đã nói tiền thân của vương triều cổ cách chính là vương triều tượng hùng hay sao? Vương triều tượng hùng chính là nơi chiến ngao sinh ra thầy giáo cũng từng nói, tất cả các sự kiện lịch sử đều có liên quan đến nhau cả. Tôi đúng là hồ đồ, tại sao lúc nãy không nghĩ ra chứ? Giáo sư Phương Tân thoáng ngẩn người, bản thân ông cũng từng tranh luận với Trác Mộc Cường Ba về vấn đề vùng đất sinh ra chiến ngao. Dựa vào các tư liệu mà giáo sư Phương Tân đang có trong tay, ngoại trừ các vùng nổi tiếng về chó ngao như Hà Khúc, Đảng Hạc, Ngọc Thụ, khắp cao nguyên thanh tạng giải rác những giống ngao của riêng từng vùng cùng với các truyền thuyết liên quan đến chó ngao nữa nhưng trong những truyền thuyết mà ông đã khảo sát, chưa từng nghe nhắc đến chó ngao tượng hùng bao giờ. Có lẽ nó đã bị lịch sử hoàn toàn nuốt chừng, hoặc có khả năng đã bị đại kim điêu trong tín ngưỡng của người tượng hùng che khuất, cũng có thể ở đó không hề có chó ngao. Giáo sư Phương Tân có phần nghiêng về giả thuyết cuối cùng hơn, bởi vì ông từng đến chát đạt, ở đó toàn đất là đất, cát bay đá chạy, nhìn chẳng khác gì vùng biển chết la bố bạc một cả. Theo như một đồng nghiệp của ông, thì đó là một nơi đến cỏ cũng chẳng thể mọc được, nên rốt cuộc con người bỏ đi hết, vô số pháo đài nằm giữa vùng đồi gò đều trở thành những pháo đài chết, trống rỗng. Mặc dù giáo sư Phương Tân cũng biết Phương Triều cổ cách bị diệt vong bởi một trận chiến, song ông cũng cho rằng người đồng nghiệp của mình nói rất có lý, hoàn cảnh tự nhiên ác nhiệt nơi đây có lẽ mới là nguyên nhân thật sự các thành bang trở nên hoang phế sau chiến tranh như vậy. Thế nhưng, khi Trác Mộc Cường ba tràn trề hứng khởi nói với giáo sư rằng tượng hùng là nơi sinh ra chiến ngao trong truyền thuyết, giáo sư Phương Tân ngẩn người ra ngay từ câu đầu tiên, thầy giáo, thầy có biết không, 2000 năm trước, tượng hùng là một nơi vô cùng tươi đẹp, đất đai màu mỡ, cây cối um tùm, hồ và biển điểm xuyết trên khắp cả vương quốc như những vì sao trên trời. Chỗ chúng tôi có một truyền thuyết, nói rằng chính vùng đất tuyệt đẹp ấy là nơi chiến ngao lần đầu bước chân lên vũ đài lịch sử. Về truyền thuyết chiến ngao, chắc một cường ba đã mở đầu bằng một câu như thế. Từ khi còn rất nhỏ gã đã nghe một ông già trong làng kể rồi, nhưng đến khi gã thực sự muốn tìm hiểu truyền thuyết về vùng đất sinh ra chiến ngao này, ông già kia đã qua đời từ lâu. Vì vậy, Trác Mộc Cường Ba cũng không biết tại sao lại bảo tượng hùng là nơi sản sinh ra chiến ngao. Giáo sư Phương Tân cho rằng gã nhớ nhầm, hai người vì chuyện này mà tranh luận mãi không ra được kết quả gì. Giáo sư Phương Tân lắc lắc đầu, đây lại là một truyền thuyết vĩnh viễn không thể nào xác định được. Ông nói với Trác Mộc Cường Ba, "Để tôi nghiên cứu đống tư liệu này thật kỹ đã." Trong đây nhất định có thể tìm được những thứ hữu dụng cho chúng ta. Mật Tu 1. Trác Mộc Cường Ba đưa tư liệu cho giáo sư Phương Tân, rồi hỏi: "Thầy giáo, lần này trở về, tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không biết là chuyện gì không ổn, thầy có thể giải thích được không?" Giáo sư Phương Tân hiền từ vỗ nhẹ lên vai gã, nói: "Tôi biết tâm trạng hiện tại của cậu như thế nào rồi. Trong lòng cậu đang chất chứa nghi hoặc đấy thôi." Trác Mộc Cường Ba thở dài, "Đúng vậy, toàn bộ sự việc này đã trở nên hoàn toàn khác hẳn những gì tôi nghĩ lúc ban đầu trở về từ châu mỹ tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi sao lại như vậy nhỉ giáo sư phương tân nói bởi vì vai trò của cậu đã biến chuyển từ khi cậu cầm tấm ảnh kia đến tìm tôi tất cả đều là chúng ta tự thăm dò phát hiện tìm kiếm thế nhưng kể từ khi tôi và cậu gia nhập đội ngũ được huấn luyện đặc biệt này vai trò của cậu đã từ chủ động biến thành bị động từ đó đến giờ chúng ta đều tiếp nhận những bài huấn luyện với độ khó rất cao, còn việc tìm kiếm phát hiện bạc Ba La Thần Miếu ở đâu đã giao hết cho người khác thực hiện. Chúng ta chỉ là một phần tử trong cả cái tổ chức này, cũng giống như Trương Lập, Nhạc Dương, Ba Tan và cả Mẫn Mẫn nữa, đồng thời quyền quyết sách và quyền chủ động đã chấm dứt không còn nằm trong tay cậu nữa rồi. Có rất nhiều chuyện bọn họ không hề nói cho chúng ta biết, như vậy, chúng ta lại càng bị động hơn, cảm giác như thể mình là con rối bị người khác điều khiển trong tay vậy. Chẳng hạn lấy hành động trong rừng nguyên sinh lần này làm ví dụ, nếu cậu không bảo tôi, thì tôi cũng không khác gì cậu, đi hết cả hành trình cũng không biết được mục đích thật sự của chuyến đi, cảm thấy ù ù cà cà không hiểu gì hết. Trác Mộc Cường Ba nói, giờ còn đỡ, cô ta đã nói hết với chúng ta rồi. Giáo sư Phương Tân ngước nhìn Trác Mộc Cường Ba với ánh mắt rất diễn cảm, vậy cậu cho rằng cậu đã nghe được những gì rồi. Giáo sư vỗ vỗ lên đống tư liệu, cậu nghĩ rằng đống tư liệu này, tính luôn cả phần cậu không lấy được kia, có bao nhiêu phần trăm là không thể tìm được trên mạng. Còn thứ chúng ta thực sự cần phải biết là cổ cách kim thư và thông tin trong trục quyền, cô Lữ Cánh Nam đó nói được bao nhiêu. Thực ra, cậu ở trên thương trường nhiều năm như vậy rồi, chắc cũng phải hiểu được điểm này chứ. Lòng người khó dò, đặc biệt là một nhóm như chúng ta đây, muốn tiếp xúc với bí mật tầm cỡ như bạc ba la thần miếu, tôi có thể khẳng định là họ vẫn giữ thái độ hoài nghi một cách một cách thiện ý với tất cả các thành viên trong nhóm chúng ta. Đối với bất cứ ai cũng không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể không tin, quan hệ giữa người với người chính là như vậy đó, không giống như thái độ xử sự lúc bình thường của cậu đâu. Cậu quá dễ dàng tiến nhiệm một người nào đó, đây chính là nhược điểm lớn của cậu đấy, Cường Ba à. Chắc một Cường Ba buồn bực nói, nhưng mà, tôi vẫn cho rằng nếu đã để chúng ta tham gia vào tập thể này, ít nhiều họ cũng sẽ cho chúng ta biết một số chuyện. Không phải vậy sao, nếu nghi ngờ hiểm kỳ cả chúng ta, vậy thì làm sao chúng ta có thể đạt được yêu cầu và mục đích của họ chứ? Tôi nhớ Son đã từng nói, trong hoàn cảnh hiểm nguy, con người cần phải liều mạng vì nhau thì mới sống sót được, nếu tất cả cứ khư khư giữ lấy mạng mình, mọi người bó chặt lại với nhau, rồi cuối cùng chẳng ai sống sót nổi đâu. Giáo sư Phương Tân lắc đầu, trong hoàn cảnh hiểm nguy thì như vậy, nhưng mà, sau khi ra khỏi hiểm cảnh thì sao chứ? Con người ai chẳng có tâm tư, giống như nhóm chúng ta vậy, cậu muốn tìm Tử Kỳ Lân, còn bọn họ muốn tìm Bạc Ba La Thần Miếu, mục đích hai bên khác nhau song phương hướng thì tương đồng, vì vậy nên mới đi cùng với nhau. Nếu nói ở khu vực phụ cận Bạc Ba La Thần Miếu không thể tìm được tử kỳ lân, hoặc là nơi có tử kỳ lân không thể nào có Bạc Ba La Thần Miếu, vậy thì cậu và họ có đi chung một đường nữa hay không? Chắc Mộc Cường ba lẩm bẩm vậy thì bây giờ phải làm sao? Tôi cảm thấy thực sự rất khó chịu. Giáo sư Phương Tân chân Thành nói, lòng người, thầy đều hướng về cái thiện cả, nếu cậu không thể phán đoán một người là tốt hay xấu, Vậy thì hãy thử tin ở bọn họ đi, trừ phi họ thực sự gây những chuyện vô cùng bất lợi với cậu. Xét tình hình trước mắt, với tư liệu chúng ta nắm trong tay và năng lực của cả nhóm, đích thực là không đủ để tìm kiếm Tử Kỳ Lân. Vì vậy, điều chúng ta nên làm lúc này chính là học hỏi nhiều hơn, quan sát nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn. Ít nhất giờ chúng ta cũng đã biết rằng Ceeto một nhóm người chuyên nghiệp cung cấp cho chúng ta những nguồn tin nhanh nhạy nhất, đáng tin cậy nhất, có sự giúp đỡ này của họ Chúng ta sẽ giống như đứng trên vai người khổng lồ thu thập thông tin vậy, tiến lên trên con đường đã được người đi trước lát sẵn gạch đá, chuyện này chỉ có lợi chứ không có hại. Thực ra, từ lúc gia nhập vào nhóm huấn luyện đặc biệt này, có hai chuyện đã nằm ngoài dự liệu của tôi. Thứ nhất, chính là tôi không ngờ cậu lại đáp ứng nhanh và dễ dàng như vậy, mà tôi còn cho rằng nếu cậu đã đáp ứng, vậy thì chắc cũng biết sau đó cục diện sẽ như thế nào, giờ xem ra thì lúc ấy cậu cũng không suy nghĩ nhiều đến thế. Thứ hai, Tôi không ngờ nhà nước ta lại chấp thuận chuyện này nhanh như vậy, giờ nghĩ lại thì ra đây chỉ là trùng hợp mà thôi, nếu chẳng phải lúc ấy nhà nước cũng có ý này, tài liệu chúng ta trình lên kia, chỉ sợ nửa năm một năm cũng không được xem xét đâu. Giáo sư Phương Tân vuốt vuốt tóc, trầm ngâm nói tiếp, còn nữa, đối với nhóm huấn luyện đặc biệt của chúng ta, tôi luôn có một dự cảm chẳng lành, có lẽ một ngày nào đó. Đương nhiên, tốt nhất là ngày ấy đừng bao giờ đến thì hơn. Trác Mộc Cường ba biết, ý giáo sư Phương Tân muốn nói là có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, bọn họ còn chưa đủ khả năng đi tìm bạc ba la thần miếu, cái nhóm này đã bất ngờ giải tán rồi, còn bọn họ thì bị đá đít đuổi đi giống như người ta vứt thứ xỉ than vô dụng. Giáo sư Phương Tân lại nói tiếp, thế nào thì thế, những thứ học được ở đây chung quy vẫn có ích cho cậu, đợi khi chúng ta thật sự nắm được các kỹ xảo đó, cho dù ngày ấy có đến thật, chúng ta cũng có thể tự mình đi tìm kiếm mà. Giáo sư ngước nhìn chắc Mộc Cường Ba, lại giải thích, từ khi biết đến bạc ba la thần miếu, chúng ta đã chuẩn bị như vậy rồi chúng ta bắt đầu từ thần miếu trước tìm một nơi như vậy so với trực tiếp điều tra về tử kỳ lân thì dễ hơn nhiều thông tin cũng có được nhiều hơn bấy giờ đã đến lúc thực hiện kế hoạch này rồi đây tôi sẽ thảo luận với các chuyên gia trong hội nghiên cứu tôi nghĩ sau sự kiện lần này bọn họ cũng không tiện giấu giếm tất cả thông tin như trước nữa đâu trác mộc cường ba lại nói phải rồi về thông tin liên quan tới tấm bản đồ đó tôi thấy có vẻ hơi khoa trương quá thì phải không hiểu tôi nghe làm sao mà cứ cảm thấy, theo như giáo quan nói, hình như thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai, rồi chiến tranh lạnh xô mỹ, đều có quan hệ mật thiết với tấm bản đồ ấy, điều này. Giáo sư Phương Tân gật đầu, đừng nói là cậu, cả tôi cũng không thể hoàn toàn tin tưởng được, quá nửa là nghe sai đồn sai, dẫn đến sau này càng lúc càng khoa trương. Có điều chúng ta cũng có thể nghiên cứu theo hướng này, chẳng hạn như ông Hán gì đó, nếu có thể tìm được bản đồ. Ngoài ra, dựa trên những thông tin hiện nay Ben Mackin và người của hắn dường như không đơn giản là chỉ tìm kiếm báu vật đâu, với khả năng tài chính của hắn, không cần gì phải mạo hiểm đích thân tìm kiếm bạc ba la thần miếu, bên trong nhất định còn có nguyên nhân gì khác. Ánh mắt giáo sư Phương Tân hiện lên vẻ lạnh lẽo, chậm rãi nói, một nguyên nhân mà chúng ta còn chưa biết. Trác Mộc Cường ba lại không nghĩ vậy, hy vọng tìm được tư liệu về hắn và bản đồ gì gì đó thật quá mong manh, hơn nữa dường như cũng quá xa vời so với mục tiêu của họ. Gã bèn nói làng sang chủ đề khác, đúng rồi thầy giáo thầy nói xem chúng ta tự cho rằng mình đã học được rất nhiều khả năng sinh tồn nơi hoang dã rồi nhưng tại sao khoảng cách với giáo quan lại vẫn lớn đến thế giáo sư phương tân lắc lắc đầu không biết có lẽ là cô ấy đã được huấn luyện đặc biệt thế nào đó chăng huấn luyện đặc biệt trác mộc cường ba lặp lại hai lần đột nhiên kêu lên a à, nhất định là như vậy khi lạt ma á la ra khỏi phòng làm việc của lữ cánh nam ông nhận ra trác mộc cường ba đang đứng ở bãi tập vẫy vẫy tay chào mình. Ông liền bước tới, Trác Mộc Cường Ba trực tiếp hỏi luôn, đại sư, giáo quan từng tiếp nhận huấn luyện mật tu phải không? Lạt Ma Á là có chút kinh ngạc, hỏi, sao đột nhiên cậu lại nghĩ đến vấn đề này? Trác Mộc Cường Ba khẳng định, bởi vì trong lần huấn luyện băng rừng nguyên sinh lần này, cá nhân tôi cho rằng một con người bình thường, có huấn luyện thế nào chăng nữa, khả năng chịu đựng và ý chí cũng đủ để một mình vượt qua rừng sâu. Mà tôi còn nhớ tiến sĩ Cổ Tuấn Nhân từng nói, ông ấy chỉ dạy giáo quan một số kỹ năng cơ bản về sinh tồn nơi hoang dã và khảo sát khoa học thôi khả năng chiến đấu và các bản lĩnh khác của giáo quan là học của danh sư khác mà đại sư ngài cũng không giống người thường cộng với thường ngày đại sư và giáo quan tiếp xúc tương đối nhiều vì vậy tôi cho rằng giáo quan cũng từng tiếp nhận huấn luyện mật tu giống như đại sư vậy có phải thế không đại sư á la lạt ma á la ngước mặt lên thở dài cánh nam là đệ tử do đích thân chu cổ đại sư truyền dạy nếu nghiêm khắc xét bối phận Tôi là sư điệt của cô ấy. Cô ấy là cách Tây hai kiệt xuất nhất trong thế hệ mật tu trẻ tuổi đó. Trác Mộc Cường ba cả mừng, nào biết mật tu phân cấp thế nào, lập tức thành khẩn nói, xin hãy cho tôi tiếp nhận huấn luyện mật tu đi, đại sư, tôi có thể chấp nhận bất cứ khảo nghiệm nào. Hả, cậu ư, Lạt Ma Á là có ung dung đến mấy cũng không khỏi thoáng biến sắc. Đã qua 40 tuổi rồi còn đòi mật tu, xem ra Trác Mộc Cường ba thiếu gia này chẳng biết gì về mật tu rồi. Lạt ma á la là lấy làm khó xử hỏi, cậu có biết mật tu rốt cuộc là thế nào không? Cường ba thiếu ra. Chắc một cường ba thản nhiên đáp, không biết, nhưng tôi biết nó có thể khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn, khiến tôi có khả năng chịu đựng và nghị lực hơn người. Lạt ma á la phì cười thốt lên, tất nhiên rồi, khả năng chịu đựng và nghị lực vốn đã là thứ cơ sở nhất của mật tu mà, ừm. Nếu cường ba thiếu ra có hứng thú với mật tu, tôi có thể cho cậu biết một số việc liên quan đến mật tu. Mật tu tuyển lựa nhân tài hết sức nghiêm khắc, người có tư cách mật tu chúng tôi gọi là bối ca, bối ca có tư cách tiến hành mật tu. Các tăng nhân cách lỗ phái của ba ngôi chùa lớn ở Hà cần phải tu hết ngũ bộ đại luận của Hiền Tông Ba, hoàn thành khảo hạch mới có thể tiến hành mật tu. Khảo hạch dựa theo đẳng cấp mà chia thành lạt nhiên ba, thổ nhiên ba, lâm trại và đa nhiên ba hoặc gọi là nhật nhiên ba. Bốn đẳng cấp này gọi chung là cách Tây, các tăng nhân đã đạt được học vị cách Tây nếu tiếp tục học tập tại học viện Mật Tông, thì gọi là trác nhân ba, từ đây dần dần tăng lên kết quả, ông Tắc, Kham Bố, Kham Tô, Hạ Tư Khước Kiệt hoặc Giáng Tư Khước Kiệt, hai cái sau thuộc về cam đơn chỉ ba, giáo chủ của cách lỗ phái, sau khi xuất thế có thể luân lưu thăng nhiệm, được hưởng vinh dự tối cao, sau khi chết còn có tư cách làm hoạt Phật chuyển thế. Đây là lần đầu tiên Trác Mộc Cường Ba nghe nói, trong mật tu còn có phân biệt đẳng cấp nghiêm khắc như vậy, bèn hỏi, vậy đại sư ở đẳng cấp nào? Lạt Ma Á la mỉm cười, nói ra thật hổ thẹn, tôi mật tu đã 57 năm, đến giờ vẫn chỉ là cách quả thôi. Trác Mộc Cường ba ngơ ngẩn xuất thần, cách quả đã lợi hại như vậy rồi, nếu tu đến kham bố gì gì đó, vậy thì sẽ thế nào nữa? Lạt Ma Á la nghiêm mặt nói, mật tu, thực chất chính là khiêu chiến với cực hạn của bản thân, không ngừng khiêu chiến cực hạn, không ngừng vượt qua chính mình, phát huy ý chí và khả năng chịu đựng đến cực hạn. Nói ra thì có vẻ huyền ảo khó giải thích, thực ra nếu giải thích theo tri thức khoa học hiện đại, chính là thông qua mật tu, để điều chỉnh nội hoàn cảnh, tức môi trường bên trong cơ thể mình. Trác Mộc Cường ba lộ vẻ hoang mang, Lạt Ma Á la lại giải thích, khác với y học, những người tu luyện mật tu như chúng tôi gọi phần bên trong cơ thể mình là nội hoàn cảnh. Thần kinh con người, đại thể chia thành hai hệ thống lớn, y học hiện đại gọi là thần kinh động vật và thần kinh thực vật. Thần kinh động vật khiến cho ý thức của cậu có thể khống chế các động tác toàn thân, chẳng hạn nói chuyện, động tay động chân, đảo trong mắt, tất cả những thứ này đều thuộc phạm vi khống chế của thần kinh động vật, còn thần kinh thực vật, lại là hệ thống tự thân của các khí quan trong cơ thể, không chịu sự khống chế của ý chí, chẳng hạn như tim đập, dạ dày tiêu hóa, tiết kích thích tố, bất kể là cậu có ý thức hay vô ý thức, thần kinh thực vật đều đảm bảo cho những khí quan ấy tiếp tục vận hành, chung khống chế các khí quan trong cơ thể cậu. Trên thực tế, hai hệ thống này không phải hoàn toàn tách rời, chúng liên hệ với nhau để tạo thành một chỉnh thể. Lấy một ví dụ nhé, trong bóng đêm, nếu cảm giác thấy chuyện gì đáng sợ lắm, khi cậu truyền những thông tin về thứ mình nhìn thấy thứ mình nghe thấy, thứ làn da cảm nhận thấy về đại não, đại não sẽ lập tức khiến cơ thể có phản ứng, thần kinh thực vật bắt đầu vận hành. hóc môn tuyến thượng thận adrenaline sẽ tiết ra nhiều hơn, khiến tim cậu đập nhanh hơn, đồng tử giãn lớn. Đồng tử giãn lớn là để giúp cậu có thể thu nhận nhiều ánh sáng hơn trong bóng tối, nhìn thấy nhiều thứ hơn, tim đập nhanh hơn, để cho máu tràn đầy dưỡng khí, đưa đến khắp các vị trí toàn thân, khiến cơ bắp của cậu đầy sung lực, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất ra một lượng động năng lớn để chạy trốn hoặc phản kháng, thần kinh động vật và thực vật đã điều tiết với nhau như vậy để khiến thân thể cậu có phản ứng tốt nhất trong các môi trường khác nhau. Trác Mộc Cường Ba có vẻ nửa hiểu nữa không, lắng nghe rất chăm chú. Lạt Ma Á la thở dài nói, đáng tiếc, con người lại quá ỷ lại vào thần kinh động vật, mà bỏ mặc cho thần kinh thực vật tư hoạt động, chẳng bao giờ quan tâm đến sự hài hòa giữa các nội quan trong cơ thể, chỉ khi nào gặp vấn đề thì mới đến gặp bác sĩ. Cái gọi là mật tu, chính là thông qua sự biến đổi hoàn cảnh của con người và sự thay đổi hô hấp, Mở ra cánh cửa giữa ý thức và thần kinh thực vật, khiến ý thức của cậu có thể trực tiếp khống chế thần kinh thực vật của cậu. Có rất nhiều thứ để tu tâm dưỡng tính, thực ra đều cùng một nguyên lý, chẳng hạn như khí công, yoga, đều thông qua tiếp xúc với tự nhiên và điều chỉnh hô hấp để đạt được mục đích thay đổi nội hoàn cảnh, thông qua cải thiện nội hoàn cảnh mà khiến thân thể đạt được hài hòa bên trong và bên ngoài, tiến đến hoàn thiện, đây mới là khỏe mạnh thực sự. Có rất nhiều người nhìn bề ngoài có vẻ cường tráng, thực ra nội hoàn cảnh lại là một mớ hồ đồ lúc nào cũng ở trong trạng thái nửa khỏe mạnh mà chính họ cũng không hề hay biết bất cứ lúc nào cũng có thể bị bệnh tật quấy nhiễu bây giờ cậu hãy làm theo tôi nói hít vào tiếp tục hít vào cảm giác lồng ngực cậu mở rộng cậu còn hít được nhiều không khí hơn nữa tiếp tục không được ngừng được rồi nín thở đi cố lên cố lên nữa theo yêu cầu của lạt ma á la chắc mộc cường ba hít vào đầy một bụng không khí nửa phút sau thì bắt đầu đỏ mặt tía tai lạt ma á la lại nói được rồi giờ bắt đầu thở ra, chậm chậm, chậm chậm thôi, cố gắng giảm tốc độ thở ra của cậu, giống như cảm giác cơn gió nhẹ mùa xuân thổi qua miệng cậu vậy, từ từ thôi, không ngừng. Trác Mộc Cường ba vươn cổ ra, thở một cách khó nhọc, cuối cùng cũng không thể gượng được, tắc nghẹn nói, tôi sắp, không được rồi. Lạt Ma Á la lại nói, tốt, dùng hết sức lực của cậu, hít mạnh vào một hơi, thở ra nhanh, thở ra nhanh, thở ra toàn bộ thật nhanh. Lại một lần nữa, hít mạnh, lập tức thở ra, được rồi, Giờ cậu đã hồi phục lại hô hấp bình thường rồi đấy." Lạt Ma Á La mỉm cười hỏi Trác Mộc Cường Ba, "Cảm giác lúc này thế nào?" Trác Mộc Cường Ba nói, đầu hơi váng một chút. Lạt Ma Á La lại hỏi, "Còn gì nữa?" Trác Mộc Cường Ba nói, tim đập nhanh hơn. Lạt Ma Á La nói, "Đây chính là một kỹ thuật căn bản của mật tu, giống như yoga hay khí công vậy, thông qua hít thở khiến nội hoàn cảnh của con người thay đổi. Đương nhiên, thứ tôi vừa dạy cậu không phải thuật thổ nạp thực sự." Chẳng qua chỉ là một ví dụ đơn giản để cậu biết rằng, bằng cách thay đổi thần kinh động vật có thể điều chỉnh thần kinh thực vật đưa ra những thay đổi tương ứng mà thôi, sau này không cần phải thử nữa đâu. Mật tu của chúng tôi chính là kháng cự lại tất cả những mê hoặc ngoại tại, điều chỉnh thâm tâm tới cảnh giới ý thức có thể khống chế được. Nói một cách đơn giản, chính là học cách khống chế nhịp tim và mạch đập của mình, khống chế nhu động dạ dày, khống chế hướng và tốc độ huyết mạch, tu luyện đến trình độ tương đối cao, có thể tự khống chế các khớp xương tách rời hoặc kết hợp khống chế chất dịch trong cơ thể bài tiết hay hấp thụ, khống chế tất cả các cảm giác mà kích thích bên ngoài gây ra đối với thân thể. Trác Mộc Cường ba hỏi, vậy còn tu luyện tới tầng cao hơn nữa thì sao? Lạt Ma Á la thoáng giật mình, lẩm bẩm, không biết, tôi chỉ nghe nói đến trình độ tương đối cao mà thôi, còn cao hơn nữa. Tôi chưa từng nghe đến bao giờ, đồng thời ông cũng thầm nhủ, hình như mình cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này thì phải, rốt cuộc Cường ba thiếu ra đang nghĩ gì vậy? Trác Mộc Cường ba mừng rỡ thốt, tốt quá rồi, tôi cảm thấy mật tu đúng là hết sức cần thiết với mình đấy. Lạt Ma Á La nói, khí công thổ nạp để dưỡng sinh, giống như quá trình từ dễ đến khó, từ nhẹ đến nặng, dần ra tăng cường rèn luyện cường hóa cơ thể, hòng kháng cự lại bệnh tật, yoga lấy hô hấp để di dưỡng tinh thần, thông qua sự tiếp xúc với tự nhiên của tâm linh khiến lòng người rộng mở, tâm tình vui vẻ, hòng tiêu trừ mệt mỏi, khiến thân thể khó mắc bệnh hơn, còn mật tu chúng tôi, lại thông qua những phương cách tàn khốc, dùng thân xác khiên chiến với tự nhiên không ngừng thay đổi, tựa như một liều thuốc mạnh. Hòng một sao cắt hết những nhân tố nguy hiểm dễ gây bệnh tật trong cơ thể đi. Khí công và yoga là những thứ ai cũng luyện được, bởi vì luyện tập chúng đều từ dễ đến phức tạp, tuần tự nhi tiến, luyện được thì dễ, nhưng luyện thành thì khó, còn mật tu lại là thứ không phải người nào cũng có thể luyện được. Môn này là dùng thủ đoạn sấm xét, Vừa bắt đầu đã thông qua đào thải tự nhiên để lựa chọn người có thể đủ tiêu chuẩn, người nào không đạt yêu cầu, thường thì từ lúc nhập môn chọn lựa đã mắc đầy mình bệnh tật, cả đời cũng khó khỏi, hơn nữa, còn nguy hiểm tới tính mạng nữa. Cho dù có thể vượt qua chọn lựa, các bài huấn luyện sau này cũng đều theo phương thức bậc thang, bất cứ lúc nào cũng có khả năng ngã tan xương nát thịt đấy. Trác Mộc Cường ba kinh ngạc thốt lên, nguy hiểm thế cơ à? Lạt Ma Á la nói, thần kinh thực vật tuân theo tự nhiên, còn người mật tu chúng tôi để đạt đến cảnh giới dùng ý thức khống chế thần kinh thực vật, bước đầu tiên phải làm chính là đi ngược lại với tự nhiên, có rất nhiều người không thể vượt qua được cửa này, hậu quả vô cùng đáng sợ. Tôi lấy một ví dụ đơn giản nhé, từng có một thanh niên khỏe mạnh muốn tham gia mật tu, chúng tôi tiến hành khảo nghiệm ngả quỷ đạo với anh ta, cậu cũng biết rồi đấy, con người đói thì muốn ăn, đây là một phản ứng sinh lý tự nhiên, cái gọi là ngả quỷ đạo, chính là chống lại cơn đói. Ai ngờ được, mới có 4 tiếng đồng hồ, anh ta đã không chịu nổi mà lăn ra chết mặc dù chúng tôi đã toàn lực cấp cứu, song cuối cùng cũng không thể nào cứu nổi. Trác Mộc Cường ba nghi hoặc hỏi, sao mà thế được? Chống lại cơn đói thì đơn giản thôi mà, dù là người bình thường nhịn ăn 4 năm tiếng đồng hồ cũng không có vấn đề gì lớn mà. Lạt Ma Á la cười khổ một tiếng, cậu cho rằng khảo nghiệm ngã quỷ đạo đơn giản như cậu tưởng tượng hay sao? Chú thích, một lóc nua hay là bố bạc là một nhóm các hố, Hồ muối nhỏ nằm giữa sa mạc Taklamakan và sa mạc Taklamakan và sa mạc Kurutak ở phía đông khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc. Đây là nơi Trung Quốc thử bom hạt nhân. Hai cách tây, viết tắt của cách Huy Tây Liên trong tiếng Tạng, dịch ra thành thiện trí thức, là một học vị trong hệ thống Tạng truyền Phật giáo. Ba một trong các tông phái của Phật giáo. Trước ánh mắt hoài nghi của Trác Mộc Cường Ba, Lạt Ma Á La chậm rãi giải, giải thích, bản năng đói khát hoàn toàn không phải bắt nguồn thói quen mấy tiếng đồng hồ ăn một bữa. Cảm giác đói khát của con người là một quá trình sinh lý hết sức phức tạp. Cậu cũng biết đấy, con người không ngừng vận động, cho dù là cậu ngồi, cậu nằm yên bất động, tim cậu cũng vẫn đập, máu cậu vẫn chảy. Vận động của chúng ta cần những gì chứ? Cần năng lượng, còn những thứ chúng ta ăn, một phần sẽ chuyển hóa thành năng lượng cần thiết cho các cơ quan kia. Trước tiên là từ lớn thành nhỏ, rồi nhỏ hơn nữa, cuối cùng thành carbohydrate và đưa tới các các cơ quan trong cơ thể. Do hoạt động của tế bào carbohydrate sẽ phân giải thành các vật chất như carbon, hydro, oxy để cơ thể đốt cháy, giải phóng nhiệt năng. Khi cơ thể dùng hết năng lượng do thức ăn cung cấp, nó sẽ nhờ thần kinh thực vật phát tín hiệu với đại não, báo hiệu đói. Lúc ấy, các cơ quan trong khắp cơ thể sẽ phát ra tín hiệu mệt mỏi, hết động lực, dạ dày trống không ngừng phát ra tín hiệu đòi lấp đầy chỗ trống, ruột không ngừng nhu động cũng phát ra tín hiệu kiếm việc. Vì vậy, cậu sẽ thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, vì vậy, cậu sẽ thấy đói bụng, vì vậy, cậu sẽ thấy bụng giả sôi lên ủng ụp. Mà khảo nghiệm ngả quỷ đạo của người tham gia mật tu chúng tôi chính là, trong khi cậu đang đói, yêu cầu cậu chậm, chậm chậm chạy xung quanh một cái bàn tròn, trên mặt bàn, lại không ngừng đặt lên các món ăn vừa mới ra lò mà cậu thích ăn nhất. Hả, chắc một cường ba kêu toáng lên, khảo nghiệm như vậy không phải hơi quá tàn khốc hay sao? Nhịn đói chạy bộ, lại còn phải nhìn những món ăn thơm ngon nhất, hơn nữa chỉ cần với tay ra là lấy được. Yêu cầu đối với ý chí quả thật quá cao, có thể kiên trì 4 tiếng đồng hồ, đích thực là đã đạt đến cực hạn sinh lý rồi, thế nhưng làm sao mà lại chết được cơ chứ? Lạt Ma Á La lại nói tiếp, thức ăn sẽ liên tục thay đổi để đảm bảo tính tươi ngon và cảm giác kích thích đối với thị giác và vị giác của cậu. Mà người đang đói, do phản ứng sinh lý bản năng, dạ dày sẽ tiết ra dịch vị, đó là một loại axit có độ pH bằng 1. Trong dạ dày có một lớp niêm mạc sẽ bảo vệ cho dạ dày của cậu không bị loại axit này ăn mòn, thế nhưng nếu cứ nhịn đói mãi, làm dạ dày tiếp tục tiết ra nhiều axit hơn. Trác Mộc Cường ba trợn tròn mắt lên, giờ gã đã biết Lạt Ma Á là muốn nói gì với mình. Lạt Ma Á là nói với giọng tiếc thương vô hạn, thằng ôi, chàng thanh niên đó mặc dù có sức chịu đựng rất tốt, nhưng lại không thể nào khống chế được nội tạng của mình. Khi chúng tôi mổ khoang bụng của cậu ấy, nội tạng của cậu ấy đã có một phần ba bị axit do dạ dày cậu ấy tiết ra ăn mòn hết rồi. Nguyên nhân cái chết của cậu ấy có thể nói là chết vì đói khát." từ cậu ấy đã ăn chính mình. Lạt ma á la nhìn thẳng vào gương mặt tái xanh chìm trong nỗi sợ của Trác mộc cường ba, chậm rãi buông từng chữ một, cho dù như vậy, cậu vẫn còn muốn tiếp nhận huấn luyện mật tu phải không? Một hồi lâu sau, Trác mộc cường ba mới ngần ngừ mà kiên quyết, tôi chấp nhận. Lạt ma á la nhíu đôi lông mày, lưỡng lự nói, nếu cường ba thiếu ra vẫn kiên trì. Chúng tôi có thể tiến hành một thực nghiệm nhỏ, thử xem nghị lực của cậu, cậu thấy thế nào? Nghe Trác Mộc Cường ba nói muốn tham gia mật tu, mấy người bọn Trương Lập, Nhạc Dương đều cổ vũ nhiệt tình, còn Lữ Cánh Nam thì ngay từ đầu đã lắc đầu thở dài. Nội dung Lạt Ma Á La chuẩn bị cho Trác Mộc Cường ba khảo nghiệm là một bài khảo sát nhập môn của mật tu, chống lại cơn buồn ngủ. Theo yêu cầu của ông, Trác Mộc Cường ba phải thức trắng một đêm, hơn nữa còn phải bổ củi suốt cả đêm ấy, sáng sớm ngày hôm sau, trong ánh mắt dõi theo của mọi người, gã bước vào một gian nhà đá mà Lạt Ma Á La đã chọn sẵn. Lạt Ma Á La nói, con người ai cũng cần phải ngủ, nếu không ngủ sẽ dẫn đến một loạt các rối loạn công năng sinh lý. Bài kiểm tra này không thể giúp cơ thể cậu trở nên không biết mệt mỏi là gì, mà chỉ kiểm tra xem cơ thể của cậu trong trạng thái mệt mỏi có thể giữ tỉnh táo được bao nhiêu lâu mà thôi. Đây là một gian nhà đá, Lạt Ma Á La đã sử dụng thủ pháp đặc biệt trên các cửa sổ, trong phòng vẫn có không khí lưu thông, nhưng tuyệt không có chút ánh sáng nào, đóng cửa lại thì cả một âm thanh rất nhỏ cũng không nghe thấy được. Trác Mộc Cường ba bị trói vào một cột đá giữa phòng, nghe nói cảm giác bức bách này có thể khiến người ta tỉnh táo hơn. Trên đỉnh đầu gã, Lạt Ma Á La đã đặt một cục nước đá, còn giữa gã và cây cột đá, lại cách một lớp chăn bông dày mà vô cùng êm ái. Lạt Ma Á La dặn dò Trác Mộc Cường ba, sau khi tôi đóng cửa, ở đây sẽ trở thành một không gian kín tối om và không có tiếng động, trong hoàn cảnh như vậy, cơn buồn ngủ của cậu sẽ dâng lên mạnh nhất, nhưng vì cậu đang đứng lại còn bị trói nữa, nên cũng vẫn có thể điều chỉnh mức độ căng thẳng của thân thể để kháng cự hơn nữa bên trên chiếc cột đá này còn có một cục nước đá ước chừng cứ nửa tiếng lại có một giọt nước lạnh ta ra chảy xuống đỉnh đầu cậu để giúp cậu hưng phấn tinh thần ngoài ra cậu cũng có thể dùng cách đếm giọt nước chảy xuống để xác định thời gian cậu ở đây trên tay trái của cậu có đeo một thiết bị cảm ứng cậu không cần phải dùng sức chỉ cần để ngón tay chạm vào thiết bị ấy là được rồi khi nào cậu hoàn toàn mất ý thức cũng có nghĩa là đã rơi vào trạng thái ngủ sâu, ngón tay rời khỏi thiết bị cảm ứng một thời gian, chúng tôi sẽ biết ngay, cánh cửa cũng tự động mở ra, để xem cậu có thể kiên trì được bao lâu nhé, cường ba thiếu ra, chúc cậu may mắn. Cánh cửa đã đóng lại, trong không gian biết kín như bưng ấy, không có âm thanh, không có ánh sáng, chỉ có tiếng thở khoan thai của chính bản thân mình. Lúc mới bắt đầu, chắc một cường ba vẫn còn giữ được sự tỉnh táo, thế nhưng cặp mắt gã nhìn vào bóng tối chưa được bao lâu đã thấy mệt mỏi vô ngần, mí mắt nặng nề như muốn sụp xuống. Trác Mộc Cường Ba không khỏi nhớ đến lời Lạt Ma Á La đã nói, mắt người ta một khi mở ra, sẽ không ngừng làm việc, nó sẽ không ngừng tìm kiếm, thu thập các thông tin có thể truyền về cho đại não, trong bóng tối tuyệt đối và khi trói lòa, không thể tìm được bất cứ tín hiệu nào, nó sẽ bãi công. Khi ở trong bóng tối, đến lúc cặp mắt mệt mỏi tới độ không thể mở ra được, hãy nhắm mắt lại, bằng không, có thể sẽ gây ra mù lòa đó. Trác Mộc Cường Ba nhắm mắt lại, mặc dù vẫn đang đứng nhưng gã đã hoàn toàn sẵn sàng để ngủ trong tình thế này giữ cho được thần trí tỉnh táo thật còn khó khăn gấp bội gã vẫn còn cảm giác ngón tay cái vẫn đặt lên thiết bị cảm ứng dạng tiếp xúc kia nhưng cơn buồn ngủ nặng nề không ngừng ập tới cảm giác của gã với môi trường xung quanh đang dần dần biến mất trác mộc cường ba tựa hồ như lại trở về rừng mãnh xà trong khu rừng vắng lặng tăm tối ấy u ám lạnh lẽo không một chút ánh sáng cả gió cũng ngừng thổi thế nhưng cảm giác sợ hãi kinh hoàng ập tới, gã không ngừng cảnh cáo chính mình, không được ngủ, nhất định phải ra khỏi đây, nhất định không được ngủ. Đúng, phải kiên trì đến cùng, nhất định không được ngủ. Đúng, phải kiên trì đến cùng, nhất định không được ngủ, chắc Mộc Cường ba lắc lắc đầu, đã thấy ngâm ngẩm đau, đầu óc nặng nề khó tả. Cũng không biết bao lâu sau, chắc Mộc Cường ba lại mở mắt ra, bốn bể vẫn tối đen như mực, không khí mát rượi, một chút khí lạnh từ lỗ mũi hít sộc vào phổi, hơi nóng lại từ phổi thở ra, Bây giờ chắc một cường ba mới hiểu ra, dụng ý thật sự khi lạt ma á la trói gã vào cột đá là gì. Nếu còn có thể cử động tay chân, hoạt động cho thư giãn gân cốt, tự tạo ra cảm giác đau đớn cho cơ thể, nhất định sẽ kháng cự lại được với cơn buồn ngủ. Nhưng cái tư thế không thể nhúc nhích như thế này, vừa hay lại thỏa mãn yêu cầu của giấc ngủ. Gã ngẩng đầu lên, trên đầu cũng tối tăm mù mịt, không nhìn thấy gì hết, chắc một cường ba thầm nhủ, chẳng phải đã nói là cứ nửa tiếng là có một giọt nước lạnh giỏ xuống cơ mà sao lâu như thế rồi mà vẫn chẳng có động tĩnh gì vậy bỗng nhiên gã sực nhớ ra một câu khác cũng do lạt ma á la nói trong bóng tối người ta sẽ mau chóng mất đi cảm giác về thời gian bóng tối sẽ nói với cậu trên thế giới này vốn là chẳng có thời gian trác mộc cường ba thầm kinh hoàng trong lòng lẽ nào mình cảm thấy đã rất lâu rồi thực ra mới chỉ có mười mấy phút còn chưa tới nửa tiếng đồng hồ thôi sao lời lạt ma á la vẫn văng vẳng bên tai với một giấc ngủ ngon cậu sẽ thấy vừa mới nhắm mắt vào mở mắt ra trời đã sáng, còn một giấc ngủ mệt mỏi, cậu sẽ trần chọc không yên, tưởng chừng như đã lâu lắm rồi, nhưng sao trên bầu trời đêm vẫn nhấp nháy, tựa hồ như thời gian và không gian đang đông đặc vậy. Trác Mộc Cường ba lại chán nản nhắm mắt lại, thật không ngờ, cái gọi là khiêu chiến với cực hạn của con người, chưa nói đến nhịn ăn nhịn uống, chỉ đơn giản là khiêu chiến với giấc ngủ thôi đã khó khăn như vậy rồi. Đây cũng chỉ mới là một bài kiểm tra chứng nhận tư cách mang tính thử nghiệm, nếu cả một bài kiểm tra nhỏ này mà cũng không thể kiên trì vượt qua, nói đến mật tu làm gì nữa. Qua kinh nghiệm trong rừng mãng xà, chắc Mộc Cường ba biết, cần phải dựa vào cảm giác đau đớn mới xoa dịu được cơn buồn ngủ, nhưng bây giờ hai tay gã đã bị trói chặt, sau lưng còn lót một lớp chăn bông dày, làm sao mà tạo ra được cảm giác đau đớn bây giờ. Chắc Mộc Cường ba cắn chặt môi dưới, trong miệng sộc lên một mùi máu tanh nồng nồng, vị mặn mặn, nuốt vào hơi ngọt ngọt đặc thù ấy, bất cứ ai cũng nhận ra được. Trác Mộc Cường ba nhắm mắt trầm tư, chảy máu rồi, mình đã cắn môi đến chảy máu rồi à? Nhưng sao không có cảm giác đau đớn, sao mà nhẹ nhàng, hả, chẳng lẽ mình sắp ngủ thật rồi? Lạt Ma Á là từng nói, người đang ngủ sâu, cho dù lấy kim châm cũng không tỉnh lại, vì ý thức của người đó đã tự đóng lại, tín hiệu truyền qua thần kinh thực vật đến đại não bị ngăn trở, sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa. Một giấc ngủ ngon, cũng bằng tự tiêm cho mình một liều thuốc tê vậy. Trác Mộc Cường ba bắt đầu gật lia liệu, bản thân gã cũng biết, cứ tiếp tục như vậy không được, thế nhưng, tay chân và toàn bộ cơ thể bắt đầu không còn nghe theo sự điều khiển của gã nữa, ý thức đang dần mơ hồ mờ nhạt. Đúng lúc này, tựa như một mũi kim đâm thẳng vào cột sống, cảm giác lạnh thấu xương ngay sau đó lan tỏa đi khắp toàn thân, chắc một cường ba giật thoát mình, đột nhiên khôi phục lại sự tỉnh táo, nhớ lại cảm giác vừa rồi, gã biết, gọt nước lạnh ấy đã rơi xuống gần huyệt đại truy của mình. Nhưng chẳng bao lâu sau, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng xua sạch hơi lạnh, lớp chân mềm ấm tạo ra độ ma sát nhẹ nhàng cho làn da, chắc một cường ba đã dùng hết mọi cách, song ý thức vẫn cứ biến mất từng chút từng chút một. Thật không ngờ, kiểu bất ngờ dùng nước lạnh cho tình người này lại giống như đem thể lực ra tiêu hao hết một lượt, ngược lại càng dễ mệt mỏi buồn ngủ hơn. Kháng cự lại cảm giác buồn ngủ này, giống như đang dùng hết sức lực toàn thân giữ thăng bằng trên một sợi dây thép, có điều bên dưới dây thép kia không phải là vực sâu thăm thẳng, mà là lớp chăn bông dày ấm, vô số gái đẹp, thức ăn ê hề, muốn cầm cự được lâu trên một sợi dây thép như thế, quả thực là còn khó khăn hơn lên trời gấp bội. Cuối cùng, Trác Mộc Cường Ba cũng lĩnh hội được ý nghĩa thâm ảo của mật tu, đồng thời cũng hiểu ra tại sao Lạt Ma Á La nói không phải ai cũng có thể tham gia huấn luyện mật tu được. Muốn kháng cự lại đau đớn không hề khó, mà chỉ cần một trái tim kiên định dũng cảm là được, vậy nhưng, muốn chống lại sự ấm áp dịu dàng, sức nhẫn nại ấy đúng là không phải người nào cũng làm nổi. Không biết đã là lúc nào, Trác Mộc Cường ba cảm thấy phía trước lấp lóa nhập nhòa, phải một lúc lâu sau mới hồi phục thị lực, cánh cửa đá kia, hóa ra đã bị mở ra rồi. Trác Mộc Cường ba mệt mỏi gục đầu xuống, một cảm giác mệt mỏi xưa nay chưa từng có xâm chiếm khắp cơ thể. Trác Mộc Cường ba được trương lập và nhạc dương khiêng ra khỏi gian nhà đá, chính bản thân gã cũng không thể nào tin nổi, chỉ vì chống lại cơn buồn ngủ mà gã đã tiêu hao hết cả thể lực. Nhìn nét mặt hai người trương, nhạc có thể nhận thấy, bọn họ rất thất vọng trước biểu hiện của Trác Mộc Cường ba dưới ánh mặt trời, Lạt Ma Á La cười tủm tỉm nhìn gã, cầm đồng hồ tính giờ trong tay nói, 56 phút, khá lắm, đã là khá lắm rồi. Đường Mẫn giúp Trác Mộc Cường ba lau vết máu trên khóe miệng, xót xa hỏi, sao lại đến nông nổi này? Trác Mộc Cường ba không trả lời cô, chỉ thầm nghĩ bụng, không ngờ chỉ cầm cự được có 56 phút, sao cảm giác cứ như đã ở dưới địa ngục mấy năm rồi vậy? Gã đột nhiên nhìn thấy ở phía xa xa, lữ cánh nam đang đi ngược lại, bèn hỏi, Đại sư, giáo quan cũng từng tiếp nhận thử nghiệm tương tự như vậy rồi à? Lạt Ma Á La lắc đầu, "À, không có. Đây là một phương pháp chứng nhận tư cách do tôi tự nghĩ ra khi mới bắt đầu mật tu, vì không được các vị đại sư đồng ý, nên tôi mới gọi nó là một bài kiểm tra thử nghiệm. Ngoài tôi ra, cậu là người đầu tiên thử nghiệm theo cách này." Trác Mộc Cường ba hỏi, "Vậy năm đó, đại sư cầm cự được bao nhiêu lâu vậy?" Lạt Ma Á La mỉm cười, "Vì lúc ấy tôi đã có tư cách mật tu rồi." đồng thời cũng đã chính thức bắt đầu mật tu vì vậy thời gian cầm cự phải dài hơn một chút ông giơ lên ba ngón tay ba tiếng đồng hồ trác mộc cường ba hỏi không ba ngày trác mộc cường ba lập tức cảm thấy choáng váng đầu gục xuống không còn sức lực ngước lên nữa gã đã ngủ thiếp đi rồi lúc trác mộc cường ba tỉnh lại trời đã ngả hoàng hôn gã trầm ngâm nhớ lại trời đã ngả hoàng hôn gã trầm ngâm nhớ lại đúng như lạt ma á la đã nói có một số việc phải cần đến khả năng thiên phú, sức người không thể cưỡng cầu. Trác Mộc Cường Ba cũng tự biết mình, nếu nói rèn luyện sức mạnh cơ bắp bên ngoài, có lẽ gã có thể đạt tới mức khá, còn mật tu, tư chất của gã chỉ có thể nói là tầm thường, thậm chí thuộc loại thấp, nhưng gã không hề có ý định bỏ cuộc ở đây. Lạt Ma Á la vào phòng thăm hỏi, Cường Ba thiếu ra, giờ cậu có muốn nói gì với tôi không? Trác Mộc Cường Ba nói, ừm, gã ngước nhìn vào mắt Lạt Ma Á la, gương mặt toát lên vẻ tự tin mà cố chấp tôi muốn thử một lần nữa. Lạt ma á la nghẹn lời, hồi lâu sau mới nói, bây giờ, trước tiên cứ học hết các môn học cơ bản đi đã, đây mới là những thứ cậu cần phải học. Nếu sau khi kết thúc lần khảo sát này, nếu cường ba thiếu gia vẫn muốn tiến hành mật tu, cậu có thể đến sắc lập tự, thiền phòng số 109, tìm đan chu đại sư, cứ nói là tôi bảo cậu đến. Đan chu đại sư không thể coi là người giỏi nhất trong những người mật tu, song ông ấy tuyệt đối là người hướng dẫn mật tu giỏi nhất đó. Trác Mộc Cường Ba không biết là mừng hay lo, trong lòng thầm cảm kích lạt ma á la. Sau đó mấy ngày, bọn họ bắt đầu đợt huấn luyện mang tính chất phục hồi, đồng thời tiếp nhận đợt trị liệu phục hồi thân thể ở bệnh viện trong vòng một tháng, cứ vào các thứ hai, thứ tư, thứ năm, và chủ nhật, đều phải đến gặp bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp để điều trị phục hồi tâm lý, yêu cầu phải kiên trì nửa năm hoặc thậm chí lâu hơn. Trong mấy ngày bắt đầu hồi phục, khi mọi người ăn cơm, phát hiện ra Trác Mộc Cường Ba cầm đúa cứ run lẩy bẩy, có lúc gấp thức ăn cũng không gấp nổi. nhạc dương tò mò hỏi cường ba thiếu gia, tay anh bị làm sao vậy? trác mộc cường ba bình tĩnh trả lời, tay bị chuột rút. nhạc dương lại càng ngạc nhiên hơn, liền hỏi tiếp, sao mà lại bị chuột rút được? trác mộc cường ba lộ vẻ oán hơn, gần giọng nhá từng chữ một, phạt, chép, một, vạn, lần. hai người nhạc dương, trương lập không ngờ lại hân hoan cổ vũ, tỏ ra hết sức vui mừng, còn trác mộc cường ba thì chỉ biết miếu méo giờ khóc giờ cười. Lúc này, ở ngoài ô Philadelphia, có một tòa kiến trúc nguy nga lộng lẫy như lâu đài, đây là một trong rất nhiều nơi ở của Merkin trên đất Mỹ. Cá nhân y tương đối thích nơi này, tất cả nội thất ở đây đều do y đích thân bài trí, nhưng Sos lại hết sức chán ghét, chỗ này quá ư là tối tăm, không giống như chỗ cho con người ở, mà ngược lại giống một ngôi mộ cổ hơn, thậm chí cả gió ở đây cũng lạnh hơn bình thường. Hơn nữa Merkin lại còn mang về đây các thứ y đào được trong mộ cổ và các món đồ tìm được trên thị trường đồ cổ tất cả bầy ở những chỗ nổi bật nhất, khiến nơi này lại càng thêm nặng nề âm khí. Sos tin rằng, những thứ ở trong mộ cổ, vì chôn vùi ở nơi u ám không có ánh mặt trời đã quá lâu, các âm hồn bất tán đều tụ hết cả trên đó, ai giữ các thứ ấy một thời gian dài, rồi thế nào cũng bị nó làm hại. Nhưng để cùng nghiên cứu tấm bản đồ giống như bản đồ Trung Quốc ấy với Merkin, y không thể không dọn đến đây. Bây giờ tòa cung điện lạnh lẽo này có thêm mấy con vật nhỏ đáng yêu của Sos, lại càng trở nên giống một pháo đài của thầy Mo hơn giữa phòng khách đặt một chiếc bàn lớn, trông như bàn bóng bàn, tấm bản đồ cổ để ở giữa, bên cạnh có tờ giấy vẽ bản đồ rộng gần 2 mét trải rộng, bên trên đánh dấu chi chít địa danh. Merkin một tay cầm thước một tay cầm bút, chấm chấm vạch vạch bên trên như một kiến trúc sư thực thụ. Trên tấm bản đồ lấy được trong địa cung Maya này vẽ toàn những ký hiệu khiến người ta nhìn mà hoa mắt chóng mặt. Trong mắt Sos, những ký hiệu ấy khá giống với ký hiệu một nét thời cổ đại, hình ngực, hình củ hành, hình thang, hình mũi tên, đều dùng một nét vẽ nên. Sos nhìn chúng, cảm thấy tối nghĩa khó hiểu chẳng khác gì những ký hiệu trong địa cung Maya cả. Còn Merkin thì ra bộ trầm tư suy nghĩ rất lung. Sos bèn hỏi, đây là cái gì? Tạng văn hả? Merkin cắn cắn bút, nói, ừm, um, những ký hiệu này chắc là văn tự, anh xem, đại đa số được sắp xếp rất thẳng thớm, hơn nữa còn có chỗ lặp lại nữa, đây chắc là văn tự rồi. Ngoài ra còn một số khác, nhìn trông như vẽ thứ gì đó, có lẽ là biểu thị ký hiệu hình núi thì phải. Sos nghi hoặc, anh anh khẳng định đây là tạng văn à, hình như tôi chưa thấy loại tạng văn này bao giờ. Merkin nói, chuyện này không có gì là lạ, tạng văn anh chưa từng nhìn thấy thì nhiều lắm. Tạng văn phát triển từ hơn ngàn năm trước, nếu tính từ tiếng mã nhĩ của tượng hùng thì cũng cả hai ngàn năm rồi, thời kỳ khác nhau, giáo phái khác nhau, đều có những kiểu chữ khác nhau. Cùng là tiếng tạng, nhưng cũng có đến hơn trăm kiểu chữ, có những kiểu hoàn toàn khác nhau, không thể dùng thay cho nhau được. Sắc mặt so xa sầm muốn khó coi bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Y chỉ vào bản đồ, hỏi, có hơn trăm kiểu chữ. Anh, anh biết được mấy kiểu, còn nữa, trong đám ký hiệu này, anh có phân biệt được đâu là văn tự, đâu là hình vẽ không? So hiểu rõ, nếu không biết, một văn tự cổ hoàn toàn có thể trở thành thứ mật mã tương đối phức tạp, bằng như chỉ biết được răm ba ký hiệu mà muốn khám phá văn tự, e còn khó hơn cả lên trời nữa. Merkin chớp chớp mắt, nói, không sao, chúng ta có chuyên gia rồi. Y rụi rụi, quả là đã dối hết cả mắt. Bí mật về sáng chế thần của người Inca. Một tháng sau, chính phủ lại có hoạt động khảo sát khoa học khác, ngài lực khác phải trở về đoàn của nhà nước. Buổi từ biệt, mọi người tụ tập lại một chỗ, lưu luyến không rời. Sau bữa cơm, ai nấy trở về đi ngủ, chắc một cường ba lại ra chỗ gã và ngải lực khác lần đầu tiên nói chuyện. Sao trời vẫn long lanh như thế, ngải lực khác vẫn đứng sừng sững trong cơn gió xe xe lạnh, nhìn ánh đèn doanh trại lập lòe phía xa xa anh cũng ở đây hả, anh mau lạp, Trác Mộc Cường ba nói. Ngài lực khắc khẽ thở dài, phải, ở với nhau lâu như vậy, đột nhiên phải đi, thế nào thì cũng thấy hơi quyến luyến. Có điều tôi cũng phải đi, những thứ có thể dạy tôi đã dạy hết cho mọi người rồi, con đường còn lại, mọi người phải dựa vào mình tự đi thôi. Trác Mộc Cường ba nói, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã dạy cho chúng tôi rất nhiều điều bổ ích. Ngài lực khắc ra hiệu cho Trác Mộc Cường ba ra chỗ cái đôn đá phía trước, hai người sánh vai ngồi xuống chỉ nghe ngài lực khắc nói, cường ba thiếu gia ở chung một thời gian dài như vậy, tôi cảm thấy, thứ anh thực sự muốn tìm kiếm, dường như không chỉ có tạng ngao thôi đâu. Chắc mộc cường ba nói, ừm, um, tại sao anh lại nghĩ thế? Ngài lực khắc đáp, anh là người khắc khổ nhất trong các học viên huấn luyện đặc biệt lần này, anh rất nỗ lực, thậm chí có thể nói là liều mạng. Mỗi khi hoàn thành một bài huấn luyện, trong mắt anh lại toát lên vẻ mừng rỡ vô cùng, nhưng đồng thời cũng thoáng hiện ra vẻ u uất. có chuyện gì đó anh tự trách mình có phải không? Vì vậy, có lúc tôi nghĩ, hình như anh không thực sự muốn tìm kiếm chó ngao tây tạc, mà chỉ coi việc tìm kiếm ấy như một cơ hội, một hy vọng. Nếu tìm được ngao vương, liệu đó có phải là anh đang tự ám thị mình rằng như vậy thì sẽ có hy vọng tìm thấy thứ anh thực sự muốn tìm hay không? Những lời của ngài lực khác dường như đã mở ra một cánh cửa phủ đầy bụi bặm. Sắc mặt chắc Mộc Cường ba tái đi, toàn thân lạnh toát, trong lòng chấn động, là vậy sao? Lẽ nào mình thật sự nghĩ như vậy? Thật sự là như vậy hay sao?" Ngải Lực Khác đứng lên nói, "Cường Ba thiếu gia, anh nên hiểu rằng, điều quan trọng nhất trong đời người chính là biết mình muốn gì. Anh là người có mục đích, vì thế cuộc sống của anh phong phú diệu kỳ hơn những người khác. Là một người làm công tác khảo sát khoa học nhiều năm, tôi nghĩ, con đường tìm tòi này là một con đường vĩnh viễn không có điểm dừng. Trên con đường ấy, anh có thể không ngừng học hỏi và thu hoạch. Lâu dần lâu dần anh sẽ phát hiện ra, nó không hề khô khan vô vị chút nào." bởi vì niềm vui nó mang đến cho anh nằm ở sâu thẳm trong lòng. Tôi nghĩ, đời người cũng chỉ có thế mà thôi, không ngừng tìm tòi và phát hiện, tìm kiếm những thứ mình muốn tìm. Ngại lực khắc vỗ vỗ lên vai chắc một cường ba, thở dài đầy ý nghĩa, thực ra, tôi cảm thấy cường ba thiếu ra rất hợp với công tác khảo sát khoa học đấy, anh có nghị lực bền bỉ mà người thường không thể có, hơn nữa, khả năng nhìn thấu suốt của anh mạnh hơn người bình thường rất nhiều, chỉ cần anh nghĩ đến, nhất định là sẽ có phát hiện gì đó. Vấn đề là, bây giờ anh vẫn chưa chịu nghĩ ngợi suy tính nhiều hơn mà thích đơn giản hóa sự việc đi nhưng tôi nghĩ rồi sẽ có một ngày anh tỉnh ngộ ra thôi nhìn theo cái bóng của ngài lực khắc chắc mộc cường ba thần người ra giữa bãi đất trống ngày hôm nay phảng phất như tan vào làn gió xe lạnh, mỗi câu nói của ngài lực khắc đều đáng cho gã suy nghĩ cả chắc mộc cường ba hiểu rõ đêm nay lại là một đêm không ngủ nữa rồi dường như để quên đi những lời ngài lực khắc nói Trác Mộc Cường ba lại quay trở về phòng của mình trong doanh trại. Từ khi bọn họ lấy được một phần tư liệu kia, cả tháng nay gã đã nghiên cứu không ngừng. Ban đầu Trác Mộc Cường ba định để trương lập, nhạc dương, thêm cả mẫn mẫn và giáo sư, năm người bọn họ cùng tập trung nghiên cứu. Nhưng hai tên láo báu Trương Lập và Nhạc Dương vừa thấy tập tư liệu dày bịch đã kêu đau đầu ẩm ý, chỉ có mẫn mẫn là hết sức chăm chỉ cẩn thận giúp giáo sư Phương Tân phân loại và chỉnh lý. Vì trước khi đi châu Mỹ giáo sư Phương Tân đã nghiên cứu về nền văn minh Maya, Thêm nữa ông cũng nói rèn sắt phải rèn lúc nóng, đặc biệt là vị thần đi lại giữa thế gian mà Trác Mộc Cường ba nhắc đến kia đã làm cho giáo sư hết sức chú ý. Vì vậy, bọn họ quyết định bắt đầu tra xét từ mối quan hệ giữa người Cucuơ và vị sứ giả kia. Chẳng ngờ phần liên quan đến Maya trong tập tư liệu rất ít. Theo như nhạc Dương phân tích thì có hai nguyên nhân: thứ nhất vì nhà nước cũng mới diễn dịch được cổ cách kim thư mà biết sứ giả có quan hệ với châu Mỹ, trước đó chưa có đủ những tư liệu liên quan, vì vậy nên chuẩn bị chưa đầy đủ. Thứ hai là ở trong tổ chuyên gia, số chuyên về Maya ít thê thảm, mà thậm chí đã thực có chuyên gia về Maya chưa cũng là vấn đề nữa, đương nhiên là không thể chuẩn bị ra được bao nhiêu tư liệu chính xác và đầy đủ. Nhưng nhờ giáo sư Phương Tân thông qua bạn bè hoặc lên mạng liên hệ với một số chuyên gia về Maya của nước ngoài, họ tìm được rất nhiều thông tin bất ngờ từ nhiều con đường khác nhau. Có điều những tư liệu ấy, ngược lại còn khiến cả mấy người càng thêm nghi hoặc. Chủ yếu có 3 điểm, trước tiên là vị trí địa lý. Người Kukua ở cách bán đảo Yucatan là trung tâm của nền văn minh Maya quá xa, nhưng thôn làng và tòa Bạch Thành do tổ tiên họ xây nên, trăm phần trăm chính là kiến trúc điển hình của nền văn minh Maya. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là nền văn minh từng có thời kỳ huy hoàng khiến cả thế giới phải chấn động, văn minh Maya. Tại sao người Kukua lại đi tới đó, đi như thế nào, nền văn minh của họ từng huy hoàng tới mức nào, tại sao lại tàn lụi như vậy? Kế đó là tập tục nuôi chó nền văn minh Maya dường như cũng sùng bái chó. Người Kukua có thần chó, nhưng chuyện chó sau khi chết được hợp táng với chủ nhân thì cả nhóm không tra cứu được trong các tư liệu khác về văn minh này. Ngay cả người Inca cũng không có tập tục nào tương tự. Điểm cuối cùng, chính là vị thần yêu uy kia. Đây chính là điều khiến người ta kỳ quái nhất ở người Kukua, bởi vì yêu y không phải là thần của người Maya, mà của người Inca. Nhưng nếu nói vì ở gần nhau mà văn minh Inca và văn minh Maya của người Kukua pha trộn, thì lại không tìm thấy bất cứ dấu vết nào khác của các vị thần Inca ở chỗ người Cucua. Ngoài ra còn rất nhiều nghi vấn nhỏ khác, mà câu trả lời phụ thuộc vào hai việc. Thứ nhất phải dịch được minh văn chữ khác trên đồ vật, bia đá của người Maya. Việc này giáo sư Phương Tân sẽ nghĩ cách nhờ chuyên gia trong và ngoài nước giúp đỡ. Thứ hai, quan trọng hơn là làm thế nào để chắc một cường ba nhớ lại được bài sử ca của Babato. Điều này thì đã làm khó gã Đếm đi đếm lại gã cũng chỉ nhớ có mỗi hai câu, nhiều hơn đành lắc đầu chịu chết. Việc thứ nhất Phạm Vi liên quan quá rộng, việc thứ hai kết quả thu được quá ít ỏi, vì vậy bọn họ tập trung vào một hướng mới. Trong tư liệu còn nhắc đến việc sứ giả sang châu Mỹ, nên giáo sư Phương Tân cho rằng hướng thứ ba này e còn quan trọng hơn. Xác minh được vị sứ giả kia rốt cuộc có đặt chân tới châu Mỹ hay không, mục đích đến đó là gì, các phát hiện này có giá trị rất quan trọng đối với việc tìm kiếm bạc Ba La thần miếu. Trong quá trình tra cứu tư liệu, họ phát hiện ra sáng chế thần của người Inca. Vị này có rất nhiều tên, hơn nữa bộ lạc thiểu số nào cũng tin rằng tên của bộ lạc mình gọi mới chính là tên thật của vị thần đi khắp nơi thế gian ấy. Những cái tên Viracocha hay Huiracocha hay như Son gọi là Wairacha và Iui của người Kukua đều chỉ là phát âm hơi khác nhau một chút. Ngoài ra còn có những cái tên nghe khác hẳn nhau như Halacocha, Kensisi, Susuba, Chakalakapi, Ila. Cường ba thiếu gia, có phát hiện mới, vừa thấy Trác Mộc Cường ba quay lại, Nhạc Dương đã hoan hỉ báo cáo. là tôi phát hiện ra đấy nhé, lịch sử của cái nền văn Maya và văn minh Inca này và cả của người cua nữa, có một giai đoạn trùng hợp cực kỳ luôn. ô, là chuyện gì vậy? Trác Mộc Cường ba quay sang nhìn giáo sư Phương Tân, ông mỉm cười nói, Nhạc Dương phát hiện ra, để cậu ấy nói đi. Nhạc Dương nói, anh xem. Bây giờ hầu hết mọi người đều cho rằng nền văn minh Maya ở châu Mỹ đại khái là phát triển đến cuối thế kỷ thứ 9 thì đột nhiên đi từ phồn thịnh đến diệt phong. Chứng cứ rõ ràng nhất của luận điểm này chính là một tấm bia kỷ niên có khắc thời gian là năm 899 phát hiện ra gần đây nhất. Trong khoảng thời gian ấy, tất cả các thành trì lớn đều ngừng xây dựng, hơn nữa còn phát hiện ra vết tích của nhiều trận đổ sát lớn, có nhà khảo cổ học đã chỉ ra đây có lẽ là chiến tranh bùng nổ trên diện lớn. Còn bài Sử ca của người Kukua không phải cũng nói chiến tranh ở phương Bắc làm tổ tiên của họ phải chạy về phương Nam hay sao? Nếu cường ba thiếu ra nhớ không nhầm, thì 4 năm Catun bằng bằng 80 năm lịch của chúng ta, đại khái bọn họ đã đi được chừng ấy thời gian, bọn họ đến nơi và xây dựng bạch thành đại khái vào khoảng cuối thế kỷ thứ 10. Mà trên thực tế, chính trong thời gian này đế quốc Inca từ một bộ lạc nguyên thủy không có bất cứ ghi chép gì trong lịch sử bỗng đột nhiên trở nên phồn thịnh. Đối với vị hoàng đế Manco Capac của đế quốc Inca, đến tận bây giờ người ta vẫn còn tranh luận, có người nói khoảng chừng năm 1200 ông ta mới bắt đầu xây dựng một quốc gia lớn mạnh, cũng có người nói khoảng năm 1000 ông ta đã bắt đầu biến Inca thành một đế quốc hùng cường. Tôi phát hiện ra chỗ này có một điểm nghi vấn, chính là vua Inca thứ nhất và vua Inca thứ 8 dùng chung một tên, có lẽ đây là lý do gây ra 200 năm sai biệt này. Tôi thì tán đồng quan điểm đầu tiên, bởi vì ở đây có một vấn đề, văn minh của người Inca và người Maya không giống nhau, không phải là tích lũy phát triển dần dần, mà đột nhiên rơi từ trên trời xuống. Trong thần thoại truyền thuyết của bọn họ cũng miêu tả đúng như vậy. Tổ tiên của người Inca khi ấy vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn mông muội, ăn lông ở lỗ, hàng ngày cứ trời sáng là lại tỏa ra khắp núi rừng tìm kiếm thức ăn. Và thần Illuy tức Viracocha đã đến nhân gian, dạy cho họ tất cả mọi điều. Cũng trong thời kỳ này, vị thần Illuy đó cũng đến làm khách ở chỗ người Cocua, chính là vị Illuy đã nhắc nhở bọn họ ấy, chỉ tiếc là cường ba thiếu gia không nhớ được nội dung khúc giữa bằng không, chúng ta đã liên hệ các sự kiện này với nhau được rồi. Thế nào, đoạn lịch sử này được chắp phá lại cũng hoàn chỉnh ra phết phải không? Đường mẫn ngẩng lên khỏi đống sách vở, vuốt qua loa mái tóc rối, bổ sung thêm, thực ra nhạc dương chưa nói vào trọng điểm, kết quả nghiên cứu của bọn em là nền văn minh Maya đột nhiên tiêu vong vào khoảng thế kỷ thứ 10. Sự thực là khi người Tây Ban Nha đến châu Mỹ, những người Maya đó đã quên mất nền văn minh của tổ tiên mình mà đang sống cuộc sống của người nguyên thủy rồi. Còn nền văn minh Inca thì đột ngột nổi lên từ thế kỷ thứ 10. Trước thời gian đó, lịch sử của họ gần như là không thể nào khảo cứu được. Vì vậy những tri thức văn minh của thời kỳ này thành ra rất giống như người ngoài hành tinh đã dạy cho bọn họ. Dựa theo thần thoại và truyền thuyết của người Inca, thần Viracocha là một nhân vĩ đại gần như thần nông của Trung Quốc chúng ta vậy, ngài đã đến Nam Mỹ vào thời điểm đó, đồng thời để lại thần tích ở khắp nơi trên đại lục. Nhìn cặp mắt phàn lên những tia máu của Đường Mẫn, chắc một cường ba lấy làm áy náy không yên. Gã từng khuyên mẫn mẫn đừng lao tâm quá sức, giờ họ vẫn còn đang trong thời kỳ hồi phục, cần phải chú ý đến sức khỏe của mình trước nhất. Nhưng đường mẫn đã trả lời, sức em yếu, lúc lên đường không thể giúp gì cho mọi người, nhưng tra cứu tư liệu thì em vẫn làm được. Với lại, cả giáo sư cũng không nghỉ ngơi, em trẻ hơn ông nhiều, nói gì thì em cũng học qua lớp y tá rồi mà. Trác Mộc Cường ba cười cười, nói, theo như mọi người nói, vậy thì vị thần yêu Uy kia, chính là sứ giả Tây Tạng của chúng ta vượt biển đến Nam Mỹ rồi. Chẳng lẽ lại không à? Nhạc Dương vội nói, anh xem những đoạn miêu tả về thần Viracocha đi, có một đám tín đồ trung thành luôn đi theo ngài, còn có một con mãnh thú kỳ lạ lúc nào cũng ở bên cạnh ngài, mãnh thú có đầu lớn, bốn chân như sư tử. Cường ba thiếu gia, đây rõ ràng chính là hộ vệ của cổ cách và chiến ngao còn gì. Chắc một cường ba cười khẽ, vậy người Tây Ban Nha đã miêu tả vị thần này như thế nào? những gì họ nói có liên quan chút gì đến tạng tộc đâu, trong ghi chép của họ thì thần Viracocha phải là người châu U có làn da trắng bóc, sống mũi cao, tóc xanh, hơn nữa còn có thuyết còn cho rằng, thần Viracocha rất giống với thánh tông đồ Bartholomew một và thánh Thomas, cậu giải thích thế nào đây? Tôi cho rằng nhạc dương nói không sai đâu, lúc này, giáo sư Phương Tân mới đứng lên nói, chớ quên câu danh ngôn này, lịch sử do kẻ chiến thắng viết nên, người Tây Ban Nha miêu tả thần Viracocha giống như thượng đế người da trắng, đó là vì họ là những kẻ xâm lược đầu tiên chinh phục nền văn minh Inca, nhưng sự thực thì, chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều sơ hở trong những chi tiết nhỏ nhặt này. Chẳng hạn, về tượng thần Viracocha, người Tây Ban Nha đã miêu tả thế này, thân hình ngài cao lớn, dâu dài hơn một gang tay, áo dài rộng rãi, dạng như áo bành tô hoặc áo cha sứ, phủ kín hai chân. Tượng thần dắt theo một con dị thú, dáng hình kỳ lạ xưa nay chưa từng thấy bao giờ, bốn chân như chân sư tử, bức tượng thần này rất giống với hình tượng thánh tông đồ của chúng ta, người Tây Ban Nha, nói một cách chính xác thì giống với thánh tông đồ Bartholomew, bởi vì trong hình tượng của thành có ma quỷ bám dưới chân, mà thần Viracocha này thì lại dắt theo một con dị thú chưa ai trông thấy bao giờ. Lạ một điều là những bức tượng thần và các kiến trúc này đã bị người Tây Ban Nha phá hoại hết, nghe đâu là để triệt để tiêu diệt tín ngưỡng của người Inca, sau đó truyền bá đạo cơ đốc. Nếu vị thần đó rất giống với thánh tông đồ của họ, vậy thì đây có thể nói là thần tích hết sức có lợi cho việc cho việc truyền giáo, cớ sao phải hủy đi làm gì còn nữa, một nguyên nhân rất quan trọng khiến người Tây Ban Nha cho rằng vị thần đi lại trốn thế tục này là một tín đồ cơ đốc giáo, chính là vì họ tìm thấy rất nhiều chữ thập trong các điện thờ thần Viracocha. họ cho rằng đây là dấu tích thần lưu lại khi truyền bá giáo lý cơ đốc. chỉ có điều kỹ thuật thủ công người bản địa quá tệ, chữ thập nào cũng bị vặn vẹo không ngay ngắn. cậu xem thử những chữ thập mà họ phát hiện coi. đây là hình chụp vật thực mà chính phủ Peru còn lưu giữ đấy. Trác Mộc Cường ba ngó vào màn hình máy tính của giáo sư Phương Tân. Chữ thập ngoặc đó rõ ràng là lệch sang một phía, gã kinh ngạc kêu lên, đây là chữ vạn ngược mà. Giáo sư Phương Tân cười cười, đây là ký hiệu ung trọng, tiết nhất thì so với chữ thập, cái vật này giống ký hiệu ung trọng hơn đúng không? Nếu cái này vẫn chưa nói lên điều gì, cậu xem thêm cái này nữa, đây cũng là vật chính phủ Peru cất giữ, là dao phẫu thuật hình chữ T của nền văn minh Inca, nghe nói thuật mổ đầu của người Inca hết sức tiên tiến, cậu xem thêm tấm ảnh này đi trên màn hình hiện ra hai tấm ảnh đen trắng đặt cạnh nhau, con dao hình chữ T trong hai tấm ảnh, ngoài kích cỡ và độ nét ra thì gần như là giống y hệt, chắc Mộc Cường ba nghi hoặc hỏi, đây là. Giáo sư Phương Tân giải thích, trong tấm ảnh này là dụng cụ phẫu thuật đã được sử dụng ở Tây Tạng cổ từ hơn 1.000 năm trước, giờ được cất giữ trong bố đạt la cung. Thực tế là một bộ dụng cụ phẫu thuật hoàn chỉnh nghe đâu có hơn 100 loại dao khác nhau, đây chỉ là một trong số đó. Mặc dù tôi không hiểu biết nhiều lắm về kỹ thuật y học của Tây Tạng cổ đại, nhưng nhìn những dụng cụ phẫu thuật này, có thể thấy thành tựu y học thời ấy không hề đơn giản. Còn y học phương Tây lúc ấy thì sao? Bọn họ bị tôn giáo đẻ nén áp bức, trải qua hơn một ngàn năm trong bóng tối, y học châu Âu phải mãi đến thời kỳ phục hưng thế kỷ 15, 16 mới bắt đầu phục hồi và phát triển. Đến giờ chắc một Cường ba mới bắt đầu nghiêm túc để ý. Gã nhìn chằm chằm vào hai cái gọi là dao phẫu thuật trên màn hình. Gã không hề biết Tây Tạng thời xưa rốt cuộc có kỹ thuật chữa bệnh gì, nhưng hai con dao này quả thực là rất giống nhau. Chỉ nghe giáo sư Phương Tân ở bên cạnh chậm rãi nói tiếp, thực ra, chúng ta còn có thể tìm thấy một số đầu mối trong chuyện thần thoại nữa. thân tích của vị thần vĩ đại này được lưu lại trong rất nhiều phiên bản chuyện thần thoại khác nhau, mà phổ biến nhất là sự tích thần Viracocha có thể thao túng ngọn lửa. Ngài gần như có thể chịu ra ngọn lửa bất cứ lúc nào, bất cứ ở nơi đâu, cậu xem đi, ở đây có một câu chuyện thần thoại kể thế này. Trác Mộc Cường ba nhìn tư liệu giáo sư Phương Tân vừa cho hiện lên màn hình máy tính, đây là một bản ghi chép của người Tây Ban Nha, bên cạnh có bản dịch, một hôm, ngài đến một ngôi làng nhỏ tên là Kacha ở vùng Canasu. Những người sống quanh đó chống đối ngài, đồng thời uy hiếp sẽ dùng đá đập chết. Bọn họ thấy ngài quỳ xuống, giơ hai tay lên trời, dường như đang cầu xin đấng cao xanh cứu mình thoát khỏi hiểm nguy. Người anh niên kể rằng, đúng vào lúc ấy, họ trông thấy một quầng lửa từ trên trời giáng xuống, vây xung quanh họ. Tất thảy đều sợ run bắn, chạy đến trước mặt người họ vừa muốn giết hại, cầu xin được khoan dung tha thứ. Ngài liền ra lệnh một tiếng, lửa trời lập tức tắt ngúm. Giáo sư Phương Tân ngước mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, có rất nhiều miêu tả tương tự như vậy ở các phiên bản khác nhau. Có thể nói vị thần vĩ đại này điều khiển ngọn lửa vô cùng tài tình. Nhưng nếu nghĩ theo một hướng khác, chúng ta không tin là có thần linh, nếu nói đó không phải là thần tích, vậy thì có thể là gì chứ? Trác Mộc Cường Ba nghiêng nghiêng đầu, phải nghĩ ngợi một lúc mới hiểu ra, kinh ngạc kêu lên, thuốc súng, thuốc súng. Giáo sư Phương Tân gật đầu, đúng vậy, phải biết là đến thế kỷ 12, 13, kỹ thuật chế tạo thuốc súng mới được người Ả Rập truyền bá đến phương Tây, khi vị thần vĩ đại kia đặt chân lên đại lục châu Mỹ, người phương Tây còn chưa biết thuốc súng là cái gì nữa cơ. Mà lúc ấy kỹ thuật chế thuốc súng đã được văn thành công chúa truyền đến Tây Tạng hơn 100 năm rồi, hoàn toàn có thể được cải tiến mà biến thành kỳ tích trong tay vị thần kia. Ngoài ra còn một số chứng tích thần thoại khác nữa. Chẳng hạn, người Inca khăng khăng nói rằng, vị thần vĩ đại đã dạy họ viết chữ, chỉ là sau này quên đi mất thôi. Tổ tiên của họ cũng từng viết chữ lên lá cây và vỏ cây, nhưng kết quả cũng giống như các di sản văn hiến của Maya, toàn bộ đều bị giáo sĩ Tây Ban Nha cho một mồi lửa đốt sạch sẽ. Khi ấy ở phương Tây dùng phương thức viết chữ lên cuộn da dê, còn loại phương thức giản tiện viết lên vỏ cây là cây này mặc dù không phải khởi nguồn từ Tây Tạng, nhưng lúc ấy đang rất thịnh hành ở Tây Tạng chúng ta. Chắc Mộc Cường ba lại thêm một phen kinh ngạc nữa, bối diệp kinh. Đó là phương thức sao chép từ Ấn Độ truyền qua, kinh văn được chép lên lá cây và vỏ cây. Phương thức này được một số tôn giáo bảo tồn, vẫn còn sử dụng mãi đến tận thế kỷ 16, thậm chí là đến ngày nay ở một số nơi. Còn nữa, từ phương thức sinh hoạt và tập tục của cư dân, chúng ta cũng có thể nhận ra mối quan hệ giữa họ với Tây Tạng. Tôi nghĩ chắc cậu cũng chưa quên lễ tế và những chi tiết trong cung cách sinh hoạt của người Kukua đúng không? Thực tế là, Hầu hết các dân tộc ở châu Mỹ đều sùng bái linh vật, đều thờ cúng những tảng đá màu trắng. Trác Mộc Cường Ba đương nhiên không thể nào quên được, những ngày sống ở làng của người Cucuo là những ngày gã nhớ rõ nhất. Phải rồi, còn cái kia nữa, giáo sư, cho Cường Ba thiếu ra xem đi. Nhạc Dương sực nhớ ra điều gì đó, liền kêu lên. Nhìn Trác Mộc Cường Ba đang ngẩn người ra, anh chàng và Đường Mẫn cùng mỉm cười, dường như đã tìm thấy tư liệu gì đó rất đặc biệt. Chỉ thấy giáo sư Phương Tân click chuột một cái, trên màn hình máy tính liền xuất hiện một bức họa vẽ hình chiến sĩ anh niên, đầu cắm lông chim ưng, mặc tô đỏ thấm, chỉ có điều phục sức không giống người anh điêng lắm, trước ngực đeo vòng cổ bằng lam ngọc, tay cầm một thứ vũ khí kỳ dị, bên dưới dường như có ngựa, nhưng đã bị hỏng mất, hơn nữa ngoài diềm bức họa này đen kịt, như có dấu vết bị đốt cháy vậy. Cường ba thiếu ra, cậu nghĩ bức bích họa này ở đâu ra vậy? Dường như muốn đánh đố chắc một cường ba, nhạc dương không đợi giáo sư phương tân lên tiếng, đã nhanh nhỏ hỏi trước đây, đây không phải người anh niên sao. Trác Mộc Cường ba đáp, dù sao thì gã cũng trông thấy nhiều lần trên TV rồi. Ha ha, dường như biết Trác Mộc Cường ba sẽ trả lời sai, nhạc dương cười cười nói, quả nhiên đúng như tôi nghĩ. Giáo sư Phương Tân ở bên cạnh mỉm cười, đây là bích họa trong bố Đạt La Cung. Bố, bố, bố Đạt La Cung, Trác Mộc Cường ba đờ người ra. Cậu cũng biết bố Đạt La Cung từng bị ngọn lửa chiến tranh hủy hoại hai lần, Bức bích họa này chính là đào lên được trong đống hoang phế khi trùng tu bố đạt la cung lần thứ hai. Bức vẽ này là chiến binh thổ phồn cổ đại, nhìn chắc một cường ba hoàn toàn đờ đẫn. Giáo sư phương tân lại bổ sung, tấm ảnh này do tổ chuyên gia cung cấp, tuyệt đối có thể tin tưởng được. Hơn nữa trong các sách sử cũng viết rất rõ ràng rồi, chiến binh thổ phồn cổ đại thích dùng màu đỏ sẫm bôi mặt, thích cắm lông chim ưng lên đầu để tỏ uy võ, đây mới là dáng vẻ nguyên bản của họ. Khi Văn Thành công chúa vào đất tạng còn bị dáng vẻ này của họ dọa cho khóc toáng lên. Đường thư viết là công chúa không thích, làm tán thổ phải ra lệnh thay đổi. Về sau khi trùng tu bố đặt la cung, chiến sĩ thổ phồn trên bích họa đều mặc áo giáp, lông chim cũng cắm trên mũ giáp, nhìn bề ngoài trông như binh sĩ nhà Đường vậy. Chiến huy, Trác Mộc Cường ba ngẩn người ra mất cả phút đồng hồ mới tỉnh táo trở lại, vội hỏi ngay: Đây, đây chính là chiến binh thổ phồn? Có, có phải đạo quân ánh sáng không? Ừm chắc là không phải đâu, đạo quân ánh sáng mà Lạt Ma Á là nói bí ẩn như vậy, chắc là không xuất hiện trên những nơi công chúng đều thấy như là bích họa đâu. Giáo sư Phương Tân giải thích, rồi nói tiếp, à, phải rồi, chúng ta bỏ quên đi mất, chính là ở trong lăng tẩm của quốc vương dưới địa cung Mai A ấy. Giáo sư vừa nói, vừa cho hiện lên các tư liệu chụp được dưới địa cung. Rất nhanh chóng, màn hình dừng lại ở hình ảnh cánh cửa đá hình tam giác. Bức phù điêu trên cửa đá kia là một người dắt con quái thú, lúc đó không ai chú ý đến nhưng bây giờ khi đã biết đến thần Viracocha và quái thú ngài dắt theo, biết đến sứ giả vượt đường xa sang tận châu Mỹ và chiến ngao của ông ta, tất cả những thứ này đều đã thành ra khác hẳn rồi. vị thần vĩ đại này không hề mặc trang phục ẩn sĩ như tông đồ trong truyền thuyết mà chỉ khoát một chiếc áo choàng rộng thùng thình bên ngoài, không hoàn toàn giống với tạng bào ngày nay. ngài có râu rậm, có điều nếu là một người đã vượt qua Thái Bình Dương, hình rong như vậy cũng có thể coi là tinh thần quắc thước lắm rồi. Quan trọng nhất chính là, hình người trên bức phù điêu này tuyệt đối không giống người Tây Ban Nha miêu tả. Cái gì mà người da trắng mũi cao, chán cao, mắt sâu. Nhìn bức họa này, ngài giống với một người Trung Á nhiều hơn. Rất hiển nhiên, lúc ấy các nghệ nhân điêu khắc người Maya vẫn chưa làm đạt đến trình độ hoàn mỹ, thể hiện cả hình vóc lẫn thần thái. Còn một chi tiết nữa là quái thú trong tay thần, đích thực, lúc ấy nó không thu hút được sự chú ý của Trác Mộc Cường Ba, bởi vì quả là nó không giống với chó ngao tây tạng cho lắm. Nhìn kỹ lại, nó còn giống với kỳ lân trong truyền thuyết của Trung Quốc cổ đại hoặc sư tử Trung Quốc hơn nhiều. Đầu con quái thú này hơi vuông, hai mắt lồi hẳn ra ngoài, miệng gần như chiếm đến một nửa cái đầu, trong miệng lởm chởm răng nanh sắc nhọn, so sánh ra thì tai và mũi đều không rõ ràng lắm. Người thợ thủ công không tạc quái thú có bộ lông dài giống chó ngao tây tạng ngày nay, nhưng bộ da lông giống như áo bó sát mình kia lại càng làm nổi đường nét thân thể của nó phương pháp điêu khắc này khiến người thợ đương nhiên tốn công sức nhiều hơn tất cả những cơ thịt chắc nịch như châu bò đường cong yêu mỹ như báo săn đều được thể hiện kỹ càng vô kể con quái thú đứng bên cạnh cao chừng ngang hông người nói bốn chân như chân sư tử thật không sai chút nào dưới bàn tay gọt rũa khéo léo của người thợ trông có cảm giác như bất cứ lúc nào nó cũng có thể đằng vân giá vũ vút lên trời vậy trác mộc cường ba không sao kiềm chế nổi cho ngón tay khỏi run lên bần bật đây chính là chiến ngao hay sao chiến ngao trong truyền thuyết đó sao nhạc dương ngồi bên cạnh cũng bình luận hình khắc này nhìn thế nào cũng không giống người da trắng đúng không đúng không giáo sư trác mộc cường ba định thần lại hỏi tiếp còn thời gian có trùng hợp với thời gian trong lịch sử cổ cách không giáo sư phương tân nói đây cũng chính là việc chúng ta đang phải kiểm chứng trong các tư liệu chúng ta có được thì tư liệu liên quan đến cổ cách là nhiều nhất vì vậy tôi dự định thời gian tới đây tạm thời gác vấn đề lịch sử di cư và thói quen nuôi chó của bộ tộc Kukua sang một bên, chú trọng nghiên cứu lịch sử cổ cách. Xét cho cùng thì Tây Tạng cũng là nơi chúng ta cần tra xét. Liên quan đến vị thần này, chúng tôi còn tra được khá nhiều tư liệu nữa, đều hoàn toàn có thể đi đến kết luận rằng ngài ấy liên quan đến Tây Tạng hoặc có thể nói là văn minh trung nguyên, chẳng hạn như cơ quan công trình học, y học, chăn nuôi gia súc, thuật luyện kim. Tư liệu đều ở đây, cậu có thể tự xem lấy cũng được màn hình máy tính bắt đầu ùn ùn xuất hiện các loại bút tích và văn bản chép tay. Mỗi đoạn chép tay đều là những màu thần thoại in ca khác nhau. Tai họa khủng khiếp tựa đại hồng thủy nhấn chìm cả mặt đất, vầng dương biến mất, thế giới chìm vào bóng đêm. Đất trời đại loạn, con người sống giữa hỗn mang, ở mình trần như loài dã nhân. Ngoài các hang núi, bọn họ không còn bất cứ chốn nào dung thân. Hàng ngày họ bò ra khỏi hang động, tản đi khắp vùng núi rừng tìm kiếm thức ăn. Đúng lúc ấy, Đột nhiên có một người từ phương nam xuất hiện, thân hình cao lớn, trang trọng mà uy nghiêm, pháp lực vô cùng, có thể biến núi non thành sông suối, giữa sông suối dựng núi dựng non. Viracocha thay đổi tất cả, ngài khai sáng ra một thời đại hoàng kim kéo dài bền vững để con cháu đời đời mãi ghi ơn. Không chỉ có vậy, tất cả truyền thuyết đều nhất trí cho rằng, ngài mang trái tim trách trời thương dân mà thực hiện sứ mệnh truyền bá văn minh của mình, trừ khi gặp phải trường hợp vạn bất đắc dĩ, bằng không ngài tuyệt đối không dùng đến võ lực. Ngài dẫn dắt từng bước, dốc sức thực hiện, truyền thụ tri thức và kỹ năng cho trăm họ, cho họ một cuộc sống văn minh giàu có. Đặc biệt không thể nào quên là Ngài đã mang đến cho Peru các kỹ năng trị bệnh, thuật luyện kim, canh nông, chăn nuôi gia súc, văn tự người Inca nói thần Viracocha từng dạy họ, nhưng đời sau đã quên mất. Ngài còn dạy cho bọn họ nguyên lý kiến trúc và công trình. Người này đi từ Nam đến Bắc, dọc đường không ngừng sáng tạo ra các kỳ tích, sau này không còn ai nhìn thấy Ngài nữa dấu chân ngài để lại rất nhiều nơi. ngài dạy mọi người phải sống ra sao, lời ngài nói lúc nào cũng tràn trề tình yêu và thiện trí. ngài khuyên bảo con người phải yêu thương lẫn nhau, chứ không được tàn hại lẫn nhau. đối với vạn vật trên thế gian đều phải từ bi bác ái. người ở khắp mọi nơi đều gọi ngài là Viracocha. ngài là nhà khoa học, là kiến trúc sư có kỹ thuật cao siêu, là nhà điêu khắc, là công trình sư. ngài khai hóa ruộng bậc thang ở lưng chừng núi, tu bổ các con đê để giữ vững ruộng đồng ngài đào kênh đào mương dẫn nước tưới đồng. Đồng thời ngài cũng là thầy giáo và thầy lang, ngài là cứu tinh của trăm dân trong cơn hoạn nạn. Tương truyền, ngài chỉ cần dùng cỏ và lá cây cũng chữa được tất cả bệnh tật, ngài dùng một thứ công cụ kỳ quái làm cho người mù thấy lại ánh sáng. Vô số những câu chuyện thần thoại ấy đã vẽ nên trong tâm trí Trác Mộc Cường ba một nhân vật hết sức rõ ràng mới mẻ. Ngài đến từ biển lớn, được gọi là bọt sóng của biển khơi, cuối cùng ngài lại trở về với biển, không ai biết ngài đã đi đâu. Tất cả thần tích mà ngài thể hiện dần dần đã chuyển biến thành một nền văn minh cổ đại huy hoàng trong tâm hưởng của Trác Mộc Cường Ba. Những kỹ thuật văn minh ấy có thứ bắt nguồn từ Trung Nguyên, có thứ ngọn nguồn ở nước Ấn Độ, song chung quy lại đều gắn với Viracocha. Các dấu tích chứng tỏ một điều rằng, sứ giả đến từ một nền văn minh phát triển bậc cao, mang theo những kiến thức khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất thời bấy giờ, đủ để khiến người Inca nguyên thủy gọi là thần tích. Mà trong giai đoạn ấy, văn minh phương Tây đang trong một mớ hồ đồ lạc hậu chỉ có phương đông xa xôi thần bí có một vương triều vĩ đại đang đứng trên đỉnh cao phát triển của thế giới, lại tồn tại thêm một vương triều khác đủ sức sánh vai với vương triều kia. Hai vương triều lớn ấy dung hợp với nhau một cách hoàn mỹ về các mặt văn hóa và kiến thức khoa học kỹ thuật, tạo ra một vùng đất tưởng như chỉ có trong thần thoại, được gọi là Bạc Ba La. Song những điều nghi hoặc mà vị thần vĩ đại mà thần bí này mang đến cho Trác Mộc Cường Ba cũng nhiều y như như thần thích của ngài vậy. Ngài đến châu Mỹ vào thời gian nào, biến mất tự bao giờ? Sứ mệnh của ngài là gì? Trong 13 năm ấy ngài đã làm những gì? Sự suy bại của nền văn minh Maya và sự nổi lên của văn minh Inca có thật sự liên quan đến ngài hay không? Tại sao ngài lại làm như vậy? Một mình ngài bằng cách nào mà làm hết tất cả những điều ấy? Quan trọng nhất chính là tại sao ngài lại mang tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu đến châu Mỹ rồi chôn vùi trong địa cung? Rốt cuộc là vì lý do gì? Trác Mộc Cường ba chìm vào suy tư. Trong biệt thự ở ngoài ô Philadelphia, Tấm giấy vẽ bản đồ của Merkin đã có thêm khá nhiều từ tiếng Tạng được dịch ra. Bọn y đã xác minh được kiểu chữ này là kiểu chữ chuỗi hạt trong tiếng Tạng, thoạt nhìn giống như một chuỗi hạt, chuyên gia nói, đây có lẽ là kiểu chữ chuỗi hạt nhỏ. Kiểu chữ này giản tiện rất thích hợp để viết tốc ký, sau khi được sáng tạo ra vào cuối thế kỷ thứ 8, từng một độ rất được các nhà dịch thuật thời đó hoan nghênh. Có điều nó cũng biến mất sau sự kiện diệt Phật, đến giờ người hiểu được không còn nhiều nữa. Merkin cầu cứu khắp nơi, cuối cùng cũng coi như đã bóc tách được những nét ấy ra, coi như đã giải được mật mã, vì tiếng tạng là loại văn tự có chữ cái, chỉ cần tìm được các mẫu tự tương ứng với từng ký hiệu, việc giải mã sau đó rất dễ dàng rồi. Nhưng lúc này, Merkin đang nhìn các địa danh trên tấm giấy vẽ bản đồ mà phát dầu dĩ. Y thở dài nói với Sos, văn tự thì không vấn đề gì, xem ra người vẽ bản đồ không hề có ý giấu giếm, mấu chốt nằm ở các địa danh trên đây kia. Dịch ra, trà, sao lại thế được nhỉ, dường như tôi chưa nghe nói đến địa danh nào cả. Tấm bản đồ này có thể nói là hết sức tỉ mỉ. Merkin và Sos đã đặc biệt tham khảo qua các chuyên gia ký hiệu học và chuyên gia bản đồ. Bọn họ đều nói tấm bản đồ này thể hiện hết sức đầy đủ trí tuệ của người xưa. Sông ngòi, núi non, thành trấn đều vẽ hết sức rõ ràng chi tiết, lại còn có ký hiệu để biểu thị lớn nhỏ, một chấm tròn chắc là đơn vị nhỏ nhất, vòng tròn lớn hơn một chút, hình tam giác lại càng lớn nữa, khung vuông là lớn nhất, chữ vạn ngược là biểu thị thần thánh. Sau những ký hiệu ấy là một hàng địa danh được nối liền với nhau bằng đường chỉ mảnh màu đen. Ngay từ đầu bọn đi đã nhận ra đường chỉ đen ở giữa ấy dẫn đến một nơi gọi là đỉnh thần sơn. Nguyên nhân Merkin và sauce có thể nhận ra ngay lập tức là bởi một nhánh của sông Nhã Lỗ Tạng Bố Vươn tới đây, ở đầu nguồn đánh dấu là nước trên đỉnh núi chảy xuống, đến gần đường chỉ đen thì thành nước chảy ra trong miệng con ngựa tốt, phía trên bên phải là một nơi gọi là đến chỗ này thì rất vui, xung quanh có mấy ngọn núi tên gọi lần lượt là Tuyết Lạp Câu Tuyết Sơn, Đại Mẫu Lộc Tuyết Sơn, núi Hưu Cái Lớn, Mã Diện Điều Trủy Thần Sơn, núi Mặt Ngựa Mỏ Chim phía dưới bên trái là núi nhỏ Đo Em Mờ Thanh, xuống nữa là Thần Nữ Phong. Cái này thì Mơ biết, chính là cho Mơ Lung Ma và sông Nhã Lỗ Tạng Bố mà Mơ có thể xác định nơi này đại khái là vùng phụ cận huyện định kết của Trung Quốc ngày nay. Nhưng đường đánh dấu trên bản đồ cuối cùng chỉ dẫn đến những địa danh khá xa lạ, Mơ nhìn cũng đành bó tay không biết phải làm sao. Sauce lại cho rằng trình độ phiên dịch của Merkin có vấn đề. Nhìn bộ dạng mặt ủ mày trao của đồng bọn, y nhắc nhở, đừng chỉ chú ý đến những nơi heo hút ấy, trước tiên làm rõ phương vị đã, phải rồi, cái ký hiệu ở góc trên cùng bên phải kia, liệu có phải ngụ ý chỉ phương hướng hay không? Không, không phải, Merkin khẳng định, tôi đã hỏi chuyên gia ký hiệu học, họ bảo rằng ký hiệu này, cũng giống như logo của Ben, hay BMW thời nay thôi, chỉ là một tiêu chí, một thứ logo. Nói thì nói vậy, nhưng y vẫn lục lại trong óc những gì chuyên gia kia giải thích. Ông Merkin, ông cũng biết, lĩnh vực tôi nghiên cứu là ký hiệu học của Tây U và châu Mỹ, cho nên tôi chỉ có thể dựa theo những gì tìm hiểu được trong lĩnh vực của mình mà đưa ra giải thích cho những ký hiệu phương đông cổ xưa này thôi nhé. Ông là chuyên gia có uy tín nhất, tôi tin rằng cách giải thích của ông nhất định có sự hợp lý và chắc chắn của riêng nó. Chúng ta bắt đầu từ chữ vạn ngược này. Ở phương Tây chúng ta, chữ vạn tượng trưng cho ánh sáng, chính nghĩa và bạch ma thuật bạch ma thuật tức là loại sức mạnh ma pháp mang đến hy vọng cứu vớt chúng sinh nhân loại ấy biểu tượng đơn giản nhất chính là chữ vạn xuôi theo chiều kim đồng hồ ý nghĩa thực của nó chính là tuân theo quy luật tự nhiên chẳng hạn thiên nhiên có bốn mùa xuân hạ thu đông con người phải trải qua sinh lão bệnh tử còn chữ vạn thì trái ngược lại chính là hiện thân của bóng tối tà ác và hắc ma thuật được sáng tạo ra để đi ngược lại quy luật của tự nhiên hắc ma thuật là sức mạnh ma pháp đại biểu cho sự phá hoại hủy diệt và thôn tính tất cả hắc ma thuật với biểu tượng xoay ngược chiều kim đồng hồ đi từ ánh sáng trụi lạc xuống bóng đêm âm u từ cốt khô biến thành ông già từ ông già biến thành trẻ nhỏ rồi lại từ trẻ nhỏ biến thành đứa bé sơ sinh cuối cùng trở về trạng thái chưa sinh ra trên đời trong bụng mẹ ẩn ý mà người thiết kế muốn gửi gắm vào biểu tượng chính là khát vọng có được linh hồn vĩnh sinh bất diệt đồng thời vĩnh viễn sở hữu cảm chi vĩnh viễn đi lại trên nhân thế loại trừ tất cả các nhân tố tiêu cực như đau đớn tuổi tác già yếu bi thương đây là hàm nghĩa của ký hiệu chữ vạn ngược theo phương Tây chúng ta, mục tiêu là tìm kiếm sở hữu sức mạnh có thể hủy diệt tất cả bên trong một thân thể mãi mãi trẻ trung mạnh khỏe. Ở phương Tây chúng ta, có một số tôn giáo cực đoan thờ phụng chữ vạn ngược, chính vì theo đuổi ý nghĩa tượng trưng mơ hồ của ký hiệu này mà họ tôn Satan lên làm chủ thần, ăn thịt uống máu trẻ sơ sinh, giao tạp với các loại mãnh thú, đưa các trinh nữ thuần khiết hoặc người làm công trong nhà thờ lên bàn tế. Nhưng để cho ký hiệu này gây chấn động khắp năm châu bốn biển, lại là một vị nguyên thủ thời thế chiến thứ hai. Chúng ta nói tiếp về ký hiệu bên trên nhé, mặc kệ nó là đầu dê, đầu bò hay đầu sói, đúng như ông thấy đấy, nó trông có vẻ rất hung ác, thoạt nhìn rất cuồng dại. Mà nếu đây đúng là đầu sói thì, đặc tính của sói là gì chứ? Hung tàn chắc hẳn là từ ngữ đầu tiên mà chúng ta nghĩ đến rồi phải không? Chẳng những vẻ bề ngoài hung hăng, mà cả bản tính của chúng cũng hết sức tàn bạo, hung hăng càng thêm hung hăng còn gì? Tôi có biết một số dân tộc nguyên thủy Tây U chọn sói làm vật tổ tâu tầm, những thứ họ dùng tâu tầm này truyền dạy lại cho con cháu đời sau chẳng gì khác ngoài chiến tranh, cướp đoạt và chém giết. Trên thực tế, thời cổ có rất nhiều đảng cướp khiến người ta nghe mà kinh hồn táng đồng, đều sử dụng sói làm biểu tượng cả. Thế nhưng, một cái đầu sói, bên dưới thêm một cái ký hiệu chữ vạn ngược gắn liền thì sao? Suy đoán dựa trên ý nghĩa bề ngoài của ký hiệu, thì đó chính là chỉ. Chúa tể hung tàn của bóng đêm đen tối, sở hữu sức mạnh hủy diệt, phá hoại, lấn át nuốt chừng tất cả, đồng thời còn mang sức mạnh này lưu lại trốn nhân gian một thời gian dài. Kha kha, ông Merkin, ông căng thẳng quá rồi đấy, chớ nôn nóng, nghe tôi nói hết đã nào, vừa nãy tôi mới nói đến ý nghĩa bên ngoài. Trên thực tế, ký hiệu này còn một tầng nghĩa nữa. Trước tiên, hình đầu một loài động vật nào đó trong thời kỳ viễn cổ xa xưa, thường tượng trưng cho một dân tộc. Con người thời cổ đại rất yếu ớt, thường khát khao có được sức mạnh lớn hơn, nên nhận luôn các loài động vật có sức mạnh làm tổ tiên của mình. Vì thế mới sinh ra các bộ lạc sói, bộ lạc hổ, thờ phụng vật tổ là đầu sói, đầu hổ. Khi các bộ lạc trinh phạt lẫn nhau, các tâu tầm cũng theo đó mà pha trộn, làm xuất hiện rất nhiều hình tượng kỳ quái. Tuy nhiên, có một số loài động vật bị coi là kẻ thù đáng gờm của con người từ thời viễn cổ, các hình vẽ chúng đến giờ vẫn còn được sử dụng. Mà sói, thì chính là một trong số đó, được rồi, tóm lại đầu sói có thể coi như biểu tượng của bộ tộc, đó là một. Ngoài ra còn một ý nghĩa nữa, anh xem góc há của cái miệng sói này, chắc phải đến hơn 45 độ đúng không? Rõ ràng là người vẽ đã khoa trương phóng đại, làm nổi bật vũ khi sắc bén nhất của lũ sói là hàm răng khủng khiếp. Tại sao phải làm như vậy chứ? Trong đó dường như có một sức mạnh đe dọa, ý tôi là khiến người ta vừa trông thấy đã cảm thấy không rét mà run luôn rồi. Vấn đề chính là ở đây này, người vẽ muốn dọa khiếp kẻ nào? Trong hoàn cảnh và điều kiện như thế nào mới nhất định khiến đối phương vừa trông thấy đã cảm thấy khiếp sợ rồi? Kẻ thù. Rất chính xác, trên thực tế, ký hiệu này ý nghĩa bên ngoài như tôi vừa nói ban nãy, thoạt nghe có vẻ tàn bạo bất nhân, nhưng nếu đem đặt vào một hoàn cảnh khác, lại trở nên rất hợp tình hợp lý, ấy chính là trên chiến trường đó. Trên chiến trường, thứ quân đội cần chính là sức mạnh này, phải làm cho kẻ thù vừa nghe thấy tên họ là đã sợ vỡ mật, vừa thấy bóng họ xuất hiện là tim đập chân run. Một đạo quân như vậy, gần như là một đạo quân bất bại rồi còn gì. Thực ra, nói là cướp đường hay thổ phỉ cũng vậy, khi chúng tụ tập lại với nhau thành một nhóm và có cả thống soái chỉ huy, tức là đã thành ra một đội quân rồi, còn cái kiểu chia thành 10 người một tiểu đội đi cướp của quân đội, nào có khác gì cướp đường thổ phỉ đâu, hai thứ ấy tuy hai mà một, tuy một mà hai. Khi bộ lạc và thị tộc dần dần tiêu vong, nhưng chỗ cho một vương quốc thống nhất hình thành, những tâu tầm tượng trưng cho bộ lạc và thị tộc ấy cũng dần dần có ý nghĩa mới, chuyển sang đại biểu cho một khu vực nào đó hoặc một cánh quân nào đó. Bây giờ chúng quay lại với ký hiệu này, sẽ thấy rất dễ hiểu là nó giống như gia huy mà các gia tộc hiển hách thời trung cổ ở châu Âu chúng ta sử dụng vậy. Động vật tượng trưng cho tinh thần và tính cách của gia tộc, còn ký hiệu mang ý nghĩa tôn giáo thì tượng trưng cho mức độ tín ngưỡng và cống hiến của gia tộc đối với tôn giáo. Có gia tộc còn lấy địa danh và đặc sản của địa phương ấy làm biểu tượng gia huy. Vì vậy, tôi chắc đến 80% rằng đây là ký hiệu của một gia tộc hoặc đội quân nào đó ở phương Đông cổ đại, trong đó khả năng là của đội quân chiếm đến 70%. Có, có khả năng là ký hiệu của giáo phái nào đó không? Khả năng này hả? Ừm, theo tôi, bản thân ký hiệu này đã tà ác như thế, chỉ có ở trên chiến trường nó mới phát huy được toàn bộ tác dụng. Còn về việc sử dụng các hình tượng tà ác làm huy hiệu biểu tượng cho giáo phái là chuyện của sau này, khi đời sống tinh thần của một số người bị hủ hóa trụy lạc với mức cực độ thì mới xuất hiện ít nhất là theo như những gì tôi biết gần như tất cả các tôn giáo thời cổ đại đều hướng thiện bất kể thủ đoạn của bọn họ tàn nhẫn tanh mùi máu thế nào chăng nữa nhưng bản ý của họ lại không giống như những gì người hiện đại vẫn tưởng tượng đâu nói đi cũng phải nói lại nếu đây là huy hiệu của một đội quân vậy thì chắc hẳn đội quân ấy cũng từng có một độ huy hoàng trói lọi rồi chiến huy này rất đáng sợ đấy tại sao vậy nếu ông tin vào sức mạnh siêu tự nhiên ắt sẽ không thấy kỳ quái gì nữa hitler năm ấy chính là một kẻ cuốn tín vào sức mạnh siêu tự nhiên huy hiệu của đảng nazi chính là được chọn ra từ các loại ký hiệu tôn giáo cổ xưa và được coi là chiến huy có sức mạnh lớn nhất trên thực tế chắc ông cũng biết lúc chiến tranh mới bắt đầu quân đức có thực lực đáng sợ có thể quét sạch bách mọi lực lượng cản đường vì vậy mới nói nếu ký hiệu này từng xuất hiện trên chiến trường vậy thì đội quân tụ tập bên dưới lá cờ ấy chắc hẳn là một đội quân bất bại trên thực tế nếu nói theo quan điểm của tâm lý học hiện đại Ý nghĩa tượng trưng và đặc tính dân tộc của đất nước ấy, một ký hiệu tốt cho quốc kỳ, thậm chí còn có thể thay đổi và vận mệnh dân tộc theo cách nào đó. Đây cũng chính là ý nghĩa tồn tại của bộ môn ký hiệu học chúng tôi đó. Một hay còn gọi là Thánh Nathanael, một trong 12 tông đồ của Jesus. Ở giải đất sâu trong trung tâm, nguy hiểm nhất đại hiệp cốc sông Nhã Lỗ Tạng Bố, chính là đoạn sông dài gần trăm cây số từ Bạch Mã Cẩu Hùng đi xuống. Khe núi sâu thẳm u tối, nước chảy cuồn cuộn đến giờ vẫn chưa ai có thể đi qua được. Chính vì sự khó khăn và nguy hiểm ấy nên nơi này gọi là vùng đất bí mật cuối cùng của nhân loại. Theo sự chỉ dẫn của tấm bản đồ kia, bọn Trác Mộc Cường ba đang chuẩn bị đến chính nơi đó thử vận may. Bí mật lịch sử cổ cách. Lại thêm ba tuần nữa trôi qua, Ba Tăng sau khi điều trị hồi phục và xuất viện ở Colombia đã liên lạc với Lữ Cánh Nam, chẳng mấy hôm đã thông qua bộ ngoại giao trở về Trung Quốc. Mọi người vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ mặc dù chuyên băng rừng nguyên sinh này có thể xem như là một thất bại lớn song dù sao các thành viên trong nhóm huấn luyện đặc biệt cũng không ai hy sinh vì nhiệm vụ cả trải qua sự việc nơi rừng hoang núi thẳm lần này quan hệ giữa ba tang và các thành viên khác trong nhóm của trác mộc cường ba cũng bắt đầu trở nên hòa hợp hơn chỉ có trác mộc cường ba là có vẻ khó xử rõ rệt những lời của lữ cánh nam giống như mũi dao sắc đâm thẳng vào lồng ngực gã chúng tôi nghi ngờ trong các anh có một kẻ mật báo tin tức ra ngoài sau khi nghe được điều này trong lòng Trác Mộc Cường Ba đã ngấm ngầm xếp hạng mức độ tin cậy cho tất cả các thành viên trong nhóm. Bản thân gã cho rằng mình sẽ xếp đường mẫn đứng đầu tiên, nhưng khi xếp như thế rồi gã mới nhận ra, dù thế nào, vị trí đầu tiên vẫn nhất định thuộc về thầy giáo của gã, giáo sư Phương Tân. Mẫn mẫn chỉ có thể xếp thứ hai, Nhạc Dương và Trương Lập đều là người trong quân đội, bản thân gã cũng hết sức tín nhiệm hai người này. Chỉ có mình anh chàng ba tang này là đáng nghi nhất. Một khi đã nghi ngờ người nào đó, chắc Mộc Cường Ba sẽ không thể nào dặn ra được một nụ cười giả vờ thiện trí với kẻ ấy được nữa. Khi bắt tay với ba tang, ánh mắt gã lộ rõ vẻ hoài nghi. Gã miễn cưỡng gượng cười nói, tôi biết là anh không dễ dàng hy sinh như vậy được mà. Ba tang cũng nói, không ngờ rốt cuộc các cậu cũng đi trước tôi một bước. Theo lời kể của ba tang, anh ta bị cơn lũ cuốn về phía bắc, vì đụng phải cây lớn bị thương nên mất hết chi giác, phải nghỉ ngơi tính dưỡng trong bệnh viện hơn một tháng trời bệnh án và một loạt bản báo cáo về anh ta cũng được bộ ngoại giao chuyển hết đến tay lữ cánh nam những trác mộc cường ba lại phát hiện ra một điều chính là da ba tang đã đen sạm đi trên người giường như còn mang theo vị mằn mặn ẩm ướt của gió biển nhanh nhác mùi của một loại nước hoa cao cấp nào đó nói là nghỉ ngơi trong bệnh viện hơn một tháng chi bằng bảo đi du lịch đâu đó hơn một tháng thì giống hơn nếu suy đoán của gã mà chính xác vậy thì kinh phí đi du lịch của ba tang lấy từ đâu ra nhìn hai người trương lập Nhạc Dương Tiếu Thiết kể cho ba tang những chuyện xảy ra sau khi họ lạc nhau, chắc Mộc Cường ba không muốn tiến đến quá gần, chỉ lặng lẽ đứng dưới một tán cây. Giáo sư Phương Tân nhận ra vẻ lo âu của gã, bèn hỏi, cậu nghi ngờ ba tang. Chắc Mộc Cường ba nói, tôi không biết, nếu trong chúng ta thật sự có một người đáng nghi ngờ, thì cũng chỉ có thể là anh ta mà thôi. Song tôi cũng rất mâu thuẫn, tôi có nên vô duyên vô cớ đem lòng nghi ngờ người khác không nhỉ? Giáo sư Phương Tân mỉm cười khuyên giải, đường dài mới hay sức ngựa, ngày lâu mới thấy lòng người, hà tất phải dồn tâm trí nghi ngờ ai làm gì. Nếu thực làm chuyện trái với lương tâm, sớm muộn gì anh ta cũng phải lộ ra thôi. Hơn nữa, tại sao chỉ có chúng ta mới bị nghi ngờ, bọn họ, chẳng lẽ không có điểm nào đáng nghi hay sao? Chắc Mộc Cường ba hiểu được, bọn họ mà giáo sư Phương Tân nhắc đến chính là chỉ ba người đến sau, bao gồm Lữ Cánh Nam, Ngải Lực Khắc và Lạt Ma Á La. Không thể hoàn toàn tin tưởng bất cứ người nào khác hay sao? Gã lắc đầu, chỉ vì thái độ đối với người khác của ai đấy mà làm cả một nhóm người thành ra nghi ngờ lẫn nhau thế này, rốt cuộc là đúng hay sai đây. Trác Mộc Cường ba cố gạt những ý nghĩ khiến người ta phải đau đầu ấy ra khỏi tâm trí, chuyển sang chủ đề khác, phải rồi, thầy giáo, có phát hiện gì mới về giai đoạn lịch sử ấy của Vương Triều Cổ Cách chưa? Theo những tư liệu điều tra được, lịch sử Cổ Cách Đại Khái cũng đã hiện lên khá rõ ràng. Giáo sư Phương Tân từng buông lời cảm thán thế này, Cổ Cách đúng là một Vương Chiếu sinh ra vì Phật giáo, rồi cũng vì Phật giáo mà diệt phong. Cổ cách vương là hậu duệ trực hệ của vị tạng vương đã ra lệnh diệt Phật giáo Lãng Đạt Mã. Tạng vương Lãng Đạt Mã diệt Phật chỉ mới 2 năm, đã bị la long bối cắt đa kiệt của Phật giáo giết chết. Sau sự kiện ấy, triều đình thổ phồn bắt đầu phân hóa. Suy Tùng là con côi do thứ phi của Lãng Đạt Mã sinh ra, được gia tộc vĩ thị ủng hộ tôn làm tán thổ. Còn chính phi cũng không cam chịu để mất quyền lớn trong tay. Tương truyền bà ta đã lén lút mua về một đứa trẻ sơ sinh rồi cũng lập đứa con mua về này làm tán thổ, gọi là vân đơn. Kể từ đó trở đi, vương triều thổ phồn xuất hiện hai vị tán thổ cùng một lúc, chia thành hai phái đều tự nhận tán thổ của mình lập nên mới là tán thổ thực sự, tranh đấu không ngừng nghỉ. Chiến tranh vì thế bùng nổ và không ngừng lan rộng, nên giai đoạn này người đời sau gọi là loạn ngũ như. Chiến tranh kéo dài trong nhiều năm liền khiến trăm họ lầm than, khổ sở không sao tả xiết, cuối cùng đã vùng lên dưới sự lãnh đạo của các quý tộc và một số quân sĩ cả hai vị tán thổ, một người bỏ trốn, một người bị giết. Phụ thân của cổ cách phương đời thứ nhất, chính là cháu nội của vị tán thổ Duy Tùng kia, gọi là Cát Đức Ni Mã Cổn, chạy đến vùng A Lý, thông hôn với tù trưởng địa phương, sinh được ba người con là bối Cát Nhật Ba Cổn, Chát Tây Cổn và Đức Tổ Cổn, lần lượt chiếm cứ mang vực La Đác một ngày nay, bố nhượng khu vực huyện Phổ Lan và Tăng Cát Nhĩ phía nam La Đác. Ba người con này được xưng là Thượng Bộ Tam Cổn, Thượng Bộ Ý chỉ vùng A Lý, vì là thổ vương của một vùng nhỏ, nên gọi là cổn, cổn có nghĩa là đấng cứu thế. Trong các pho tạng sử chính thức mà họ tra cứu, gần như đều nói cổ cách vương đầu tiên là chát tây cổn, nhưng trong tư liệu của Lữ Cánh Nam cung cấp lại có phần giả sử và ghi chép trong dân gian trực tiếp gọi các đức ni mã cổn là cổ cách vương đời thứ nhất, vì ông ta đã kế thừa gia nghiệp của vị tù trưởng kia, cổ cách cũng nằm trong lãnh địa trị vì ấy. Chỉ có điều nếu như vậy, vị quốc vương nghênh tiếp sứ giả kia phải tính từ các đức ni mã cổn hay tính từ đức tổ cổn, trước mắt bọn họ vẫn chưa thể đưa ra được một kết luận, khoảng thời gian chênh lệch đó ước cũng phải khoảng chừng ba bốn chục năm hai. Giáo sư Phương Tân nói, trước mắt chúng tôi tạm thời nghiêng về giả thiết cho rằng vị quốc vương nghênh đón sứ giả kia là của cách vương đời thứ hai tùng ngang, bởi vị quốc vương này có thể nói là đã tận tâm tận lực đối với sự nghiệp Hoàng Dương tạng truyền Phật giáo. Tương truyền trong khoảng thời gian từ năm 975 đến năm 981 sau công nguyên, ông ta đã phái 21 thanh niên bao gồm cả đại dịch sư thiết tang bố sang thiên trúc học Phật cũng có tài liệu nói là 27 người hành trình của họ gian khổ khó khăn không bút nào tả xiết, cuối cùng chỉ có hai người sống sót trở về, nghe nói chính là đại dịch sư và tiểu dịch sư sau này. Hơn nữa, không lâu sau khi phái đi các thanh niên cầu Phật, vị quốc vương này thoái vị nhường ngôi, quy y Phật Pháp, về sau xây chùa Thác Lâm, đến những năm cuối đời còn gom góp tiền của đích thân đi mời A à để hiệp đại sư, nhưng dọc đường đã bị quân đội nước khác bắt cóc, cuối cùng thì chết giữa đường. Thằng nhóc nhạc dương kia suy đoán, vị cổ cách vương này nhiệt tâm với Phật giáo như vậy, Quá nửa là do nhìn thấy thần tích mà vị sứ giả kia mang tới, xong có điều là trước khi nhìn thấy cổ cách Kim thư, tất cả cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nói tới đây, giáo sư Phương Tân không nén nổi mà gượng cười lắc lắc đầu, lịch sử của cổ cách quả thực là. Cậu có biết không, chỉ riêng chuyện cuối cùng vì cổ cách Vương ấy tây du cầu Phật bị bắt cóc, chúng tôi đã tra ra 7 phiên bản khác nhau, địa điểm, thời gian, quân đội nước ngoài, quá trình sự kiện xảy ra, số tiền chuộc đều khác nhau. Thực sự là không thể nào phán đoán xem phiên bản nào mới là sự thực đã xảy ra trong lịch sử cả. Nhìn vẻ mặt chua chát của giáo sư Phương Tân, chắc Mộc Cường Ba hiểu rõ, đây là một vấn đề rất lớn khác mà bọn họ gặp phải khi tra cứu lịch sử của vương triều cổ cách. Vương triều này tuy rằng kéo dài đến cả mấy trăm năm, song lại nằm ở miền biên viễn xa xôi. Ngoại trừ các văn bản lịch sử của bản thân nó ra, toàn bộ các tư liệu khác đều chỉ là những thông tin vụn vặt Đến cả bộ sử thuộc về giai đoạn đầu như Tây Tạng Vương Thống Ký cũng chỉ ghi chép có 9 đời cổ cách vương, từ sau đó trở đi là không rõ, bọn họ cũng chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng về thời gian trong lịch sử. Mà vương triều cổ cách này lại còn bị chiến tranh hủy diệt. Bản thân sự biến mất của nó có thể nói đến nay vẫn còn là một câu đó. Mãi đến thế kỷ 19, trước khi các nhà thám hiểm nước ngoài bắt đầu tiến vào vùng đất hoang vu không người sinh sống này, mọi người gần như đã hoàn toàn quên lãng rằng từng có một vương triều như vậy trong lịch sử. Giáo sư Phương Tân thở dài nói, lịch sử cổ cách và nền văn minh Maya không ngờ lại giống nhau đến kinh người. Cả hai vương triều này đều đột nhiên gặp phải đại họa khi đang trong thời kỳ phát triển rực rỡ huy hoàng nhất. Chính vì biến cố bất ngờ mà tất cả đều được bảo tồn, đều được lưu giữ lại. Mấy thế kỷ sau đó, nhân loại dường như không biết đến sự tồn tại của chúng, kiến trúc và đường phố của chúng không bị hoạt động của con người phá hoại, văn tử và tôn giáo không bị sửa sang, phong cách nghệ thuật và bích họa không bị bóp méo, thậm chí hiện trường lúc gặp phải tai họa hủy diệt của chúng cũng được bảo tồn nữa kia. Trong đầu chắc Mộc Cường ba lúc này, tự nhiên lại nghe thấy tiếng Babato ngâm nga bài sử ca, một khi để máu tanh xâm phạm đến bậc thang của thánh miếu, vô số tai họa sẽ như cơn mưa đá đáng sợ liên hồi kéo đến giáng xuống tất cả mọi nơi, tòa thành sẽ biến thành nơi hoang phế chết chóc, một hoang mạc không người. Trong biệt thự của McKin, giữa chiếc bàn vứt bừa bãi ngồn ngộn giấy bút, hai đầu bàn chồng chất sách vở thành hai bức tường. Merkin vùi đầu vào giữa hai bức tường ấy, gần như bò toài ra trên tấm bản đồ, Giơ kính lúp lên soi từng đường chỉ mảnh trên đó. Đôi mắt của y nhìn tựa hồ như thuộc về một loài dã thú đói khát nào đó chứ không phải của con người nữa. Sauce thì ngồi ôm một cuốn từ điển khổng lồ, dài tới 30cm, dài rộng 60cm, chúi mũi lật lật dở dở. Những nét đen mảnh trên bản đồ cuối cùng dẫn đến ba nơi khác nhau, dường như ý của người vẽ tấm bản đồ này là muốn người ta đến ba nơi ấy kiếm ba thứ gì đó. Đầu tiên là một viên bảo thạch sáng lấp lánh, phần chú thích bằng tiếng tạng dịch ra nghĩa là màu đỏ, mở ra món lễ vật tán dương sự sống. Món thứ hai là một cuốn sách dày cộp, bên cạnh có chú thích, lý lẽ huyền ảo đều ở trong đây, còn một món nữa đã bị xóa nhòa đi mất, có lẽ để chứng tỏ không cần thiết, nhưng lờ mờ có thể nhận ra những nét chữ mơ hồ dịch nghĩ là bảo khí cuối cùng. Ngoài ra, trên bản đồ còn có vô số mũi tên, trỏ đi trỏ lại giữa ba nơi này, dựa vào những vết xóa có thể nhận ra, người vẽ vốn hy vọng ai có được bản đồ sẽ đến nơi ở giữa trước tiên, nhưng sau tính toán thế nào lại xóa mở thứ ở giữa và đầu mũi tên đi, ý nói không cần phải đến nơi ấy nữa. Mới đầu bọn y còn nghi ngờ không hiểu có ai đã đụng tay đụng chân vào tấm bản đồ này hay chưa, nhưng sau khi kiểm tra bằng các phương tiện khoa học kỹ thuật, phát hiện ra vết xóa và các dấu hẳn được tạo ra cùng một thời gian với những đường nét khác, hơn nữa thủ pháp và phong cách là của cùng một người, vì vậy chỉ có thể phán đoán là chính người vẽ bản đồ đã thay đổi ý kiến mà thôi bọn y nhận ra được đường chỉ thứ hai dẫn đến một nơi gọi là đóa hoa. Địa danh ở khu vực phía trên dịch nghĩa là sáu ngọn núi, bên dưới sáu ngọn núi là đại đại địa và một địa danh được dịch thành tổ tiên, bên phải là bảo tọa mặt trời, kế đó là hai nơi có tên phát âm thành Liangbu, Tabu, ba nơi này ở sát cạnh nhau. Tìm thấy rồi, là ở đây, vùng đất hoa sen nở rộ, chính là Mạc thoát chứ còn đâu nữa, hại tôi tốn bao nhiêu thời gian tìm kiếm. Mơ hưng phấn kêu lên. Sos bỏ chiếc kính xuống, ngả người dựa vào sofa, hé miệng thở hắt ra phì một tiếng. Mấy tháng vừa rồi, bọn y gần như đã hoàn thành được cả một đại công trình. Các địa danh được chú thích trên bản đồ toàn bộ đều là địa danh cổ từ hơn ngàn năm trước, có rất nhiều tên từ thời thổ phồn vương triều hoặc thậm chí là trước đó, thể chữ chuỗi hạt này lại khác hẳn với tạng văn ngày nay, bọn y phải dò từng con sông, từng ngọn núi một. Hơn thế, Merkin không tin tưởng vào người khác, tất cả công việc tìm kiếm tư liệu đều phải do bọn y tự thực hiện tuy nhiên cũng rất may là tấm bản đồ này dường như được chuẩn bị cho người không thể tìm được đường người vẽ ra nó đã chú thích rất tường tận từng địa danh tên núi tên sông chỉ còn mỗi ba nơi cuối cùng kia là đều vẽ ra một ký hiệu ung um trọng trông như vòng xoáy dịch ra tiếng hiện đại thì không phải bạc ba la mà là cái rốn sau khi khôi phục thể lực chừng một tháng lữ cánh nam đem những điều tâm đắc mọi người viết ra để tổng kết một cách tường tận đồng thời bắt đầu tiến hành huấn luyện có tính định hướng lại một tháng nữa trôi qua Lữ Cánh Nam đứng trên bục giảng, tay cầm một vật bằng gỗ gần giống như cục Rubik, nói với các học viên, kể từ hôm nay, mọi người sẽ học môn cuối cùng và cũng là môn nguy hiểm nhất cơ quan học. Các học viên đều lộ ra vẻ hoan hỉ mừng rỡ. Trác Mộc Cường ba rõ là có nhu cầu bức thiết muốn biết các tri thức liên quan tới cơ quan học, nhưng người hưng phấn nhất thì phải là Trương Lập. Anh chàng này từ lâu đã ngưỡng mộ môn học này, đồng thời cũng đã tìm hiểu sơ bộ về máy móc trang bị và cách chế tạo một số cạm bẫy đơn giản rồi thử cho tôi biết xem mọi người hiểu thế nào về cơ quan lữ cánh nam bình thản nói cảm bẫy vũ khí giết người vũ khí có thể tự động giết người bên dưới lập tức vang lên nhiều đáp án khác nhau lữ cánh nam lại nói thứ gọi là cơ quan hoàn toàn không chỉ có nghĩa hẹp là cảm bẫy giết người vũ khí tự động tấn công như mọi người vẫn tưởng mà chỉ là tất cả các thứ có kết cấu bằng lẫy chốt lớn thì như mộng như chốt dường sa cột kèo trong các công trình kiến trúc nhỏ thì là một ổ khóa sắt còng sắt Tất cả đều có quan hệ với cơ quan học cả. Trong số mọi người ở đây, ngoài Lạt Ma Á La và chú Mao Lập Gia, những người còn lại e rằng đều rất lạ lẫm với môn học này. Nếu muốn tinh thông cơ quan học, chỉ sợ nghiên cứu cả đời cũng khó hoàn thành được hết các hạng mục, vì vậy, thứ chúng ta cần học chỉ là tư duy phát hiện mấu chốt của cơ quan, đồng thời phán đoán được cấu tạo của nó mà thôi, cũng chính là tránh cạm bẫy giết người, phát hiện cửa ngầm bí mật mà người ta vẫn thường nói tới. Chỉ riêng khoản này cũng đủ cho mọi người học hết hơn nửa năm rồi đấy. Đến đây, cô giơ tay lên nói, đây chính là một cơ quan, mỗi người một chiếc, tự lên lấy xuống đi. Mỗi người bước lên nhặt một khối lập phương bằng gỗ, rồi lại trở về chỗ ngồi của mình. Trác Mộc Cường ba cầm khối gỗ trên tay, phát hiện ra hình lập phương này do những khối gỗ nhỏ bề ngang, chiều dày đều 1cm, chiều dài 10cm ghép lại mà thành, đan sen chẳng chịt, bên ngoài trơn nhẵn tựa như là một khối chỉnh thể, rất khó tách rời xoay xoay vặn vặn một lúc lâu mà cũng không phát hiện ra lấy chốt gì bên trong, gã nhủ thầm trong bụng, cái này thì là cơ quan gì chứ? Có phải định bịp người ta không đây? Lữ cánh nam nói, thứ mọi người đang cầm trong tay lúc này, chính là cơ quan nguyên thủy nhất, và cũng đơn giản nhất, gọi là khóa gỗ, ở cửa hàng đồ chơi cho người lớn hay đồ chơi trí tuệ đều có bán, hai nhân dân tệ một cái. trác một cường ba thầm nhủ, quả nhiên là gạt người. Lữ cánh nam lại mỉm cười nói tiếp, mọi người đừng coi thường thứ này không có gì đặc biệt, thực ra bên trong nó là kết tinh trí tuệ của cổ nhân đó. Nhìn bề ngoài thì các khối gỗ nhỏ đều giống hệt nhau cả, kỳ thực chỉ có mặt ngoài mọi người mới nhìn thấy giống nhau thôi, còn bên trong thì hết sức chẳng chịt phức tạp, có hình móc, có hình vòng, có khối gỗ lên ở giữa, có khối hõm vào. Tổng cộng có 64 khối gỗ nhỏ, có thể tách rời hẳn ra, bây giờ mọi người bắt đầu chia tách chúng ra đi, xem thử khả năng thiên phú về cơ quan học của từng người đến đâu tất cả học viên đều bắt đầu tách khóa gỗ. Trác Mộc Cường ba lần mò một lúc, ngoảnh đầu nhìn về phía giáo sư Phương Tân, thấy ông đang ấn một khối gỗ nhỏ ở giữa khối lập phương ra một đoạn, lập tức được gợi ý, vội dùng sức ấn vào giữa hình lập phương, nhưng đã ấn cả sáu mặt rồi cũng không thấy khối lập phương ấy lơi lỏng ra một chút nào. Mười phút trôi qua, Trác Mộc Cường ba mặt đẫm mồ hôi, Nhạc Dương và Trương Lập thì chúi đầu vào một chỗ gì dầm bàn tán, ba tang ngấm ngầm nhíu chặt đôi mày, đến cả đường mẫn cũng dầu dĩ không làm được gì, chỉ có hai ông già là vẫn ung dung thoải mái, lạt ma á là thậm chí còn rút hẳn một khối gỗ nhỏ ra ngoài, cái đó thì như bảo đinh mổ châu ba, càng làm càng nhanh. Lữ cánh nam nhìn mọi người mà thầm thấy tức cười, bèn lên tiếng nhắc nhở, không cần phải trao đổi kinh nghiệm đâu, mỗi cái khóa gỗ đó đều có kết cấu bên trong khác nhau. Mấu chốt của việc mở khóa gỗ, chính là thuận theo kết cấu bên trong của nó, từng bước từng bước một tách ra. Điểm khó ở đây là mọi người không nhìn thấy kết cấu bên trong của khóa như thế nào, chỉ có thể tự lần mò thôi. Nghe Lữ Cánh Nam nhắc nhở, Trương Lập dường như đã tìm ra được bí quyết gì đó, anh kéo khối gỗ này ra một chút, rồi lại ấn khối kia xuống một chút, nhấc khối bên trái lên, kéo khối bên phải xuống, lúc không di động được nữa, thì đẩy ngược trở về theo quỹ đạo ban đầu, thử nghiệm một phương cách di động khác. Còn chắc một cường ba cuối cùng cũng tìm ra được một khối gỗ có thể di động, hóa ra là ở góc phía trên bên phải của một mặt hình lập phương, nhưng sau khi ấn nó ra, thì các khối gỗ khác lại không động cựa gì được nữa, gã đành phải thử đi thử lại từng khối một. Riêng lạt ma á la thì đã tháo hết cái khóa gỗ của mình ra, 64 khối gỗ nhỏ khác nhau xếp ngay ngắn trên mặt bàn. Kế đó, Trương Lập, giáo sư Phương Tân, Ba Tang, Đường Mẫn, Nhạc Dương cũng đều tháo được khóa gỗ, chỉ còn mỗi chắc một cường ba, trên trán gân xanh nổi chẳng chịt, hai mắt đỏ ngầu, cơ bắp gồ lên, nghiến răng nghiến lợi ấn ấn xoay xoay. Chỉ nghe cạch một tiếng khe khẽ, miếng gỗ tưởng chừng như sắp rút ra được tới nơi, đến cuối cùng lại kẹt ở bên trong khối lập phương trác mộc cường ba kéo hai ba lượt vẫn không ra liền dùng sức làm gãy luôn tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía gã nhạc dương và trương lập lập tức phát ra một tiếng kêu đầy tiếc nuối trác mộc cường ba đập cái khóa gỗ xuống bàn thở hồng hộc đường mẫn vội lên tiếng anh nôn nóng quá phải đấy cường ba thiếu ra cái thứ này muốn nhanh cũng không nhanh được đâu nhạc dương cũng lên tiếng chia sẻ kinh nghiệm Trác Mộc Cường ba đưa mắt nhìn Lữ Cánh Nam, năng khiếu của tôi không đủ, cho tôi thử lại lần nữa. Lữ Cánh Nam mỉm cười giơ một ngón tay lên nói, đừng nóng, sớm đã chuẩn bị rồi. Nói đoạn, không ngờ lại lấy ra một khối lập phương bằng thép dòng, nhìn bề ngoài giống hệt như khóa gỗ. Ba giờ sáng, nhạc dương trần chọc mãi vẫn chưa ngủ được, đành bò dậy rụi rụi mắt nói, Cường ba thiếu ra, sáng mai anh làm tiếp có được không, tôi nghe cái tiếng động ấy cứ thấy như có chuột vậy đó. Trác Mộc Cường ba tập trung toàn bộ tinh thần vặn vẹo khối lập phương bằng sắt trên tay, lơ đễnh nói, chuột thì sợ gì chứ, nhắm mắt vào nghĩ mình là mèo tự nhiên sẽ ngủ được thôi. Trương Lập ở bên cạnh mở mắt ra nói, Cường ba thiếu ra, hay là, để chúng tôi làm giúp anh nhé. Trác Mộc Cường ba lắc đầu, thế làm sao được, các cậu mặc kệ tôi đi, nhất định tôi phải tháo được nó ra. Lăn qua lăn lại mãi đến hơn 4 giờ sáng, hai người Nhạc Dương và Trương Lập mới thiêm thiếp ngủ. Ngày hôm sau, khi hai người bò dậy, đã thấy chắc một cường ba ngồi ngắm vầng dương mới lên. Dưới ánh nắng rực rỡ, gương mặt cương nghị đường nét rõ ràng ấy toát lên vẻ tự tin vô tận. Trên mặt bàn, xếp gọn gẽ chỉnh tề 8864 khối thép. Lữ cánh nam nhìn thành quả chắc một cường ba giao lên, nhận thức đối với gã lại tăng thêm mấy phần nữa. Gã là một người đàn ông biết sợ hãi. Nghe lạt ma á la kể, trong rừng máng xà và ở dưới địa cung, chắc một cường ba đã để lộ ra nỗi sợ hãi đằng sau ngoại hình cao lớn mạnh mẽ ấy nhưng gã sợ hãi mà không hề có ý thoái lui gã có sự dẻo dai giống như của cao su vậy bất kể bị đả kích nặng nề ra sao thế nào cũng dần hồi phục lại nguyên hình trạng chỉ cần không đạt tới yêu cầu của chính bản thân mình đặt ra gã sẽ mãi mãi không bao giờ bỏ cuộc tính cách này đúng là hết sức kỳ quái nếu là người bình thường sợ hãi ắt sẽ trốn tránh khi tin chắc mình không phải là đối thủ của người khác ắt sẽ lảng tránh nhưng chắc một cường ba vừa hay lại trái ngược hoàn toàn gã sợ hãi ắt sẽ bước thẳng tới mà nghênh đón biết rõ mình không đánh lại người ta cũng vẫn muốn xông tới, thoạt nhìn bề ngoài thì có vẻ hơi ngốc nghếch, tính cách gì mà như vậy chứ. Lữ cánh nam nhớ lại từ khi quen biết Trác Mộc Cường ba đến giờ, nhất cử nhất động của gã đều gây cho cô một cảm giác không thể đoán biết. Hừ, đại trí giả ngu, đây cũng là đại trí giả ngu hay sao? Nhớ lại lời lạt ma á la đã nói, cô không khỏi khe khẽ mỉm cười. Mấy tháng tiếp sau đó, các thành viên trong nhóm đều trải qua một đợt huấn luyện đặc biệt về các kiến thức liên quan đến cơ quan học, bắt đầu học từ loại cạm bẫy nhi đồng đơn giản nhất, tức là đào hố dưới đất, lót tờ báo rồi vùi cát lên trên, cái đó là tới trận xe gỗ ngựa gỗ của gia cát lược, cứu lưu bàn long thần của quỷ cốc tử, càng học lại càng thấy môn cơ quan học này đúng là cao thâm khó dò. Bí mật huyết trì Trải qua khảo nghiệm trong rừng sâu Nam Mỹ, các thành viên trong nhóm đều nhận ra điểm yếu của mình, ai cũng gần như điên cuồng tham gia huấn luyện, ban ngày vượt qua khảo nghiệm của đủ loại các cơ quan cạm bẫy, tối về lại thường đọc sách đến tận đêm khuya mỗi người đều rèn luyện bản thân bằng ý chí của một mật tu giả, gắng sức đột phá cực hạn năng lực cơ thể. Trong thời gian này, Lữ Cánh Nam đồng thời để các đội viên tiến hành phát triển cá nhân, thực hiện vận động cực hạn, hay nghiên cứu các tác phẩm học thuật nổi tiếng như thuyết tiến hóa, ngoài ra còn dạy họ sử dụng mấy loại công cụ mới. Ví dụ như lắp thêm dây quăng vào đồng hồ nguyên tử đeo trên tay mỗi người, quấn vào mặt bên trong áp với cổ tay, kích thước chừng bằng một hộp diêm, bên trong có 25 mét dây hợp kim, phát xạ dựa trên nguyên lý của pháo điện tử, một đầu trước có đầu mũi khoan nhỏ bằng kim cương, có thể đâm sâu 10 phân vào bề mặt kim loại, sau đó tự động giãn nở bắt chặt vào mục tiêu, thứ này thuộc loại dụng cụ cứu sinh, trong rừng sâu mà dùng loại này thì tiện hơn dây leo rất nhiều. Ngoài ra còn có loại giày dính chặt được vào mặt tường chân nhẵn, ứng dụng nguyên lý bản chân con thằn lằn, đế giày có rất nhiều lông cứng theo nguyên lý ống sai phần, khiến lực ma sát có thể chịu được trọng lượng của cơ thể người, ngoài ra còn lắp thêm lò xo so giảm sóc hình cung khiến một cú nhảy có thể cao ngang tầm người bình thường, còn xung lực lúc rơi xuống hoàn toàn có thể vận dụng để thực hiện các vận động cực hạt, cộng thêm với áo cánh rơi thiết kế dựa theo cánh thịt của sóc bay, vậy là có thể tránh được trường hợp độ cao 10 tầng nhà gây khó cho anh hùng rồi. Hoặc là bình sắt siêu cường hóa mặc dù thể thể tích chưa đầy lọ mực, nhưng thời gian cung cấp dưỡng khí từ 3 tiếng đồng hồ ban đầu đã kéo dài lên 108 tiếng đồng hồ. Khoảng thời gian này, chắc Mộc Cường Ba cũng không còn thúc giục đòi xuất phát nữa anh dựa vào cái gì mà đi tìm bạc ba la thần miếu, vận may hả, điều anh cần làm lúc này, chính là xem nhiều, học nhiều, nghĩ nhiều, chúng ta đứng trên vai người khổng lồ để thu thập thông tin, nếu ngày đó đến thật, chúng ta có thể tự mình đi mà. Những lời Lữ Cánh Nam và giáo sư Phương Tân nói hết lần này đến lần khác vang vọng bên tai, không ngừng nhắc nhở Trác Mộc Cường Ba. Những lúc nghỉ ngơi, gã thường ở bên đường mẫn, nhưng gã cũng thường xuyên cảm nhận được, có một bóng hình yểu điệu đang đứng ở mãi đằng xa chăm chú nhìn mình. Trương Lập, Nhạc Dương và Ba Tang đã trở nên thân thiện hơn rất nhiều, thường xuyên nghe thấy hai người Trương, Nhạc cất tiếng cười sảng khoái, cả Ba Tang thỉnh thoảng cũng nở ra một nụ cười lạnh lùng. Còn giáo sư Phương Tân thì mải mê nghiên cứu băng video ông quay được dưới địa cung Ahatput. Theo giáo sư, nếu đã cho rằng địa cung Ahatput và tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu có liên quan với nhau, vậy thì các bức bích họa, tượng điêu khắc trong địa cung Ahatput, tất cả đều có thể gợi ra những thông tin có liên quan tới tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu kia. Phía nhóm nghiên cứu cũng cung cấp cho giáo sư rất nhiều đầu mối. Cùng nghiên cứu thông qua mạng internet, tác phong cẩn trọng và thái độ làm việc không biết mệt mỏi đó của giáo sư khiến cả Lạt Ma Á La và Lữ Cánh Nam đều hết sức nể phục. Có điều, cầu đấu lịch sử mà hai nền văn minh cổ cách và Maya để lại có thể nói là một cái hang không đáy, giáo sư Phương Tân bước chân vào đó, càng đi càng thấy sâu, khiến hai trợ thủ của ông là Trương Lập và Nhạc Dương cứ kêu trời kêu đất, phàn nàn rằng làm việc này còn khổ hơn cả huấn luyện nữa. Mỗi lần như vậy, giáo sư Phương Tân lại lấy đường mẫn ra làm tấm gương giáo dục hai chàng thanh niên này phải có lòng nhẫn nại, có lòng tin, có trái tim yêu thương. Núi đường Cổ Lạp, bên bờ sông Đà, một chiếc xe tải lớn nhìn bề ngoài như sắp muốn long ra song sọc đến nơi trồng trành đi giữa giải núi non chập trùng. Tây Mễ ngồi bên ghế lái phụ thưởng ngoạn phong cảnh trước mắt. Hắn thích vùng đất này, thích núi non ở đây, thích mây trời ở đây. Không thể không thừa nhận, Nơi này đích thực là một vùng đất có thể khiến người ta vui ngắm cảnh mà quên cả đường về. Một điều càng hay hơn nữa là, khi nhìn những đám mây trắng muốt bay qua bầu trời, cảm giác tội lỗi trong lòng hắn sẽ bị đè nén xuống. Năm ấy Tây Mễ chọn khả khả Tây Lý, có lẽ cũng chính là một giải quyết trắng minh mang ở đây minh mang ở đấy hấp dẫn cũng nên. Gã đang lái xe kia tên là Dakis, cao 1m75, hơi gầy, dưới cặp lông mày thẳng như hai chữ nhất là đôi mắt giống hình thang. Có người nói, kẻ có đôi mắt này thì rất hung hăng, cảm giác như đang miệt thị người khác vậy, mà tên Dakis này đích thực là cũng rất hung hăng. Hắn gia nhập Hồ Lang chưa được 2 năm, vậy mà đã không kẻ nào dám đụng đến hắn nữa. Lôi ba khỏe, Dakis ác, câu này từ lâu đã lan truyền trong nội bộ Hồ Lang. Số đội viên đội tuần tra núi khả khả Tây Lý bị tên Dakis này giết trong 2 năm còn nhiều hơn tổng số đội viên bị toàn bộ Hồ Lang giết trong 10 năm về trước. Hồ Tử nói, gia của Dakis lột là bán được giá tốt nhất nếu không phải hắn có một chút tác dụng này, thì từ khi Hồ Lang bị quân đội bao vây xào huyệt, Tây Mễ đã thịt hắn luôn rồi. Bởi chính vì tên này hung tàn thành tính mới khiến quân đội phải bao vây tiếu trừ toàn bộ tổ chức của bọn hắn. Niềm đam mê lột da của Dakis là một loại bệnh thái. Mỗi khi lóc thịt linh dương Tây Tạng, hai mắt y sáng rực lên, miệng ngâm nga một điệu nhạc nào đó, dáng điệu vô cùng thỏa mãn. Tây Mễ hiểu rõ, từ hồi còn trong đội đặc nhiệm nhện xanh hắn đã được dạy rằng, loại người này có vấn đề về tâm lý, ở phương Tây còn có thuật ngữ y học chuyên dục, gọi là hội chứng thích phân tách, bọn họ thích phân tách tất cả các thứ mình nhìn thấy ra, không tách ra một cách triệt để thì trong lòng không thể nào thỏa mãn được. Loại người này mỗi khi giết người, bao giờ cũng chặt xác nạn nhân ra làm bảy tám chín mảnh. Mấy tên giết người hàng loạt nổi tiếng nhất ở phương Tây gần như đều mắc phải chứng bệnh này. Dakis bảo mình là người tạng ở Thanh Hải, Tây Mễ thấy không giống lắm. Không giống người tạng, gương mặt hắn không có vẻ chân chất mộc mạc của dân tạng, cũng không giống người mông cổ. Có điều cũng không ai truy vấn hắn, sau khi hắn giết đội viên đội tuần tra núi cũng như giết linh dương tây tạng thì không còn ai dám nghi ngờ hắn là nội gián nằm vùng nữa. Tây Mễ thu ánh mắt lại, quay sang nhìn bàn tay Dakis. Tay hắn rất vững, trên con đường núi trồng trành rung lắc, bàn tay nắm vô lăng không hề động đậy, cẳng tay phải hồi trước có lẽ có một hình xăm, có điều giờ chỗ đó là một vết sẹo thịt dài, song không giống nốt bằng tia les. Thấy Tây Mễ chú ý nhìn mình, Dakis giơ tay lên quẹt quẹt mũi, nói, không đẹp được như hình xăm của đại ca đâu, hồi trước xăm con thần lằn, về sau sợ bị truy nã, sợ bị người ta nhận ra, liền lấy dao cắt luôn chỗ thịt ấy đi. Tây mễ không nói gì, tiếp tục ngắm nhìn trời xanh mây trắng và dòng sông đà đà như giải ngọc kia. Sau xe ngồi chật người, mắc cũng ở trong đám này. Khi ông chủ không có mặt, hắn cũng không dám làm ra vẻ khâm sai đại thần trước mặt cái đám liều mạng này hắn cẩn thận khuyên nhủ để Tây Mễ lên ngồi ghế lái phụ, còn mình thì ở phía sau với thiết quân, dù sao thì hắn cũng quen thiết quân một thời gian rồi. Ngồi trong thùng xe lắc lư, Mark nhớ lại nhiệm vụ ông chủ đã giao cho hắn nửa tháng trước, Mark, mày mang tấm bản đồ này đến Trung Quốc trước, chuyện này phải làm cho tốt. Ông chủ, sao không phép về cho xong, không thì scan lên máy tính cũng được, cần gì? Đồ ngu, mày biết cái gì chứ? Mày tưởng cục tình báo Trung ương Mỹ ăn phân mà sống hả? tấm bản đồ này chỉ cần dùng phương tiện điện tử truyền đi, nói không chừng đã lập tức bị bọn ấy biết ngay rồi. Nhưng mà, nếu trên đường, thế nên mới phải để mày đích thân mang đi, mày phải đảm bảo với ta không được để xảy ra sơ suất. Tôi, yên tâm, tấm bản đồ này là do đích thân tao vẽ, tao đã dở chút thủ đoạn lên đó rồi, cho dù có lọt vào tay cảnh sát Trung Quốc, bọn chúng chưa chắc đã hiểu được đâu. Có điều để đề phòng vạn nhất, mày vẫn phải đảm bảo tuyệt đối không để nó rơi vào tay bọn chúng con mẹ nó, nếu cả tấm bản đồ mà cũng không mang đi nổi thì mày còn được việc gì nữa chứ? Vâng. Còn nữa, đám người kia huấn luyện cũng kha khá rồi phải không? Đã đến lúc cho chúng ra ngoài hoạt động một chút rồi. Sau khi mang tấm bản đồ này tới Trung Quốc, mày hãy nghĩ cách đưa chúng đến khu vực Lâm Chi, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được thu hút sự chú ý của cảnh sát Trung Quốc. Ha ha ha, một chàng cười lớn làm mắt giật mình sực tỉnh đám người này đã bị giữ chân trong khe núi hoang vu không bóng người suốt hơn nửa năm dòng, từ lâu đã sắp phát điên lên rồi. Mặc dù Mark cũng sắp xếp một số trò vui, nhưng dù sao thì thế giới bên ngoài cũng đặc sắc hơn nhiều. So với đám lính đánh thuê của Merkin, bọn Hồ Lang còn đỡ hơn một chút, nói thế nào thì bọn chúng cũng đã quen phải lẩn trốn rồi. Nghe ông chủ kể, vào lúc không phải mùa săn, hay thời điểm bị truy đuổi gắt gao, bọn Hồ Lang này không có chỗ nào để đi, vậy là liền trốn trong hang động trên núi trong suốt nửa năm liền khiến đội điều tra lần nào cũng trở về tay trắng. Vì vậy mắc đặc biệt cẩn thận với tên Tây Mễ đứng đầu băng săn trộm này. Có thể khiến một đám liều mạng nằm yên trong hang núi lâu như vậy, sự nhẫn nại đó, uy thế đó, chính xác là chỉ có bộ đội đặc trùng siêu cấp mới làm nổi mà thôi. Đến giờ rốt cuộc cũng có thể ra khỏi khe núi đó, đám liều mạng này chen chúc trong thùng xe chật trội, dâm ran kể cho nhau những chuyện cười dâm tục nghe mãi cũng không biết chán, làm ra đủ thứ động tác tục tiếu, cố hết sức phát tiết tâm trạng được ra khỏi núi rừng trở về với nhân loại. Người cười lớn nhất là Ivan, còn cái tên giọng eo éo the thế, cứ nhảy qua nhảy lại trong thùng xe kia là nói nhiều nhất. Đầu hắn trông nhọn nhọn như quả chám, mặt gầy mà đen, mắt rất nhỏ, cằm nhọn hoắt, bất kể là nhìn từ góc nào, cái miệng hắn trông cũng to một cách quá đáng. Hơn nữa trong miệng hắn dường như lúc nào cũng đang nhai nhóp nhép thứ gì đó, mỗi khi cười liền lộ ra hàm răng đen đen vàng vàng khấp khỉnh không hiểu tại sao khi nhìn vào cái miệng đầy những răng của hắn mắc tưởng như đang nhìn vào cặp mắt ông chủ cả hai đều gây cho người khác cảm giác lạnh buốt trong tận đáy lòng bồ câu hoang món ngon đấy nướng hay hầm đều ngon cả dọc đường tên đó cứ huyên thuyên bất tuyệt chỉ cho đám người trong xe biết thứ nọ thứ kia nên ăn thế nào như thể là đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng về các món ăn vậy con bò yắc hoang kia nướng lên đảm bảo là cực ngon còn la hoang này mà tùng xẻo thì ngon nhất luôn vịt thu xa, bọn vịt thu xa dưới sông kia mà hấp cách thủy thì ngon tuyệt. Còn cả cá nhảy sông nữa chứ, nhất định là mấy người chưa ăn bao giờ rồi, nhạn đầu đốm, nấu canh ngon lắm, sao không thấy con rắn nào nhỉ, không thì có thể làm bát canh rắn được rồi. Tóm lại là các loài động vật hoang dã dọc đường đều bị hắn sắt xếp thành đủ các món ăn, cả chim sẻ và chuột núi cũng không bỏ qua. Mắc nhủ thầm trong bụng, giả như sauce mà ở đây, không chừng đã giết luôn cái thằng lắm mồm này đi rồi. Ông chủ từng nói với hắn, người điều khiển thú vật là một nghề nghiệp hết sức kỳ quái. Bọn họ có thể ở chung một chỗ, hòa mình vào giữa đàn thú, song ngược lại, cũng không hề nương tay chút nào khi dùng các loại động vật thảm sát con người. Thấy tên kia vẫn đang hưng phấn tưởng tượng các loài động vật cả đám gặp trên đường thành các món cao lương mỹ vị, mắc không nhịn được hỏi thiết quân, thằng kia là ai đấy? Chính là cái thằng vẫn nói từ nãy đến giờ ấy. Thiết quân cười cười đáp, hắn tên là Lâm Nhân, quê Quảng Đông, là thành viên cấp cao của Hồ Lang, đừng nhìn bề ngoài hắn gầy đét ra như thế, lúc ra tay thì không hàm hồ chút nào đâu. Nghe nói trước khi gia nhập hồ lang hắn đã đi khắp toàn quốc săn trộm động vật hoang dã rồi. Hắn từng tự nhận rằng, ở Trung Quốc, chỉ cần là động vật người ta biết đến, tất thảy đều vào miệng gã cả rồi, chẳng hạn cái gì mà gấu trúc, vượn đen tơ vàng, hổ đông bắc, cá tầm trung hoa. Lâm nhân nghe bọn hắn nói chuyện, liền nhảy vô tới, dương dương đắc ý nói, thế có đáng gì, toàn món bình thường cả, tôi còn ăn kiến ở Vân Nam, ăn rết ở nhi xương, đổ rượu, ăn sống, ăn xong còn cảm thấy nó bỏ qua bỏ lại trong dạ dày nữa cơ. Ở Quý Châu thì ăn ốc sen, đặc sản vùng ấy là một loài ốc sen không có vỏ, toàn thân đen bóng, đại khái to bằng đầu ngón tay này, thịt nó thì. Nghe những loại món ăn ly kỳ cổ quái tuôn ra từ cái miệng toàn răng vàng răng đen ấy, mắc chợt cảm thấy buồn nôn. Mấy tháng sau, chắc Mộc Cường Ba đến tìm gặp Lạt Ma Á La. Mặc dù đã nắm bắt được các đặc trưng cơ bản của cơ quan học, nhưng chắc Mộc Cường ba trước sau vẫn không thể quên được huyết trì mà họ trông thấy trong địa cung Ahot. Gã còn nhớ Lạt Ma Á La đã từng nói, đó mới là cơ quan chân chính. Đến bây giờ, đã học được rất nhiều kiến thức lý thuyết, đồng thời cũng có không ít kinh nghiệm thực tiễn, gã vẫn không thể hiểu thấu huyết trì rốt cuộc là thứ gì. Nhưng cảnh tượng đầy máu tanh và tàn nhẫn đó quả thật khiến người ta kinh hồn bạt vía. Vì vậy, hôm nay gã định tìm ông hỏi cho rõ ngọn ngành. Trên bãi huấn luyện, Trương Lập và Nhạc Dương đang bố trí một cạm bẫy liên hoàn vừa mới học được. Ba tang đứng bên cạnh góp ý, Trác Mộc Cường Ba và Lạt Ma Á La ngồi trên hai cái đôn đá nhìn họ từ đằng xa. Gã nói, đại sư, ngài còn nhớ huyết chỉ ở tầng 5 trong địa cung a Hút không? Lạt Ma Á La nhìn Trương Lập đang lắp giá đỡ, ở ờ một tiếng, đoạn hỏi, cậu muốn hỏi gì vậy? Trác Mộc Cường Ba nói, tôi muốn biết biết huyết chỉ rốt cuộc là thứ gì? Lạt ma á La giờ mới quay đầu nhìn gã, ngạc nhiên thốt lên tại sao đột nhiên lại muốn hỏi vấn đề này trác mộc cường ba đáp chúng tôi đã học cơ quan học từ rất lâu rồi nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn chưa có khái niệm gì về huyết trì cả tôi còn nhớ đại sư đã từng nói chỉ huyết trì mới có thể coi là cơ quan chân chính vậy nguyên lý của nó là thế nào rốt cuộc là nó dùng để làm gì lạt ma á la nói với những gì cậu nắm được lúc này cậu cảm thấy tác dụng chủ yếu của các loại cơ quan hàm nghĩa hẹp mà chúng ta học tập là gì Trác Mộc Cường ba nghĩ ngợi dây lát rồi nói, hình như vẫn là để giết người, à không, chủ yếu là để vây khốn hoặc làm tổn thương vật săn chạm phải chốt lấy thì đúng hơn. Lạt Ma Á la lắc đầu nói, không hẳn thế, các loại cơ quan mang nghĩa hẹp hiện nay, chúng ta đã học được có hai tác dụng chủ yếu. Thứ nhất, chính là điều cậu vừa nói, người chạm phải cơ quan sẽ gặp phải phiền phức, còn thứ hai, chính là để bảo vệ một số đồ vật không bị kẻ khác lấy đi hoặc hủy hoại, tác dụng như một ổ khóa vậy huyết trì, chính là loại cơ quan có tác dụng này. Tôi có thể cho cậu biết một điều, hệ thống khóa của huyết trì tuyệt đối không kém hệ thống nhận dạng vân tay hiện đại bây giờ đâu, thậm chí còn đạt đến mức độ tinh vi như hệ thống nhận dạng gen nữa cơ. Hả, chắc một cường ba khẽ kêu lên một tiếng, ghê gớm vậy cơ à. Lạt ma á la gật đầu, cậu còn nhớ cánh cửa đó mở ra thế nào đấy chứ? Những tảng đá vốn là màu trắng cuối cùng toàn bộ thành màu đỏ, sau đó cửa liền mở ra, có đúng không? Trác Mộc Cường ba khẽ gật đầu. Lạt Ma Á La lại nói tiếp, thực ra bên ngoài cánh cửa đá đó còn một tầng vật chất khác nữa, thứ đó là cái gì thì tạm thời tôi không thể cho cậu biết được, cậu cứ coi nó như một loại sợi có thể co giãn cũng được. Lực co giãn của loại sợi này rất lớn, giống như bắp thịt của con người vậy. Khi chúng co lại hết cỡ, một sợi to như sợi mì có thể nhấc được tảng đá nặng mấy chục kilogram, cánh cửa khổng lồ đó chính là được mở ra bằng cách ấy. Trác Mộc Cường ba chỉ gật đầu không nói cánh cửa khổng lồ hình khung xương ấy kiên cố dị thường chỉ sợ xe tải cũng chưa chắc có thể một lần hút đổ luôn vậy mà lại bị thứ sợi đó sơi sơi kéo ra như vậy lực co giãn ấy quả là kinh người lạt ma á la nói tiếp thế nhưng muốn làm thứ sợi co giãn ấy chất lỏng bình thường không có tác dụng cần phải dùng trác mộc cường ba thốt lên máu chẳng trách nó được gọi là huyết trì lạt ma á la sửa lại máu người nhưng không phải toàn bộ cậu có biết trong máu người có bao nhiêu loại vật chất không Trác Mộc Cường ba đáp, hồng cầu, còn có, còn có. Có gì nữa nhỉ? Lạt Ma Á là mỉm cười, nhiều lắm, tôi nói như thế này nhé, số lượng các vật chất trong máu người nhiều không kể xiết, chỉ riêng các loại y học hiện đại thường dùng đã có tới mấy chục rồi, hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, mấy chục loại protein làm đông máu, protein chống đông máu cũng có mấy chục loại, ngoài ra còn các nguyên tố vi lượng, kháng nguyên thể, mấy thứ này thì còn nhiều hơn nữa. Còn huyết trì, chính là dùng các cơ quan khác nhau trong cơ thể người, tiến hành lọc máu, cuối cùng sẽ có được một loại dịch thể màu đỏ, bởi vì chưa phân tích cụ thể bao giờ, nên tôi chỉ đoán có lẽ trong đó chứa hồng cầu và một số loại protein chống đông máu, mà chỉ có loại dịch thể màu đỏ này mới có thể khiến thứ sợi kia có rút hết cỡ mà thôi. Chắc Mộc Cường ba nghe mà đần thối mặt, vội hỏi, đại sư sao lại hiểu rõ về huyết trì vậy? Lạt ma á là điềm đạm mỉm cười, cậu có biết cái huyết trì nguyên vẹn đầu tiên được khai quật ở đâu không? Huyện Mặc Thoát ở Tây Tạng đấy. Vì vậy, tôi có thể khẳng định địa cung Ahatput và tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu kia có quan hệ tất yếu. Dựa theo kết quả khảo chứng trước mắt, huyết trì rất có thể là dụng cụ tế lễ của một số giáo phái cổ xưa đã tiêu vong rất lâu ở Tây Tạng. Lạt Ma Á la nhổ người đứng dậy, nhìn ra phía bãi huấn luyện nói: Hiểu biết của tôi về huyết trì cũng chỉ giới hạn ở bề ngoài thế thôi, toàn bộ chỉ có vậy. Có điều đã nói tới đây, đã học môn cơ quan học này một thời gian dài như vậy cậu cho rằng chỗ lợi hại của cơ quan nằm ở đâu, cường ba thiếu ra. Chắc một cường ba ngước mắt nhìn ra bãi huấn luyện phía xa, mấy người bọn trương lập đã bố trí xong cả bẫy, chỉ thấy giữa bãi cỏ là một lùm cây bụi, hoàn toàn không hề có dấu tích của sự nguy hiểm chút nào. Nhạc dương mở cửa lồng, thả con thỏ hoang làm thí nghiệm ra. Con thỏ vừa ra khỏi lồng, liền nhanh chóng chạy vào chỗ kín ẩn nấp, không ngờ bên dưới bóng cây nhân tạo kia chính là chốt lẫy của cơ quan, cả bụi cây đổ sập xuống. Con thỏ cũng cực kỳ nhanh nhẹn, lập tức đảo sang bên trái, lưới thép phía trước liền tưng một tiếng bung vọt lên, thỏ hoang tức khắc dừng chân, lăn tròn một vòng dưới đất, đảo ngược đường lao sang bên phải. Phía bãi cỏ bỗng đầu bật lên một miếng ván gỗ chặn ngay trước mặt con thỏ, con vật không kịp dừng bước, húc thẳng vào đấy. Cú va chạm làm con thỏ hoang váng đầu váng mặt, lảo đảo mấy lượt, thấy ván gỗ đổ ụp xuống, vội chạy đi, nào ngờ cọc gỗ dưới đất lại liên tiếp nhô lên, chặn đứng đường lui của nó con thỏ hoang cũng khá nhanh nhẹn lách bên trái né bên phải vừa mới thoát được vòng vây của cọc gỗ thì đã thấy phía trước một cái hang liền không nghĩ ngợi gì đã chui tọt vào trong ấy cửa sắt đóng sập lại con thỏ lại trở về lồng của nó nhạc dương trương lập và cả ba tăng cười cười bàn luận xem ra cơ quan tổ hợp này đã thiết kế thành công rồi trác một cường ba hồi tưởng lại cả quá trình ấy đột nhiên thốt lên a à, tôi hiểu rồi chỗ đáng sợ nhất của cơ quan chính là ở tính bí mật của nó Lạt Ma Á là hài lòng gật gật đầu, đúng vậy, cường ba thiếu gia, cậu đã nắm được yếu quyết của cơ quan học rồi đó. Chỗ đáng sợ của cơ quan, chính là cậu không nhìn thấy nó. Khi cậu phát hiện ra đó là một cơ quan, thì nguy hiểm cũng theo đó mà giảm xuống đáng kể rồi. Quá trình phá giải cơ quan, thực chất chính là quá trình đấu trí đấu lực với người thiết kế nên cơ quan ấy. Hai bên đều không nhìn thấy đối thủ, nhưng lại phải suy nghĩ xem đối phương có thể nghĩ tới những vấn đề gì, hay có vấn đề gì y không nghĩ tới giống như lúc ở tầng 6 địa cung a chúng ta lặn xuống nước như vậy thực ra là rất mạo hiểm, nhưng lúc ấy thì chúng ta hết cách rồi, đó là đường ra duy nhất của mọi người, nên đành liều đánh cược một phen. Được rồi, hôm nay nói tới đây thôi, mấy người trong nhóm gọi cậu kia. Trương Lập đang đứng phía xa vẫy vẫy tay gọi Trác Mộc Cường Ba tới. Bước ngoặt mới, Trác Mộc Cường Ba đứng ngẩn người ra một lúc, nghiền ngẫm lại những lời lạt ma á la vừa nói, chỗ đáng sợ của cơ quan, chính là cậu không nhìn thấy nó, đồng thời lời cảnh báo của ba ba tô cũng vọng lại bên tai gã, kẻ thù đáng sợ thực sự, là những thứ ta không nhìn thấy, điểm chung của hai thứ này, chính là phát hiện. Những lời này không hiểu sao gã cảm thấy rất quen thuộc, tựa hồ như trong một thời gian, ngày nào cũng có người nhắc nhở gã vậy. Trương Lập chạy tới, cười cười nói, cường ba thiếu ra, có thấy cơ quan tổ hợp của chúng tôi không? Coi là thành công được chưa nhỉ? Ừm, um, chắc một cường ba khẽ đáp một tiếng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi vô cùng mạnh mẽ rất nhiều sự việc xảy ra trong quá khứ, rất nhiều điều đến nay gã không thể nào lý giải nổi, từng sự kiện một hiện lên trong tâm trí, nỗi sợ ấy còn đáng sợ hơn cả khi gã đối diện với người đàn ông có đôi mắt như của loài rắn độc và tên thổi rắn ở Putumayo kia, bởi bản thân gã xưa nay chưa từng có cảm giác như vậy bao giờ cả. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Tại sao có thể khiến gã trào dâng một nỗi phát xuất từ sâu thẳm nội tâm? Đầu óc chắc một cường ba tức khác chìm vào u mê hỗn độn, muốn bình tâm tĩnh trí lại thì chỉ càng thêm rối loạn. Lúc này, Lữ Cánh Nam bước qua bên cạnh hai người, Trương Lập vội đứng thẳng người, cung kính nói: "Giáo quan." Mọi lần thì Lữ Cánh Nam bao giờ cũng đáp lại, nhưng lần này dường như cô không hề nghe thấy, thậm chí cả nét mặt bần thần hỗn loạn của Trác Mộc Cường ba cô cũng không chú ý đến, mà dạo bước đi thẳng qua. Lữ Cánh Nam nhanh chóng đuổi theo Lạt Ma Á La, đánh mắt ra hiệu, vị sư già hiểu ý, liền đi theo vào văn phòng của cô. Lạt Ma Á La vừa bước vào cửa, lữ cánh nam đã không sao kìm nén nổi cảm giác kích động trong lòng trực tiếp nói luôn đại nhân có hai việc hết sức quan trọng mơ Kinh đến trung quốc rồi hả lạt ma á là cũng lập tức trở nên nghiêm túc mặc dù không biết khoảng thời gian này mơ Kinh đã đi đâu làm những chuyện gì nhưng một khi y đã xuất hiện ở trung quốc chắc chắn là tên này sẽ có hành động gì đó lạt ma á là điềm tính hỏi tiếp còn một chuyện nữa là gì lữ cánh nam gật đầu đáp hôm kia có người báo cáo ở biên giới thanh tạng có kẻ khả nghi đoán là một băng săn trộm thế nên công an của chúng ta đã tiến hành tấn công đột kích một đám người thân phận bất minh hoảng loạn bỏ chạy không phát hiện ra động vật hoang dã nào nhưng đã tìm thấy một tấm bản đồ các chuyên gia cho rằng bản đồ này có liên quan đến tây tạng cổ đại nên đã giao cho nhóm nghiên cứu còn có mang theo bản sau đây đại nhân xem lạt ma á là cầm tấm bản đồ lên lầm bẩm nói hình như là một tấm bản đồ hàng hải cổ chú thích này là ô oh. Hả, đây là, cánh tay vị sư già đột nhiên run lẩy bẩy, kinh ngạc thốt lên, không thể nào, không thể nào như vậy được. Tấm bản đồ này sao lại đột nhiên xuất hiện chứ? Chẳng lẽ đúng là ý trời hay sao? Lữ cánh nam nói, đại nhân, ngài cho rằng việc tấm bản đồ này đột nhiên xuất hiện liệu có liên quan gì đến chuyện mực kinh bất ngờ trở về nước hay không? Lạt ma á la nói, ý của con là. Lữ cánh nam nói, trong báo cáo của nhóm nghiên cứu gửi đến, trong tay bọn họ là tấm bản đồ gốc, một tấm bản đồ hàng hải được dân tạng cổ vẽ trên da sói từ trên một ngàn năm trước. Theo phán đoán của con, Merkin không dám mạo hiểm mang tấm bản đồ này xuất hiện, mà thông qua phương thức khác, trước tiên là chuyển bản đồ đến đất nước chúng ta, sau đó y mới tới, chỉ là y không ngờ được mình đã ủy thác sai người, cho nên. Lạt ma á la vỗ tay nói, không sai được đâu. Tấm bản đồ này nhất định đã được lấy ra từ trong địa cung Ahatput, chính là kẻ xuất hiện cuối cùng đó, mặc dù ta chỉ trông thấy bóng lưng hắn thôi, nhưng kẻ ấy thật vô cùng đáng sợ, toàn thân toát ra một thứ mùi vị tà quái khó hiểu. Hắn là người của tổ chức kia, một trong 13 người. Hắn là người ở trong lăng tầm ấy lâu nhất, chắc chắn là đã phát hiện ra điểm gì mà chúng ta sơ suất bỏ qua. Đáng lẽ ta phải nghĩ ra lâu rồi mới phải, kẻ ấy tuyệt đối không thể là quân du kích, chẳng trách Merkin lại không xuất hiện. Thì ra đã có kẻ khác đến địa cung Ahatput rồi, mục đích chính là mở cánh cửa lần trước bọn chúng chưa mở ra được kia. Lữ cánh nam liền hỏi, có lẽ nào tấm bản đồ ấy chính là tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu hay sao? Lạt ma á la đáp, chuyện này khó nói lắm, nhưng tin tức xuất hiện bất ngờ này sẽ lấp đầy rất nhiều điểm còn trống trong điều tra của chúng ta, nói thế nào thì nói, chúng ta cũng càng lúc càng đến gần mục tiêu rồi. Bây giờ thì ta đã hoàn toàn minh bạch, chính kẻ kia đã đưa bản đồ cho Merkin, hoặc là bọn đi cùng vùi đầu nghiên cứu, hơn nửa năm nay, sau khi đã hiểu được bản đồ nói gì, bọn y mới đến Trung Quốc. Thật đúng là lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt, bọn y có năng lực mấy cũng chẳng thể nào ngờ nổi, tấm bản đồ ấy cuối cùng lại lọt vào tay chúng ta. Lữ cánh nam nói, dưới sự chỉ dẫn của Đức Phật toàn năng, ánh sáng mãi mãi ở phía chúng ta. Lạt ma á la nói, không thể do dự được nữa, nói với nhóm nghiên cứu, cần phải lập tức làm rõ xem rốt cuộc trên bản đồ ẩn chứa thông tin gì. Lần này chúng ta đã bị chúng bỏ lại sau lưng rồi, à, báo với các thành viên trong nhóm, cần chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát bất cứ lúc nào. Vâng. Cùng thời điểm đó, ở một nơi hoang vắng không bóng người, Merkin lớn tiếng chửi vào điện thoại, mắc. Mày là đồ ngu xuẩn, tao phải lột ra mày. Một chuyện bí mật như vậy, không ngờ lại để mày làm lộ ra hết cả. Tao thật không thể nào hiểu nổi tại sao mình lại cho một thằng ngu như mày đi theo lâu như thế nữa. Trong ống nghe vang lên giọng sợ sệt của Mark, chính. Chính vì ẩn mật quá, bọn họ cũng làm rất cẩn thận, lúc đi trên đường luôn quan sát xem có ai theo dõi không. Không ngờ, không ngờ, lại khiến cảnh sát Trung Quốc chú ý đến Ông chủ Cạch Merkin dập mạnh ống nghe xuống Nhìn điệu bộ y Như thể muốn đấm một phát cho nát bấy cái điện thoại ra vậy Sao vậy hả Giọng sauce lành lạnh như băng cất lên trong một góc u ám Merkin hằn học nói Mất bản đồ rồi Tấm bản đồ ấy đã rơi vào tay cảnh sát Trung Quốc Cái thằng mắc ấy đã theo tôi bao nhiêu năm Vậy mà một chút chuyện nhỏ vậy cũng không làm cho xong Thật đúng là ngu xuẩn hết chỗ nói còn cả đám lợn Trung Quốc được huấn luyện đặc biệt kia nữa chứ, đúng là một thằng ngu lớn dắt theo một lũ ngu nhỏ. Sos phi cười thành tiếng, thầm nhủ, không hiểu thằng cha Merkin này đang nói đám thuộc hạ hay nói chính hắn nữa. Chỉ nghe y chậm rãi nói, không can hệ gì, chúng ta đã nghiên cứu đi nghiên cứu lại tấm bản đồ đó bao nhiêu lần rồi, không có thì cũng vẫn tìm được thôi. Merkin nói, tôi không lo chuyện này, vấn đề là tấm bản đồ đó sẽ nhanh chóng rơi vào tay bọn người ở Tây Tạng kia ấy chứ. Sauce bật cười, thế thì sao chứ, bọn chúng cũng phải làm rõ được ý nghĩa của tấm bản đồ trước đã, chỉ sợ cũng phải mất một thời gian, mà trong khoảng thời gian đó, chúng ta đã sớm lấy được thứ mình cần, nếu đúng là có thứ ấy. Sau đó, chúng ta sẽ có thể, trực tiếp đến bạc ba la thần miếu rồi. Merkin vẫn lo lắng nói, vấn đề là, số lượng thông tin mà chúng nắm giữ trong tay lớn hơn của chúng ta rất nhiều. Nói ngay lần này thôi, nếu không phải tôi nhận được tin tức. Biết chuyện tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu kia đã được người tạng cổ mang đến châu Mỹ, e là đến giờ chúng ta cũng không thể nào lý giải được tại sao trong địa cung người Maya lại xuất hiện bản đồ do người Tây Tạng vẽ ra nữa. Sos trầm ngâm nói, ừm, um, anh nói cũng phải, xem ra phán đoán đầu tiên của chúng ta đã sai lầm, đám người đó nghiên cứu bạc ba la thần miếu không chỉ mới một hai năm mà đã nghiên cứu cả một thời gian dài rồi. Nói không chừng, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi chúng đã dịch được thông tin trên tấm bản đồ ấy cũng nên có điều như vậy đâu có sao, đằng nào cũng có mấy nơi khác nhau cơ mà, chúng ta cứ đánh cược một phen đi, xem bên nào tìm được chìa khóa cuối cùng dẫn đến bạc ba la thần miếu trước. Y nhổm dậy hít một hơi dài, cái bóng màu xám trong góc tối toát lên vẻ lạnh lùng cô độc, chỉ nghe Y trầm chậm, chậm nói, Ben, thời gian nghiên cứu về Tây Tạng của anh dài hơn tôi, anh cho rằng chỗ nào là nơi có khả năng cất giấu bản đồ nhất. Khóe miệng mất kinh nhếch lên, lộ ra một nụ cười, mặc thoát. Đồng thời lấy di động ra báo cho mắt. Gọi cho bọn ngu xuẩn đã được huấn luyện kia đi, chúng ta xuất phát. Lần này Lữ Cánh Nam không giấu các thành viên trong nhóm nữa, tin tức mau chóng thông qua con đường truyền miệng đến tai từng người một. Hai ngày sau, khi Trác Mộc Cường Ba nghe được tin tức từ chỗ nhạc dương, liền lập tức báo ngay cho giáo sư Phương Tân vẫn đang vùi đầu nghiên cứu về địa cung của người Mai Ha. Đẩy cánh cửa phòng giáo sư, Trác Mộc Cường Ba cao giọng nói, thầy giáo, có tin tức mới, có thể chúng ta sắp xuất phát đến nơi rồi. Gian phòng hết sức bừa bộn. Giáo sư đang ngồi trước màn hình máy tính, nhìn lướt qua đâu đâu cũng thấy các tài liệu về văn minh Maya. Ông ngoảnh đầu, chỉnh lại gọng kính trên mũi, những nếp nhăn trên trán và mái tóc điểm bạc khiến Trác Mộc Cường ba không khỏi bồi hồi xúc động. Gã hiểu được, vì gã, người thầy này đã bỏ ra quá nhiều công sức, tình nghĩa giữa gã và giáo sư Phương Tân, một chữ cảm kích thôi thật không thể biểu đạt nổi. Giáo sư Phương Tân gỡ chiếc kính xuống, hỏi, "Ừm, um, lần này lại có tin gì thế?" Trác Mộc Cường ba không giấu nổi niềm hân hoan, nghe nói là có đầu mối mới rồi, hình như là một tấm bản đồ hay gì đó thì phải. Ồ, giáo sư Phương Tân Trầm Tư nói, Cường ba à, khoảng thời gian này, tôi có trao đổi kinh nghiệm với mấy người bên nhóm nghiên cứu, đồng thời cũng cùng một số người bạn nghiên cứu thêm, chúng tôi phát hiện ra, cái nơi gọi là bạc ba la thần miếu này, thật không hề đơn giản như chúng ta hằng tưởng tượng đâu. Trác Mộc Cường ba ngồi xuống trước bàn, nhìn gương mặt già nua đi rõ rết của ông, nói, Thầy giáo, thầy mệt mỏi quá rồi, cứ như vậy sức khỏe không trụ nổi đâu, mà cũng làm tôi thấy ái náy trong lòng nữa. Giáo sư Phương Tân rụi rụi rử ở khóe mắt, cũng hết cách rồi, cường ba ạ, à, cậu vẫn chưa nắm được toàn bộ biến hóa của sự kiện này à? Ông ngoảnh đầu lại nghiêm túc nói, ngại lực khác đi rồi, ông ta không chỉ là giáo quan huấn luyện chúng ta, mà còn là thành phần cốt cán cùng cả nhóm lên đường, anh ta đi khỏi đây, chứng tỏ cấp trên đã truyền đạt xuống đây một tín hiệu rồi. Thời gian kéo dài quá lâu. Sự nhẫn nại của cấp trên cũng có hạn thôi, thứ họ muốn nhìn thấy không phải là sự trưởng thành của mấy người chúng ta đây, mà là một thứ có thể khiến người ta phấn chấn thực sự, thế nhưng cho đến tận bây giờ, chúng ta vẫn cứ mãi dậm chân tại chỗ. Vì vậy, trước mắt là nguy khốn trùng trùng, phải tận dụng hết mọi thời gian, nhân lúc còn có thể lợi dụng được nguồn tư liệu quý giá này, chúng ta cần tranh thủ trao đổi nhiều hơn với đám chuyên gia kia, hòng có được những tài liệu muốn có. Những thứ ấy, ở nơi khác chúng ta không thể nào tra ra được đâu. Trác Mộc Cường Ba đặt tay lên vai giáo sư, gật đầu nói, tôi biết, tôi biết, kể từ khi bắt đầu tìm kiếm tử kỳ lân, toàn bộ sự việc đều trở nên phức tạp, hơn nữa lại còn càng ngày càng phức tạp hơn. Thế nhưng, chúng ta, vẫn để đang sống khỏe mạnh mà, chẳng phải vậy sao? Và lại, chúng ta cũng đang ngày một tiến gần mục tiêu hơn rồi còn gì? Trải qua một đợt huấn luyện địa ngục, khó khăn lắm mới thoát ra được, cuối cùng cũng coi như có một bước tiến mới, tâm trạng Trác Mộc Cường Ba đương nhiên là hết sức tốt giáo sư Phương Tân thầm tán thưởng trong lòng, kiên nhẫn bền bỉ, đây mới chính là cường ba mà tôi biết chứ. Ông mở máy tính ra nói, trước mắt, đối với việc nghiên cứu văn hóa Maya, phía nhóm nghiên cứu không có tiến triển gì lớn lắm, dù sao họ cũng là chuyên gia về tảng học chứ không phải chuyên gia về văn minh Maya. Bạn bè tôi giúp liên hệ với một số người chuyên nghiên cứu văn hóa Maya, mỗi người đã nhận được một phần của băng video ấy, và đều gặp phải trở ngại khi xem những chữ khác trong hầm mộ. Đầu tiên là văn tự ấy không phải là văn tự Maya truyền thống mà đã có một số biến đổi, tệ hơn nữa là trong số ấy còn xuất hiện gần 100 ký hiệu bọn họ chưa từng trông thấy bao giờ, vì vậy muốn giải dịch ra cũng có độ khó nhất định. Có điều, tư liệu hình ảnh tôi chụp lại ở chỗ thạch trận khổng lồ thì đã được dịch ra một phần rồi, cậu xem này. Trác Mộc Cường ba nhận lấy phần tư liệu, chỉ thấy trên các ký hiệu chi chít những đoạn chú thích, phần văn bản dịch ra ở dưới là: Vầng dương đỏ như máu chìm xuống trời tây bên trên cánh rừng sâu xanh thẳm như mực là những áng mây xám xịt. Tộc trưởng đã sắp qua đời, ông hạ lệnh, xây cho ta một căn phòng bằng đá dưới đất sâu, nhỏ thôi nhưng phải kiên cố, mặc cho ta chiếc áo lớn tượng trưng cho vương quyền, rồi đặt ta vào đó, giống như ta vẫn sống, chẳng qua chỉ là ngủ thiếp một giấc dài mà thôi. Bên cạnh hãy đặt chiếc bát đá, bàn ăn và con dao bằng đá lửa, rồi hãy đóng hầm mộ lại theo đúng tập tục của chúng ta, tiếp tục đi con đường của các người, mong rằng các người sẽ tìm thấy thánh thành trong năm ca tới đây ta sẽ mãi ở trên bầu trời quan sát các người, vĩnh viễn chúc phúc cho các người. Tất cả đều được làm theo mệnh lệnh của ông, người ta đào một cái hố lớn, xây một căn nhà đá mái tròn dưới đó, bên ngoài nhà đá dựng một tấm bảng đá trên khắc hình chim quyên xanh và rất nhiều động vật khác, từ chỗ thấp nhất lên đỉnh, xây thành ba bậc bình đài, mỗi bậc đều có cầu thang xoáy xung quanh. Ở giữa gian nhà đá, những bức tường trắng và cây cột được điêu khắc tinh tế tỉ mỉ tạo thành một gian phòng đá kín, trên tường có vẽ những sự tích vĩ đại của tộc trưởng Người đã lãnh đạo bộ tộc của mình tìm kiếm quê hương mới. Chính nhờ sự anh minh và dũng cảm của ông, bộ tộc họ mới được sinh sôi phát triển. Trong gian phòng đá này, mọi người trong bộ tộc y theo mệnh lệnh cuối cùng của người, mặc cho ông chiếc áo lớn tượng trưng cho vương quyền, đặt ông nằm giữa hầm mộ, sau đó cử hành nghi thức cổ xưa rồi đóng cửa hầm mộ lại, trên hầm mộ ném cây giáo gãy, cuộn lại và xé rách lá chiến kỳ nổi danh lừng lẫy của ông, để tiếng quát mạnh mẽ của tộc trưởng mãi mãi bầu bạn bên người. Sau đó, mọi người san lấp hố, xây bên trên một ngôi đền bằng đá, có trụ đá ghi niên kỷ và những bức tường đá trắng sáng bóng. Sau khi hoàn tất mọi việc, dân tộc kiên cường bất khuất này lại tiếp tục tiến vào rừng sâu thăm thẳm dưới sự lãnh đạo của một thủ lĩnh mới. Trác Mộc Cường ba đọc tới đây, lẩm bẩm nói, giống như thánh ca của người cu nhưng lại khác với những gì chúng ta nhìn thấy. Giáo sư Phương Tân gật đầu, ừm, um, đây chỉ là nội dung trên ba cây trụ đá trắng thôi, những nội dung khác vẫn đang được gấp rút tiến hành giải mã và dịch ra, tin rằng không lâu nữa sẽ có kết quả thôi. Còn một thứ nữa, còn nhớ loài động vật châu không ra châu lợn không ra lợn mà cậu nhìn thấy trong cấm địa AH Hút không? Trác Mộc Cường Ba nói ngay, đương nhiên là nhớ, hình như không phải động vật ăn thịt đúng không? Giáo sư Phương Tân nói, đối với những nhà nghiên cứu Nam Mỹ, đó đã không còn là bí mật nữa rồi. Loài động vật ấy gọi là châu lợn, từ những năm 30 của thế kỷ trước đã có người phát hiện ra, cũng là một loại động vật mà các nhà khoa học cho rằng đã tuyệt chủng từ 7 đến 10 ngàn năm trước, cùng thời với voi ma mút, thổ dân bản địa thường săn bắn làm thức ăn. Về sau đội khảo sát vào rừng tìm kiếm, nhưng không có kết quả gì, cho đến nay vẫn còn một số nhà động vật học đang tìm kiếm nó đấy. Lúc này, Trương Lập mừng vui khấp khởi chạy vào, cuống quyết nói, giáo sư, cường ba thiếu gia, mau ra đây, giáo quan sắp tuyên bố rồi, tin tức tốt đấy. Mọi người tập trung cả về gian phòng học lớn. Lữ Cánh Nam nói với học viên bằng giọng hòa nhã nhất có thể, có lẽ trong các bạn cũng có người biết rồi. Mấy hôm trước, đối thủ của chúng ta Ben đã đến Trung Quốc, đồng thời, công an Trung Quốc chúng ta cũng tìm được một tấm bản đồ chú thích bằng tiếng Tạng cổ, nói chính xác hơn, đó là một tấm bản đồ hàng hải, sau khi được các chuyên gia trong nhóm nghiên cứu ngày đêm không ngừng tìm hiểu, cuối cùng chúng ta đã phát hiện ra được vấn đề quan trọng nhất. Lữ Cánh Nam dừng lời, chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp bên dưới, lại tiếp tục nói nếu kết quả của nhóm nghiên cứu là chính xác, thì tấm bản đồ đó là do vị sứ giả có nhiệm vụ mang tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu đến châu Mỹ chôn giấu. Trong thời gian ở Maya, dựa vào trí nhớ siêu phàm của mình vẽ nên con đường ông đã đi qua. Vị sứ giả ấy thuở sinh tiền át hẳn là một vị trí giả, ông đã vẽ bản đồ của vùng Tây Tạng vệ hết sức tường tận rạch ròi, mặc dù không thể so với bản đồ ngày nay, nhưng cũng đủ cho chúng ta hiểu được đại khái. Còn hình dạng của các quốc gia châu Á khác và châu Mỹ thì lại hết sức cổ quái, làm các chuyên gia của chúng ta phải vắt hết tâm tư mới nhận ra rằng, đây là hình tượng của hai châu lục lớn này trong mắt người xưa. Nhưng nếu những suy đoán về tấm bản đồ hàng hải này là đúng, thì các địa điểm quan trọng chú thích trên đó lại khiến người ta thật không sao hiểu nổi. Kết hợp với rất nhiều tư liệu khác, nhóm nghiên cứu của chúng ta đưa ra kết luận rằng, vị sứ giả kia sau khi đến Bạch Thành lo rằng mình không thể trở về Tây Tạng lấy thành vật khác đi, nên đã dùng trí tuệ của mình vẽ nên tấm bản đồ này. Chắc ông ta giao cho người mình tin cậy nhất trong Bạch Thành sau đó mới trở về Tây Tạng, nhất định đã dặn dò người ở lại rằng, bao nhiêu năm sau đó, nếu có đủ năng lực, hãy đến Tây Tạng xem thử những thứ này thứ kia có còn ở đấy hay không, nếu không còn thì phải làm thế nào. Trong đó có ba nơi cực kỳ quan trọng, sau nhiều tranh luận, chúng tôi cho rằng, một là di chỉ cổ cách ở khu vực A Lý hiện nay, một là quần thể cổ mộ ở huyện Lạp Tư, khu vực Si Gây ngày nay, còn nơi cuối cùng thì nằm ở Mạc Thoát, khu vực Lâm Chi ngày nay. Di Hà cặp mắt chắc một cường ba như muốn lồi hẳn ra ngoài gã kinh ngạc thốt lên vậy chẳng phải là đánh dấu cả ba vùng tạng vệ vào rồi hay sao khu vực a lý nằm ở phía tây đất tạng trên biên giới tra ngấn xây thì ở miền trung tây tạng còn lâm chi thì ở phía đông như vậy phạm vi đánh dấu của tấm bản đồ này đã bao trùm cả tây tạng mấy ngàn cây số vuông rồi nhạc dương cũng nói nhưng vị sứ giả năm ấy chẳng phải đã bình an trở về rồi hay sao vậy chắc ông ta đã mang đi những tín vật còn lại rồi cho dù không phải ông ta thì những nhà thám hiểm trước chúng ta có lẽ cũng mang đi mất rồi. Chúng ta còn đi. Lữ cánh nam ngắt lời. Đúng vậy, trong cổ cách kim thư chép là vị sứ giả kia có trở về thật, nhưng sau khi trở về lại không hề rời khỏi cổ cách. Hơn nữa chẳng bao lâu sau thì đã qua đời, sách chép rằng uất bi thương mà chết. Vì vậy có thể đoán rằng ông ta vẫn chưa kịp đến những nơi khác. Có điều chúng ta không còn thời gian nữa rồi. Đám người của Ben đã xuất phát trước chúng ta mấy ngày. Mặc dù những người chuyên trách theo sát chúng cho rằng tên Ben đó đã biến mất ở khu vực Khả Khả Tây Lý, song chúng tôi nghi ngờ đó chỉ là trò che mắt thôi, vì vậy, chúng ta cũng phải nhanh chóng lên đường. Mặc dù không có chú thích nào chỉ ra ba nơi ấy có những gì, nhưng dựa trên những tư liệu khác của chúng ta đã có, các chuyên gia suy đoán đó có lẽ là một tấm bản đồ vẽ trên da sói. Trương lập thắc mắc, nhưng tấm bản đồ ấy chẳng phải là đã bị người ta lấy đi rồi hay sao? Lữ Cánh Nam cười cười, Đúng thế, có một tấm bản đồ đã bị người ta lấy đi, nhưng ai có thể khẳng định rằng chỉ có một tấm bản đồ thôi chứ? Vị quốc vương năm đó, đến cả tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu còn phục chế được, vậy thì tại sao không thể có hai tấm bản đồ chứ? Còn nữa, những người có tấm bản đồ kia, cho đến nay vẫn chưa thể tìm được bạc Ba La thần miếu, tấm bản đồ bị lấy đi ấy là thật hay giả, giờ cũng chưa thể xác định được. Tóm lại, chúng ta không thể bỏ qua bất cứ đầu mối nào, hơn nữa đây còn là đầu mối có thể khiến đối thủ của chúng ta hết sức hứng thú nữa. Trác Mộc Cường Ba nói, vậy nên chúng tôi phải lập tức đi luyện tập, phải vậy không giáo quan. Lữ Cánh Nam lắc đầu, đợi chút đã, hôm nay gọi mọi người đến đây chính là vì còn có bài học mới nữa. Có câu, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng, lần này chúng ta lên đường chỉ sợ sẽ phải đối mặt với quân đội đặc chủng chính quy của nước ngoài. Mặc dù không biết đối phương có thể mang vũ khí vào lãnh thổ Trung Quốc hay không, nhưng tôi vẫn phải nói cho mọi người biết về một số vũ khí loại mới mà bọn họ sử dụng. Xem cửa đều hạ xuống, đèn phòng tắt hết, trên màn hình máy chiếu, bọn Trác Mộc Cường ba lần lượt tìm hiểu các loại vũ khí mà đối thủ sử dụng. Ngoài các loại vũ khí thông thường của lính đặc trùng, còn có những loại vũ khí hoàn toàn mới mà mấy người nhóm Trác Mộc Cường ba chưa từng thấy bao giờ, bao gồm súng lắp ống kính camera có thể xoay ngoặt, còn có một loại lựu đạn sáng khiến người ta cũng lúc mất cả thị giác lẫn tính giác, thuốc nổ hẹn giờ dạng dính hình cúc áo, một loại thuốc giảm đau tác động đến trung khu thần kinh, khiến người ta dù tổn thương đến vỡ xương gãy xương cũng không hề thấy đau đớn. Loạt vũ khí mới đó khiến bọn Trác Mộc Cường ba hoa hết cả mắt, càng nghe lại càng thấy giận người, nói thế nào cũng thấy giống như mình sắp đi đánh trận. Thời gian không còn nhiều, chỉ có một ngày để thu thập tư liệu, ngày thứ hai cả nhóm đã sắp xếp hành trang lên đường, đích đến của họ lần này là Mạc Thoát, vùng đất bí mật cuối cùng. Mạc Thoát, ở triền nam dãy Himalaya, tiếp giáp với Ấn Độ, dịch nghĩa ra là đóa sen bí ẩn, từ mặc thoát trong tiếng tạng được dùng để chỉ hoa. Nơi này là huyện duy nhất trong toàn quốc không thông với đường quốc lộ, gọi là hòn đảo cô độc trên cao nguyên, địa thế nam thấp bắc cao, diện tích khoảng 30.000 km vuông thuộc vùng lòng chảo hạ du sông Nhã Lố Tạng Bố, độ cao trung bình 1.000 m so với mực nước biển. Mạc Thoát nằm trên vùng đứt gãy Himalaya và vùng đứt gãy Mạc Thoát, hoạt động địa chất rất phức tạp, thường xuyên xảy ra động đất, sụt lở, đất đá trôi, cộng thêm khí hậu ẩm thấp nhiều mưa. Chính phủ cũng từng đầu tư một khoản tiền lớn để xây đường, Xong gần như không thấy hiệu quả gì. Tương truyền, chính A Quỳnh kết ba bảo hộ cho thánh địa cuối cùng của tạng giáo nguyên thủy này, không để người khác xâm hại, cũng có người nói đây là kết quả năm xưa A Quỳnh kết ba đấu ghép với liên hoa sinh đại sư, khiến nơi này núi cao lởm chởm, khe núi sâu dài, lấy sông nhã lỗ tạng bố làm ranh giới vạch ra một quan ải thiên nhiên hiểm trở khó thể vượt qua. Vùng đất núi non bao bọc, lúc nào cũng có nước chảy qua này được các tôn giáo trên đất tạng coi là thánh địa, Phật giáo cũng vậy, mà các tôn giáo khác cũng vậy. Vì có đại hiệp gốc bốn nhã lỗ tạng bố, đặc trưng của vùng này chính là một núi bốn mùa, 10 dặm khác thời tiết, đứng ở chân núi cao mấy trăm mét so với mực nước biển, sẽ được hưởng khí hậu cũng như cảnh sắc của vùng Á nhiệt đời. Nhưng khi tốn nửa ngày thời gian trèo lên đỉnh núi cao mấy ngàn mét, khí hậu đã chuyển sang thành khí hậu địa cực rồi. Di tích sông băng cổ nơi này khá phổ biến. Từ sông Băng Cổ đến lòng chảo sông hiện đại, địa hình đã chuyển từ khe hình chữ U tương đối rộng rãi thành khe hẹp và sâu hình chữ V. Sức ăn mòn của dòng chảy cực lớn thường hình thành nên những khe trong khe độ cao chênh lệch lên tới 7.000m. Mặt thoát dựa vào khe núi Nam Ca Ba ngõ cao 7.766m so với mực nước biển, bên cạnh là ngọn Gia La Bạch Lũy cao 7.151m. Vùng đất thấp nhất trong huyện cũng cao 750m so với mực nước biển, giữa hai khe có sông treo và các thác nước lớn nhỏ nối liền tạo nên một khung cảnh cực kỳ tráng lệ của thiên nhiên. Mạc Thoát ban đầu gọi là Lạc Du, tức là nơi người Lạc Ba sinh sống, về sau các dân tộc hay quần tộc Môn Ba, Hạ Nhĩ Ba, Tạng, Tranh cũng chuyển đến, từ đó đến nay vẫn sống tự túc tự cấp, phương thức sản xuất và phong tục rất độc đáo. Vì đường đi gồ ghề khúc khuỷu, những dân tộc này đã quen với cách sống lên núi giữa ngàn mây, xuống núi ra bờ sông, nói phải nghe ra tiếng, đi đường phải một ngày rồi. Ở giải đất sâu trong trung tâm, Nguy hiểm nhất đại hiệp cốc sông Nhã Lỗ tạng bố chính là đoạn sông dài gần trăm cây số từ Bạch Mã Cẩu hùng đi xuống, khe núi sâu thẳng u tối, nước chảy cuồn cuộn, đến giờ vẫn chưa ai có thể đi qua được. Chính vì sự khó khăn và nguy hiểm ấy, nên nơi này được gọi là vùng đất bí mật cuối cùng của nhân loại. Theo sự chỉ dẫn của tấm bản đồ kia, bọn Trác Mộc Cường Ba đang chuẩn bị đến chính nơi đó thử vận may. Tại sao chúng ta lại chọn mặc thoát vậy? Bởi vì nơi đó là có khả năng tìm thấy nhất, cậu nghĩ xem Năm 1985, sau khi nhà nước thành lập đội khảo cổ chuyên trách khảo sát, di chỉ cổ cách đã được xếp hạng di tích được bảo hộ, nếu trong đó có thứ gì thì cũng đã bị khai quật lên hết cả rồi. Hơn nữa lối vào đánh dấu trên bản đồ cách di chỉ cổ cách ngày nay tới mấy chục cây số, chỉ e vị trí không được chính xác cho lắm. Còn quần thể mộ cổ là từ bây giờ cũng được liệt vào hàng văn vật quốc gia, chúng ta có đi chắc cũng chẳng thu hoạch được gì đâu. Chỉ có mặc thoát, đến năm 1993 mới lần đầu tiên thông đường nhưng chưa được nửa năm đã sụt lở nên không thể sử dụng. Cho đến nay, những người từng đi mặc thoát và người từ mặc thoát trở ra đều có thể dùng đầu ngón tay là đã đếm hết, mà quan trọng hơn cả là. Thực ra nơi đó, có mối liên hệ rất lớn với bạc ba la thần miếu mà chúng ta đang tìm kiếm. Quan hệ rất lớn. Đúng vậy, mặc thoát núi non trùng điệp, riêng thần sơn với thánh đồ đã có mấy chục chỗ, mặc dù không thông với đường quốc lộ, nhưng nơi này không chỉ là thánh địa của Phật giáo, mà còn là thánh địa và nơi khởi nguồn của tạng giáo Nguyên Thủy và bản giáo cổ nữa. Đến ngày nay ở đó vẫn còn tín đồ bản giáo, lưu truyền rất nhiều câu chuyện đại tôn sư của bản giáo và đại tôn sư Phật giáo đấu phép. Mà Bạc Ba La Thần Miếu chúng ta đang tìm kiếm dường như có liên hệ rất sâu xa với bản giáo thì phải. Dì cơ, có liên hệ rất sâu xa với bản giáo, chẳng phải đó là nơi các tăng lữ rời đến trong thời kỳ diệt Phật hay sao? Không sai, nhưng dựa trên những tư liệu chúng ta có vì khi ấy đang nổi lên làn sóng diệt Phật, tất cả các tăng lữ Phật giáo đều gặp nạn, bọn họ cần nhờ đến lực lượng của các tôn giáo khác để hoàn thành nhiệm vụ che giấu và vận chuyển một lượng lớn các vật phẩm. Mà trong thời kỳ ấy, sợ rằng cũng chỉ có các tín đồ bản giáo là chấp nhận bỏ qua hiểm khích trong quá khứ thôi. Hơn nữa, như vị sứ giả mang tín vật kia, bản thân cũng chính là một giáo đồ bản giáo thì phải. À, tôi nhớ ra rồi, không phải đại sư đã nói, cái huyết chỉ còn nguyên dạng đầu tiên được khai quật ở mặt thoát hay sao, nói như vậy thì đúng là có quan hệ rất lớn với nơi này rồi. Huyết chỉ có phải dụng cụ tế lễ của bản giáo không? Cũng chưa chắc, khi Phật giáo dần dần đi sâu vào lòng người, có rất nhiều tín ngưỡng nguyên thủy đã bị nó đồng hóa, mà ban đầu vùng Tây Tạng này rốt cuộc có bao nhiêu tôn giáo, đến giờ cũng không ai nói chắc được. Lấy mật giáo của chúng tôi làm ví dụ nhé, tương truyền trước đây mật giáo cũng không phải một nhánh của Phật giáo, mà là một tôn giáo hoàn toàn độc lập, nhưng bây giờ, chúng tôi và tạng truyền Phật giáo đã dung hợp lại thành một và không thể tách rời rồi. Sao chúng ta không chia tổ ra, như vậy có thể cùng lúc tìm ở hai nơi khác nhau, nói không chừng còn phát hiện ra điều gì đó trước tên Ben kia ấy. Không được, chúng tôi đã suy tính rất kỹ về vấn đề này. Nếu không có đối thủ nào, chúng ta tất nhiên có thể chia làm hai tổ lên đường, nhưng tên Ben Merkin kia quả thực là ghê gớm, trước khi chúng ta làm rõ gốc gác của bọn chúng, cần phải hợp lại mới đối kháng được. Hơn nữa, lần này cứ coi như là kỳ sát hạch nhóm cuối cùng đi. tôi lần đầu tiên dẫn mọi người lên đường, một là có thể quan sát hiệu quả huấn luyện của mọi người, hai là đồng thời cũng có thể sửa chữa những sai sót lệch lạc cho từng người nữa. a, à, không biết lần này đến mạc thoát có kinh khủng như rừng rậm châu mỹ không nhỉ? tuyệt đối là không. có mấy tuyến đường khác nhau để đi mạc thoát, trong đó lộ tuyến truyền thống là từ huyện mê lâm đa hùng lạp ná cách hán mật mã ni ông bối đăng, lộ tuyến của chúng ta là từ huyện mê lâm qua đại độ ca cách ca sau đó tới Gia Lạp, đi dọc dòng sông tiến vào Đại Hiệp Quốc sông Nhã Lỗ Tạng Bố. Vì từ Gia Lạp trở đi là khu vực không người, đi dọc theo bờ sông Đại Khái mất khoảng 2, 3 ngày là tới được Bạch Mã Cầu Hùng. Chúng ta đi nhanh, có lẽ chỉ cần 2 ngày là đến rồi. Có thể đảm bảo, đây là một con đường hết sức an toàn. Chật, sao tôi nghe trong ngữ điệu như có sự uy hiếp thì phải. Xuyệt, nhỏ thôi, tai giáo quan thính lắm đấy. Cả đoàn người gì dầm nói chuyện, cùng xuất phát tiến về hướng vùng đất bí mật cuối cùng của nhân loại. Vừa tới bờ sông, các thành viên trong đội đều ngớ mặt ra. Con đường nhỏ mà Lữ Cánh Nam bảo là cực kỳ an toàn ấy, hóa ra chỉ là một giải hẹp chia ra lơ lửng trên vách núi, rộng chưa đến một thước, so với sạn đạo vào đất ba thuộc thời cổ còn hẹp hơn nhiều, vách đá thì trơn nhẵn như bị một đường búa xẻ ra, bên dưới là sông nhã lỗ tạng bố cuồn cuộn sóng cồn, tiếng sóng vang động như sấm. Con đường nhỏ lơ lửng này không cao lắm, cách sông Nhã Lỗ Tạng Bố chừng 3 tới 500 mét, nếu lỡ rơi xuống có bị lộn nhào mấy vòng trên không cũng vẫn kịp hô gọi cứu mạng, có điều muốn leo trở lên thì e không dễ dàng gì cho lắm. Nhạc Dương khó khăn nuốt nước bỏ đánh ực, nghẹn lời lẩm bẩm, đây chính là cực kỳ an toàn à. Trương Lập làm bộ khoa trương, ấn hai tay lên ngực nói, tôi mắc chứng sợ độ cao rất nặng, cường ba thiếu gia có thể làm chứng. Giáo quan, chúng ta là đội khảo sát cấp quốc gia cơ mà, tại sao không phái một chiếc trực thăng? lữ cánh nam lừ mắt nhìn qua trương lập vội vàng nói ở hớ tôi nói nói là cái kia kia tôi đang nói gì ấy nhỉ anh chàng đánh mắt sang hỏi nhạc dương lữ cánh nam đáp không được dòng xoáy không khí trong hiệp cốc rất mạnh trực thăng không thể tác nghiệp ở độ cao thấp được chứng sợ độ cao hả lúc huấn luyện sao không thấy cậu sợ độ cao nhạc dương đầu óc linh hoạt liền phát biểu ý kiến khác có thể nhảy dù mà trương lập cũng thẽ thọt nói lúc huấn luyện chỉ cao có mấy chục mét, sao mà so với chỗ này được. Lữ cánh nam nói, các cậu tưởng tôi chưa nghĩ đến sao. Sử dụng phương tiện giao thông đúng là có thể tiết kiệm được thời gian, nhưng các cậu có thử nghĩ chưa, trực thăng là mục tiêu lớn thế nào, nếu bọn chúng cũng ở gần đấy hơn nữa lại có vũ khí. Nhớ cho kỹ, không được có bất cứ sai sót nào. Kể từ bây giờ, chúng ta phải giữ tốc độ mỗi ngày đi 100 cây số, trong hai ngày sẽ đến được Bạch Mã Cầu Hùng. Ở đó có đường lớn, có thể vượt sông, sau đó chúng ta sẽ đi thẳng tới đích đến của lần này, một nơi tên gọi là Lạp Mẫu Bạc Quả. Trác Mộc Cường ba liếc mắt nhìn Ba Tang, thấy anh ta vẫn lạnh lùng như trước, không để lộ chút cảm xúc gì ra mặt. Đi trên con đường nhỏ lơ lửng nơi vách núi, mặc dù đều trải qua huấn luyện đặc biệt, mọi người vẫn hết sức cẩn thận, dù sao thì bên dưới cũng là dòng sông cuồn cuộn sóng, rơi xuống tuyệt đối không phải trò đùa. Đi được chừng 10 dặm, Lữ Cánh Nam đi đầu tiên đột nhiên chậm lại, cả đoàn cũng cùng lúc dừng lại theo mọi người nhất loạt trụ vững thân hình. Chỉ riêng một động tác dừng lại đơn giản thế này thôi, cũng đã phải trải qua nhiều lần tập luyện mới đạt tới mức đồng điệu nhịp nhàng thế này, bằng không đang đi với tốc độ cao, phía trước bất ngờ xuất hiện đoạn gãy đứt, nếu người phía sau không kịp dừng bước, khẽ huyết vào người đi trước một cái, người phía trước rất có thể sẽ rơi xuống. Mà ở trên vách núi nhô ra rộng chưa đầy một mét này, hai người đụng vào nhau, nguy cơ cả hai cùng rơi xuống là rất lớn. Bạn đang đọc tại chấm cơm. Lữ cánh nam dẫn đầu, Lạt Ma Á La đi sau cùng đoạn hậu. Nhân lúc dừng lại, Trương Lập đi ở giữa hỏi Nhạc Dương đứng trước mình, sao thế hả? Đường Mẫn đứng trước Nhạc Dương nói, đất sụt. Mặc dù chắc một cường ba đứng giữa, nhưng thân hình cao lớn, chỉ lờ mờ trông thấy đoạn đường hẹp phía trước bị bùn đất ở trên sụt xuống lấp mất, phần nhô ra trên vách đá chỉ rộng bằng lòng bàn tay. Đoạn đường hẹp không đủ chỗ đặt chân này dài tới 17-18 mét, lữ cánh nam nghĩ ngợi dây lát, rồi đặt ba lô xuống, ép lưng sát vào vách đá, hai chân dạng ra hình chữ bát hai tay bám ngược vào đá nhích người qua từng bước một đi qua đoạn ấy cánh tay liền vung lên kéo chiếc ba lô qua thì ra từ nãy cô đã quấn sợi dây thép mảnh trên cổ tay vào quai lô rồi mọi người liền làm theo cách đó từng người đều đi qua được tới lượt chắc mộc cường ba gã hít sâu một hơi áp lưng vào vách đá hai mắt nhìn thẳng về phía trước nhìn thấy phía đối diện hiệp cốc núi xanh mơn mờn lũ chim bay lượn trên cao nghe thấy tiếng nước chảy ầm ầm khoảng cách có mười mấy mét mà gã dù được huấn luyện đặc biệt rồi cũng mất gần hai phút mới qua được. Dọc đường cũng hơi thấy nền đá dưới chân lơi ra, tựa hồ như có đá vụn rơi xuống là tả, có điều cuối cùng cũng qua được bình an. Người cuối cùng là lạt ma á la nghệ cao gan lớn, không cần cởi ba lô, mà xoay người úp mặt vào vách đá, ba lô lơ lửng giữa không chung. Chắc một cường ba biết rõ, đi qua như vậy, trọng tâm hoàn toàn lệch về phía ngoài vách đá, bản thân gã tự nhủ mình không có bản lĩnh ấy. Gã đang nghĩ ngợi, Bỗng thấy đá dưới chân lạt ma á la sụt, cả người ông đã thụt hẳn xuống, trái tim gã như muốn nhảy tót ra khỏi lồng ngực. Chợt thấy ông vươn tay ấn vào một kẽ nứt cạnh đó, cả người bốc hẳn lên cao, tựa như cánh ưng trao liệt. Lúc đó gã ngước lên nhìn lại, vị sư già đã đứng vững vàng phía bên này đoạn đường hẹp ấy rồi. Nhạc dương gần như không hiểu nổi, người bộ tộc môn ba làm sao mà đi đi lại lại trên con đường này được. Có điều anh chàng cũng biết, người đi được trên con đường này quả thực là ít càng thêm ít ở đây mười mấy hai mươi ngày không thấy bóng người cũng là chuyện hết sức bình thường. Cùng lúc ấy, Merkin dẫn theo một đám người đang ở trong gian đại sảnh màu vàng rộng lớn. Bọn họ cắm những ống phun lửa nhỏ vào bốn bức tường, sau đó đứng nắm nhế gian đại điện rộng rãi. Merkin mặc bộ dần di của lục quân Anh Quốc, chiếc thắt lưng bản lớn bó chặt làm thân hình khôi vĩ của y thêm phần cao lớn mạnh mẽ. Sauce vẫn mặc chiếc áo xám trông như thầy mo, chỉ để lộ ra nửa gương mặt quỷ trông chẳng khác nào quả quyết nát như một người thân hình gầy gò nhỏ bé dùng thứ tiếng tựa tựa như tiếng tạng cổ nói, xin thánh sứ đi theo tôi, bên này có lẽ có thứ các vị muốn tìm. Sauce đưa mắt nhìn Merkin, khóe miệng nhếch lên tựa hồ như cười mà không phải cười. Merkin bừng bừng nổi giận, nhấc cái người nhỏ bé cao chưa tới mét dưới kia lắc mạnh, ta đã bảo với người rồi, ở bên ngoài không cần gọi ta là thánh sứ thánh siếc gì cả. Người không hiểu à? Người nhỏ bé kia không phản kháng, vẫn gượng cười nói, vâng, thánh sứ đại nhân. Merkin chán nản thở dài, đành dặn dò đám thủ hạ canh gác cẩn thận, rồi cùng Sos theo chân người nhỏ con kia đi qua cánh cửa đá khổng lồ, xuống những bậc thang rộng tới một gian phòng giống như gian thờ Phật. Giữa căn phòng đặt một cái đài cao hình tròn có hàng lan can gỗ mục nát, trên đài đặt một pho tượng đá lớn tạc hình hai người đứng ôm chặt nhau. Merkin không khỏi bật lên tiếng cười lạnh lẽo, hoan hỉ Phật, giáo phái này thờ toàn tà Phật hả, hư. Lý thú lắm. Sos nói, chỗ này còn tà dị hơn những gì chúng ta tưởng tượng nữa, cả tôi và anh đều không hề biết gì về giáo phái nguyên thủy này. chẳng hạn những thứ động vật bọn họ đặt trong các vỏ vải kia cả tôi cũng chưa từng thấy bao giờ, hình như vừa giống cá lại vừa như động vật có vú. còn các thi thể bên ngoài kia nữa, ở đây e là còn tà quái hơn địa cung a ahabút nhiều. người đàn ông nhỏ bé kia dường như vừa hoàn thành việc gì đó, quay sang cung kính nói với morgan thánh sứ mời ngài xem. chỉ nghe rầm một tiếng, bức tượng đá khổng lồ không ngờ đã tách ra buổi sáng đi được 30 km, dọc đường gặp phải 6 chỗ đất sụt, có nơi thậm chí hoàn toàn không thể đi được, chỉ còn cách bám vào vách đá trèo qua. Lữ cánh nam nói, có thể trận mưa lớn 3 ngày trước chính là nguyên nhân gây nên sụp lở đất trên phạm vi lớn. Buổi trưa, họ tìm thấy một chỗ tương đối rộng rãi, vách đá lõm vào trong một chút, hình thành nên một hang động bán thiên nhiên, liền dừng lại chuẩn bị dùng bữa. Cũng may là dọc đường còn có một số hang hốc nhân tạo này nên người đi đường mới có một số chỗ nghỉ ngơi lữ cánh nam đột nhiên nói giáo sư đại sư mọi người xem ở trong này trác mộc cường ba cũng hen vào chỉ thấy dưới đất có một màu thuốc màu sắc phai hết cách đó không xa còn có hai màu nữa những chỗ khác cũng có vài thứ linh tinh giáo sư phương tân nói xem ra bọn chúng đã qua đây rồi giờ đang ở ngay phía trước chúng ta thôi lạt ma á la gật đầu đúng thế dân tạng không hút thư thuốc này lữ cánh nam nhìn mặt đất khô giáo nói đầu màu thuốc này chưa bị ngâm nước thì không mất màu đến mức này đâu, ít nhất chúng cũng đi qua đây từ ba hôm trước rồi. Nói đoạn, cô xoay người lại, ăn nhanh lên, ăn xong chúng ta còn phải lên đường cho sớm. Lạt ma á la lắc đầu, chị e, e đã muộn mất rồi. Lữ cánh nam nói, dù thế nào, chúng ta cũng phải đến xem thử một phen, hơn nữa. Cô ngừng đầu lên, chỉ có hai ngày tới đây trời mới không mưa, nếu sau hai ngày mà vẫn chưa qua được đoạn đường trên vách núi này, Muốn tiến lên lại càng khó khăn hơn gấp bội đấy. Sau đó đoàn người lại phát hiện ra nhiều bao bì thực phẩm vương vãi bên đường, mỗi thứ dường như đều cố tình chọc vào mắt bọn họ, khiến ai nấy càng thêm nôn nóng hơn. Qua các dấu vết đối phương để lại, có thể phán đoán sơ bộ như sau, nhân số của chúng khoảng từ 10 đến 20 người, đều được huấn luyện kỹ càng. Ở những chỗ đất sụt sau cơn mưa ba hôm trước, còn phát hiện dấu vết sử dụng binh tán và dây trượt. Ngoài ra đám người này thích dùng các đồ ăn có nhiệt lượng cao, có lẽ là đến từ một vùng đất lạnh lẽo. Thói quen thường ngày của chúng rất tệ, túi bọc đều bị xé rách toang, đầu màu thuốc vứt lung tung, đại tiểu tiện bừa bãi, lại còn hút cả thuốc phiện nữa. Lữ cánh nam cho rằng, những thói quen này rất giống của đám lính đánh thuê. Vì giờ phút nào cũng phải lượn lờ qua mặt tử thần, nên tính tình chúng hầu hết đều hết sức lưu manh. Còn có một số dấu vết chỉ ra rằng, thân hình bọn chúng không cao lớn lắm đây là một điểm không khỏi khiến người ta phải sinh nghi. Thấy Lữ Cánh Nam phân tích hết sức rõ ràng, chắc Mộc Cường Ba dần dần cũng lĩnh hội được một số cách tư duy của Lữ Cánh Nam. Cả đoàn người cứ hành quân như vậy, cũng phải tới hoàng hôn ngày thứ ba mới đến được con đường lớn mà Lữ Cánh Nam nói ban đầu. Nhạc Dương là người đầu tiên kêu ca, giáo quan à, cô có thể dùng con mắt của người bình thường mà nói với chúng tôi, con đường này rốt cuộc là thế nào không? đừng có dùng con mắt của cô nhìn vấn đề có được không hả cái này cái này mà gọi là đường lớn ư rõ ràng là dây trượt đại lưu tố mà đại lưu tố là một điểm đặc sắc của đại hiệp gốc sông nhã lỗ tạng bố cũng là con đường duy nhất để người các bộ tộc như môn ba lạc ba vào ra mặc thoát là một sợi dây sắt to như cột đèn dài mấy trăm mét vắt ngang hai bên vách núi khi trượt qua người bản địa sử dụng giá gỗ tự chế gá lên xích sắt rồi quấn một sợi thừng ở eo hông sau đó buộc chặt hai đầu giá gỗ hai chân dơ lên cao, kẹp hờ vào dây xích, rồi thuận theo độ cong của xích sắt mà trượt xuống, khi trượt tới mấy chục mét cuối cùng, phải dùng cả tay lẫn chân để bám leo lên. Nếu không đủ kỹ thuật và tài nghệ, lúc sắp đến bờ bên kia không kịp thời bám lấy dây xích, sẽ bị trượt ngược trở lại, cuối cùng lơ lửng ở chính giữa dây xích, bên dưới mấy trăm mét là dòng nhã lỗ tạng bố sóng cuộn ầm ầm như sấm độc, giữa hiệp cốc lại thường có gió buốt thổi qua. Nghe nói mùi vị ấy thật vô cùng khó chịu, đã từng có trường hợp bị hãi hùng mà mắc phải bệnh thần kinh. Khi ấy, cách duy nhất chính là có người giỏi kỹ thuật trượt qua, đẩy người phía trước sang bờ đối diện, ngoài ra số người ở trên xích sắt cùng một lúc không thể quá nhiều, một là đụng chạm vào nhau sẽ cực kỳ nguy hiểm, hai là dây xích cũng không thể chịu được trọng lượng quá lớn, có thể đứt đoạn. Bọn chắc một cường ba sử dụng bánh xe trượt, tốc độ di chuyển lớn hơn giá gỗ nhiều lần, hơn nữa chỉ cần leo lên là có thể trượt đi ngay, có điều đến đoạn cuối cùng thì vẫn phải dùng cả tay lẫn chân bò lên mấy người đi trước đều đã an toàn sang bờ bên kia, riêng Đường Mẫn bỗng dưng sợ hãi. Trác Mộc Cường ba khuyên mấy lần, nhưng cô vẫn không dám treo mình lên. Không còn cách nào khác, gã đành để những người khác qua trước, cuối cùng chỉ còn lại hai người, gã và Đường Mẫn phải cổ vũ mãi. Cuối cùng Đường Mẫn mới chịu đồng ý thử một lần. ở đầu bên kia, lữ cánh nam hỏi Đường Mẫn sợ dây thường hả? Giáo sư Phương Tân nói, ừm, um, lúc leo lưới thì không sợ, nhưng lúc trượt dây hình như hơi sợ một chút có điều chưa lần nào sợ đến mức này cả, mỗi lần cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lữ cánh nam nắm sợi xích trong tay, trầm ngâm dây lát rồi nói, có thể cô ấy từng bị rắn cắn. Trương Lập, Nhạc Dương, hai người lại gần đây một chút, đợi lát nữa nếu cô ấy không trèo lên được thì giúp một tay kéo lên. Trương Lập và Nhạc Dương chia nhau đứng hai bên dây xích. Chỉ thấy đường mẫn cắn môi trượt qua, vừa tới đầu bên này, thân hình dừng sững lại, đáng lẽ phải lập tức kẹp chặt hai chân, đồng thời dùng cả hai tay ôm lấy dây xích leo lên, nhưng không hiểu tại sao, tay đường mẫn vẫn nắm chặt lấy bánh xe trượt, không dám ôm lấy xích sắt. Trương Lập vội hét lớn, bám lấy xích sắt, bám lấy xích sắt đi. Đồng thời cùng nhạc dương tiến lên trước một bước, đến sát mép vách đá, chuẩn bị tóm lấy chân đường mẫn kéo lên. Lúc này, đường mẫn đột nhiên trượt ngược về phía sau, Trương Lập và nhạc dương đều không kịp tóm lấy, chỉ biết trơ mắt ra nhìn đường mẫn trượt đi càng lúc càng xa. Kế đó trượt đi trượt lại trên dây xích mấy lượt, cuối cùng dừng lại ở chính giữa sợi xích sắt. Lữ Cánh Nam nói, cô ấy không qua được rồi, lúc huấn luyện sao không phát hiện ra vậy? Lạt Ma Á La nói, có lẽ khi huấn luyện làm tương đối ít, dù sao trượt dây cũng là một hạng mục rất đơn giản, hơn nữa bên dưới bãi huấn luyện là cát, hoàn cảnh không giống như bây giờ. Hình như cô ấy không chịu được nữa rồi, Trương Lập và Nhạc Dương cùng lúc kêu lên, chỉ thấy hai chân đường mẫn không hiểu tại sao đột nhiên tuột ra, cả người lơ lửng trên sợi xích sắt, hơn nữa còn đung đưa dữ dội giữa không chung. Không xong rồi, có âm phong, đôi lông mày lá liếu của lứ cánh nam nhướng lên, lẩm bẩm nói, đành xem có qua nổi cửa ải này không vậy. Thụ táng, khu vực không người trên hoang mạc, phóng mắt nhìn ra chỉ thấy một giải cát dài tít tắp, tháp cao san sát, gió thổi đá chạy, một đoàn người xếp hàng một, trông tựa như một con sâu dài nhiều chân lạc lẻ bò trên cao nguyên hoàng thổ. Leo lên ngọn đồi cao nhất khu vực, 4.000 mét so với mực nước biển, gió lạnh thổi qua, Tinh thần con người cũng thêm phần phấn chấn, Merkin biết một hơi khí lạnh, con đường quỷ quái này, rốt cuộc còn bao xa nữa đây. so cười gần lạnh lẽo, thánh sứ, không tìm được đường nữa à. Merkin nổi giận nói, tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, tôi cũng không biết tại sao mình lại thành thánh cái gì xứ cái gì đó, thật sự là họ không hề nói gì với tôi cả. Giờ không có cái đám người ấy, đừng gọi tôi như vậy nữa. Y ngoảnh sang nhìn Sos, hết sức thành khẩn nói, tin tôi đi. Sauce, ngoài chuyện huyết trì lần trước, tôi không hề giấu giếm anh bất cứ việc gì nữa. Sauce chỉ cười cười không tỏ thái độ gì, tiếp tục tiến lên. Mark đi sau thấy vậy, khẽ nhếch mép lên cười. Vì không có đường, hơn nữa đầu đầu cũng thấy đổi gò đất san sát như rừng, người không quen đường thuộc lối căn bản không thể điều khiển xe đi trong khu vực này được. Năm chiếc xe của bọn Merkin đều hỏng dọc đường, cả bọn đều phải đeo những chiếc ba lô nặng nề quốc bộ tiến lên. Đây là vùng tây nam khu vực A Lý, -E trong vòng 200 km vuông không thấy một bóng người sinh sống, cách di chỉ có cách chừng hơn 100 km, kết cấu địa lý cực kỳ đặc biệt, được gọi là thổ lâm, rừng đất. Địa mạo núi rừng bằng đất đặc biệt này là do tầng trầm tích dưới đáy hồ nơi đây từ thời viễn cổ bị ảnh hưởng bởi quá trình tạo sơn của dãy Himalaya, mực nước hạ xuống, đáy hồ nâng lên, đồng thời bị khí hậu biến đổi và nước sông sói mòn cắt xẻ mà hình thành nên. Vách núi dựng đứng hiểm trở thoạt nhìn tựa như những tòa thành, tháp canh, tháp Phật nguy nga hùng vĩ, muôn hình vạn trạng, tráng lệ vô cùng. Sauce lấy bản đồ ra, nói, theo lời tên nhỏ con kia, chắc là ở ngay gần đây thôi, A Nam Tháp đang ngủ say, A Nam Tháp, bên kia. Ở hướng Sauce chỉ tay, chỉ thấy rừng đất cao lớn tựa như vô số tòa linh tháp khổng lồ đứng san sát cạnh nhau, xoáy thành hình rồng, nếu không phải lên cao nhìn xa, ở giữa nơi ấy thì căn bản không thể phân biệt được. Merkin vung tay lên ra lệnh, chạy tới đó. Hai tiếng đồng hồ sau, Đám người này cũng đến được dưới chân khu rừng đất, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mckin nhếch mép lên nói, "A, à, khó mà tin nổi." Phía trước gò đất nhiều cao, mặt đất nứt nẻ, sườn dốc san sát nối nhau như bát úp, hang đất trùng trùng điệp điệp như tổ ong, từ trái sang phải, nhìn ngút tầm mắt mà cũng không thấy hết, khiến người ta có cảm giác nơi này chẳng phải cao nguyên Tây Tạng, mà như hang mạc cao ở đôn hoàng vậy. Trái tim của A Nam Tháp ẩn chứa ánh sáng màu bạc. Mckin lẩm bẩm nói, rồi nhìn theo hướng chạy của khu rừng đất. Chỉ thấy những gò những đồi san sát nhau nhấp nhô trải dài từ hướng tây sang hướng bắc, ngoằn ngoèo uốn khúc, tựa như một con rồng khổng lồ đang ngóc đầu lên cao, muốn xé toang không gian mà đi. Bọn y lúc này chính là đang đứng ở đuôi rồng, Merkin búng ngón tay đánh tách một tiếng, hướng bắc, hướng bắc. Vì hai bên đại hiệp cốc đều là cao nguyên cao mấy ngàn mét so với mực nước biển, địa hình sông kẹp giữa núi thế này sẽ khiến không khí bị thổi vào hiệp cốc sẽ chỉ có thể tiến ra theo một hướng duy nhất gió giống như nước chiều, từng đợt từng đợt hết sức mãnh liệt, gió lớn có thể thổi cho sợi xích nặng nề đung đưa không ngớt, người ở trên dây cũng gian nguy chẳng kém gì gặp phải cơn sóng thần trên biển lớn. Cơn gió lạnh làm đường mẫn trao đảo trên dây xích như con diều đứt dây, liên tiếp đảo lộn mấy vòng, mắt trợn ngược lên, bàn tay bám vào sợi thừng mỗi lúc một lơi dần. Nhìn đường mẫn rơi vào tình cảnh ấy, lữ cánh nam nôn nóng kêu lên, không được rồi, cô ấy không trụ được đâu, tôi phải đi kéo cô ấy về. Gió đã ngừng chưa, bỗng chợt nghe nhạc dương kêu toáng lên, cường ba thiếu ra, cường ba thiếu ra qua rồi. Chỉ thấy chắc một cường ba quấn chặt sợi dây nối với bánh xe trượt vào cổ tay, một tay giữ dây trượt, nhanh chóng lướt về phía đường mẫn, đúng trong khoảnh khắc gió vừa ngừng, người vừa rơi xuống, gã đã tựa như chim éo điểm nước, ôm đường mẫn vào lòng, rồi lao vút về phía bên này. Trương lập lầm bẩm nói, cha, thân thủ cường ba thiếu ra khá thật, nếu đến đoàn xiếc diễn tạp kỹ, đảm bảo là có nhiều người đến xem lắm. Lữ cánh nam chỉ khẽ hừ một tiếng, hàng lông mày càng nhíu chặt lại. Trác Mộc Cường ba cởi ba lô, đặt đường mẫn xuống đất, chỉ thấy sắc mặt cô trắng bệch như tờ giấy trắng, môi tái xanh đen, ý thức mơ hồ, không ngờ đến cả hơi thở cũng đã ngưng lại, gã vội vàng giúp cô hô hấp nhân tạo. Đè bốn thở một, chính là ấn ngực bốn lần, rồi miệng áp miệng hô hấp một lần, làm như vậy mấy lượt liền, đường mẫn mới khẽ khục khạc ho một tiếng, cuối cùng cũng coi như hô hấp được bình thường trở lại. Cô từ từ mở mắt ra, trông thấy gương mặt mơ hồ cùng đôi mắt tràn chứa sự quan tâm của Trác Mộc Cường Ba, khẽ thở hắt ra một hơi, em. Không phải em, cố ý đâu. Trác Mộc Cường Ba ôm chặt đường mẫn, nhẹ nhàng an ủi, anh biết mà, anh biết, không ai trách em đâu. Nhạc Dương và Trương Lập đứng bên cạnh thấp giọng gì dầm, khóc, khóc, lại khóc rồi. Đến giờ thì tính hay khóc của đường mẫn đã được thành viên trong nhóm huấn luyện đặc biệt quen thuộc hết, chỉ cần miệng cô hơi dầu lên, mắt ươn ướt đỏ, là đã đủ khiến các thành viên trong nhóm phải đề cao cảnh giác rồi. đến cả lạt ma á là cũng phải nói cô bé này nước mắt nhiều như nước suối. có trời mới hiểu cô lấy đâu ra nhiều nước mắt đến thế, cứ như thể mãi mãi không hết, dùng mãi không kiệt vậy. tiếng khóc của đường mẫn gần như đã thành vũ khí tối thượng của nhóm học viên. cộng với cô là người nhỏ tuổi nhất ở đây, trương lập và nhạc dương đã lén đặt cho cô một cái biệt danh gọi là công chúa nước mũi. giáo sư phương tân cốc vào sau gáy mỗi người một cái, đùa cợt thế nào thì cũng có giới hạn của nó. Không ngờ, lần này biểu hiện của đường mẫn lại khác hẳn dự đoán của hai anh chàng Trương, nhạc, cô không rơi lấy một giọt nước mắt nào. Trương lập thầm nhủ, chẳng lẽ là vì giáo quan cũng ở đây. Anh chàng quay đầu lại nhìn Lữ Cánh Nam, không biết cô đã tách ra khỏi nhóm từ lúc nào, một mình đứng bên bờ vực cho gió thổi. Ba Tăng thì đứng ở một phía khác của vách đá ngẩng đầu lên nhìn sắc trời. Trương Lập cũng ngước nhìn lên bầu không, chỉ thấy từng đóa mây trắng lững lờ trôi qua, vươn tay ra là có thể chạm tới, nhưng vừa trông thấy điệu bộ của ba tang, anh liền không khỏi lạnh hết cả người, thời tiết quỷ quái này, bảo thay đổi là thay đổi luôn, chắc là không xuất hiện thiên tai gì nữa đây chứ. Vì sự việc của đường mẫn, tốc độ của cả đoàn đã chậm lại. Sau khi vượt qua đại hiệp cốc sông Nhã Lỗ Tạng Bố, mấy người cứ nhắm hướng đông nam thẳng tiến. Dọc đường núi non trùng trùng điệp điệp, đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa, lưng chừng núi cây xanh dập bóng, chân núi hoa tươi nở rộ, hồng tím đủ màu. Đây chính là cảnh quan đặc hữu của vùng này một ngọn núi có đủ bốn mùa, mỗi núi một phong cảnh riêng. Đường núi dốc ngược, rừng sâu cây cối um tùm, thì thoảng lại có vài cánh chim trao liệng ngang trời, chốc chốc lại có giã thú chạy cắt ngang đường, bọn họ đi một mạch đến lúc trời tối, không khí mở mịt sương mù, trời lại giải xuống một cơn mưa lất phất, đường trơn khó đi, cả đoàn liền dừng lại ở một chỗ bằng phẳng bên cạnh khe núi dựng trải qua đêm. Bốn phía xung quanh cây cối cao lớn, che kín cả bầu trời, giáo sư Phương Tân phóng mắt nhìn qua, không giấu nổi niềm cảm khái dâng trào, rừng bách lớn quá. Cây bách ở khu vực Lâm Chi khác với Vân Sam, hay cây bạch đàn ở rừng già Nam Mỹ, nếu cùng cao 40 mét, thì cây ở châu Mỹ có thể nói là thẳng tắp mà thanh tú, còn bách khổng lồ ở Lâm Chi lại to lớn hùng vĩ. Tán cây xòe rộng như một chiếc ô khổng lồ, chiếm tới quá nửa thân cây, cành và rẽ cũng rất to lớn, trên cành cây có vô số những u những bướu hình dạng khác nhau, chính nhờ vậy mà cây bách ở đây rất dễ trèo. Sau khi chọn xong nơi cắm trại, Mọi người chia nhau làm việc. Hai người Trương Lập, Nhạc Dương phụ trách thăm dò xung quanh, Trác Mộc Cường Ba và Ba Tan khỏe mạnh lo việc cắm trại, chặt cây đốt lửa, giáo sư Phương Tân và Lạt Ma Á La thì dựa vào kinh nghiệm cũng như tri thức phong phú của mình tiến hành trao đổi nghiên cứu khoa học, còn nữ cánh Nam và Đường Mẫn thì phụ trách việc hậu cần. Đường Mẫn chỉ bị kinh hoàng một lúc chứ không tổn thương gì nên hồi phục rất nhanh. Trương Lập than vãn với Nhạc Dương, phải thăm dò đến tít cái gò cao kia, xa quá đi mất còn việc của giáo quan thì nhẹ nhàng quá, chỉ cần sắp xếp mấy cái ba lô, lấy đồ ăn ra là xong rồi. Lữ cánh nam đứng sau lưng anh chàng cất tiếng, chưa từng nghe nói phải tôn trọng phụ nữ bao giờ hả? Trương lập tức khắc run như cầy sấy, đến thở mạnh cũng không dám. Nhạc dương thấy vậy thì cười thầm trong bụng, tiện miệng hỏi luôn, giáo quan, gần đây chắc không có loại dã thú nào nguy hiểm đấy chứ. Đừng có giống như lần trước. Lữ cánh nam ngắt lời anh chàng, sử dụng những gì các cậu học được, tự trả lời câu hỏi này đi. Nhạc Dương le lưỡi, lần này thời gian chuẩn bị không được đầy đủ lắm, cả bọn đều nghĩ đến chiếc máy tính chứa đủ thứ thông tin bao la vạn tượng của giáo sư Phương Tân, đoán chắc có mượn tra cứu một chút cũng không sao, chẳng ngờ hòn đảo cô độc trên cao nguyên này có hoàn cảnh địa lý hết sức đặc thù, nên đã sản sinh ra đủ các loại sinh vật kỳ quái hiếm thấy trên đời, chỉ nhìn lướt qua một lượt, các loại sinh vật nguy hiểm đã phải dùng con số hàng trăm làm đơn vị tính rồi. Trương Lập và Nhạc Dương cúi đầu ủ rũ xem ra lần này hai người họ phải tập trung 120% tinh thần đi thăm dò địa hình xung quanh đây rồi. Lữ cánh nam vẫn chưa yên tâm, trước khi họ đi lại nhắc nhở phải chú ý quan sát lực bám đất của cây cỏ và mức độ sốp của thổ nhưỡng vùng này. Cô ngước mắt nhìn lên không trung lầm bẩm mưa mà lớn hơn nữa, các cậu cũng biết tình huống tệ nhất sẽ là như thế nào rồi đấy. Một lát sau, Trương Lập và Nhạc Dương quay lại, không phát hiện ra dã thú gì nguy hiểm, cũng không tìm được xung quanh có dấu vết của con người sinh sống. Lư cánh Nam nói: chỗ này ở sâu trong núi, rất khó phát hiện được người sinh sống ở đây. Ăn cơm xong mọi người nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn phải đi hết một ngày đường mới đến đích đó. Sau bữa cơm, Lư cánh Nam có vẻ rất thần bí kéo Đường Mẫn vào lều. Nhạc Dương tinh mắt đã ngấm ngầm lưu ý, không hiểu ra sao, vì chuyện này từ trước đến giờ chưa từng xảy ra lần nào. Anh chàng thầm nhủ, có lẽ nào là do giáo quan ghen tuông, muốn nhân lúc Hạ Trại nghỉ ngơi mà báo thủ Đường Mẫn trăng. Mưa lớn dần. Lạt Ma Á La và giáo sư Phương Tân thu dọn các thứ máy móc, cả hai đều trao mày lại. Giáo sư Phương Tân nói, độ dốc sườn núi phía bắc lớn quá, thổ nhưỡng có tính axit yếu, một phần là sa thạch, rất dễ vỡ vụn. Nếu mưa lớn thêm chút nữa, chỉ sợ sẽ có đất đá trôi, hơn nữa chỗ này rừng bách phân bố rất thưa thớt, có lẽ trước đây đã từng xảy ra rồi. Đại sư xem, rời chỗ cắm trại ra phía tây 300 mét liệu có tốt hơn một chút không? Lạt Ma Á La nói, thế nhưng chỗ này đã là nơi bằng phẳng cao nhất trong khu vực gần đây rồi, từ lưng chừng núi xuống đến triển núi, có hai rãnh sâu tạo thành hình chữ bát, có lẽ nếu có đất đá trôi thì sẽ trôi qua hai bên trái phải của chúng ta mới đúng. Nếu dịch sang phía tây, chẳng phải là chúng ta sẽ ở giữa quần thể thụ tán kia hay sao? Giáo sư Phương Tân gật đầu, nói chuyện với cánh nam, nghe ý kiến của cô ấy thế nào đã? Trong lều, đường mẫn ngạc nhiên hỏi, có chuyện gì vậy, giáo quan? Lữ cánh nam ngần ngừ do dự một lúc, rồi mới miễn cưỡng nói, mẫn mẫn, có thể nhờ cô giúp tôi một chuyện nhỏ không? Đường mẫn nói, hả? Lữ cánh nam nói, là, là thế này, cục áo lót của tôi không hiểu sao lại kẹt cứng lại, tôi không cởi ra được, cứ côm côm ở lưng thế nào ấy, tôi muốn nhờ cô. Đường mẫn nói, chật, tôi còn tưởng là vấn đề gì lớn lắm chứ, nào, để tôi giúp cô cởi áo ngoài ra đã. Đang chuẩn bị đứng lên, chợt nghe lạt ma á la ở bên ngoài lều hỏi, có thể vào được không? À, được ạ, à, mời đại sư vào. Lạt ma Á La vào trong lều, nói với Lữ Cánh Nam, theo kết quả quan sát của bọn trác mộc cường ba và kết quả xác định thổ nhưỡng của chúng tôi, nếu trận mưa này tiếp tục, chúng ta cần phải đề phòng có đất đá trôi. Lữ Cánh Nam nói, "Ừm, um, tôi biết rồi, lúc bắt đầu cắm trại, tôi đã chọn kỹ rồi, nhìn thế núi này, nếu xảy ra đất đá trôi, chắc là sẽ xối qua hai bên chúng ta thôi. Nếu đại sư đã nói thế, tôi nay phái người trực đem đi, lưu ý quan sát cẩn thận." như vậy là cũng tương đối ổn thỏa rồi lạt ma á la đưa mắt nhìn vẻ mặt kỳ quái của lứ cánh nam và đường mẫn gật đầu bước ra mới đi được không xa mấy đã thấy nhạc dương làm bộ thần bí chạy tới hỏi đại sư hai người bọn họ trong ấy không có chuyện gì chứ lạt ma á la nói chuyện gì là sao nhạc dương nói chỉ là tôi hơi ngạc nhiên trước đây chưa từng thấy giáo quan và cô mẫn mẫn thân thiết với nhau như vậy hôm nay cô mẫn mẫn sợ dây thường làm chậm trễ hành trình của chúng ta, tôi sợ giáo quan sẽ. Lạt ma á la mỉm cười nói, giáo quan cánh nam không nhỏ nhen như vậy đâu. Ừm, có điều nghe cậu nói, vừa rồi tôi ở trong lều thấy nét mặt hai người bọn họ, cũng hơi kỳ quái thật. Một một vùng thuộc tỉnh Kashmir của Ấn Độ. Hai đoạn này tác giả viết không rõ ràng, dịch giả trung thành với nguyên tác Andy. Ba Bảo Đinh là một đầu bếp rất giỏi nghề mổ trâu, ông chỉ cần một đường dao là đã có thể mổ phanh cả con trâu ra. Nam Hoa Kinh, Trang Tử. Bốn địa hình nơi có con sông chảy qua khe hẹp giữa hai ngọn núi. Cổ cách cơ quan Phật. Hai mắt nhạc dương sáng lên, vội rối giết hỏi, ôi cha, vậy sao? Tình hình lúc đó thế nào vậy? Lạt ma á la và nhạc dương nói được hai ba câu, giáo sư Phương Tân đi qua liền hỏi, hai người đang nói chuyện gì mà cứ phải thì thà thì thầm vậy? Á la chỉ khẽ cười cười, lắc đầu quay đi. Nhạc dương lại thấp giọng nói với giáo sư Phương Tân, giáo sư, ông có cảm thấy hôm nay thái độ của giáo quan cưới cô mẫn mẫn không ổn lắm không, đặc biệt là sau khi ăn cơm ấy. Lạt ma á la nói, vẻ mặt họ lúc ở trong lều rất kỳ quái, tôi lo là có chuyện gì xảy ra mất. Giáo sư Phương Tân nói, chắc không đâu, mà cậu lo cái gì cơ chứ. Nhạc dương liền khoa tay múa chân nói, chính là cái vấn đề ấy ấy, mọi người đều biết cả rồi chắc không cần tôi phải nói ra chứ anh chàng nghiêng nghiêng đầu về phía lều của chắc một cường ba gật gật mấy cái giáo sư phương tân cười cười vỗ nhẹ lên vai nhạc dương mấy người trẻ các cậu ấy à nhạc dương vội thầm cái không phải đâu cả lạt ma á là cũng tận mắt trông thấy rồi mà ông ấy nói họ ở trong lều thế này thế kia vừa hay lúc ấy ba tang ở trong lều đi ra thấy giáo sư phương tân chỉ lắc lắc đầu không nói gì bèn hỏi sao thế giáo sư có cần tôi giúp gì không Giáo sư Phương Tân mỉm cười, nghe nhạc dương nói, giáo quan Lữ Cánh Nam và cô Đường Mẫn hình như đang bạt kiếm dương cung ở trong lều kia kìa, không biết có phải thật không nữa. Mấy phút sau, Trương Lập sông vào lều của Trác Mộc Cường Ba kêu toáng lên, không xong rồi, Cường Ba thiếu ra, giáo quan và cô Mẫn Mẫn đang đánh nhau trong lều rồi. Giống mấy bà đanh đá đánh nhau ngoài chợ ấy, giật tóc xé áo đối phương, nhốn nháo hết cả lên rồi. Trác Mộc Cường Ba vội đứng phát dậy, lớn tiếng nói, hả? sao lại thế cơ chứ? Bên trong lều, đường mẫn đưa tay quệt mấy giọt mồ hôi li ti trên chán, hoan hỉ nói, được rồi, cuối cùng cũng tháo được ra. Lữ cánh nam ngoảnh đầu lại nói, cảm ơn. Đột nhiên, chắc một cường ba sùng sục như con bò mộng thò đầu vào trong lều, các cô. Trương lập cả nhạc dương đứng đằng xa nhìn bóng chắc một cường ba khuất sau chiếc lều. Anh chàng họ trương thì thào hỏi, tin tức có đáng tin cậy không đấy, cường ba thiếu gia đã xông vào rồi chỉ nghe một tiếng á sắc nhọn rạch ngang bầu trời đêm đang mưa lâm thâm rõ ràng là tiếng hét của một cô gái nhưng lại không giống tiếng của mẫn mẫn trác mộc cường bao ôm nửa gương mặt rát bỏng lủi thủi ra khỏi căn lều đi tìm trương lập và nhạc dương chỉ mặt hai anh chàng lắm chuyện nói các xi ớ nặng yêu trầm ai y bảo bọn họ đánh nhau hả là ai trương lập vội vàng giải thích tôi nghe anh ba tang nói thế mà nhạc dương cũng xua tay lia lịa tôi không nói tôi không có nói mà sự việc nhanh chóng được làm rõ, Lữ Cánh Nam đanh mặt tuyên bố, hôm nay Trương Lập và Nhạc Dương trực đêm. Cả hai anh chàng không hiểu sao mình lại chọc giận giáo quan đến thế, cũng không hỏi được rốt cuộc cường ba thiếu gia đã phát hiện ra chuyện gì. Đêm về khuya, hai người ngồi bên cạnh lều chắc mộc cường ba giờ tấm bạt lên che mưa, lửa vẫn cháy nhưng gió lạnh thổi vù vù, mưa dường như lại lớn hơn một chút. Vì ba tang đã lạnh lùng nhắc nhở từ trước rằng, cẩn thận một chút, đêm nay dốc núi đối diện có thể bị sụt lở đấy nên hai người đều không dám đi ngủ. Trương Lập run lên một cái, lau bạo oán trách, đều tại cái thằng ngốc nhà cậu, hại tôi phải trực đêm theo. Nhạc Dương nói, làm sao trách tôi chứ, tôi làm sao biết được họ làm gì trong đó, tôi cũng làm sao biết được cường ba thiếu ra lại dễ kích động như thế. Với cả tôi làm sao biết được sau khi cường ba thiếu ra vào trong ấy, giáo quan bỗng hét lên the thế như thế. Tôi lại chẳng tưởng mọi người sẽ cùng đi ra, không thể vì chút chuyện nhỏ này mà gây lộn với nhau được, chuyện giáo quan có ý với cường ba thiếu gia anh xuống biết rồi còn gì, đúng là hiếm có, bà già ấy lại nảy nở mầm tình, vốn là tôi cũng rất hy vọng vào giáo quan, chật, nhưng tiếc nối cường ba thiếu gia lại yêu cô mẫn mẫn đến chết đi sống lại như thế, tôi thấy hy vọng của giáo quan không lớn rồi. Trương Lập vội đặt tay lên môi, suyệt, nghe thấy tiếng gì không? Nhạc Dương vỉnh tai lắng nghe, chỉ có tiếng mưa thôi mà. Trương Lập nói, không phải, anh nheo mắt lại, tựa hồ muốn nhìn xa hơn chút nữa, rồi đột nhiên đứng phát dậy chỉ về phía xa kêu lên những cái cây kia hình như đang chuyển động a à, nhạc dương dựa hẳn sang bên trái cả người trượt chân đổ sập vào chiếc lều chắc mộc cường ba nằm bên trong lập tức bị giật mình tỉnh giấc vội hỏi chuyện gì thế nhạc dương còn chưa kịp trả lời chắc mộc cường ba đã ở trong chui ra trương lập chỉ tay về phía xa nói anh xem đám cây kia có phải đang di động không đang xa tối đen như mực bóng cây khổng lồ kéo dài hình thành nên sống lưng con quái vật không nhìn kỹ quả nhiên khó phát hiện được những cây ấy dường như đang khẽ chuyển động, không phải, tốc độ di động đang dần tăng lên. Lúc Trác Mộc Cường ba ngước mắt nhìn, sự chuyển động của cây cối đã hết sức rõ rệt rồi, gã thấp giọng nói, sụt lở rồi, Triển núi bị sụt. Đất đá trôi ầm ầm đổ xuống, từng cây rồi lại từng cây cổ thụ đổ dạp. Dòng lũ vốn chảy thành hai đường rãnh hai bên trái phải, đột nhiên lại tuôn thêm một dòng đất cát chảy vào chính giữa, nhằm thẳng hướng lều trại lao tới. Trương Lập kêu toáng lên, đất đá trôi tới rồi, mọi người mau ra đi. Trác Mộc Cường ba thốt, không kịp mất rồi, thấy dòng đất đá trôi thẳng về phía lều trại của đường mẫn và lữ cánh nam, gã vội rút con dao săn cá sấu ở bắp vế, vung lên chém đứt sợi dây thường cố định lều bạt, cũng không kịp tìm người, chỉ cách một lớp chăn mỏ thấy hai người, vội ôm chặt, lăn sang một bên. Ba ta người vừa mới lăn đi, dòng đất đá trôi lệch hướng kia đã nuốt chừng chiếc lều bạt rồi chảy tiếp chừng gần 500 mét nữa mới dừng lại lúc này giáo sư Phương Tân và mấy người khác mới ra khỏi lều. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam thò đầu ra khỏi đống vải chăn lùng nhùng, chỉ thấy Trương Lập và Nhạc Dương sắc mặt tái mét đứng bên cạnh, một người đưa tay lau mồ hôi thốt lên, nguy hiểm quá. Giáo sư Phương Tân nói, nhìn trên kia kia, dòng đất đá thứ hai lại sắp hình thành rồi, chúng ta phải lập tức rời khỏi đây thôi. Tám người vội vàng thu dọn hành trang, rời khỏi khoảnh đất bằng với tốc độ nhanh nhất có thể, rồi theo ý kiến ban đầu của giáo sư Phương Tân, dịch sang phía tây chừng hơn 300 mét, chuyển tới vị trí trung tâm của khu rừng. Dòng đất đá trôi hoành hành hung hãn bên ngoài, nhưng đều bị những gốc cây quái dị này chặn lại, chỉ trôi thêm được mấy mét là đã bị chia cắt thành dòng nhỏ, không còn cuồn cuộn hung dữ nữa. Trương Lập ngạc nhiên nói, tại sao giáo sư Phương Tân lại biết đây là vùng an toàn? Giáo sư Phương Tân điềm đạm giải thích, đoạn này vốn là khu vực thường xuyên xảy ra đất đá trôi, nham thể và núi đều dễ xuất hiện hiện tượng đất trôi đá lở, nhưng rừng cây này chắc cũng mấy trăm tuổi rồi, có thể giữ được tình trạng không bị phá hoại cho tới tận bây giờ, chứng tỏ bộ rễ của những thực vật kỳ lạ này còn bám đất chặt hơn bộ rễ của cây bách, vì vậy nơi này có lẽ là tương đối an toàn. Nhìn dòng đất đá xối vào khoảnh đất bằng phẳng phía trên kia, đồng thời chất trồng chất đống lên đó, nơi ấy dần dần trở nên rộng hơn, phẳng hơn, nhạc dương lẻ lưỡi nói, mẹ của tôi ơi, thì ra là chỗ đó là do đất đá trôi tích tụ mà thành, suýt chút nữa chúng ta tự chui đầu vào dọ rồi. Lữ cánh nam nói, lần này tôi sơ suất, cũng may đã phát hiện kịp thời, đành để mọi người tạm nghỉ ngơi trong khu rừng này vậy. Lạt ma á la lắc đầu nói, địa điểm vốn không chọn sai, chỉ là không ngờ hai dòng đất đá trôi ấy lại va chạm tác động lẫn nhau, dẫn đến chuyển hướng xối thẳng vào giữa, đây là tự nhiên biến hóa khôn lường. Chúng ta không thể dự đoán một cách hoàn toàn chính xác được đâu, sắp xếp người canh phòng ban đêm, giữ cảnh giác bất cứ lúc nào là hành động đúng đắn. Trong khu rừng đầy những cây cối quái dị đó, trời lại mưa gió ầm ầm muốn bình yên ngủ một giấc nào có dễ dàng gì mọi người đều mở mắt thao láo cả đêm dài ngày hôm sau lại tiếp tục dựa theo chú thích trên bản đồ nhằm hướng đông nam thẳng tiến đinh 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 giữa khu vực hoang vu không người lạnh lẽo mênh mông vang lên tiếng đục đẽo chát chúa bên cạnh mấy chiếc lều bạt là một pho tượng quan m cao đến 14-15 mét đứng nghiêm trang trong hang động không đây dường như không phải quan thế âm bồ tát ngàn tay ngàn mắt truyền thống trước tiên là tạo hình của phần đầu pho tượng có tới ba mắt đồng thời người thợ tay nghề hết sức uyên thâm ấy đã tạo cho bức tượng một vẻ mặt mỉm cười đầy vẻ từ bi, nhưng khóe miệng lại nhếch lên lạnh lùng ngạo nghễ, kế đó là ngàn tay ngàn mắt, biến thành ngàn tay ngàn miệng, giữa lòng bàn tay, không phải con mắt quan sát thế sự mà là những cái miệng hình dạng khác nhau, có cái nhếch mép, cười gằn, có cái nghiến răng nghiến lợi, có cái há to như chậu máu, tượng Phật như vậy, thật khiến người ta phải kinh hãi, lạnh người. Lúc này bên ngoài pho tượng đá đã lắp xong giàn giáo, bên trên người bước qua bước lại hết sức bận rộn, họ cẩn trọng đục từng nhát lên đó, nhưng đám người này không phải đang tạc tượng mà đang. Dầm một mảng lớn trước ngực tượng Phật chóc ra rơi xuống, dưới đất bụi bay mù mịt. Merkin huyết sáo, thái độ vô cùng ung dung, y cầm bộ đàm lên hỏi, đã thấy chưa? Sos đứng trên giàn giáo đáp lời, chưa thấy, chắc còn phải đục sâu thêm chút nữa, chất đá ở đây không tốt, rất dễ bong chóc, chắc chỉ lát nữa là xong thôi vừa dứt lời. Lại một tiếng động nữa vang lên, kế đó là một mảng đá lớn hơn chóc xuống, trước ngực bức tượng đá khổng lồ liền lộ ra một mảng kim loại, Sos mừng rỡ nói, xong rồi, để tôi khởi động cơ quan xem. Merkin ngẩng đầu lên nhìn vầng trán của tượng quan M, nơi đó, phía trên đôi mắt Phật tử bi hiền hòa, có một con mắt lớn phát ra những tia sáng bảng bạc. Chỉ cần Sos cắm bốn cây quyền trượng vào bản kim loại nơi ngực tượng Phật, con mắt bạc ấy sẽ rơi xuống, mà con mắt này, tương truyền có thể mở ra một bí mật còn lớn hơn gấp bội. Sauce lấy ra bốn cây gậy dài chừng một thước khoảng 30cm, một đầu hình thoi, bên trên hình thoi khảm một phiến tròn bằng kim loại to như đồng tiền có hình vẽ. Sauce quan sát bảng kim loại, rồi cắm đầu có đồng tiền vào lỗ tương ứng, từ từ cắm sâu vào, mỗi khi một cây quyền trượng dấn vào, con mắt lớn trên chán tượng đá lại lơi ra một chút, bụi đá là tả giải xuống như mưa. Sauce dặn dò, xong rồi, một đứa chúng mày lên lấy nó xuống đi một tên trong đám thủ hạ liền sắn tay áo bám vào cánh tay tượng Phật trèo lên, vừa mới leo được 2-3 mét, đột nhiên kêu á, một tiếng lớn, trượt chân rơi khỏi giàn giáo cao 10 mét. Sos liền vung roi ra, quấn chặt tên đó, kéo trở lại giàn giáo rồi hỏi, chuyện gì vậy? Tên kia đáp, không biết nữa, hình như có con gì đó cắn tôi một cái. Sos xoay xoay cổ tay tên đó, vừa trông thấy vết thương liền nói luôn, ồ, bò cạp, mày chạm phải chỗ nào rồi? Tên kia lắc đầu, đâu có đâu, tôi bám vào cánh tay tượng Phật trèo lên thôi, vết thương bắt đầu tê đi rồi. Sos chỉ vào hai tên khác nói, hai thằng chúng mày, đỡ nó xuống dưới, tiêm huyết thanh vào. Vừa dứt lời, dưới chân bỗng rung lên dữ dội, cả dàn giáo phát ra những tiếng rắc rắc lách cách, một cánh tay pho tượng cơ hồ như muốn nhấc lên. Merkin bên dưới nhìn thấy tượng đá biến đổi, vội vàng với lên hỏi, sao vậy? Xảy ra chuyện gì à? Sos đáp, không sao, pho tượng này là tượng cơ quan Phật, giờ tôi đã khởi động cơ quan, chỉ sợ tượng Phật sắp sụp xuống rồi. Tôi sẽ đích thân đi lấy con mắt bạc, anh tổ chức cho người bên dưới rút đi kế đó y lại quay sang bảo đám người đang lao động trên giàn giáo, chúng mày lập tức rời khỏi đây, sắp sập tới nơi rồi. Thân hình so lắc nhẹ, trèo lên với tốc độ nhanh hơn tên vừa nãy không biết bao nhiêu lần. Lúc leo tới gần chỗ cánh tay quả nhiên trong cái miệng nơi lòng bàn tay bỏ ra một con bỏ cạp dài chừng 10cm, toàn thân trắng như tuyết, chỉ có mũi kim nơi đuôi là màu đen. Sos lấy làm hứng thú, ngạc nhiên thốt lên, không ngờ lại là bọ cạp trắng y vươn tay ra, thành thạo bắt lấy con bọ cạp, rồi ném xuống dưới eo, vậy là đã cho con vật vừa bắt được vào một chiếc lọ thủy tinh. Đột nhiên nơi đốc nách của cánh tay đó có đá vụn rơi xuống, cả cánh tay lập tức gãy lìa, Sos suýt chút nữa cũng rơi xuống theo, may mà kịp bám vào một cánh tay khác. Lúc này, trong chỗ gãy kia, dường như có gì đó nhúc nhích, đưa mắt nhìn lại, thì thấy vô số bọ cạp trắng đang tràn ra, bỏ loạn lung tung khắp nơi sauce cũng không khỏi kinh ngạc nhủ thầm nhiều vậy sao song y cũng không kịp nghĩ ngợi gì nhiều lại tiếp tục nhanh nhẹn leo lên bên trên lại có một cánh tay gãy khác rơi xuống giữa đầu sauce vội lách người né tránh cánh tay y đặt chân cũng rơi cả người y thụt xuống y liền bám tay vào một cánh tay khác gắng sức áp sát thân tượng phật đột nhiên bỗng nghe thấy một tiếng cạch sauce là người kinh nghiệm phong phú vừa nghe tiếng động là biết ngay đây chính là âm thanh phát ra trước khi cơ quan khởi động liền không chút ngần ngừ vung cây roi dài trong tay ra, quấn lấy một cánh tay đu từ bên trái sang bên phải tượng Phật, mấy mũi lao đen ngòm sượt qua vai. Lúc đu qua bảng kim loại chỗ ngực tượng Phật, chỉ nghe bên trong vang lên những tiếng cách 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 không ngừng, Sauce thầm than hỏng rồi, vội đạp chân vào bảng kim loại hòng tăng thêm tốc độ. Quả nhiên, vừa lướt qua đó, tên và mũi lao liền bắn ra vù vù, chỉ hơi chậm một chút là lão đã bị bắn lỗ chỗ như tổ ong rồi. Sauce đu sang cánh tay bên phải, không dám ngừng lại thu roi lại rồi tiếp tục vung ra quấn vào một cánh tay khác, mượn lực đó nhảy lên cánh tay, đoạn nhanh chóng leo lên mây mét như leo thang tre, kế đó đã tới vai tượng Phật. Không ngờ chất đá chỗ vai tượng chỉ là một lớp mỏng dính, sauce vừa dấm lên đã đạp vỡ một khoảng lớn, chân thụt vào trong, y lâm nguy mà không rối loạn, ứng biến tức thì, hao tay bám được tai tượng Phật, tức khắc rút chân lên, lộn ngược người một vòng, đã đứng lên trên tai tượng Phật. Sauce vươn tay ra lấy con mắt bạc xuống, lầm bầm mắng chửi, tượng Phật quỷ quái này, còn ghê hơn cơ quan của người may ăn nữa. Ngoảnh đầu nhìn lại y mới nhận ra chỗ mình vừa đập vỡ lại tràn ra vô số bò cạp trắng nhỏ, còn chỗ đặt con mắt bạc không hiểu đã sắp xếp cơ quan gì mà cũng bắt đầu chảy ra rất nhiều chất dịch màu đỏ. Lũ bò cạp trắng đã tràn ra rất nhiều, chiếm cứ hết gần nửa vai tượng Phật và hầu hết các cánh tay, sau trong một thoáng cũng không tìm thấy chỗ nào đặt chân, mà tai tượng Phật cũng đã bị vô số bò cạp trắng khác tràn lên. Lúc này, y lại nghe bên dưới chân có tiếng lạch cạch, cúi đầu quan sát, thấy gốc tai cũng bắt đầu có vụn đá rơi lả tả, sauce nhíu chặt hai hàng lông mày, lầm bầm chửi, chó chết y ngầng đầu lên, bám lấy tóc xoăn ốc của tượng Phật, trèo lên đỉnh đầu. Chỉ nghe một tiếng bục, tựa hồ như có tấm màng chắn bị phá vỡ, kế đố một lượng lớn dịch đỏ tràn ra nơi lỗ tai tượng Phật, tai Phật tựa hồ như làm bằng đất bột, vừa đổ nước vào là tan ra ngay, cái cái tai rơi luôn xuống dưới. Vậy còn chưa hết, lại nghe xì một tiếng nữa, trên đỉnh đầu tượng Phật cũng bắt đầu rỉ ra thứ dịch đỏ kia, sauce không còn đường nào để đi, chỉ biết mở mắt nhìn chân chân chỗ đứng của mình bắt đầu đung đưa dao động, cuối cùng cũng không nhịn nổi mà ngoác miệng ra chửi, chó chết. Khốn nạn, bọn người cổ cách trời đánh, lời còn chưa dứt, cả đầu tượng Phật đã rơi khỏi thân tượng, sauce cũng theo đó mà rơi xuống. Cùng lúc ấy, Merkin ở dưới đất cũng kinh hoàng luống cuống cả tay chân. Y không tài nào ngờ được một pho tượng lớn như thế, vậy mà bảo sụp là sụp xuống ngay được. Hiện trường loạn như bầy ong vỡ tổ, căn bản không thế nào chỉ huy được, đành ai có mạng người ấy chạy thôi vậy. Merkin vừa mới tránh ra một bên, đã thấy đầu tượng Phật khổng lồ rơi huỳnh xuống đất, vỡ làm bốn năm mảnh, chất dịch màu đỏ bắn ra tung tóe, lan khắp mặt đất, quả giống như máu chảy thành sông. Merkin và đám thủ hạ đều bị dính khá nhiều chất dịch này lên người. Bọn bò cạp trắng kia, không hiểu nhân được thông tin gì từ chất dịch, liền như bầy sói đói thấy thịt tươi, gấu chó ngửi được mùi mật, tức khắc ảo đến như thác lũ. Merkin thấy tình thế không hay, ngoác miệng chửi một tiếng, chó chết, rồi xoay người co giò bỏ chạy. Cả đám thủ hạ cũng luống cuống chạy theo. Sau lơ lửng trên không, thì ra lúc từ trên trời cao rơi xuống, rốt cuộc y cũng nhờ vào tài nghệ dùng roi của mình kịp thời quấn vào giàn giáo, nhặt lại tính mạng từ tay tử thần. Nhân lúc đám bò cạp trắng chưa kịp vây kín, y lập tức rút roi rồi lại ném ra, liên tiếp bốn lần cuối cùng cũng hạ chân xuống đất, chay lao theo đám người mất Cả đám người chạy một mạch nửa tiếng đồng hồ, trèo lên một cái tháp đất tương đối cao. Merkin thở hổn hến nói, không đuổi, không đuổi theo nữa rồi. Điểm lại quân số y phát hiện ra thiếu bốn người, mà cũng không phải quay lại tìm làm gì nữa, ai nấy đều rõ số phận của bốn tên đó thế nào rồi. Merkin nhìn con mắt bạc trong tay Sos, vừa thở vừa mỉm cười nói, chúng mày, đây chính là di tích cổ cách treo ngược giữa không chung đấy. Sos nghiến răng nói, nhan lên, đưa tôi hai ống huyết thanh, chó má thật. Merkin kinh ngạc thốt lên, sao cơ, cả anh mà cũng. Sos nói, ừm, lúc đạp lên vai pho tượng, những cơ quan chết tiệt này toàn thiết kế ở những chỗ người ta không thể tưởng tượng ra nổi Merkin trầm giọng nói, Trung Quốc dù sao cũng có đến 5.000 năm lịch sử, kỹ thuật cơ quan của họ phát triển cũng tương đối kinh người, chúng ta không thể có tâm lý cầu may được. Cái hang thiên Phật này chẳng qua chỉ là một pho tượng cơ quan Phật bình thường mà đã đáng sợ như này, đảo huyền không tự chỉ sợ còn nguy hiểm nhiều hơn nữa đấy. Thôn công bố, đường núi dốc đứng, hơn nữa lại vừa rứt cơn mua nên rất trơn, dù mọi người đã đi giày đinh chuyên leo núi cũng vẫn lên được một bước lại trượt về nửa bước. Càng đi sâu vào trong lại càng không thấy bóng dáng dấu tích gì của con người. Song nơi này sơn thanh thủy tú, sau cơn mưa cây cối đều xanh mướt mát, bầy chim trao liệng trên không lại càng tăng thêm phần sinh động, đoàn người bọn trác mộc cường ba đi đường vất vả mà không ai cảm thấy khổ sở gì. Họ đi hết một ngày đường gian khổ, tới gần buổi xế chiều, phía trước bỗng hiện ra một làn khói mờ nhạc dương mừng rỡ reo vang có người phía trước có người đi tới dưới chân một ngọn núi không biết tên quả nhiên trong sơn cốc có một thôn làng hiện lên trước mắt sống hơn trăm hộ dân trông rất giống với phong cách dân tạng một con đường nhỏ quanh có đi xuyên qua khu làng dẫn thẳng tới sâu trong khe núi cả nhóm người mừng vui ra mặt chạy thẳng tới khu làng ấy tinh thần ai nấy đều phấn chấn hẳn lên người đầu tiên họ gặp được là một cô bé chăn gia súc cô bé dựa người vào sát cánh cổng làng chiếc roi da trong tay vung vẩy nhẹ nhẹ, chiếc áo phổ lỗ rệ bằng lông cừu và tấm khăn đầu đỏ tực như lửa ánh lên cùng dáng chiều rực rỡ nơi trời tây và lũ cừu trắng toát dưới làn mây khói lững lờ. Cảnh tượng hiện lên như một bức tranh sơn thủy khó tả nổi bằng lời. Đàn cừu đã ngoan ngoãn trở về thôn trang, nhưng cô bé vẫn lưu luyến nhìn về phương đông, tựa hồ như đang đợi ai đó. Trương lập mắt sáng lên, đang chuẩn bị bước lên chào hỏi, cô bé kia thốt nhiên trông thấy người lạ, vội kêu lên một tiếng rồi vung roi đuổi đàn cừu chạy đi, chỉ để lại trong mắt nhóm khách phương xa một bóng hình yểu điệu mỏng manh. Đi vào giữa làng, chỉ thấy già trẻ gái trai, hầu hết đều dừng chân nhìn ngó mấy du khách lạ mặt. Trang phục của họ đậm nét đặc trưng của người tạng, song lại có phong cách rất riêng, tựa hồ như phục sức của người môn ba, nhưng lại không hoàn toàn là thế. Trác Mộc Cường ba sải chân lên trước, dùng tiếng tạng hỏi một ông già trông giống người tạng, ông ơi, chúng tôi ở ngoài núi vào đây, muốn tá túc một đêm, ở đây có chỗ nào chú tạm không ạ? À? giọng ông già kia vang lên gắt gỏng cậu nói cái gì tôi không hiểu trác mộc cường ba thoạt nghe nhận ra đây là một kiểu phát âm chẳng giống tiếng tạng bình thường cũng không giống tiếng tạng cổ mà dường như là giữa hai thứ tiếng ấy nghe nửa hiểu nửa không gã liền dứt khoát dùng tiếng tạng cổ hỏi một lượt ông già kia liền lộ vẻ ngạc nhiên ra mặt rõ ràng là cảm thấy kinh ngạc trước chuyện trác mộc cường ba biết nói tiếng tạng cổ thế nhưng ông ta cũng chỉ lạnh lùng đáo một câu không biết rồi quay người đi thẳng trác mộc cường ba lấy làm ngạc nhiên gã hiểu rõ đồng bào của mình đều là những người nhiệt tình hiếu khách nhưng dân tộc trong núi này sao lại lạnh lùng như nước đá thế kia lạt ma á la và trác mộc cường ba lại chia nhau đi hỏi mấy người khác tử tế một chút thì trả lời không biết còn đâu thì thấy họ lại gần là đã tránh ra xa đi được mấy bước lại rừng ngoảnh đầu quan sát thẳng thừng hơn nữa có người thậm chí còn lớn tiếng quát đuổi đi 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 chỗ chúng tôi đây không tiếp khách vùng ngoài mặc xác các anh là người gì thì người mời các anh mau mau đi khỏi đây cho. Đã đến giờ cơm tối, người trong làng dường như đã hẹn nhau trước, đột nhiên tản đi hết, nhà nhà cửa kín như bưng, đường làng bỗng dưng trở nên hoang vắng thê lương. Tám ngựa chán nản tụ lại giữa làng, nhìn gió thổi lá bay xào sạc, cây cỏ đung đưa, tâm tình chiếu hẳn xuống. Đường mẫn dầu môi lên nói, người ở đây sao lại như thế chứ? Trương Lập và Nhạc Dương ngơ ngác nhìn nhau không biết trả lời thế nào. Giáo sư Phương Tân nói, có lẽ là mỗi nơi mỗi phong tục thôi ba tang chỉ cười gần không ra tiếng. Lạt ma á la nói, theo bản đồ, thì nơi kia cũng gần ở đây thôi, không biết người trong làng này có biết gì không nhỉ. Trác Mộc Cường ba nói, không thể nào đây, chuyện từ hơn ngàn năm trước, ai nhớ nổi chứ. Giáo sư Phương Tân lắc đầu phản đối, không, có rất nhiều nơi đã mất hết văn tự và hình vẽ ghi chép sự kiện, nhưng người dân địa phương vẫn dùng hình thức truyền thuyết hoặc câu chuyện thần thoại để lưu truyền cho đời sau chẳng hạn như dân cư ở sông nhũ sơn hán vương mộ đều biết truyền thuyết nói về mộ cổ lữ cánh nam nói người ta đã không hoan nghênh vậy chúng ra ra ngoài thông dựng lều hạ trại đi đằng nào cũng không thiếu nước với thức ăn sáng sớm mai sẽ lên đường không làm phiền tới họ nữa vậy là cả nhóm chọn một khoảng đất trống phía đông làng cắm lều hạ trại đốt lửa nấu cơm trác mộc cường ba giúp đường mẫn nhen lửa bị cô chiêu chọc hun cho muội khói dính đen xì cả mặt nước còn chưa sôi, bỗng nghe sau lều có tiếng cãi vã. Trác Mộc Cường ba chạy ra xem thử, thì thấy ba tang đang lạnh lùng nhìn một đứa bé trai chừng 8-9 tuổi, Trương Lập và Nhạc Dương đang mỗi người nói một câu gì đó. Vừa thấy Trác Mộc Cường ba tới, cả hao vội tranh nhau nói, Cường ba thiếu ra, thằng nhỏ này ăn trộm đồ của chúng ta. Mặt mũi thằng bé lấm lem bùn đất, hình như vừa chơi đùa thỏa thích ở đâu về, đôi mắt sáng cứ nhìn chầm chập vào người ta không chịu chấp, bàn tay nhỏ nắm chặt lại, điệu bộ vẻ như oan ức lắm, trác mộc cường ba thân thiện hỏi bé con tên cháu là gì đứa bé cũng lấy làm ngạc nhiên trước người đàn ông biết nói tiếng tạng cổ này ngước lên nhìn thân hình cao lớn của trác mộc cường ba tôi tên thứ cát trác mộc cường ba lại nói tốt lắm thứ cát có thể cho chú biết tại sao cháu lại trộm đồ ăn của chúng ta không sắc mặt thứ cát lập tức đầy vẻ phẫn nộ bàn tay nhỏ lại càng nắm chặt hơn không có tôi không có điệu bộ thằng nhóc như thể đang nói có đánh chết tôi cũng không thừa nhận trác mộc cường ba ngẩng đầu lên nó bảo không ăn trộm trương lập và nhạc dương cùng lúc kêu lên nói bậy đấy trương lập nói tôi tận mặt chứng kiến nó đang lục ba lô của chúng ta anh ba tang cũng trông thấy nữa nếu không phải anh ấy bắt nó lại thằng nhóc này đã lỉnh mất từ lâu rồi trác mộc cường ba nói trong ba lô có thiếu thứ gì không ba tang lạnh lùng đáp phát hiện ra sớm nên không để nó lấy mất thứ gì trác mộc cường ba xoa xoa đầu thứ cát nghĩ ngợi một chút rồi nói, bỏ qua đi, trẻ con nơi rừng sâu núi thẳm, chưa thấy ba lô to như thế bao giờ, hiếu kỳ một chút cũng là thường thôi. Đằng nào chúng ta cũng không mất gì cả, các cậu nghĩ sao? Trương Lập nói, thằng nhóc này ở trong làng kia, lúc nãy tôi đã thấy nó rồi. Trác Mộc Cường ba gật đầu, tôi biết, tôi cũng thấy nó rồi lúc ở trong làng thằng bé này đứng cạnh một phụ nữ trung niên, quần áo khi ấy vẫn còn sạch sẽ. Ba tang hơi lỏng tay ra, tay kia hất về phía thằng bé, ra hiệu nó có thể đi được rồi. Không ngờ, thứ Cát lại hiểu lầm, nó lớn tiếng giống lên, các người giết tôi, anh đa Cát nhất định sẽ báo thù. Trác Mộc Cường ba mỉm cười ngồi xổm xuống, quệt quệt nguội than trên mặt, vẽ một cái vòng trên má thứ cát, cười cười bảo, ai nói chúng ta sẽ giết cháu. Cháu về nhà được rồi, lần sau muốn xem gì thì bảo với chúng ta, trong cái túi này có nhiều thứ thú vị lắm. Thứ cát nghi hoặc tròn mắt nhìn Trác Mộc Cường ba, lùi lại mấy bước rồi mới quay người bỏ chạy. Chạy được vài bước, thằng bé quay đầu lại ngó xem bọn họ có đuổi theo không. Thấy đám chắc mộc cường ba không đuổi theo, cậu nhóc mới hét lớn, kẻ cướp. Ăn trộm, rồi chạy tót vào làng. Lạt ma á la và giáo sư Phương Tân cùng lữ cánh nam đi quan chắc địa hình quay trở lại, báo cho những người còn lại biết, vị trí đánh dấu trên bản đồ chắc là ở phía đông làng, lệch về phía nam chừng 30 độ, cách khoảng 30 km, nhưng đó là đường chim bay, còn vượt núi băng rừng thì thật khó nói là phải đi mất bao lâu nữa. Trác Mộc Cường ba kế sơ qua chuyện về thứ cát cho mấy người. Lúc này, một phụ nữ trung tuổi đang ngại ngần đứng cạnh lều trại của họ, thấp giọng nói, này. Cả bọn quay lại, liền thấy người phụ nữ người tạng chừng 40 tuổi đang khom mình cúi đầu nói, thằng bé đó, thật là ngại quá. Thứ cát bướng bỉnh quá, thật là làm phiền các vị, tôi dẫn nó đến xin lỗi đây thứ cát lấp ló phía sau vạt áo mẹ nó, vẻ mặt xem chừng không phục. Trác Mộc Cường ba đứng dậy nói, không có gì, thứ cát là đứa trẻ ngoan, nó hiểu chuyện lắm. Người phụ nữ trung niên kia nói, thực sự hết sức xin lỗi chuyện vừa rồi trong làng, cả làng chúng tôi, mọi người đều thờ ơ với khách từ phương xa đến quá. Nếu mọi người không ngại, xin mời đến nhà tôi. Lời mời này khiến mọi người đều mừng ra mặt, dù sao thì nước vẫn chưa đun sôi, sau mấy câu khách sáo, cả nhóm Trác Mộc Cường ba liền thu dọn đồ đạc, dọn vào nhà Trác Mã. Phòng ốc rất rộng rãi, thừa đủ chỗ cho tắm người nghỉ ngơi. Trông Trác Mã vào núi săn bắn, phải muộn hơn nữa mới về. Mọi người trò chuyện được đôi ba câu, khai trà sữa nóng hôi hổi đã được bưng lên bàn. Trương Lập ăn uống nhồm nhòm, rồi rối rít khen, bánh xốp của chị Trác Mã ngon thật đấy. Đây mới là điểm tâm kiều tạng chính gốc chứ lại. Trác Mã cười cười, ngon thì ăn nhiều một chút đi, nhà chúng tôi cũng lâu lắm rồi không có nhiều khách thế này. Lữ Cánh Nam hỏi, phải rồi chị Trác Mã, vừa nãy trong làng xảy ra chuyện gì vậy? Sao mọi người đều lạnh lùng như vậy? Trác mã ngượng ngùng đáp, chuyện này, đã là tập tục từ rất nhiều năm trước rồi, tất cả đều là quy củ tổ tiên truyền lại. Chúng tôi sống trong chốn rừng sâu núi thẳm này, cũng ít khi gặp được người nơi khác đến, nên không biết đạo đãi khách, có chỗ nào không phải, mong các vị bỏ quá cho. Lạt ma á la hỏi, vậy người ở đây thuộc bộ tộc nào thế? Trác mã nói, chúng tôi à, chúng tôi là người công bố ba. Lạt ma á la cho mày, công bố ba, trước nay hình như chưa nghe nói có một dân tộc nào như vậy cả trác mã đứng lên nói chúng tôi sinh sống mãi sâu trong núi người biết đến không nhiều lắm đâu xin lỗi tôi phải ra ngoài một chút các vị cứ tự nhiên sau khi trác mã đi khỏi tám người vừa thưởng thức đồ ăn thức uống rồi sôi nổi bàn luận cho rằng mình vẫn số đã chuyển lạt ma á là đột nhiên cảm thấy vùng bụng có gì đó không ổn đầu óc nặng nề như đã uống rất nhiều rượu ông nhổm đứng lên không ổn những thứ này không ổn vừa mới đứng lên, lập tức cảm thấy trời xoay đất chuyển, ngã huịch xuống đất. Mọi người thảy đều kinh hãi, nhưng quá muộn, người nào người nấy đều đổ nghiêng đổ ngã, chẳng mấy đã ngủ thiếp đi. Trác Mộc Cường ba tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, đầu giường đặt một chiếc hộp bát bảo, bên trên khắc đại bàng và mây lành, màn trướng buông rũ, nệm giường vừa mềm mại vừa dễ chịu, toàn bộ đều làm bằng tơ lụa thượng hạng, vách tường bên trái có am thờ Phật, đèn lửa sáng rõ, khói xanh vấn vít tỏa bay trác mộc cường ba lắc lắc cái đầu nặng như đá thầm nhủ mình đang ở đâu đây trong mơ trăng trác mộc cường ba nhổ người xuống giường quần áo vẫn còn nguyện vẹn ba lô đặt trên bàn đồ đặc không thiếu thứ nào chỉ là không biết những người khác đã đi đâu mất đầu óc gã lúc này mê man không cẩn thận chạm tay vào làm đổ chiếc ghế bên ngoài liền có người bước vào cung kính nói ngài tỉnh rồi ạ à. thánh sứ đại nhân trác mộc cường ba luống ca luống cuống hoang mang hỏi cái gì cái gì sứ Người kia quỳ một chân xuống, nói, Thánh Sứ Đại Nhân, Ngài là Thánh Sứ Đại Nhân của Bộ Tộc Công Bố chúng tôi. Thị lực trác Mộc Cường Ba đã dần dần khôi phục, thấy trước mắt mình có một thanh niên cao lớn khỏe mạnh đang quỳ một chân, sắc da hơi ngăm đen, chán rộng mũi cao, đôi mắt sáng rỡ. Gã lẩm bẩm nói, các người, các người có nhầm lẫn gì không? Gã sống bằng này tuổi đầu, đây là lần đầu tiên nghe thấy tộc tảng có một nhánh gọi là công bố, làm sao gã có thể trở thành cái gì xứ của bộ tộc này cho được? thanh niên kia nói, không thể lầm được, ba vị trưởng lão xưa nay chưa bao giờ nói sai. Ngài chính là thánh sứ đại nhân của chúng tôi, đây là sự thật đã được thần khâm định từ mấy ngàn năm trước rồi. Trác Mộc Cường ba lại hỏi, cậu tên gì? Thanh niên cúi đầu đáp, tiểu nhân là Na Thâm. Trác Mộc Cường ba liền dịu giọng nói tiếp, Na Thâm, Na Thâm, những người bạn của tôi đâu rồi? Na Thâm cung kính đáp, bạn của thánh sứ đại nhân đều đang ngủ ở một căn phòng khác. Trác Mộc Cường ba nói, tại sao trác mã lại đánh thuốc mê chúng tôi na thâm đáp là để xác định thân phận của thánh sứ đại nhân trác mộc cường ba hoang mang đáp trưởng lão xác định thân phận của tôi bằng cách nào bọn họ dựa vào cái gì mà nói tôi là thánh sứ cậu dẫn tôi đi gặp trưởng lão xem na thâm sợ hãi nói chỉ có người trưởng lão muốn gặp mới có thể gặp mặt trưởng lão bây giờ thánh sứ đại nhân ngài không thể đi gặp trưởng lão được trác mộc cường ba lắc lắc đầu cầm ly nước lạnh trên bàn uống ừng ực cho bản thân tỉnh táo thêm chút nữa rồi hỏi tiếp, vậy thánh sứ đại nhân này có thể làm những gì? Na thâm đáp, ba bị trưởng lão nói, thánh sứ đại nhân xuống phải tới cánh cửa sinh mệnh, chúng tôi sẽ dốc hết sức giúp thánh sứ đại nhân và các bạn của ngài đến nạp bạc thác. Trác Mộc Cường ba ngẩn người, cánh cửa sinh mệnh, gã dường như hiểu ra gì đó, lại như mù mờ không hiểu, hoàn toàn bỏ sót mất chữ cúng kia. Trong bóng tối mù mịt, những ngọn đuốc như ánh đom đóm lập lè, ghép thành một đường dài ngoằn ngoèo khúc khuỷu. Mỗi người đều ở trong trạng thái cảnh giác cao độ, trong ánh sáng của ngọn đuốc trên tay, bên phải là vách đá, bên trái trống không mờ mịt, thì thoảng lại có đá vụn rơi xuống, song lại không có bất cứ tiếng vọng nào. Thì ra, con đường bọn họ đi không ngờ lại giống hệt như con đường nhỏ tiến vào mặt thoát bên sông Nhã Lỗ Tạng Bố, trên dưới là bầu không thăm thẳm, con đường ở giữa nhô ra rộng chưa đến một mét, mà lúc này còn tối om như mực, trên không thấy trời, dưới không thấy đất. Sauce ngoảnh đầu nói, đáng lẽ phải mang thằng Watt kia đến, có khi bây giờ đã qua chỗ này rồi ấy chứ. Merkin nói, mang hắn đi cũng vô dụng, thằng Watt ấy cả đời cũng chưa ra khỏi mặt thoát, hắn chỉ nghe theo những gì tổ tiên hắn truyền lại mà thôi, còn chúng ta mới có bản đồ. Thật không ngờ địa hình ở đây lại phức tạp thế này, cái chỗ quỷ này làm sao mà hình thành được nhỉ? Sos nói, chắc là cao nguyên đá vôi, nhưng chất đá ở đây và nham thạch trên mặt đất hoàn toàn không giống nhau để tôi nghĩ lại xem no, ta ừ đầu đến giờ vẫn đi xuống dốc. Từ trên mặt đất xuống đây chắc khoảng một ngàn mét, đã đi qua tầng nham thạch trầm tích rồi. Vách đá ở chỗ này dường như đều do nham thạch cứng cấu thành, hơi giống đá Rayolai, có lẽ là một khe ngầm hoàn toàn biết kín hình thành từ những vân động tạo sơn ban đầu của địa cầu. Merkin nói, bây giờ bốn phía đều tối đen như mực, chẳng nhìn thấy gì cả, làm sao mà tìm kiếm đây. Sau đáp, cứ men theo con đường này tiếp tục đi đi. Tôi nghĩ thằng Watt ấy nói cái gì mà như dây thường nhà trời sẽ nối tới cánh tay của thủ la, chắc là phải có cầu mới đúng. Merkin lẩm bẩm bao nhiêu năm như vậy, có trời mới biết còn hay không? Hai người vừa nói vừa tiếp tục tiến lên, đột nhiên Sauce dừng bước, Merkin cũng dừng lại theo, đám người phía sau cũng đều đứng lại, người thứ năm không kịp dừng bước, bất cần đụng vào người đứng trước. Người thứ tư đi trên con đường nguy hiểm này suốt một quãng thời gian dài, vốn đã mỏi gối trùn chân, bị chạm vào một cái, liền loạt xoạt nghiêng đầu sang bên không có vách đá. Merkin vươn tay ra, không cần quay đầu lai đã kéo người thứ tư về, đồng thời nói, rơi xuống là chết chắc đấy, tự chú ý đi. Sos nói, xem ra đã tới rồi. Merkin ngoảnh đầu, lần này thì đúng là thê thảm. Chỉ thấy phía trước cái khe khổng lồ tăm tối, hai cây trụ sắt cắm sâu vào vách đá, nhưng xích sắt bên trên đứt từ đời nào, không biết đã rơi đi đâu mất. Sos sờ soạn cây trụ sắt nói, những đầu sắt này chắc là đã phết lên một lớp vật liệu trồng dỉ nhân tạo, một ngàn năm rồi mà vẫn không thay đổi gì cả. Ừm, vết cắt phẳng lắm, xem ra sợi dây xích duy nhất nối liền đại hiệp cốc này đã bị người ta phá hoại rồi. Nhìn dấu vết chỗ đứt đoạn, có lẽ là cổ nhân từ ngàn năm trước gây ra, khi ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Kin nói với người đứng sau lưng, Mark, bắn một quả pháo tín hiệu đi, xem tình thế xung quanh thế nào. Pháo sáng lập lòe bay lên, chiếu rọi đại hiệp cốc tối tăm rõ như ban ngày, nhưng phạm vi chiếu sáng cũng rất có hạn, nên đại hiệp gốc không rõ sâu rộng thế nào này vẫn ẩn dung mạo của mình trong bức màn đen tối. Merkin không nén nổi kinh ngạc thốt lên, khen nứt rộng quá, không ngờ lại chẳng nhìn được bờ đối diện nữa. Sos đề nghị, bắn thêm mấy phát nữa xem, hình như tôi vừa thấy cái gì đó. Lại có mấy quả pháo sáng nữa được bắn ra, Merkin lắc đầu, vẫn chẳng thấy gì cả mà. Sos cố giữ bình tĩnh, nói, tôi thấy rồi. Merkin vội hỏi, anh trông thấy gì? Y hiểu rõ, sau có đôi mắt cảo loài cú vọ, thị lực trong bóng tối tốt hơn người bình thường rất nhiều.